để cho nạp lan vân tuyết yên tâm một số nạp lan vân tuyết dò xét la quân nói ra ngươi là nhân loại la quân nói ra nói nhảm nạp lan vân tuyết nói ra ngươi là ai sao lại ở chỗ này lại vì sao như thế chi xảo xuất hiện liên quan gì đến ngươi a à? la quân nói ra ngươi này nương môn lão tử lại không tìm ngươi muốn vùng đồ vật ngươi làm tốt giống thẩm vấn phạm nhân giống như nhắm chúng lão tử lửa liền đem ngươi ném ra bên ngoài để mấy cái kia yêu hoàng tìm tới ngươi, đưa ngươi tinh nguyên toàn bộ hút sạch. Ngươi vậy sư muội ta có thể thấy rõ ràng, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, lập tức liền bị hút thành thây khô. Ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi thành thây khô, còn có đẹp hay không? Ngươi, nạp lan vân viết thật đúng là có chút sợ, nàng lập tức nói, thật có lỗi, là ta đang nghi. Là quần nói ra, ai, nơi này cũng thật sự là nhàm chán. Ta vốn là ở chỗ này tránh được thật tốt, hiện tại xem như bị nhớ thương phía trên. Đều là các ngươi những người này tại hỏa. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta gọi Nạp Lan Vân Tuyết là Ngọc Thanh Môn Thánh Nữ. Còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngươi muốn biết ta kêu cái gì? Là quân nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, cười ha ha, hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết có chút buồn bực, nàng theo rồi nói ra, không muốn nói coi như. Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho người ta lai lịch. Là quân nói ra, nạp lan vân tuyết không khỏi đỏ bừng mặt nàng có chút tức giận nói ra các hạ cũng là nhất đại tông sư cao thủ như thế nào như thế mở miệng ngả ngớn đây không phải ngươi phải có cảnh giới vẫn là các hạ tại che giấu cái gì la quân nghe vậy nhất thời hơi hơi run lên cô gái nhỏ này tính cảnh giác thật đúng là rất cao a à. la quân cũng ý thức được chính mình tựa hồ là diễn có chút quá hắn phản ứng gì nhanh chóng lập tức nói ra ngươi tiểu cô nương này biết cái gì a à người muốn là bị vây ở chỗ này mấy chục năm, người cũng hội nhàm chán như vậy. Ngài ở chỗ này khốn mấy chục năm, nạp lan vân tuyết bị kinh ngạc, nói ra. Là quân nói ra, đúng a, à, ta vốn là hắn thế giới người, phía tây vương giới người biết a. À. Nạp lan vân tuyết nói ra, cái này ta biết. Là quân nói ra, ta là từ phía tây vương giới lòng đất tiến đến, lúc đó tránh né cửu nhân truy sát. Không biết làm sao làm, đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi đây các hạ, người có thể theo ta ngọc thanh môn chỗ rời đi nơi này a? À? nạp lan vân tuyết lập tức nói. la quân im lặng nhìn nạp lan vân tuyết liếc một chút, nói ra, các ngươi là theo chỗ lối đi xuống tới. ta nào biết các ngươi thông đạo ở đâu? phía dưới này phức tạp cực kỳ, khác xem các ngươi xe nhẹ đường quen. Là quân lời này không là nói dối, bọn họ ban đầu ở phía tây vương giới bị khốn trụ về sau vẫn không thể đi lên, bởi vì tìm không thấy xuất khẩu mà lần này là quân chỗ lấy có thể cùng theo vào, cũng là tìm tới Ngọc Thanh Môn lưu lại cửa vào. Nạp Lan Vân Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, mà La Quân lúc này muốn lại đi ra lại cũng không dễ dàng, đây là hắn sau khi đi vào mới phát hiện vấn đề, nhưng La Quân cũng biết, Nạp Lan Vân Tuyết khẳng định là biết rõ nói sao ra ngoài. Bất quá dưới mắt, tầng 15 địa ngục đã bị bố trí xuống kết giới, tạm thời muốn rời đi là không thể nào. La Quân là hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn lúc này muốn làm là trước lấy được nạp lan vân tuyết tín nhiệm theo nạp lan vân tuyết trung sáo ra nhiều bí mật hơn la quân cũng không cảm thấy nắm giữ nạp lan vân tuyết sinh tử liền có thể đi uy ngọc thanh môn cao tầng ngọc thanh môn cao tầng đoán chừng cũng sẽ không nhìn nhiều nạp lan vân tuyết liếc một chút một đại môn phái điểm ấy quyết đoán vẫn là có uy được bọn họ quan trọng đồ vật bọn họ không có gì là không bỏ nổi chết một cái nạp lan vân tuyết lại tính được cái gì La Quân nhất định phải nắm giữ Ngọc Thanh Môn không thể bỏ qua đồ vật, như thế mới tính có đàm phán điều kiện. "Các hạ, xưng hô như thế nào?" Nạp Lan Vân Tuyết lần nữa hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, "Ta gọi Lâm Phong, trước kia tại trung ương thế giới pha trộn, về sau chạy tới phía Tây Vương giới đùa giỡn Athena, sau đó liền bị bọn họ đuổi tới địa ngục tầng 18." Đùa giỡn Athena nạp lan vân tuyết trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét đúng vậy a à, ta nghe nói nàng là trí tuệ nữ thần mỹ mạo phi phàm là quân đương nhiên nói ra người nói nữ nhân sinh được xinh đẹp còn không phải cho nam nhân nhìn không phải vậy lời nói phân cái gì đẹp xấu đâu cái kia athena cũng là thật nhỏ mọn ai nạp lan vân tuyết đối là quân sinh ra cảnh giác nàng nói ra nhưng các hạ phải hiểu tối thiểu tôn trọng là quân nói ra nữ nhân là muốn lấy ra đau không phải lấy ra tôn trọng." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Ngươi, nàng cảm thấy nếu không phải mắt xuống tình huống đặc thù, đều không muốn ý cái này kẻ xấu xa." La Quân cười ha ha, nói ra, "Chán ghét ta, ngươi có thể rời đi a. À. Nhưng là ta không bảo đảm ta lần sau còn cứu ngươi." Lão tử mới vừa rồi là bởi vì xem các ngươi chỗ đó náo nhiệt, đi tham gia náo nhiệt mà thôi. "Nào biết được các ngươi trước dùng động thiên bao phủ, sau đó lại tới bốn cái yêu hoàng" ta cứu ngươi, dù sao cũng là nhìn ngươi xinh đẹp, thuận tay sự tình. Muốn ta lại bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi, vậy ta cũng không làm. Hắn lúc này càng là biểu hiện được ân cần, là quần càng để nạp lan vân tuyết sinh nghi. Cho nên, hắn dứt khoát biểu hiện được chán ghét một số. Nạp lan vân tuyết dù sao không là tiểu cô nương, lúc này đương nhiên sẽ không tùy hứng chạy đi. Cái kia nhưng là chân chính nguy cơ tứ phía, ra ngoài thì chết. Nạp lan vân tuyết ngẫm lại, nói ra, Lâm Công Tử. Gọi Phong ca ca, là quần chứng chạc đàng hoàng nói ra, Lâm Công Tử nghe thái sinh sơ, không có chút nào thân mật. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng tức giận, nàng răng ngà thầm cắm, thầm nghĩ, ai muốn theo người cái kẻ xấu xa thân mật. Lâm Công Tử, Nạp Lan Vân Tuyết kiên trì nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát ly hiểm cảnh, ta thì mang ngươi rời đi cái này địa ngục chi địa. Là quần nói ra, ngươi có không có có chút lương tâm a? À, ta cứu ngươi mệnh, Ngươi còn nói điều kiện với ta Lại nói, còn thoát ly cái giam A Kết giới đều phong kín Chờ xem, chờ ngươi sư phụ bọn họ Tới cứu ngươi đi Chờ bọn hắn đến, đoán chừng bên này Mai phục đều làm tốt, đến lúc đó Sư phụ ngươi cũng là đường chết một đầu Ngươi nói cái gì Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy thân thể Mềm mại lớn rung động Ngươi có phải hay không biết cái gì Nạp Lan Vân Tuyết gấp giọng hỏi La Quân Ngươi gọi ta một tiếng phong ca ca Ta liền nói cho ngươi La Quân Bình chân như vậy nói ra. Phong ca ca, nạp lan vân tuyết nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra, cái này không được. Hắn sờ mũi một cái, nói ra, người cái này làm đến giống như muốn ăn ta cũng như thế, muốn ẩn ý đưa tình, ôn nhu một chút. Nạp lan vân tuyết ngược lại là có quyết đoán, nàng trong lòng tức giận, nhưng lập tức chuyển đổi biểu lộ, ôn nhu nói, phong ca ca. Kêu một tiếng này thật đúng là ôn nhu, lập tức để La Quân nổi ra gà muốn là tiểu sơ ca đến, nói không chừng có thể làm chàng cho phun. La quân cười ha ha một tiếng, hắn vẫn cảm thấy thật có ý tứ. Trêu chọc loại này cấm dục nữ thần, vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Đương nhiên, La quân biết có một số việc nhi cần có chừng có mực. Nạp lan vân tuyết sắc mặt lập tức lần nữa biến đến băng lãnh, đến cùng, người biết thứ gì. La quân nói ra, ta biết, không nhiều hơn ngươi. Ngươi đùa bỡn ta, nạp lan vân tuyết không khỏi nổi giận. Là quân nói ra, nhưng ta đầu so ngươi tốt khiến cho, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ thật kỹ, bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn giết các ngươi? Giết các ngươi, cho bọn hắn có thể mang đến chỗ tốt gì? Nếu như chỉ là đơn thuần gây thù hằn, cây ngọc thanh môn mạnh như vậy địch, cái này tứ đại yêu hoàng hẳn là không bệnh a. À. Cho nên ta suy đoán, bọn họ giết các ngươi, hoặc là vây khốn các ngươi, chính là vì dẫn phía trên người xuống tới, sau đó trừ rơi. Trừ điểm này, ta nghĩ không ra khác đáp án tới. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, chỉ bằng bọn họ, cái này tứ đại yêu hoàng ở trước mặt ta coi như nhân vật, nhưng sư phụ ta chỉ muốn xuất thủ, bọn họ căn bản không đáng chú ý, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. La Quân nói ra, sự tình ra tất có nguyên nhân, bọn họ đã làm như thế, thì tất có mưu đồ, hiểu chưa? Nạp Lan Vân Tuyết rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta phải đi tra rõ ràng, đến cùng bọn họ tại sao muốn làm như thế la quân nói ra làm sao cha nạp lan vân tuyết nhất thời khó khăn nàng sau đó nhìn về phía la quân nói ra ta cần các hạ hỗ trợ la quân nhất thời thì cười nói ra ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ loại này rơi đầu sự tình ngươi để cho ta cho ngươi hỗ trợ ta chết ngươi hồi vì ta rơi một nước mắt sao ngươi hội cảm niệm ta được không ngươi không biết ngươi còn sẽ cảm thấy ta là ngốc hiếu cho nên ta tại sao phải giúp ngươi chẳng lẽ ngươi thì không muốn rời đi nơi này sao nạp lan vân tuyết nói ra la quân nói ra ta muốn rời khỏi nơi này a à, nhưng ta không muốn chết ở chỗ này ta đoán chừng a à, bọn họ cùng sư phụ ngươi không oán không cừu mục tiêu cũng không phải sư phụ ngươi bọn họ muốn trước dẫn dụ mấy cái xuống tới giết sau đó mới công đi lên đến lúc đó ta đục nước béo cò theo đi lên không là tốt rồi ngươi nói cái gì Người ý nghĩ này thật đúng là điên cuồng, đó căn bản không có khả năng, nạp lan vân tuyết nói ra. Là quân nói ra, ai, nói cho ngươi cũng không hiểu. Não tử là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tuy nhiên ta cũng không có đi điều tra, nhưng là căn cứ nào đó cái thế giới toàn cục theo pháp tắc để phán đoán, ta mới vừa nói rất có thể là thật. Nói thế nào, nạp lan vân tuyết nói ra. Là quân nói ra, đầu tiên ta hỏi ngươi, lòng đất này tầng 18, người đều giải sao. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta không hiểu, ta đến qua sâu nhất địa phương cũng là cái này tầng 15. La Quân nói ra, cho nên, cái này địa ngục tầng 18 đến cùng ẩn tàng bao sâu bí mật, chúng ta cũng không biết. Dù sao theo ta được biết, tại phía tây vương giới trong địa ngục, thì ẩn tàng một cái gia hỏa. Tên kia là tiên giới ma quân, cùng thiên quân nổi danh tồn tại. Như vậy, ở chỗ này, chưa hẳn liền không có lợi hại như vậy tồn tại. Hôm nay những cái kia yêu hoàng trực tiếp giết người, vậy nói rõ bọn họ không phải đối với các người có mưu đồ, phải có điều đồ, quả quyết sẽ không dễ dàng giết người. Các ngươi nói rõ là chạy không thoát. Là quân đón đến, nói ra đã đối với các ngươi không có có mưu đồ, cái kia toàn tính cũng là ngọc thanh trong cửa, giết các ngươi, dẫn phía trên người xuống tới, sau đó giết chết. Đợi đến nhất định thời điểm phản công, bất cứ chuyện gì đều sẽ có mục đích ở phía dưới người sinh ra ý nghĩ thời điểm bọn họ mục đích là cái gì? Là chúng ta tư nguyên, lực lượng, là thế giới bên ngoài dụ hoặc, nạp lan vân tuyết nói ra. Cuối cùng ngươi còn không có mốc đến nhà bà ngoại, đương nhiên, trở lên đủ loại, toàn bộ đều là ta phỏng đoán. Đến cùng là cái tình huống như thế nào, cái kia còn nói không chính xác. Là quân theo rồi nói ra. Nạp lan vân tuyết nói ra, không được, ta nhất định phải đi tra rõ ràng. Việc này quá lớn, nếu như ngươi phỏng đoán là thật, ta nhất định muốn hướng sư môn truyền lại tin tức. Việc này chính là việc quan hệ toàn bộ Ngọc Thanh thế giới sinh linh an nguy. Nếu là những yêu ma này thật công chiếm Ngọc Thanh môn, cái kia toàn bộ Ngọc Thanh thế giới đều sẽ máu chảy thành sông. Nàng sau đó nói với La Quân, liên quan đến thương sinh an nguy, các hạ đã cũng là loài người, làm vì nhân loại ra một phần lực, đúng không? La Quân cười ha ha, nói ra, ta chính là cái lãng tử, khắp nơi thương sinh, tại ta trong mắt đều là thiên đạo vận số. Ngươi muốn ta vì những thứ này đi hy sinh tánh mạng, quá buồn cười đi. Ta không đi. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi im lặng, nàng nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta. La Quân nói ra, ngươi không muốn làm đến giống như ta rất không giảng đạo lý có được hay không. Đây là rơi đầu đại sự, chúng ta đổi chỗ mà xử, ta tại cái nguy hiểm địa phương, ngươi cứu ta. Sau đó ta còn muốn kéo ngươi đi chịu chết, ngươi không đi, ta còn nói ngươi người này không có lương tâm, lãnh huyết ngươi sướng hay không ta nạp lan vân tuyết nói ra chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngày khác chúng ta lại thấy ánh mặt trời ngọc thanh môn tất có hậu báo la quân nói ra vậy cũng phải có mệnh cầm mới được như vậy đi nói những cái kia xa chỗ tốt không thực tế ngươi xem một chút ngươi có chỗ tốt gì trước cho ta nạp lan vân tuyết trầm ngâm một cái trước mắt lập tức liền đem địa hoàng cầm lấy ra nói ra đây là thượng phẩm đạo khí ta có thể tặng cho ngươi là quân mắt nhìn cái kia địa hoàng cầm, sau đó nói, cái này muốn cùng đi hợp tác nguy hiểm sự tình, ta trước tiên đem người pháp khí cầm, đây không phải tìm đường chết sao. Nạp Lan Vân Tuyết ngẩn ngơ. Là quân đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, muốn không dạng này, ngươi ngủ cùng ta một giấc, chúng ta trước khoái hoạt khoái hoạt, sau đó ta đây cũng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cúng phong lưu A. À. Người vô sỉ, Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời nổi giận. Là quân cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta chính là muốn ngươi ngủ với ta, ngươi liền nói ta vô sỉ. Ngươi kéo ta đi chịu chết, ngươi thì không vô sỉ. Ngươi, Nạp Lan Vân Tuyết khó thở. Đây tuyệt đối không được, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta chính là Ngọc Thanh môn thánh nữ, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ. La Quân im lặng nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, nói ra, các ngươi là theo chỗ lối đi xuống tới. Ta nào biết các ngươi thông đạo ở đâu, phía dưới này phức tạp cực kỳ khác xem các người xe nhẹ đường quen La Quân lời này không là nói dối, bọn họ ban đầu ở phía tây vương giới bị khốn trụ về sau vẫn không thể đi lên, bởi vì tìm không thấy xuất khẩu, mà lần này La Quân chỗ lấy có thể cùng theo vào cũng là tìm tới Ngọc Thanh môn lưu lại cửa vào. Nạp Lan Vân Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, mà La Quân lúc này muốn lại đi ra lại cũng không dễ dàng, đây là hắn sau khi đi vào mới phát hiện vấn đề, nhưng La Quân cũng biết. Nạp Lan Vân Tuyết khẳng định là biết rõ nói sao ra ngoài. Bất quá dưới mắt, tầng 15 địa ngục đã bị bố trí xuống kết giới, tạm thời muốn rời đi là không thể nào. La Quân là hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn lúc này muốn làm là trước lấy được Nạp Lan Vân Tuyết tín nhiệm. Theo Nạp Lan Vân Tuyết trung sáo ra nhiều bí mật hơn. La Quân cũng không cảm thấy nắm giữ Nạp Lan Vân Tuyết sinh tử, liền có thể đi uy Ngọc Thanh Môn cao tầng. Ngọc Thanh Môn cao tầng đoán chừng cũng sẽ không nhìn nhiều Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút một đại môn phái điểm ấy quyết đoán vẫn là có uy được bọn họ quan trọng đồ vật bọn họ không có gì là không bỏ nổi chết một cái nạp lan vân tuyết lại tính được cái gì la quân nhất định phải nắm giữ ngọc thanh môn không thể bỏ qua đồ vật như thế mới tính có đàm phán điều kiện các hạ xưng hô như thế nào nạp lan vân tuyết lần nữa hỏi la quân la quân nhìn về phía nạp lan vân tuyết hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra ta gọi lâm phong trước kia tại trung ương thế giới pha trộn. Về sau chạy tới phía tây vương giới đùa giỡn Athena, sau đó liền bị bọn họ đuổi tới địa ngục tầng 18. Đùa giỡn Athena, nạp lan vân tuyết trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét. Đúng vậy a, à, ta nghe nói nàng là trí tuệ nữ thần, mỹ mạo phi phàm. Là quân đương nhiên nói ra, người nói, nữ nhân sinh được xinh đẹp, còn không phải cho nam nhân nhìn. Không phải vậy lời nói, phân cái gì đẹp xấu đâu. Cái kia Athena cũng là thật nhỏ mọn, ai. Nạp Lan Vân Tuyết đối là quân sinh ra cảnh giác, nàng nói ra, nhưng các hạ phải hiểu tối thiểu tôn trọng. La Quân nói ra, nữ nhân là muốn lấy ra đau, không phải lấy ra tôn trọng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ngươi, nàng cảm thấy nếu không phải mắt xuống tình huống đặc thù, đều không muốn ý cái này kẻ xấu xa. La Quân cười ha ha, nói ra, chán ghét ta, ngươi có thể rời đi a. À? nhưng là ta không bảo đảm ta lần sau còn cứu ngươi lão tử mới vừa rồi là bởi vì xem các ngươi chỗ đó náo nhiệt đi tham gia náo nhiệt mà thôi nào biết được các ngươi trước dùng động thiên bao phủ sau đó lại tới bốn cái yêu hoàng ta cứu ngươi dù sao cũng là nhìn ngươi xinh đẹp thuận tay sự tình muốn ta lại bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi vậy ta cũng không làm hắn lúc này càng là biểu hiện được ân cần liền sẽ càng để nạp lan vân tuyết sinh nghi cho nên Hắn dứt khoát biểu hiện được chán ghét một số. Nạp Lan Vân Tuyết dù sao không là tiểu cô nương, lúc này đương nhiên sẽ không tùy hứng chạy đi. Cái kia nhưng là chân chính nguy cơ tứ phía, ra ngoài thì chết. Nạp Lan Vân Tuyết ngẫm lại, nói ra, Lâm công tử. Gọi Phong ca ca, là quần chứng trạc đàng hoàng nói ra, Lâm công tử nghe thái sinh sơ, không có chút nào thân mật. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng tức giận, nàng răng ngà thầm cắm, thầm nghĩ, Ai muốn theo người cái kẻ xấu xa thân mật. Lâm công tử, Nạp Lan Vân Tuyết kiên chỉ nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát ly hiểm cảnh, ta thì mang ngươi rời đi cái này địa ngục chi địa. La Quân nói ra, ngươi có không có có chút lương tâm a, à, ta cứu ngươi mệnh, ngươi còn nói điều kiện với ta. Lại nói, còn thoát ly cái giam a, à, kết giới đều phong kín. Chờ xem, chờ ngươi sư phụ bọn họ tới cứu ngươi đi. Chờ bọn hắn đến, đoán chừng bên này mai phục đều làm tốt đến lúc đó sư phụ ngươi cũng là đường chết một đầu. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy thân thể mềm mại lớn rung động. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Nạp Lan Vân Tuyết gấp giọng hỏi La Quân. Ngươi gọi ta một tiếng Phong ca ca, ta liền nói cho ngươi. La Quân bình chân như vậy nói ra. Phong ca ca, Nạp Lan Vân Tuyết nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra, cái này không được, hắn sờ mũi một cái, nói ra người cái này làm đến giống như muốn ăn ta cũng như thế, muốn ẩn ý đưa tình, ôn nhu một chút. Nạp Lan Vân Tuyết ngược lại là có quyết đoán, nàng trong lòng tức giận, nhưng lập tức chuyển đổi biểu lộ, ôn nhu nói, phong ca ca. Kêu một tiếng này thật đúng là ôn nhu, lập tức để La Quân nổi ra gà. Muốn là tiểu sơ ca đến, nói không chừng có thể làm chàng cho phun. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn vẫn cảm thấy thật có ý tứ. Trêu chọc loại này cấm dục nữ thần, vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Đương nhiên, là quân biết có một số việc nhi cần có chừng có mực. Nạp Lan Vân Tuyết sắc mặt lập tức lần nữa biến đến băng lãnh, đến cùng, người biết thứ gì. Là quân nói ra, ta biết, không nhiều hơn ngươi. Ngươi đùa bẩn ta, Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi nổi giận. Là quân nói ra, nhưng ta đầu so ngươi tốt khiến cho, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ thật kỹ, bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn giết các ngươi. Giết các ngươi, cho bọn hắn có thể mang đến chỗ tốt gì. Nếu như chỉ là đơn thuần gây thù hằn, cây ngọc thanh môn mạnh như vậy địch, cái này tứ đại yêu hoàng hẳn là không bệnh A. À. Cho nên ta suy đoán, bọn họ giết các ngươi, hoặc là vây khốn các ngươi. Chính là vì dẫn phía trên người xuống tới, sau đó trừ rơi. Trừ điểm này, ta nghĩ không ra khác đáp án tới. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, chỉ bằng bọn họ, cái này tứ đại yêu hoàng ở trước mặt ta coi như nhân vật nhưng sư phụ ta chỉ muốn xuất thủ, bọn họ căn bản không đáng chú ý, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. La Quân nói ra, sự tình ra tất có nguyên nhân, bọn họ đã làm như thế, thì tất có mưu đồ, hiểu chưa? Nạp Lan Vân Tuyết rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta phải đi tra rõ ràng, đến cùng bọn họ tại sao muốn làm như thế. La Quân nói ra, làm sao cha? Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời khó khăn, nàng sau đó nhìn về phía la quân nói ra ta cần các hạ hỗ trợ la quân nhất thời thì cười nói ra ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ loại này rơi đầu sự tình ngươi để cho ta cho ngươi hỗ trợ ta chết ngươi hồi vì ta rơi một nước mắt sao ngươi hội cảm niệm ta được không ngươi không biết ngươi còn sẽ cảm thấy ta là ngốc hiếu cho nên ta tại sao phải giúp ngươi chẳng lẽ ngươi thì không muốn rời đi nơi này sao nạp lan vân tuyết nói ra la quân nói ra ta muốn rời khỏi nơi này a à, nhưng ta không muốn chết ở chỗ này ta đoán chừng a à, bọn họ cùng sư phụ ngươi không oán không cừu mục tiêu cũng không phải sư phụ ngươi bọn họ muốn trước dẫn dụ mấy cái xuống tới giết sau đó mới công đi lên đến lúc đó ta đục nước béo cỏ theo đi lên không là tốt rồi ngươi nói cái gì ngươi ý nghĩ này thật đúng là điên cuồng đó căn bản không có khả năng nạp lan vân tuyết nói ra Là quân nói ra ai, nói cho ngươi cũng không hiểu. Não tử là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tuy nhiên ta cũng không có đi điều tra, nhưng là căn cứ nào đó cái thế giới toàn cục theo pháp tắc để phán đoán, ta mới vừa nói rất có thể là thật. Nói thế nào, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. Là quân nói ra, đầu tiên ta hỏi ngươi, lòng đất này tầng 18, ngươi đều giải sao? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta không hiểu, ta đến qua sâu nhất địa phương cũng là cái này tầng 15. Là quân nói ra, cho nên, cái này địa ngục tầng 18 đến cùng ẩn tàng bao sâu bí mật, chúng ta cũng không biết. Dù sao theo ta được biết, tại phía tây vương giới trong địa ngục, thì ẩn tàng một cái ra hỏa. Tên kia là tiên giới ma quân, cùng thiên quân nổi danh tồn tại. Như vậy, ở chỗ này, chưa hẳn liền không có lợi hại như vậy tồn tại. Hôm nay những cái kia yêu hoàng trực tiếp giết người, vậy nói rõ bọn họ không phải đối với các người có mưu đồ, phải có điều đồ, quả quyết sẽ không dễ dàng giết người các ngươi nói rõ là chạy không thoát. La Quân đón đến, nói ra, đã đối với các ngươi không có có mưu đồ, cái kia toàn tính cũng là Ngọc Thanh trong cửa. Giết các ngươi, dẫn phía trên người xuống tới, sau đó giết chết. Đợi đến nhất định thời điểm, phản công, bất cứ chuyện gì đều sẽ có mục đích, ở phía dưới người sinh ra ý nghĩ thời điểm, bọn họ mục đích là cái gì? Là chúng ta tư nguyên, lực lượng, là thế giới bên ngoài dụ hoặc, nạp lan vân tuyết nói ra. Cuối cùng ngươi còn không có mốc đến nhà bà ngoại. Đương nhiên, trở lên đủ loại, toàn bộ đều là ta phỏng đoán. Đến cùng là cái tình huống như thế nào, cái kia còn nói không chính xác. La Quân theo rồi nói ra. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, không được, ta nhất định phải đi tra rõ ràng. Việc này quá lớn, nếu như ngươi phỏng đoán là thật, ta nhất định muốn hướng sư môn truyền lại tin tức. Việc này chính là việc quan hệ toàn bộ Ngọc Thanh thế giới sinh linh an nguy nếu là những yêu ma này thật công chiếm ngọc thanh môn cái kia toàn bộ ngọc thanh thế giới đều sẽ máu chảy thành sông nàng sau đó nói với la quân liên quan đến thương sinh an nguy các hạ đã cũng là loài người làm vì nhân loại ra một phần lực đúng không la quân cười ha ha nói ra ta chính là cái lãng tử khắp nơi thương sinh tại ta trong mắt đều là thiên đạo vận số ngươi muốn ta vì những thứ này đi hy sinh tánh mạng quá buồn cười đi ta không đi Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi im lặng, nàng nói ra, người muốn như thế nào mới có thể giúp ta. La Quân nói ra, người không muốn làm đến giống như ta rất không giảng đạo lý có được hay không. Đây là rơi đầu đại sự, chúng ta đổi chỗ mà xử, ta tại cái nguy hiểm địa phương, người cứu ta. Sau đó ta còn muốn kéo người đi chịu chết, người không đi, ta còn nói người người này không có lương tâm, lãnh huyết. Ngươi sướng hay không? Ta, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, Ngày khác chúng ta lại thấy ánh mặt trời, Ngọc Thanh môn tất có hậu báo. La Quân nói ra, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Như vậy đi, nói những cái kia xa chỗ tốt không thực tế, ngươi xem một chút ngươi có chỗ tốt gì trước cho ta. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm một cái trước mắt, lập tức liền đem địa hoàng cầm lấy ra, nói ra, đây là thượng phẩm đạo khí, ta có thể tặng cho ngươi. La Quân mắt nhìn cái kia địa hoàng cầm, sau đó nói, cái này muốn cùng đi hợp tác nguy hiểm sự tình ta trước tiên đem người pháp khí cầm, đây không phải tìm đường chết sao? Nạp Lan Vân Tuyết ngẩn ngơ, La Quân đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, muốn không dạng này, ngươi ngủ cùng ta một giấc, chúng ta trước khoái hoạt khoái hoạt, sau đó ta đây cũng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cúng phong lưu a, à. ngươi vô sỉ, Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời nổi giận, La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là muốn ngươi ngủ với ta, ngươi liền nói ta vô sỉ, ngươi kéo ta đi chịu chết người thì không vô sỉ. Ngươi, nạp lan vân tuyết khó thở. Đây tuyệt đối không được, nạp lan vân tuyết nói ra, ta chính là Ngọc Thanh môn thánh nữ, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ. Là quân nói ra, vì thương sinh, ngươi để cho ta hiến mệnh. Vậy ngươi vì thương sinh, cũng có thể hiến thân thể mà. Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta đi tra rõ ràng về sau, ta cùng ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra cái kia làm sao có thể. La Quân nói ra, vạn nhất đi, trực tiếp bị bắt, vậy coi như người nào. Nạp Lan Vân Tuyết nổi nóng nói, đầu óc người bên trong liền không thể muốn chút khác đồ vật. La Quân nói ra, không thể. Hắn theo rồi nói ra, thực đi, người bây giờ vây ở ta linh hồn trong tinh thạch, ta thật muốn dùng sức mạnh, người cũng ngăn cản không. Nạp Lan Vân Tuyết trầm mặc đi xuống. La Quân cũng sẽ không nói, chỉ là bình chân như vậy ở một bên khẽ hát. Tốt, Ta đáp ứng ngươi." Nạp Lan Vân Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng một cái, đáp ứng. Là Quân nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi nằm xuống đi." Nạp Lan Vân Tuyết vẫn thật là nằm xuống, chỉ là nàng ánh mắt chỗ sâu giấu giếm sát cơ. Nàng dự định đối là Quân dùng thủ đoạn cưỡng chế, lúc này thỏa hiệp bất quá là một loại sách lược. Là Quân là nhân tinh, chỗ đó có thể nhìn không ra. Hắn khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời nạp lan vân tuyết thì nằm tại biển linh hồn bên trong la quân đứng ở trước mặt nàng tỉ mỉ dò xét nạp lan vân tuyết nhắm mắt lại la quân tay chậm rãi nhô ra đột nhiên thì trèo lên nàng mẫn cảm mềm mại nạp lan vân tuyết thân thể mềm mại kịch chấn nàng chưa bao giờ bị người dạng này mạo phạm qua mà la quân hiển nhiên không phải thật sự muốn đem nạp lan vân tuyết như thế nào chỉ bất quá hắn muốn trước đánh tan cái này lãnh ngạo nữ nhân phòng ngự Nạp Lan Vân Tuyết thân thể run rẩy, nhưng nàng không làm bất luận cái gì phản kháng. La Quân cúi trên người, hắn bắt lấy Nạp Lan Vân Tuyết tay. Trong chấp nhóm này, Nạp Lan Vân Tuyết hòa La Quân đồng thời xuất thủ. Nạp Lan Vân Tuyết muốn lập tức chế trụ La Quân, nhưng La Quân càng nhanh một bước. Hắn đồng thời tế ra trí thiên thần tác. Linh hồn chi lực cùng trí thiên thần tác cùng một chỗ thi triển. Chỉ trong tích tắc, liền đem Nạp Lan Vân Tuyết bó chặt chẽ vững vàng. Nạp Lan Vân Tuyết nếu là phòng bị la quân, nhất định sẽ không bị la quân một chiêu chế trụ. Giờ phút này, Nạp Lan Vân Tuyết hoảng hốt không thôi. Nàng đã ý thức được cái này trí thiên thần tác chỗ lợi hại. Nàng càng giấy ruộng, trí thiên thần tác liền sẽ càng phát ra khảm vào đến nàng huyết nhục bên trong, đây là rất khủng bố. La quân lúc này mới đứng lên, mỉm cười. Người có ý tứ gì? Nạp Lan Vân Tuyết giận giữ mắng mỏ La quân. La quân cười ha ha, nói ra, Nạp Lan Vân Tuyết, người đừng giả bộ. Nếu không phải ta xuất thủ mau một chút, hiện tại chính là ta thua ở tay ngươi chơi ngươi nhóm Ngọc Thanh môn nhân hành sự còn thật coi trọng a, à, ta cứu ngươi, ngươi ngược lại muốn hại ta. Đó là bởi vì ngươi vô sỉ. Nạp Lan Vân Tuyết gặp sự tích bại lộ, lập tức yêu kiều. La Quân nói ra, ta làm sao vô sỉ, ta buộc ngươi sao, ngươi cầu ta làm việc, mà lại là xử lý hung hiểm sự tình. Ta tự nhiên nên ra điều kiện, ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta cũng không ép ngươi. Này làm sao thì vô sỉ, mà lại, ta còn cứu ngươi, ta là người ân nhân cứu mạng. Ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ cùng ta lẽ thẳng khí hùng. Ngươi, nạp lan vân tuyết cũng là bị la quân tức giận đến nói không ra lời. Ta cái gì ta, đừng tưởng rằng đạo lý đều theo họ ngươi. Ngươi cái này nói đến bầu trời, đều là ngươi không chiếm ý. Mua bán tự do, ngươi có thể không đáp ứng. Nhưng ngươi cũng đừng lại hại ta, sau cùng trái lại còn nói là ta vô sỉ, là ta không đúng. Đây con mẹ nó, ta đúng vậy ăn ngươi một bộ này. Sau đó, là quân nói ra, hai ta hiện tại nhất phách lưỡng tán, ta ném ngươi ra ngoài. Ngươi khác tới tìm ta, có thể đừng nói ta vô sỉ. Ta thả ngươi ra ngoài thời điểm, sẽ đem trí thiên thần tác thu hồi. Chúng ta các đi các đạo. Hắn nói xong cũng trực tiếp di động linh hồn tinh thạch đến cái kia la sát yêu ma lỗ tai chỗ, sau đó nhất trưởng đem nạp lan vân tuyết đẩy ra đi. Sau đó, là quân hóa thành linh hồn ô quang, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn rời khỏi, mà chính là giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Nạp lan vân tuyết mất đi linh hồn ô quang che chở, lập tức cũng cảm giác được chính nàng tựa như là bại lộ tại trước mặt mọi người. Lúc này, nạp lan vân tuyết ở trong vùng hoang dã, nàng cảm nhận được cường đại thần niệm ngay tại bắn phá. Cái này địa ngục chính là tứ đại yêu hoàng địa bàn, một điểm không hài hòa, bọn họ đều có thể phát giác ra được. Các yêu ma ăn một loại đặc chế âm thổ liền có thể trưởng thành. Mà âm khí vần quanh phía dưới, nạp lan vân tuyết thì lộ ra phá lệ nhô lên. Cái này một cái chớp mắt, nạp lan vân tuyết cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái kia thần niệm bắn phá xuống, nàng lập tức liền biết mình đã bị yêu hoàng nhóm phát hiện. Nạp lan vân tuyết thân hình lấp lóe liền lập tức đào tẩu la quân lập tức xuất hiện theo sát về sau nói ra nạp lan cô nương người cho rằng ngươi trốn được sao có cần hay không ta cứu ngươi không cần lời nói ta liền đi cần nạp lan vân tuyết không lo được hắn lập tức nói la quân nói ra gọi tiếng ca ca nghe một chút phong ca ca nạp lan vân tuyết lập tức nghiến răng nghiến lợi hô la quân đối cái này nạp lan vân tuyết nghiến răng nghiến lợi rất không hài lòng nhưng lúc này thật sự là trì hoãn không được bởi vì yêu hoàng nhóm đã đuổi theo. La Quân trực tiếp đem nạp lan vân tuyết bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch. Một giây sau, hắn cấp tốc độ hóa một đầu la sát yêu ma, cũng lặn nhập trong thân thể. Cái kia hỗn thế yêu hoàng đuổi tới, liền gặp trong đồng hoang chỉ có linh tinh la sát yêu ma lắc lư, lại là rốt cuộc tìm sờ không tới cái kia nạp lan vân tuyết tung tích. Hỗn thế yêu hoàng đứng thẳng địa phương, hắn thân hình cao lớn vô cùng, toàn thân áo đen, cả người uy nghiêm mà khủng bố, Hai mắt thâm thúy bên trong lộ ra tàn nhẫn. Đồng thời, cái kia Đa Mộ yêu hoàng, còn có Xanh Ô yêu hoàng, cùng Tà Ác yêu hoàng đuổi tới. Tình huống như thế nào? Xanh Ô yêu hoàng hỏi. Hỗn Thế yêu hoàng có chút nổi nóng, nói ra, rõ ràng đã cảm giác được cô nàng kia tồn tại, không biết vì cái gì, đuổi tới lại là làm sao cũng tìm không thấy. Bốn vị yêu hoàng hai mặt nhìn nhau. Cô nàng kia trước đó đào thoát thì có bí hiểm, chỉ sợ là chút ẩn tàng thủ đoạn bí pháp. Đa mộ yêu hoàng nói ra. Hỗn thế yêu hoàng nói ra, cần phải liền tại phụ cận, chúng ta thật tốt tìm xem. Đào ba thước đất, cũng phải đem nàng tìm cho ra. Phạm sao, đa mộ yêu hoàng khách khách cười một tiếng, dung mạo của nàng thật là xinh đẹp, yêu diễm. Nàng mọc ra cao hơn 2 mét, đôi chân dài, cực kỳ dụ hoặc. Đón lấy, đa mộ yêu hoàng nói ra, bắt không được thì bắt không được thôi, dù sao kết giới phong bế. Cô gái nhỏ này cũng không trốn thoát được, chỉ cần phía trên không xác định các nàng tình huống là được rồi. Ta nói chúng ta vẫn là về trước tầng 18, nhìn một chút hai vị ma quân đại nhân đi. Ta đoán chừng, Ngọc Thanh Môn chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng. Tốt à, cái kia xanh ô yêu hoàng liền nói, đa mỗ nói cũng có đạo lý, chúng ta vì cô nàng kia chậm trễ không thiếu thời gian. Dù sao kết giới phong bế liền có thể. Đi, cái này tứ đại yêu hoàng nói đi là đi nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Bọn họ đi, la sát yêu ma trong bụng, linh hồn trong tinh thạch, nạp lan vân tuyết lập tức nói. Nàng lộ ra đến lo lắng, nói ra, còn thật bị ngươi đoán đúng, 18 tầng địa ngục bên trong thật có ma quân tồn tại. La quân nói ra, cho nên, hiện tại chúng ta là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này ma quân còn có hai cái, ma quân là ai, tại trong tiên giới là cùng thiên quân một cái cấp bậc. Chúng ta tại trước mặt bọn hắn, con kiến hôi một dạng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ta muốn hướng sư phụ ta bọn họ báo động trước, bọn họ như xuống tới, nhất định sẽ chúng mai phục. La Quân nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái kia hai cái ma quân nhất định thực lực lớn đại bị hao tổn. Ừm, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ma quân là tiên giới ma quân, nhưng ta hiện tại đến xem, tựa hồ có thật nhiều ma quân bị trấn áp trên địa cầu. Không cần phải nói, năm đó Ma quân cùng Thiên quân cũng không phải ca hai tốt, mà chính là mặt đối lập. Nếu như Ma quân thực lực toàn thịnh, chỗ đó còn muốn làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, trực tiếp thì đánh lên đi. Đoán chừng, bọn họ còn cần các ngươi Ngọc Thanh môn đồ vật đến khôi phục thực lực. Cụ thể tình huống như thế nào, ta không biết, đều là phỏng đoán. Nhưng chúng ta nếu như muốn mạnh mẽ rời đi rất khó, nhất động kết giới, ngay lập tức sẽ bị yêu hoàng nhóm đuổi tới. Vậy chúng ta phải làm gì? Nạp Lan Vân Tuyết buồn rầu cùng cực, nàng nói ra, bọn họ là hữu tâm tính vô tâm, ta đoạn không thể trở thành sư môn tội nhân. Nếu là ta sư phụ vì vậy mà ra chuyện, ta đời này khó có thể bình an. La Quân nói ra, ta cũng không có gì cụ thể biện pháp tốt, bất quá, mạo hiểm thử một lần. Có lẽ có biện pháp rời đi đây. Biện pháp gì? Nạp Lan Vân Tuyết ánh mắt sáng lên. La Quân nói ra, chúng ta phía dưới 18 tầng địa ngục đi, Tìm tới tứ đại yêu hoàng vị trí. Cái kia đa mộ yêu hoàng tu vi yếu nhất, chúng ta liên thủ đánh lén, cần phải có thể bắt lấy nàng. Chúng ta trốn ở linh hồn trong tinh thạch, che giấu địch ý, nàng cần phải còn mẫn cảm giác không đến nước này. Bắt lấy đà mộ yêu hoàng, khống chế nàng, buộc nàng giúp chúng ta rời đi. Cứ như vậy, chúng ta cơ hội thì lớn hơn nhiều. Nạp Lan Vân Tuyết nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi làm. Rất nguy hiểm. La Quân nói ra, ta không đi, cái này đều là các ngươi sự tình, quan ta vung sự tình. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta có thể cùng ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói ra. La Quân nói ra, thì hiện tại. Nạp Lan Vân Tuyết cắn răng, nói ra, thì hiện tại. La Quân ngẫm lại, vẫn là khoát khoát tay, nói ra, vẫn là tính toán, cường nữ dưa không điềm. Vậy ngươi đến cùng muốn muốn như thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết hốc mắt đỏ lên, lại là châu lệ rơi nàng bắt lấy la quân tay nói ra sư phụ đợi ta ân trọng như sơn ta thịt nát xương tan khó báo một lâm công tử ta van cầu ngươi chỉ cần ngươi giúp ta lần này về sau ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi la quân trầm mặc nửa ngày sau đó thở dài nói ra ta thật sự là nghiệp chướng cứu ngươi làm cái gì hiện tại làm ta không đi còn giống như bất nhân bất nghĩa tính toán liền giúp ngươi lần này đi bất quá người phải nhớ kỹ a về sau ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ừm, đa tạ lâm công tử, nạp lan vân tuyết lập tức nói. Đi, là quân cấp tốc sông ra yêu ma thể nội, cái kia linh hồn ô quang hướng xuống mặt chui vào. Rất nhanh, là quân liền đến đến đệ thập lục tầng địa ngục, tiếp lấy lại đến thứ 17 tầng, cuối cùng đi đến 18 tầng địa ngục. Tầng tầng ở giữa, đều có quy tắc. Hư tiên cảnh cao thủ đều không thể tham phá loại này quy tắc, nhưng loại này đại quy tắc nhiều biến hóa cũng không nhiều, lại là không làm khó được La Quân. Thứ 18 tầng địa ngục, vậy thì càng thêm chống trải. Vô biên vô hạn, hắc ám tĩnh mịch, xương mù cuồn cuộn. 18 tầng địa ngục bên trong u ám một mảnh, nơi xa cũng có núi non trùng điệp. Nhưng nơi này cũng không có bất kỳ cái gì cây cối cùng thực vật. Hoang vu là nơi này chủ đề. La Quân căn bản không dám hiển lộ ra dấu vết đến. Hắn rất nhanh liền tìm đến một đầu La sát yêu ma, cấp tốc đem độ hóa. Sau đó trốn ở trong lỗ tai. 18 tầng địa ngục bên trong, trống trải, rộng rãi rất nhiều. Tại mọi người trong truyền thuyết, 18 tầng địa ngục là kinh khủng nhất. Mà tại Ngọc này thanh thế giới 18 tầng địa ngục bên trong, cái kia cũng không phải bình thường yêu ma có tư cách xuống tới. Nơi này yêu ma đều là cao đẳng yêu ma, nhất định phải tu vi đến nhất định tầng thứ mới có thể đi tới nơi này. Yêu ma bên trong không thiếu có tu luyện đều thái hư bát trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại. Còn có một số triệt để tu thành thần thông, đều đến yêu hoàng trong động phủ hiệu mệnh. La quân theo độ hóa yêu ma ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, những tin tức này là liên quan tới tứ đại yêu hoàng chỗ ở, còn có một số đơn giản thủ hạ phân bố. Còn phức tạp tin tức thì không phải vậy những thứ này tản mát bên ngoài yêu ma chỗ có thể biết. La quân trước hết đi tìm đa mộ yêu hoàng động phủ. Lúc này là quân không biết mấy cái này yêu hoàng có phải hay không cùng một chỗ. Nhưng đi trước đa mẫu yêu hoàng trong động phủ, khống chế một ít gì đó. Các loại đa mẫu yêu hoàng sau khi trở về trực tiếp xuống, đây mới là lớn nhất diệu. Là quân hiện tại đã không chỉ là trợ giúp nạp lan vân tuyết, hắn cũng không có trợ giúp nạp lan vân tuyết tất yếu. Hắn hiện tại cũng là tranh thủ nạp lan vân tuyết tín nhiệm, sau đó thừa dịp những cái kia ma quân tấn công Ngọc Thanh môn lúc, hắn tốt đục nước béo cò, nếu như ma quân nhóm không tấn công đánh vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp bốc lên trận chiến tranh này tới chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là chuyện gì tốt nhưng là lúc này nếu là sát kiếp bên trong cái kia chính là càng liệt càng tốt la quân tuy nhiên trong lòng còn có lòng từ bi nhưng là chiến thắng cứu kiều ngưng hắn không tiếc hết thảy chết lại nhiều người hắn cũng sẽ không tiếc la quân quấn đầu kia yêu ma cấp tốc phi hành chỉ một lúc sau liền đến đến đa mộ yêu hoàng động phủ trước đó cái kia động phủ phía trên chính là núi cao nguy nga, trong động phủ ánh đèn sáng tỏ. Nơi này ánh đèn chính là pháp thuật cùng pháp khí hình thành, cùng người hiện đại ánh đèn vẫn là có chỗ khác biệt. La Quân cũng không có tùy tiện tiến vào động phủ, hắn sợ trong động phủ hội có trận pháp gì bên trong đồ vật thủ hộ. Không sợ trận pháp lợi hại, liền sợ sẽ khiến cải biến, từ đó để đa mộ yêu hoàng sinh ra tính cảnh giác. La Quân là mỗi gặp đại sự có tính khí. Tại bên ngoài động phủ, là quần trầm ngâm sau một lúc lâu, thì lập tức khu động linh hồn ô quang bốn chỗ phi hành, về sau thì tụ tập tầm 10 tên thái hư thất trọng thiên hai bên la sát yêu ma. Là quân đem độ hóa, sau đó để bọn hắn tại đa mộ yêu hoàng bên ngoài động phủ lắc lư. Rất nhanh, những yêu ma này thì gây nên trong động phủ thủ vệ chú ý. Cái kia hai tên thủ vệ đi ra quát lớn, hai tên thủ vệ đều là thái hư bát trọng thiên tu vi. Muốn đến thủ vệ cũng là trọng yếu chức trách, vẫn là muốn phối chút tu vi cái này hai tên thủ vệ cũng là la sát yêu ma la quân thừa dịp bọn họ sau khi đi ra trực tiếp đem độ hóa như thế về sau la quân thì tiến thủ vệ trong lỗ tai sau đó cùng thủ vệ kia một phen câu thông la quân chính là như vậy thần không biết quỷ không hay hướng bên trong chui vào rất nhanh la quân thì giải đa mẫu yêu hoàng động phủ tình huống bên ngoài động phủ thật có trận pháp thủ hộ mà lại là đa mẫu yêu hoàng tự mình khống chế nếu có người cưỡng ép xâm nhập, hoặc là phát sinh biến cố. Đa mộ yêu hoàng đều sẽ biết, mà những thủ vệ này đều là đạt được trận pháp cho phép, cho nên sẽ không bị bài xích. Là quân linh hồn tinh thạch ẩn tàng lên khí tức, lại ẩn giấu vào thủ vệ trong bụng, thuận lợi xuyên qua trận pháp. Cái này không hề có một chút vấn đề. Tiến vào động phủ về sau, là quân khiến thủ vệ tiếp tục tiến lên. Đa mộ yêu hoàng lúc này là quả nhiên không trong động phủ, nàng không tại thời điểm, từ đa mộ yêu hoàng muội muội đo in đại nhân trưởng khống toàn bộ động phủ đo in bất quá là hư tiên trung kỳ tu vi la quân cảm giác thật vừa lúc hư tiên trung kỳ cũng là có thể độ hóa sau đó liền để thủ vệ trực tiếp đi tìm đo in lấy la quân hiện tại ánh mắt đến xem cái này yêu hoàng thực lực xác thực không tính đáng sợ nhưng đây là bởi vì la quân bây giờ thực lực tăng nhiều nguyên nhân nhớ ngày đó tại phía tây vương giới lúc một cái không trung cảnh sơ kỳ thiên yêu thần hoàng cũng là xương vương xương bá nhân vật. Cái kia đo in đại nhân cũng là 10 phần mỹ nhân nhi, từ yêu ma tu luyện thành hình người, mười phần không dễ. Giờ phút này, đo in đại nhân mặc hở hang, chính trong phòng khoanh chân tu luyện. Phần lớn la sát yêu ma đều là lớn lên xấu xí, có nhanh nhạy, nhưng y nguyên xấu. Mà như đo in, đa mẫu dạng này tu luyện tới đẹp mắt trình độ, cái kia là phi thường không dễ dàng tại tu đạo giới bên trong càng là đẹp mắt yêu tinh tu hành thì càng lợi hại đại nhân thủ về kia ở bên ngoài hướng đo in đại nhân hành lễ gian phòng kia cũng là cái hang đá bên trong phục trang đẹp đẽ bội hiển xa hoa đo in đại nhân một đầu tóc bạc nàng cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện gì đại nhân vừa mới bên ngoài có chút la sát tụ tập không biết là nguyên nhân gì thuộc hạ đã đem xua đuổi chuyên tới để hướng ngài báo cáo một tiếng thủ vệ nói ra, đo in đại nhân đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói ra, làm sao không bắt lại hỏi thăm một phen. thuộc hạ thất trách thủ vệ nói gấp, phế vật, đo in đại nhân rất là nổi nóng, nàng nói ra, hiện tại là thời buổi rối loạn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể khinh thường. người phái người đi thật tốt tra một chút chuyện này, một có tin tức lập tức báo cáo. vâng, đại nhân, thủ vệ kia nói ra, thủ vệ sau khi nói xong thế mà hướng bên trong đi tới. Đo in đại nhân lập tức lòng sinh cảnh giác, nàng đột nhiên biến sắc, hướng thủ vệ này nói ra, người không phải lão hắc, ngươi là ai? Bớt nói nhiều lời, la quân lập tức theo linh hồn trong tinh thạch lóe ra đến, cùng lúc đó, kim quang phủ lục tế ra. Kim quang đem đo in bao phủ lại. Bây giờ la quân pháp lực cao thâm bậc nào, đo in cũng là ngăn cản không nổi, chỉ một lúc sau liền thần phục tại la quân dưới lòng bàn chân. Nạp Lan Vân Tuyết cũng theo đi ra. Nàng thì nhìn lấy đo in quỷ gối la quân trước mặt, nói ra, bần ni trước kia nghiệp chướng nặng nề, đa tạ chủ nhân độ hóa. Từ nay về sau, bần ni làm dùng một đời tinh lực đến phụng dưỡng chủ nhân, dùng cái này đến rửa sạch trên thân tội nghiệt. Nạp Lan Vân Tuyết ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Người cái này, là cái gì tà thuật? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La quân không thèm để ý Nạp Lan Vân Tuyết, hắn độ hóa đo in lúc cảm nhận được cố hết sức. Trong lòng minh bạch, đo in nếu như lại pháp lực chút cao, hắn thì thật không thể làm gì. Vận khí không tính quá kém. La quân liền đối với thủ vệ kia lão hắc nói ra, phong tỏa ngăn cản, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lão hắc nói ra, vâng, chủ nhân. Sau đó, La quân dùng pháp lực đem hang đá cửa lớn phong tỏa ngăn cản. Ngoại nhân liền sẽ không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, cũng nghe không đến trong này thanh âm như thế về sau, là quân nói với Đo In, đứng lên đi. Đo In ngay sau đó liền đứng lên, nói ra, vâng, chủ nhân. Là quân cùng nạp lan vân tuyết ngồi xuống, Đo In ở một bên cẩn thận phục thị. Là quân nói ra, ta hỏi ngươi, hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì tứ đại yêu hoàng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tùy tiện xuất thủ đối phó Ngọc Thanh môn nhân, không sợ trả thù sao. Đo In nói ra, hồi chủ nhân bần ni đối với cái này cũng không rõ ràng lắm ta tỉ tỉ là tiếp vào tin tức ra ngoài chỉ là mơ hồ nghe nói tại một chỗ trong vực sâu có một khối thần bi trấn áp hai tên tiên giới ma quân bây giờ ma quân nhóm khôi phục thực lực rất nhiều bọn họ cần một tên tạo hóa cảnh cao thủ cấp bậc đến hấp thu chất dinh dưỡng ma quân nhóm đáp ứng tỉ tỉ bọn họ sẽ đem ngọc thanh môn đoạt lấy tới cho bọn hắn hưởng thụ về sau tiên giới cửa lớn mở về sau cũng có thể thu bọn họ làm đệ tử dẫn bọn hắn tiến tiên giới. Quả là thế, La Quân nghe vậy ám đạo. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng không khỏi kinh hãi Pero quân trí tuệ. Đồng thời, Nạp Lan Vân Tuyết càng thêm lo lắng, nàng liền nói ra, bây giờ bốn vị yêu hoàng đem địa ngục tầng 15 bố trí xuống kết giới, nếu như ta muốn đi ra ngoài, có biện pháp gì hay không? Đo in nhìn một chút Nạp Lan Vân Tuyết, sau đó nói, cái này bần ni thật không biết. La Quân liền đối với Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, việc này, phải đợi đa mộ yêu hoàng trở về, khống chế đa mộ yêu hoàng lại nói. Người cũng có thể độ hóa đa mộ yêu hoàng, Nạp Lan Vân Tuyết mừng rỡ hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, người cảm thấy thế nào? Cũng không lớn khả năng, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân nói ra, đương nhiên không có khả năng, đa mộ yêu hoàng cảnh giới cao người ta nhiều như vậy, làm sao có thể độ hóa? Hắn đón đến, nói ra không thể độ hóa không có nghĩa là không thể bắt ở hắn sắp tới thiên thần tác cho đo in nói ra tỷ tỷ ngươi hiện tại chấp mê bất ngộ thân thể hãm ma đạo chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đạo tỷ tỷ ngươi hướng đi ánh sáng đợi chút nữa ngươi ra bất ngờ dùng giá thằng tác đem tỷ tỷ ngươi trói lại đo in không có do dự chốc lát nàng nói ra tỷ tỷ chấp mê bất ngộ xác thực không được nàng tội nghiệt quá sâu ta nhất định phải cứu vãn nàng la quân gật gật đầu nói ra ừm rất tốt đo in nói ra chỉ cần vừa nghĩ tới tỷ tỷ còn tại khổ hải trầm luân phạm phải tội nghiệt bần ni thì hận không thể ngay lập tức đem tỷ tỷ bắt lấy đem nàng lôi ra khổ hải cái này thật đáng sợ nạp lan vân tuyết ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía cái này tà thuật thật sự là quá kinh khủng khiến người ta lục thân bất nhận a à. hơn nữa còn tự nhận là chính mình là chính xác nhất la quân ngược lại là đã thành thói quen hắn hỏi tiếp tỷ tỷ ngươi đại khái lúc nào có thể trở về đoán chừng còn có nửa canh giờ liền nên trở về đo in nói ra la quân nói ra vậy thì tốt ngươi đem hết thảy xử lý tốt không muốn lộ ra sơ hở tới hết thảy như cũ hiểu chưa đo in nói ra vâng chủ nhân về sau la quân thì cùng nạp lan vân tuyết trốn vào linh hồn trong tinh thạch Đo in đem linh hồn tinh thạch phóng tới nàng trong lỗ tai. Ở đây đợi đợi trong lúc đó bên trong là quân cùng đo in ý thức giao lưu. Hắn đối cái này địa ngục thì có cấp độ càng sâu nhận biết. Là quân giải rất nhiều, đồng thời hắn còn được đến một cái không tưởng được tin tức. Người nói tại địa ngục bên trong có một vị Phật đà tồn tại. Là quân giật mình không thôi. Đo in nói ra không sai, vị này Phật đà số địa tạng, người xưng địa tạng vương bồ tát là quân nhất thời đại hỷ, tâm đạo, quá tốt, một mực lo lắng địa tàng vương Bồ Tát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Bồ Tát bây giờ ở đâu? Là quân lập tức hỏi đo in. Audio điện tử võ tấn bền. Do in nói ra, địa tàng vương Bồ Tát tại mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện ở trong địa ngục. Hắn giảng Phật Kinh, phổ độ chúng yêu ma, bây giờ hắn tín đồ vô số, tại địa ngục mười phần thụ tôn kính la quân đối địa tàng vương bồ tát cực tôn trọng nhưng là đối với phổ độ chúng yêu ma việc này hắn cầm thái độ hoài nghi phổ độ cái gì tẩy não vẫn là cùng chính mình đại lôi âm phổ độ pháp một dạng bất quá la quân cũng biết chính mình không hiểu chân tướng không cần phải vọng phía dưới phân tích hắn vẫn tin tưởng bồ tát la quân liền lại hỏi đo in ở nơi đó có thể tìm được bồ tát hắn lần này giao lưu cũng không có để nạp lan vân tuyết biết là hắn cùng đo in thuần ý thức giao lưu. Là quân có thể còn chưa tới muốn cùng nạp lan vân tuyết thẳng thắn cấp độ. Hắn đối nạp lan vân tuyết trước mắt chỉ có lợi dụng hai chữ, không có khác tâm tư. Đo in hồi đáp, bần ni cũng không biết bồ tát người ở chỗ nào. Địa ngục tầng 18, rộng lớn vô biên, lại có các loại hỗn động, u um minh, thâm nguyên tồn tại. Vô cùng vô tận, dây dưa không nghỉ, bên trong thiên địa rất nhiều thật không thể tin đồ vật, đều bị chôn sâu tại địa ngục bên trong là quần nghĩ đến thế giới bao la bên trong còn có âm diện thế giới. Âm diện thế giới là thế giới bao la sở độc hiếu, còn lại thế giới đều không có âm diện tồn tại. Xem ra trong ba ngàn thế giới, thế giới bao la cái này cái trung tâm chi địa, xác thực bị thiên đạo phá lệ lọt mắt xanh. Lấy tổ long chi khí hộ quốc đều, không nhận tà ma xâm lấn. Lấy âm diện thế giới thu nạp âm khí, khiến cho âm dương rõ ràng. Tại cái này sát kiếp buông xuống về sau, lại có pháp thần viên giác thủ hộ thế giới bao la. Thế giới bao la đã thành bền chắc như thép. La quân dần dần hiểu được thế giới bao la chỗ đặc thù, 3.000 thế giới bên trong, thế giới bao la giống như xe hơi động cơ, đây là tất cả thế giới quan trọng. Nếu như thế giới bao la sụp đổ, hắn thế giới đều sẽ cùng theo sụp đổ. Mà hắn thế giới sụp đổ, lập tức liền sẽ sinh ra tân thế giới. Một chiếc xe, động cơ hủy, tái tạo động cơ đều giống như là đổi một chiếc xe mà hắn linh kiện thì là có thể đổi. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Là Quân thì hỏi càng nhiều liên quan tới địa ngục thế giới đồ vật, Đo In đối cái này địa ngục xem như 10 phần giải. Là Quân đang nghe Đo In một số thuyết pháp về sau, hắn đối địa ngục thế giới lần nữa sinh ra một loại chấn kinh cùng rung động. Địa ngục tầng 18 không thuộc về 3.000 thế giới bên trong bất kỳ một cái nào thế giới. Nó tựa như là dòng sông phía dưới thế giới một dạng. Trong này, các yêu ma chỗ lý giải đều chẳng qua là một góc của băng sơn. Bên trong còn có rất nhiều hỗn động vòng xoáy, vô thường u minh lửa, rất nhiều đồ vật đều tại xé rách, chém giết yêu ma. Cái này trong địa ngục, có thật nhiều nhân vật nguy hiểm. Cái này là tuyệt đối hung hiểm chi địa. Cuồn cuộn địa ngục thế giới. Là quân cũng càng phát giác địa cầu không giống bình thường. Trong vũ trụ, địa cầu cũng không phải là lớn nhất đại tinh cầu, nhưng La quân còn chưa thấy qua so địa cầu càng nhân vật đặc biệt rất nhiều tinh cầu đều không có văn minh, mà địa cầu có. Ba nghìn thế giới, địa ngục như hải, đây đều là địa cầu lớn nhất chỗ đặc biệt. Đang đến gần sau nửa canh giờ, đa mộ yêu hoàng rốt cục trở về. Đo in lập tức liền nghênh đón, đa mộ yêu hoàng khoác kiện màu đỏ áo choàng nàng lúc đi vào đi bộ mang phong, không giận tự uy. Trong động phủ la sát yêu ma gặp đa mộ yêu hoàng, đều là một gối quỷ xuống hành lễ. Đa mộ yêu hoàng không để ý đến, nàng và Đo In đối diện mà gặp. Tỷ tỷ, Đo In cười hô một tiếng, tới thì kéo lại đa mẫu yêu hoàng cánh tay. Đa mẫu yêu hoàng hướng chính nàng hang đá đi đến, cũng hỏi, ta không tại thời điểm, trong động phủ có hay không phát sinh cái gì đặc biệt khác sự tình. Đo In nói ra, không có A, à, hết thảy bình thường. Đa mẫu yêu hoàng gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Lúc này, là quân cùng nạp lan vân tuyết đều là ngừng thở, tỉ mỉ lắng nghe đây là rất mạo hiểm sự tình, trên thực tế, lấy cỡ nào mẫu yêu hoàng tu vi, là quân cùng nạp lan vân tuyết là vạn vạn giấu không được. Nhưng là linh hồn này tinh thạch bàng đại linh hồn chi lực có thể ẩn tàng hết thảy khí tức, lúc này mới đem đa mẫu yêu hoàng cho che giấu. Rất nhanh, đo in cùng đa mẫu yêu hoàng liền đến đa mẫu trong thạch động. Trong thạch động này càng rộng rãi, xa hoa. Đa mẫu yêu hoàng ngồi xuống. Đo in cho đa mẫu yêu hoàng rót một ly trà. Đa mỗ yêu hoàng uống một ngụm trà, sau đó nói, Đo In, cái này 18 tầng địa ngục, sắp biến thiên. Đo In đứng rất vui vẻ, nói ra, thật sao? Đa mỗ yêu hoàng mỉm cười, nói ra, hiện tại chúng ta đã làm tốt chuyện lúc trước, liền chờ Ngọc Thanh môn nhân xuống tới. Chỉ cần phía dưới tới một cái tạo hóa cảnh cao thủ, để hai vị ma quân hấp thu. Như thế hai vị ma quân liền có thể triệt để thoát khốn. Bọn họ thoát khốn về sau, chúng ta liền sẽ cùng đi ma quân tấn công Ngọc Thanh Môn. Từ nay về sau, chúng ta thì không cần lại vĩnh viễn ở cái này đêm tối vô biên chi trung tướng đến, chúng ta còn có thể trèo lên lên tiên giới. Đo In vui vẻ nói ra, vậy quá tốt. Đa mỗ yêu hoàng ngẩn người mê mẩn, nói ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, vừa nghĩ tới tương lai, ta thì không kịp chờ đợi. Đo In nói ra, ta cũng vậy. Tỷ tỷ, người nói đến lúc đó, chúng ta là không phải cũng có thể tìm như ý lang quân đâu. Đo in bỗng nhiên bắt lấy đa mộ yêu hoàng hai tay. Đa mộ yêu hoàng mỉm cười, nàng nói ra, cái này địa ngục bên trong, xác thực thật đúng là không có gì nam nhân. Người cô nàng này, xuân tâm manh động a. À. Nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, đo in thi triển ra trí thiên thần tác. Cái kia trí thiên thần tác nhanh chóng quấn quanh hướng đa mỗ yêu hoàng đa mẫu yêu hoàng đối đo in chưa thêm phòng bị cái này biến cố tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng đa mẫu yêu hoàng như thế nào dễ dàng nàng biến sắc thân thể lay động liền muốn tránh ra nàng động tác cực nhanh đúng lúc này là quân cùng nạp lan vân tuyết vận công tại linh hồn tinh thạch Là quân khu động linh hồn ô quang cấp tốc hóa thành vô số xúc giác đem đa mẫu yêu hoàng quấn chặt lấy lẽ nào lại như vậy đa mẫu yêu hoàng nổi giận nàng lại nhiều biến hóa cũng không kịp biến hóa. Thân thể động tác chậm chạp một cái chớp mắt, trí thiên thần tác đã đem nàng rắn rắn chắc chắc trói lại. Kể từ đó, đa mộ yêu hoàng lập tức liền không thể động đậy. Là quân cùng nạp lan vân tuyết mới từ linh hồn trong tinh thạch chui ra. Là quân vung tay lên, biển linh hồn đem chọn cái hang đá bao phủ. Chính là một tia sáng đều lộ ra không đi ra. Các ngươi, đo in, ngươi thế mà, đa mộ yêu hoàng kinh sợ thương tâm, nàng không thể nhất tiếp nhận lộ ra lại chính là Đo In phản bội. Đo In lập tức nghĩa chính ngôn từ, nói ra, tỷ tỷ, ngươi bây giờ nghiệp chướng nặng nề, ta cùng chủ nhân là muốn giải cứu ngươi. Ngươi không cần thiết không thể lại chấp mê bất ngộ. Đa mỗ yêu hoàng hạng gì khôn khéo, lập tức liền biết muội muội xảy ra vấn đề. Trong mắt nàng thoáng hiện hàn quang, nhìn về phía La Quân, cũng là người trước cứu nữ tử này. La Quân cười tủm tỉm nói ra, không sai. Ngươi là ai? ngươi dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch, ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra. La Quân nói ra, ngươi muội muội thành tâm quy y, ta độ nàng hướng thiện. Nàng hiện tại rất cảm tạ ta. Ngươi muốn chết, Đa Mộ Yêu Hoàng nổi giận liên tục. La Quân nói ra, được rồi, đừng nói nhảm, nói cho ta biết, hai vị kia ma quân là tình huống như thế nào. Đa Mộ Yêu Hoàng cắn răng, nói, ngươi đừng hỏng biết. La Quân nói ra, Ngươi còn muốn nhìn thế giới bên ngoài, chết như vậy, há không đáng tiếc. Hiện tại các ngươi kết giới phong bế, ngươi là trong tay của ta vương bài. Ta như thế nào tùy tiện giết ngươi, cho nên, ngươi ngoan ngoãn hợp tác, tuyệt đối có đường sống. Ta xem ở ngươi muội muội trên mặt, cũng sẽ mở một mặt lưới. Đa mẫu Yêu Hoàng dò xét La Quân liếc một chút, nàng bỗng nhiên khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi làm đây hết thảy là vì cái gì? Muốn giúp bên cạnh ngươi nữ nhân này sao? la quân vội ho một tiếng nói ra cái này cái này sao cái này ta làm gì phải nói cho ngươi đa mỗ yêu hoàng nói ra ngươi nhìn tốt như vậy không tốt ta cùng muội muội ta còn có nữ nhân này cùng một chỗ phục thị ngươi làm ngươi nữ nhân ngươi đáp ứng làm chúng ta nam nhân vậy ta thì cái gì đều nói cho ngươi về sau chúng ta chính là mình người ta dựa vào la quân không tự chủ được nuốt nước miếng trước mắt cái này ba nữ tử cái kia thật đúng là xuân lan thu cúc các thắng trận A. Đa mỗ yêu hoàng đề nghị này là cực kỳ dụ hoặc tính A. Cái kia nam nhân không giống nắm giữ dạng này diễm phúc A. Ai nha, là quân nhìn một chút nạp lan vân tuyết, sau đó nói, cái này. Không tốt lắm đâu. Đa mỗ yêu hoàng nói ra, có cái gì không tốt, người như thế thành công, thông minh như vậy, như thế anh Tuấn, liền nên là như vậy. Nạp lan vân tuyết lập tức nói, lâm phong, người đừng lên làm làm ngươi bỏ lên trên nàng giường lúc, nàng hội trước tiên vặn gãy ngươi cổ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này sao, ta vẫn là không lo lắng. Ta khống chế nàng thủ đoạn có rất nhiều, bất quá đề nghị này, thật rất mê người, ta cũng không cần liều sống liều chết, Nạp Lan cô nương, ngươi nói đúng không? Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi tức giận cùng lo lắng, nói ra, Lâm Phong, ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi muốn là chủ động hôn ta một cái? ta thì cự tuyệt nàng. La quân cười ha ha, nói ra. Nạp lan vân tuyết cái này nổi nóng a, nhưng nàng vẫn là có quyết đoán, rất nhanh liền tiếp cận đến thân la quân gương mặt một chút. Đa mỗ yêu hoàng khách khách cười một tiếng, nói ra, tiểu nam nhân, ta không chỉ có thể thân ngươi, còn có thể để ngươi càng thêm vui sướng đây. Ta so với nàng không xinh đẹp không? La quân cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, nói ra, được rồi, chớ bán cợt nhả. Kakata IQ xem ra có thấp như vậy sao? Ta đùa phía dưới nạp lan cô nương mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ vì ngươi đề nghị mà hành động. Nói cho ngươi, ta Lâm Phong chính là mẹ hắn chính nhân quân tử. Đa Mỗ Yêu hoàng thở dài một tiếng, nói ra, ai, vốn là coi là đêm nay có thể cùng ngươi cùng chung xuân tiêu. La Quân nói ra, ngươi trước tiên nói nói, hai vị kia ma quân là tình huống như thế nào? Thành thật trả lời, đừng làm trò nạp lan vân tuyết hiện tại đối ma quân không có vội vã như vậy muốn biết nàng càng muốn biết làm sao rời đi sau đó truyền tin cho sư phụ la quân cùng nạp lan vân tuyết mục đích khác biệt cho nên hỏi vấn đề cũng sẽ khác biệt nhưng bây giờ la quân là sân nhà nạp lan vân tuyết ở một bên cũng chỉ có thể trước im miệng đa mẫu yêu hoàng ngấm lại sau đó nói ta có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi phải bảo đảm sau đó giải trừ muội muội ta trên thân tà thuật có thể không có vấn đề La quân nói ra. Đa mỗ yêu hoàng nói ra, cái kia tốt. Đa mỗ yêu hoàng tiếp lấy liền nói lên hai vị kia ma quân tiến đến. Tại cuồn cuộn địa ngục thế giới bên trong, có vô số hung hiểm cùng bí mật. Nơi này có bao trùm ngàn dặm u minh tuyệt sát chàng, loại này u minh tuyệt sát chàng biết di động, thường xuyên sẽ đem 10 triệu yêu ma cuốn vào, rảo sát thành phấn vụn. Nơi này còn có vô biên đầm lầy, đầm lầy hư không khí độc tràn ngập, để phương viên mấy ngàn dặm yêu ma nghe ngóng thức tử, đầm lầy độc địa, phi điều đều không thể vượt qua. Nơi này còn có rảnh rỗi ở giữa tuyệt địa, hắc ám lốc xoáy, thời không lốc xoáy. Vân vân, tại cái này địa ngục thế giới bên trong, có vô pháp tưởng tượng, vô cùng tận nguy hiểm. Rất nhiều tuyệt địa bên trong còn có bị viễn cổ cự thần, các tiên nhân trấn áp tội nhân, yêu thú, ma thú, cùng khủng bố ma quân. Vân vân, mà lại, còn có thể liền phạm tội thiên quân đều bị trấn áp trong này. Phần lớn ma quân, thiên quân đều bị áp chế lực lượng, có thuộc về ngủ sai chi. Mà đa mỗ yêu hoàng các nàng tiếp xúc là một chỗ hắc ám thâm uyên bên trong hai vị ma quân. Bọn họ bị tiên giới thần bi chấn áp, vẫn luôn không thể động đậy. Hai vị này ma quân theo thứ tự là vĩnh hằng ma quân, buồn phiền ma quân. Hai vị ma quân lực lượng một mực bị hắc ám thâm uyên cùng thần bi hấp thu, nhưng là hai vị này ma quân cũng là vô cùng lợi hại, bọn họ bị hấp thu mấy ngàn năm lực lượng. Bây giờ y nguyên cường đại, Bọn họ dần dần tìm một bộ phương pháp, bắt đầu chống cự ở hắc ám thâm uyên cùng thần bi lực lượng hấp thu. Bọn họ lực lượng rốt cục khôi phục hai tầng thực lực. Bây giờ, bọn họ cần là Ngọc Thanh môn tạo hóa cảnh cao thủ một ít tinh nguyên chi khí. Cái kia tinh nguyên chi khí là mở ra phong ấn quan trọng vị trí. Ngọc Thanh môn nhân có tiên giới khí tức. Là tiên giới tiên nhân nhanh vuốt, bọn họ là thuốc dẫn. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng buồn phiền Ma Quân có chọn vẹn biện pháp bọn họ hiện tại nguyên thần có thể rời đi thâm nguyên giết người. Chỉ cần chờ tạo hóa cảnh cao thủ xuống tới, bọn họ sẽ lập tức hành động. La quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không khỏi nghi hoặc, nói ra, hai vị ma quân thực lực bị khắc chế nhiều như thế, là tạo hóa cảnh cao tay đối tay sao. Đa mỗ yêu hoàng nói ra, ma quân nhóm là năm đó cùng thiên quân đại chiến tồn tại, kiến thức đông đảo. Bọn họ cảm thấy sở trường tình, chúng ta không có tư cách hoài nghi la quân nói ra tốt a à. Là quân đối ngọc thanh môn có thể không có cái gì lòng thương hại lòng hắn thầm nghĩ xem ra thật sự là trời cũng giúp ta hiện tại có ma quân công sát ta kế hoạch đơn giản nhiều nhưng là lúc này ta còn muốn diễn trò làm nguyên bộ ta phải thông qua nạp lan vân tuyết làm rõ ràng kiều ngưng cùng tiên tôn bị giam giữ ở nơi nào lần này anh em là phải thật tốt chơi phía dưới cái này vô gian đạo La Quân đối với Ngọc Thanh Môn cùng Ma Quân ở giữa hoàn toàn không có cảm tình. Cho nên, hắn một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này nhịn không được nói ra, đa mộ yêu hoàng, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi giúp chúng ta mở ra kết giới. Đa mộ yêu hoàng nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nàng lập tức nói ra, kết giới này là ma quân nhóm rót vào pháp lực phong tỏa, ta cũng không có bản sự này mở ra. Trừ phi là tạo hóa cảnh cao thủ đến, còn lại người đều mở không ra. Kết giới này mồi nhử, là đến dẫn Ngọc Thanh môn tạo hóa cảnh cao thủ xuống tới. Cái này, nạp lan vân tuyết ánh mắt phát lạnh, nói, ta mặc kệ, người nhất định có biện pháp. Chúng ta nếu là ra không được, người cũng chỉ có bồi tiếp cùng chết. Đa mỗ yêu hoàng nhìn về phía la quân, nàng nói ra, cái này không quá phân rõ phải trái, việc này chuyện rất quan trọng, ta sao có thể mở ra kết giới. La quân liền đối với nạp lan vân tuyết nói ra, thực đi, ta đoán đều có thể đoán được, trọng yếu như vậy sự tình. Bằng vào đa mộ yêu hoàng một người, là quả quyết mở không ra kết giới. Kết giới này, xem như tứ đại yêu hoàng tề tụ cũng không có cách nào mở ra. Bất quá a à, ta cảm thấy hai vị ma quân ý nghĩ có sai lầm, đem kết giới làm như thế nghiêm, nói rõ là nói cho Ngọc Thanh môn nhân. Phía dưới lão tử có siêu cấp cao thủ tại, người mau tới nha, ta giết chết ngươi. Cho nên, đa mộ yêu hoàng, ta đề nghị ngươi nhanh đi tìm ma quân nhóm nói rõ tình huống này. đa mỗ yêu hoàng ánh mắt sáng lên nói ra, ngươi nói thật có chút đạo lý. nạp lan vân tuyết nhất thời cả giận nói, lâm phong, ngươi đến cùng giúp bên kia. ta, là quân không khỏi cũng im lặng nói ra, ngươi có đầu óc hay không a, à, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? không cho ma quân cải biến kết giới quy tắc, ngươi làm sao ra ngoài? nạp lan vân tuyết nói ra, ngươi nói không sai nếu như ta sư phụ bọn họ biết nơi này có vấn đề không biết vì tiện xuống tới la quân nói ra nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn xuống tới chỉ là khả năng xuống tới thời điểm càng thêm cẩn thận a à. nạp lan vân tuyết nói ra nếu là cẩn thận xuống tới không e ngại ma quân xem ra hiện tại tốt nhất là không hề làm gì cho thỏa đáng nạp lan vân tuyết ngược lại là đột nhiên nghĩ thông suốt la quân gãi gãi cái ót hắn nói ra nạp lan vân tuyết ngươi là đầu óc heo a, à. cẩn thận xuống tới, vạn nhất đều chết đâu. nếu như ma quân cải biến kết giới quy tắc, ngươi trốn sau khi ra ngoài báo động trước không phải càng tốt sao? ma quân cần là tạo hóa cảnh cao thủ thuốc dẫn, chúng ta không cho hắn thuốc dẫn không phải 100 sao? ngươi cái này đầu bên trong đều mẹ nó đang suy nghĩ gì a? À? là quân triệt để im lặng, cảm thấy như nạp lan vân tuyết, tần khả khanh những hàng này, toàn bộ đều là ngực to mà không có não có thể quan trọng tần khả khanh tốt xấu còn ngực lớn, cái này Nạp Lan Vân Tuyết ngực cũng không lớn a. À. Là quân tổng kết một phen, cảm thấy đó là tóc dài, kiến thức ngắn. Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Đa Mỗ Yêu hoàng tròng mắt lặng lẽ chuyển động, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, tốt a, à, tính ngươi nói đúng. Vậy làm sao để cho nàng đi nói với Ma Quân? Nàng một mình đi vạn nhất trực tiếp nói cho ma quân chúng ta tồn tại đâu. Ma quân xuất thủ, chúng ta là một con đường chết. La quân nói ra, cái này thật là cái vấn đề. Hắn theo sau tiếp tục nói, nói như vậy, ta và người giấu ở trong bụng của nàng là không có vấn đề gì. Nhưng ma quân cũng người phi thường, vạn nhất có thể phát hiện chúng ta cũng khó nói. Giấu trong bụng ta, đa mẫu yêu hoàng nhất thời trợn mắt chừng một cái. La quân ngẫm lại, liền nói ra, ta linh hồn này trong tinh thạch người giấu càng ít, càng không dễ dàng gây nên cao thủ chú ý. Hắn tiếp lấy đối nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta khống chế đa mộ yêu hoàng đi tìm ma quân, người ở chỗ này cùng đo in cùng một chỗ chờ ta trở lại. Người đi một mình, nạp Lan Vân Tuyết bị kinh ngạc. La quân lập tức nói ra, thế nào, người không tín nhiệm ta. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, dĩ nhiên không phải, ta như thế nào còn không tin mặc cho ngươi. Ngươi nếu thật là người xấu, muốn giết ta đã là dễ như trở bàn tay. La Quân nói ra, hai người đi, quá nguy hiểm. Người ở chỗ này đi, nếu như sau một canh giờ, chúng ta chưa có trở về. Người mau trốn đi. Nạp Lan Vân Tuyết nói, ngươi, nàng hốc mắt ửng đỏ, nói, cảm ơn ngươi. La Quân tà mị cười một tiếng, nói ra, ngươi đã nói a, ta mang ngươi sau khi ra ngoài, ngươi về sau cái gì đều nghe ta. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, người thật nghĩ dạng này. nàng cảm thấy mình càng phát ra nhìn không thấu La Quân. La Quân nói ra, đương nhiên a, à, không phải vậy ta phí lớn như vậy kình làm cái gì. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, tốt, vậy ngươi nhất định muốn bình an không việc gì trở về. La Quân cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Sau đó, La Quân lưu lại Nạp Lan Vân Tuyết, sau đó hắn khu động linh hồn tinh thạch, cũng hóa thành linh hồn ô quang trực tiếp tiến đa mộ yêu hoàng trong bụng. Kể từ đó, đa mộ yêu hoàng thế nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đa mộ yêu hoàng cùng la quân rời đi động phủ, rất nhanh tới ở ngoài ngàn dặm. Lúc này, đa mộ yêu hoàng chỉ phía trước một cái cự đại sơn phong, nói ra, bên trong hang núi kia là thâm nguyên vị trí, bên trong đầy là độc khí. Chúng ta ăn ma quân tinh nguyên đan, mới không bị khí độc sở khốn nhiễu. La quân cùng đa mộ yêu hoàng ý thức giao lưu, Hắn nói ra, "Tốt, ta biết." Bầu trời chi, âm khí lăn lộn, bốn phía đều là một vùng tăm tối. Nơi này chung quanh, hoang phu không, liền yêu ma la sát cũng không dám tới gần. Lúc này, Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ngươi là cố ý bỏ qua một bên cái kia nạp Lan Vân Tuyết a." La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, "Không sai." Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" La là Quân nói ra, "Ta cũng muốn gặp gặp Ma Quân." chúng ta hiện tại là người một đường. Người một đường, đa mỗ yêu hoàng cảm giác rất là quái dị, thế nhưng là người cứu nạp lan vân tuyết. Nàng với ta mà nói, còn hữu dụng chỗ, là quân nói ra. Sau đó, là quân nói ra, đi thôi, đi gặp ma quân. Ma quân cũng không phải dễ nói chuyện người, người không sợ chết. Đa mỗ yêu hoàng trầm giọng nói ra, người rốt cuộc là ai, muốn làm gì. Là quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đợi chút nữa ngươi biết là quân đầu tiên muốn tại nạp lan vân tuyết trước mặt trò xếp làm đủ đây là muốn lấy được nạp lan vân tuyết tín nhiệm mặt khác hắn cũng phải cùng ma quân nhóm trộn lẫn cái quen mặt miễn cho thương tổn chính mình người không phải mà lại hắn hy vọng có thể cùng ma quân đạt thành nhất định ăn ý dùng cái này tốt thuận tiện chính mình cứu người là quân tự nhiên biết ma quân nhóm không dễ nói chuyện nhưng hắn cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần đa mẫu yêu hoàng nói ra cái kia muội muội ta. La Quân nói ra, người không loạn đến, ta cam đoan người muội muội không có việc gì. Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, tốt. Sau đó, La Quân để Đa Mộ Yêu Hoàng vào sơn động. La Quân cũng không biết hắn có thể hay không chống cự nơi này khí độc, cho nên trước hết để cho Đa Mộ Yêu Hoàng đi vào. Hắn phải từ từ cảm giác một chút. Bên trong hang núi kia mười phần rộng lớn, mà lại hiểm trở vô biên. Vào sơn động, chính là tràn ngập khí độc khí độc nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ. Độc kia khí tiến vào đa mộ yêu hoàng thể nội, đã là thuộc về bị loại bỏ một phen. Là quân cảm giác một phen, phát hiện loại độc khí này không làm gì được hắn. Sau đó, hắn yên tâm lớn mật đi ra, trực tiếp đối đa mộ yêu hoàng nói ra, há mồm. Đa mộ yêu hoàng há mồm, là quân lóe lên, cái kia một tia ô quang xuất hiện về sau, là quân bắt ô quang, đứng tại đa mộ yêu hoàng bên người ngươi không sợ độc này? đa mẫu yêu hoàng không khỏi kinh ngạc. la quân cười hắc hắc nói ra chỉ là tiểu độc có thể làm khó dễ được ta. nguyên lai nơi này độc chính là âm khí cùng khí độc tăng lên độc pháp thuật ngưng tụ mà thành nhưng bản chất là âm khí. mà la quân đi qua lôi điện thối luyện đối loại độc này đã sớm miễn dịch. đa mẫu yêu hoàng kinh ngạc nhìn về phía la quân cảm thấy la quân thật là một cái mê một dạng nam nhân a. trong sơn động cũng không bình thản giống như là núi non trùng điệp, có địa phương dốc đứng, có địa phương giống như nơi hiểm yếu. Là quần cùng đa mộ yêu hoàng rất nhanh tới hắc ám thâm huyên trước. Cái kia hắc ám thâm huyên thực nhìn không rõ ràng, giống như là một cái cự đại hồ nước, hồ nước mặt vô số màu đen khí độc vần quanh. Là quần ánh mắt như điện, nhìn đến thâm huyên ở giữa có một tòa cự đại tấm bia to. Cái kia tấm bia to phiêu phù ở giữa không trung, tấm bia to mặt có vô số phù. Phù vặn và vặn vẹo, nhưng lại có loại diệu lực lượng tại vần quanh. Là cái này một khối thần bi, đem hai vị khoáng cổ ma quân chân áp. Là quân cách rất xa, nhưng lại cảm giác được ẩn ẩn, có sức mạnh tại lôi kéo hắn thân pháp lực. Quả nhiên là có thể hấp thu nhân pháp lực, bất quá nhất định phải có một cái vết cắt mới có thể hấp thu. Ta có thể không bị hút đi pháp lực, là bởi vì ta thân thể không có dạng này một cái tin tức vết cắt. Mà ma quân nhóm chỗ lấy bị hút đi, là bởi vì ma quân thân thể có dạng này tin tức vết cắt. Bất quá bây giờ, cái này thần bi đã không có tiếp tục lại hấp thu ma quân lực lượng. Cái này ngắn ngủi một cái trước mắt, là quân đã bắt được rất nhiều tin tức. Tại lúc này, cái kia thâm nguyên chi, hai sợi khói đen bay ra, thoáng qua ở giữa hình thành hai tôn nguyên thần. Nói cho đúng, là hai vị ma quân. Bên trái chính là vĩnh hằng ma quân, bên phải là buồn phiền ma quân. Vĩnh hằng ma quân thân hình cao lớn, mặc lấy trường bào màu tím, hắn tóc rất dài, khuôn mặt lại là anh tuấn. Thoạt nhìn là chừng 30 tuổi thanh niên, ánh mắt của hắn ôn nhuận, không hề giống là ma, mà chính là. Hắn cho người ta cảm giác có một loại đến từ đáy lòng ấm áp cùng tin cậy. Giống như chúng sinh khởi nguyên là hắn như vậy. Đến mức buồn phiền ma quân, lại là một cái lão đầu, khô gầy khuôn mặt, khô gầy dáng người. Hắn mắt có sát khí, có ma diễm, giống như là muốn nhắm người muốn nuốt đây là hai thái cực nhưng người nào cũng không biết vì cái gì hai người bọn họ hội cùng một chỗ bị vây ở nơi đây tham kiến hai vị ma quân đa mẫu yêu hoàng lập tức quỳ xuống cung kính cùng cực la quân cũng là thật sâu thở dài nói ra vãn bối gặp qua hai vị ma quân ngoại nhân nhân loại cái kia vĩnh hằng ma quân nhìn về phía la quân hắn trong nháy mắt giống như có lẽ đã triệt để đem la quân cho xem thấu buồn phiền ma quân thì nhạt lạnh nói ra một cái nhân loại chạy tới thấy chúng ta ngươi là ngọc thanh môn nhân la quân lập tức nói ra bẩm báo hai vị tiền bối vãn bối xác thực là nhân loại nhưng cũng không phải ngọc thanh môn nhân ngọc thanh môn chính là là địch nhân của ta địch nhân vĩnh hằng ma quân mỉm cười nói ra lấy ngươi tu vi còn chưa đủ tư cách đắc tội ngọc thanh môn a la quân nói ra đắc tội ngọc thanh môn không cần tư cách thất phu vô tội mang ngọc có tội thê tử của ta cùng bằng hữu không cẩn thận giết một người. Sau đó, bọn họ bắt thê tử của ta cùng bằng hữu Giết người nào, vĩnh hằng ma quân hỏi. Là quân tâm lý tố chất cực chuyện tốt, hắn đối mặt ma quân hỏi thăm, không loạn chút nào, có một người, gọi là hạng ương. Người này nghe nói chính là tiên giới hậu nhân, có tiên giới huyết mạch. Nhưng người này lại tính tình ta, cho nên đối bằng hữu của ta cùng thê tử nói năng lỗ mãng. Sau đó liền bị giết cái này lại là sông đại họa ngọc thanh môn không nói hai lời đưa các nàng bắt trở lại đối với hạng ương bị minh nguyệt tiên tôn giết chết sự tình vẫn là la quân đi vào ngọc thanh phía sau cửa mới hiểu được la quân đương nhiên sẽ không nói huyền hoàng thần cốc hạt giống sự tình bởi vì ma quân cũng là đến từ tiên giới làm không tốt bọn họ cũng lại bởi vì huyền hoàng thần cốc hạt giống tới đối phó chính mình la quân tâm lý trật tự là rất rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn tự nhiên là rõ ràng ta hiện tại còn không nhất định thê tử của ta cùng bằng hiếu bị giam giữ ở nơi nào hoặc có hay không bị độc thủ cho nên ta mới sẽ cùng theo nạp lan vân tuyết các nàng một đoàn người lặng lẽ chạy vào không nghĩ tới cái này vừa tiến đến gặp phải bốn vị yêu hoàng xuất thủ la quân tiếp tục nói vĩnh hằng ma quân nói ra ta làm sao biết ngươi là có hay không là ngọc thanh môn nhân hiện tại bất quá là thi triển kế sách muốn muốn lấy được chúng ta tín nhiệm dùng cái này tìm tới một con đường sống. Buồn phiền ma quân nói ra, hoặc ngươi muốn chạy trốn ra đi cho Ngọc Thanh môn cảnh báo. Vĩnh Hằng ma quân nói ra, ngươi cái này lời nói của một bên, không đủ để cho chúng ta thủ tín. Giết ngươi, mới là chính xác nhất cách làm. Buồn phiền ma quân nói ra, nếu như ngươi không có càng dễ bản hơn từ, như vậy, hôm nay nơi đây, chính là ngươi tử kỳ. La quân không chút hoang mang, nói ra, kết giới phong tỏa chết, cũng không phải là diệu kế. Hiện tại còn sống chỉ có ta cùng nạp lan vân tuyết, các người bắt đầu thiết trí kết giới là sợ tiến đến người chạy đi. Nhưng bây giờ, còn sống người đã đúng đắn, ta ở chỗ này, nạp lan vân tuyết tại đa mộ yêu hoàng trong động phủ. Các người kết giới này sẽ để cho Ngọc Thanh môn người biết, trong này còn có có thể tạo hóa cảnh cao thủ tồn tại. Bọn họ hội liên tưởng đến rất nhiều thứ, nếu như bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, hai vị ma quân vẫn là không có thể nắm vững thắng lợi đâu cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, hội thế nào? La quân tiếp tục nói, nhưng kết giới y nguyên muốn thiết trí, chỉ là không thể có hai vị ma quân khí tức. Bọn họ chắc hẳn sẽ còn phái một số lợi hại hơn cao thủ xuống tới. Đến lúc đó hai vị ma quân xuất thủ, lại đem với tay. Kể từ đó, quá tôn lầu cao tay tự nhiên là ngồi không yên. Mà lại, nạp lan vân tuyết còn sống là vô cùng tốt. Sư phụ nàng chân nguyên tiên tử nghe nói là tạo hóa cao thủ, Đến lúc đó, nếu như xuống tới người bốn vị yêu hoàng có thể ứng phó, tốt nhất không lọt ra hai vị tiền bối tin tức, để cạnh nhau ra phong, để Chân Nguyên Tiên tử biết, đồ đệ bị bốn vị yêu hoàng bắt lấy. Chỉ cần Chân Nguyên kia tiên tử đến, hai vị tiền bối chẳng phải là nắm vững thắng lợi. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng buồn phiền Ma Quân nghe xong La Quân nói, không khỏi nhìn nhau. Vĩnh Hằng Ma Quân gật gật đầu, nói ra, "Tiểu huynh đệ suy nghĩ, xác thực tỉ mỉ cẩn thận." buồn phiền ma quân nói ra, nhưng cái này không biết là tiểu gia hỏa đào thoát kế sách ha. La quân nói ra, hai vị tiền bối ở chỗ này, vãn bối có bản sự này đào tẩu sao? Vĩnh hằng ma quân nói ra, cái kia không nhất định, chúng ta kinh lịch đã lâu năm tháng, biết rõ đời này sự tình, cho tới bây giờ vô định đếm, hết thảy đều là có khả năng. Người có lẽ có chút ẩn tàng thủ đoạn là chúng ta không biết. Buồn phiền ma quân nói ra, không sai. Vĩnh hằng ma quân tiếp tục nói, ngươi nếu thật muốn chúng ta tin tưởng ngươi, cũng rất đơn giản. Ta thả một ít ấn ký ngươi não vực chi, khống chế lại ngươi sinh tử, như thế là được. Chờ chúng ta đánh vào Ngọc Thanh Môn về sau, ta chúng ta cũng sẽ để báo đáp lại, trợ giúp ngươi tìm về thê tử ngươi cùng bằng hữu. Cái này, là quân tâm chìm xuống. Hắn thực nghĩ tới chỗ này. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn là lưu giữ lòng cầu gặp may. Hắn cảm thấy có thể lấy được hai vị ma quân tín nhiệm, tại hắn tới nói, cứu kiều ngưng cùng tiên tôn hội càng thêm thuận tiện cùng đơn giản. Nhưng là, đem sinh tử phó thác ra ngoài, cái này quá tàn khốc. Thế nào, người không nguyện ý, vĩnh hằng ma quân từ tốn nói. Buồn phiền ma quân nói ra, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ. Đa mỗ yêu hoàng cũng nhìn về phía la quân, nàng cảm thấy nam nhân này lai lịch thành mê, nàng cũng muốn biết, hắn muốn thế nào tiêu trừ. La quân cười nhạt một tiếng, nói ra, do dự là bình thường, đem sinh tử giao cho hắn nhân thủ, không ai có thể thoải mái. Ta nếu có thể thoải mái đáp ứng, mới là có quỷ. Hắn đón đến, nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu như hai vị tiền bối thất bại, ta có phải hay không cũng muốn cùng theo một lúc chết? Không biết, vĩnh hằng ma quân nói ra, chỉ cần ta không dẫn bảo ấn ký, ngươi sẽ không chết. Ta như đạo tiêu thân vẫn, cái này tia ấn ký cũng sẽ dần dần tan thành mây khói nhưng điều kiện tiên quyết là người muốn dùng hành động để lấy được ta tín nhiệm la quân nói ra vậy được rồi ta đáp ứng dù sao không đáp ứng sẽ càng chóng chết vĩnh hằng ma quân mỉm cười nói ra người trẻ tuổi người rất thông minh la quân nói ra tại hai vị tiền bối trước mặt ta thông minh bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi sau đó vĩnh hằng ma quân ngón tay búng một cái La Quân lập tức cảm giác được có một đạo cùng loại dấu ấn tinh thần đồ vật xuất hiện tại chính mình trong não vực. Hắn căn bản không có sinh ra chống cự cùng ý thức phản kháng. Cái này tia ấn ký chính là tử sắc, cực đặc biệt. Dạng này đứng ở La Quân não vực ở giữa. La Quân có thể cảm thụ cái này tia ấn ký giống như là lịch sử dòng nước lũ một khỏa lóa mắt ngôi sao, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều khó có khả năng đi luyện hóa cái này lịch sử ấn ký. Giống như là đã phát sinh sự tình, người làm sao có thể đi cải biến. La quân thật sâu nhìn một chút vĩnh hằng ma quân. Hắn hiểu được, ma quân, thiên quân, những cái kia đại thần thông giả sở dĩ có thể ngạo khiếu thiên địa ở giữa. Không phải là bởi vì bọn họ pháp lực chính mình cao hơn vô số lần, mà là bởi vì bọn họ đối thế gian giải, đối quy tắc giải, cùng loại kia lắng động tạo thành. Giống một cái trải qua năm tháng trăm năm trí giải nhìn bảy tuổi hài đồng, hai người đối thế gian lý giải trình độ là không thể nghĩ. Tốt, hiện tại ngươi đã chứng minh thân phận của ngươi." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Ngươi tên gì?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "La Quân." Hắn sau đó đem mặt điểm cao mặt nạ kéo xuống đến, nói ra, "Đây mới là ta chân thực khuôn mặt." Đa Mộ Yêu Hoàng nhìn về phía La Quân. Trước đó La Quân mang điểm cao mặt nạ đều khiến Đa Mộ Yêu Hoàng cảm thấy có chút không hài hòa. Mà lúc này, nàng mới có một cách tự nhiên cảm giác. Rất sạch sẽ thanh niên kiên định mà cơ chí. Đây là la quân cho đa mộ yêu hoàng cảm giác. Vĩnh hằng ma quân nói ra, vì sao ngươi muốn ẩn tàng dấu vết? La quân nói ra, Ngọc Thanh môn cường đại không, đương nhiên, bọn họ đối với hai vị tiền bối tới nói, chưa hẳn cường đại cỡ nào. Nhưng bọn hắn đối với vãn bối tới nói, là không thể vượt qua đại sơn. Ta vì cẩn thận lý do, ẩn tàng dấu vết, trước chui vào tiến Ngọc Thanh môn. Về sau dự định đối nạp Lan Vân Tuyết ra tay, theo lặng lẽ tiến cái này địa ngục thế giới, sau đó bị nhốt ở đây. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng buồn phiền Ma Quân nhìn về phía La Quân, đại khái cũng là suy nghĩ hắn lời nói thật giả. Cường đại như Vĩnh Hằng Ma Quân cùng buồn phiền Ma Quân, cũng không cách nào đến La Quân trí nhớ. La Quân mỗi lần thần niệm bắn phá đến đến tin tức, đều là theo một số tu vi không quá cao nhân thân thể đạt được. Đến hư tiên cảnh đỉnh phong, sinh ra thiên vị ý thức. Trí nhớ người khác căn bản là không có cách đánh cắp đến trừ phi là triển khai linh tu. Vĩnh Hằng Ma Quân liền nói ra, tốt, nói rõ chi tiết nói người kế hoạch. Là quân đem điểm cao mặt nạ một lần nữa mang, sau đó nói, ta kế hoạch là như vậy, hai vị tiền bối đem tự thân lực lượng theo kết giới rút đi. Ta cùng nạp lan vân tuyết trước chạy ra kết giới, kết giới này từ đa mộ yêu hoàng cho chúng ta mở đường. Nhưng là, chúng ta chỉ cần ra kết giới, hai vị tiền bối lập tức xuất thủ đem chúng ta lấy xuống. Cứ như vậy, nạp lan vân tuyết đến hai vị tiền bối tay nạp lan vân tuyết cũng sẽ không hoài nghi ta dở trò quỷ đợi đến mặt có người xuống lần nữa đến nếu như đến tạo hóa cảnh cao thủ đương nhiên tốt nói các ngươi lập tức xuất thủ cái kia không có chúng ta chuyện gì chúng ta có thể làm là tại hai vị tiền bối tấn công ngọc thanh môn lúc vì hai vị tiền bối phất cờ hò reo nếu như không đến được là tạo hóa cảnh cao thủ cái kia đem toàn bộ bắt sau đó thả một cái trở về để bọn hắn biết các đệ tử bị Yêu Hoàng nhóm bắt đi, cũng muốn canh chừng cho Chân Nguyên Tiên tử, Nạp Lan Vân Tuyết ở chỗ này. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thể để cho thả đi người kia biết hai vị tiền bối tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." La Quân nói ra. "Kế hoạch có thể thực hiện." Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân cùng một chỗ gật gật đầu. "La Quân nói ra, chờ cứu ra thê tử của ta cùng bằng hữu về sau." vãn bối có thể hay không thỉnh cầu tiền bối cho vãn bối tự do. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta ấn ký bên trong có rất nhiều đại đạo áo nghĩa, có lẽ về sau có thể trở thành ngươi cơ duyên. Ngươi làm gì muốn khu trừ, về sau, như có cần, cái này ấn ký đều là ngươi ta tình cảm. La Quân nói ra, tiền bối nói cũng thế, vãn bối cái này cáo lui. Sau đó, La Quân cùng đa mộ yêu hoàng rời đi cái này hắc ám thâm uyên. La Quân tâm cũng không dám khinh thường, hắn cùng hai vị này ma quân tiếp xúc về sau, tâm lại là có loại thâm bất khả chắc kính sợ cảm giác. Vĩnh hằng ma quân lời nói thật thật giả giả, là quân khó có thể biện rõ ràng. Tại trở về đường, là quân đang tự hỏi vĩnh hằng ma quân tâm tư. Mà đa mỗ yêu hoàng thì hỏi, người cùng hai vị ma quân lời nói, là thật vẫn còn mưu kế. Là quân nhìn về phía đa mỗ yêu hoàng. Hắn đột nhiên cảm giác ra vi diệu, muốn đến chính mình tại cảm thấy vĩnh hằng ma quân bọn họ sâu cạn khó dò mà hai vị ma quân cùng đa mộ yêu hoàng cũng cảm thấy mình là khó có thể nhìn ra hư thực tới. La quân liền nói ra, mạng nhỏ nhi đều tại ma quân tay cầm khống, ta còn có thể là lời nói dối sao. Lại nói, đúng đắn nói cho ma quân, ta cùng nạp lan vân tuyết muốn chạy trốn. Đây là đoạn đường lui, còn có thể có ta càng chân thành sao. Đa mộ yêu hoàng nói ra, người xác thực rất chân thành, không phải vậy lời nói, ma quân cũng sẽ không tin tưởng ngươi, nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi còn có hậu thủ. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi quá để mắt ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ là vì nạp lan vân tuyết liền mệnh đều không muốn người A. À. Đa mỗ yêu hoàng nói ra, tốt A, à, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cái kia muội muội ta. La Quân cười cười, nói ra, người muội muội không phải cũng rất tốt sao. Chờ ta cứu ra thê tử của ta cùng bằng hiếu, đến lúc đó, ta từ sẽ giải trừ nàng não thuật pháp. Đa mỗ yêu hoàng không khỏi thầm hận, nàng nói ra, người cùng ma quân lên, cũng chưa chắc muốn thiện lương. La quân nói ra, tất cả mọi người bất quá là tuân thủ trò chơi quy tắc mà thôi. Hai vị ma quân quả nhiên y theo ước định cải biến tầng thứ 15 địa ngục quy tắc. Đồng thời, La quân cùng đa mỗ yêu hoàng trở về gặp Nạp Lan Vân Tuyết. La quân đối Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta đem linh hồn tinh thạch đặt ở đa mỗ yêu hoàng trong bụng, nàng hiện tại ngoan cực kỳ nàng đã thành công thuyết phục ma quân nhóm cải biến quy tắc đợi chút nữa ta và ngươi giấu ở trong bụng của nàng nàng lấy kiểm tra kết giới danh tướng chúng ta đưa ra kết giới bên ngoài ra kết giới chúng ta lập tức trở về ngọc thanh môn nạp lan vân tuyết nghe vậy không khỏi đại hỷ nàng quả thực là vui đến phát khóc quá tốt nạp lan vân tuyết nói ra nàng sau đó nói với la quân cảm ơn ngươi lâm phong la quân nói ra không có việc gì ngươi nhớ đến ngươi đáp ứng ta sự tình tốt Ngọc Thanh trong môn thế nhưng là của ngươi bàn, đến lúc đó ngươi chơi xấu, ta lấy ngươi không có biện pháp nào. Nạp Lan Vân Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, tuyệt sẽ không. Trong nội tâm nàng thực từ có ý tưởng, nàng hội đền bù tổn thất la quân, nhưng tuyệt sẽ không gả cho. Chờ ra nơi này, không dùng nàng nói chuyện, sư môn trưởng bối tự nhiên sẽ đến để la quân thỏa hiệp. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng vẫn là có như vậy một chút áy náy, nhưng nàng lúc này không biết biểu lộ ra mà La Quân cũng có chính mình tính kế. Đa mỗ yêu hoàng cũng có nàng ý nghĩ, nàng muốn xác minh La Quân hư thực. Đối với nàng tới nói, nàng chưa chắc có để ý nhiều muội muội tánh mạng. Nàng muốn nhất vẫn là thuận lợi rời đi địa ngục, cho nên, nàng cũng đang giám thị La Quân. Lúc này, có thể nói, tất cả mọi người là từng người mang ý xấu riêng. Chuyện này, cũng không có gì tốt trì hoãn. Về sau, La Quân cùng nạp lan vân tuyết tiến vào linh hồn tinh thạch sau đó lại đến đa mộ yêu hoàng trong bụng, là quân có lúc đều cảm thấy mình sắp trở thành tôn ngộ không. Khi đó nhìn đến Tây Du Ký, cảm thấy hướng tới. Đợi đến sau khi thành niên, cảm thấy cái kia không có khả năng. Mà bây giờ, hết thảy đều biến thành khả năng, dựa vào không gian áp xúc hoàn thành chuyện không có khả năng. Ba nghìn thế giới, là ba nghìn không gian cực hạn. Đa mộ yêu hoàng sau đó hướng tầng thứ 15 địa ngục mà đi, rất nhanh, nàng đến tầng thứ 15 địa ngục kết giới chỗ. Kết giới kia ở giữa chính là là một cái to lớn màu đen tinh thạch, màu đen tinh thạch tách ra trong suốt mảng ánh sáng tới. Tại kết giới chỗ, không có có người khác, nơi này là hoàn toàn hoang lương. Đa mộ yêu hoàng không có làm vài cái biến hóa, liền dẫn la quân cùng nạp lan vân tuyết rời đi kết giới, đến tầng thứ 14 địa ngục. Như thế về sau, đa mộ yêu hoàng mới đưa la quân cùng nạp lan vân tuyết phóng xuất muội muội ta đa mẫu yêu hoàng diễn suốt diễn nguyên bộ hỏi la quân la quân nói ra chờ xem người muội muội không có việc gì sau khi nói xong la quân đem nạp lan vân tuyết bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch đón lấy linh hồn tinh thạch hóa thành một tia ô quang sau đó tia chấp hướng mặt phóng đi la quân cũng không có làm nửa điểm giả hắn biết hắn vô luận bao nhanh đều khó có khả năng thoát đi đi mà hai vị kia ma quân cũng bảo trì bình thản đến La Quân chạy trốn tới tầng thứ ba thời điểm mới ra tay. La Quân đều sợ dạng này đào tẩu, lúc đó rất xấu hổ. Hai vị ma quân nhất định phải tạo hóa cảnh cao thủ đến tầng thứ 18, bọn họ mới có thể đối phó. Tại tầng thứ 18, bọn họ lực lượng là mạnh nhất. Mà hai vị ma quân muốn bắt La Quân dạng này tôm tép, lại là không có gì hạn chế. Trong nháy mắt đó, mắt thấy phải thoát đi. Nạp Lan Vân Tuyết đều cảm thấy trước mắt có chút không chân thực, nhưng tại lúc này một cái to lớn màu đen thủ ấn từ không trung hư không bao phủ xuống chỉ trong nháy mắt liền đem la quân linh hồn ô quang chộp vào tay la quân cấp tốc chém ra đại linh hồn lôi kiếm hắn căn bản không nghĩ tới diễn xuất hắn biết chính mình sức liều toàn lực cũng không có kết quả đây là muốn để nạp lan vân tuyết cảm thụ cái kia đại linh hồn lôi kiếm là la quân lực lượng mạnh nhất chém ra một kiếm nhưng là cái kia bàn tay lớn màu đen giống như là vô cùng hải dương, hải dương đem tất cả lực lượng đều thôn phệ đi vào. Là quân một kiện chém ra, chỗ có pháp lực, pháp tắc, lực lượng đều như châu đất xuống biển. Đồng thời, là quân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Linh hồn tinh thạch bị cái kia màu đen thủ ấn cải biến quy tắc, thế mà áp xúc thành một cái nho nhỏ cứng rắn tinh thạch, cũng không tiếp tục là trạng thái dịch. Mà lại, là quân cùng nạp lan vân tuyết ở bên trong giống như là bị khảm nạm tại nham trong đá, rốt cuộc không thể động đậy. Là quân cùng nạp lan vân tuyết đồng thời hoảng sợ, là quân hoảng sợ là ma quân lực lượng bị như thế áp chế, cái này tùy tiện một chảo thế mà đều có lực lượng cỡ này. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nạp lan vân tuyết tự nhiên cũng là kinh hãi người đến thần thông sự quảng đại. Đón lấy, là quân cảm nhận được thời không biến hóa, giống như là đi xuyên qua thời không thông đạo bên trong, rất nhanh, bốn phía hết thảy đều tĩnh lại. Hỏng bét, là quân đối nạp lan vân tuyết trầm giọng nói ra, là ma quân xuất thủ. Nạp lan vân tuyết tâm cũng chìm xuống, vừa mới tình huống biến hóa nàng cũng biết, nàng giống nhau là bất lực. Cho nên, nàng tuyệt sẽ không hoài nghi là quân có quỷ. Tại sao có thể như vậy? Nạp lan vân tuyết nhịn không được nói ra. Sau đó, không đợi la quân trả lời, hai người trước mắt sinh ra biến hóa, cái kia linh hồn tinh thạch không lại kiên cố. Chỉ là một giây sau, linh hồn tinh thạch trực tiếp hóa thành một sợi ô quang đến cái kia vĩnh hằng ma quân tay cầm chi. Trước mắt địa phương chính là la quân trước đó tới qua hắc ám thâm nguyên. Mà buồn phiền ma quân cũng đánh vào một đạo diệu tinh nguyên đến nạp lan vân tuyết trong thân thể. Đạo này tinh nguyên đã khống chế lại nạp lan vân tuyết sinh tử, cũng trợ giúp nạp lan vân tuyết chống lại tuần này bị hắc vụ chi độc. Xem như tứ đại yêu hoàng, thực cũng là tại vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân trưởng khống phía dưới các ngươi nạp lan vân tuyết đang muốn mở miệng nói chuyện vĩnh hằng ma quân một chảo đem nạp lan vân tuyết bắt bỏ vào đến hắc ám thâm uyên bên trong sau đó vĩnh hằng ma quân nói với la quân nàng nghe không được chúng ta đối thoại la quân nói ra tiền bối thần thông vãn bối bội phục chỉ là linh hồn này tinh thạch chính là vãn bối bản lĩnh giữ nhà mong rằng tiền bối trả lại Vĩnh Hằng Ma Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đương nhiên. Hắn đem cái kia linh hồn tinh thạch ném cho La Quân, La Quân rỗi tay nắm lấy. Hắn lập tức nhanh chóng kiểm tra một phen, xác định không có việc gì, cái này mới thoáng yên tâm. Sau đó, La Quân nói ra, Nạp Lan Vân Tuyết thân thể hẳn phải biết không ít Ngọc Thanh Môn thực lực phân bố, hai vị tiền bối đã muốn tấn công Ngọc Thanh Môn, có thể cực kỳ vạn hỏi một phen. Vĩnh Hằng Ma Quân từ tốn nói, Lấy nàng tu vi, còn tiếp xúc không đến quá tôn lầu. Chỉ có chúng ta trưởng khống một vị tạo hóa cảnh cao thủ về sau, mới có thể đối quá tôn lầu quen thuộc. Là quân nói ra, há xem ra vãn bối vẫn là kiến thức quá mức nông cạn một số. Vĩnh hằng mà quân nói ra, người bây giờ có thể đi cùng đa mộ yêu hoàng các nàng tụ hợp. Về sau, người cải biến dung mạo, chờ các nàng đem lần nữa đến đây ngọc thanh môn nhân cầm xuống. Là quân nói ra, đúng, hai vị tiền bối sau đó là quân tiến linh hồn trong tinh thạch hóa thành một tia ô quang nhanh chóng nhanh rời đi hắc ám thâm uyên la quân sau khi đi vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân nhìn chăm chú liếc một chút buồn phiền ma quân nhạt lạnh nói ra tiểu tử này khiến người ta có chút suy nghĩ không thấu ngược lại là giết một trăm vĩnh hằng ma quân mỉm cười nói ra hắn thân thể có rất nhiều biến số mà lại hắn sinh tử tại ta trưởng khống chi dạng này một cái thú vị người tuyệt vời giết há không đáng tiếc. Buồn phiền ma quân nghe vậy liền nói ra, tùy tiện ngươi. Vĩnh hằng ma quân nói ra, buồn phiền, đầu óc ngươi bên trong, giải quyết chưa nhiều chuyện đều là một chữ giết. Giết chết sinh, nhưng cũng có thể diễn sinh ra càng nhiều nhân quả. Giết chết một cái người, cũng không phải là thật có thể để sự tình biến đến gọn gàng. Ồ, buồn phiền ma quân nói ra, nói thế nào? Vĩnh hằng ma quân nói ra, như vị này tiểu bằng hữu, la quân. Ta nghe thấy được hắn thân thể có lôi đình khí tức, chỉ ít tại lôi đình thối luyện qua tầng 6 lôi kiếp. Buồn phiền Ma quân nói ra, ta cũng nghe thấy được, tầng 6 lôi kiếp lại như thế nào? Tầng 9 lôi kiếp lại như thế nào? Vĩnh Hằng Ma quân nói ra, vấn đề mấu chốt là hắn cũng không có có năng lực như thế. Cũng là nói, hắn đã từng trợ giúp người khác vượt qua tầng 6 lôi kiếp, cho nên hắn còn có một số lợi hại bằng hữu. Đương nhiên, những thứ này chúng ta cũng không sợ nhưng người muốn rõ ràng, những này là biến số. Giết hắn, chúng ta sẽ thêm ra càng nhiều địch nhân. Nhưng trưởng không hắn, có lẽ hắn bằng hữu cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Buồn phiền ma quân nói ra, tốt ha, người nói có đạo lý. Vĩnh hằng ma quân mỉm cười, nói ra, thiên địa sát kiếp buông xuống, mới để cho chúng ta có cơ hội đến thu được cái này đánh cược một lần. Ngày khác lại hồi tiên giới, chúng ta cũng còn cần trợ lực. Không muốn khinh thị con kiến hôi lực lượng la quân trở lại đa mẫu yêu hoàng trong động phủ tại đa mẫu yêu hoàng trong thạch động đa mẫu yêu hoàng phong tình vạn trùng tiểu gia hỏa hiện tại cái kia nạp lan cũng không tại người nói chúng ta là không phải cần phải trước khoái lạc một phen người muốn là ưa thích đem muội muội ta kêu đến cũng được nàng hiện tại đối ngươi là chăm nghe chăm theo đa mẫu yêu hoàng thân mang sa mỏng chỗ mấu chốt như ẩn như hiện lại ngồi tại la quân chân thổ khí như lan la quân mỉm cười một phát bắt được đa mộ yêu hoàng hai tay, nói ra, có chút hoa nhi tuy nhiên mỹ lệ, nhưng cũng là mang độc đâm. Người đóa hoa này, ta không dám ngắt lấy. Đa mộ yêu hoàng mềm mại nói ra, chán ghét, người ta nào có. Người cũng không biết, người ta có bao nhiêu đói khát. Cái này địa ngục, quá nhàm chán. Nàng sau khi nói xong, thế mà thân thủ muốn bắt La Quân chỗ mấu chốt. La Quân lập tức lách mình đứng lên. Đây chính là không mở ra được trò đùa, Tuy nhiên thoạt nhìn là tán tỉnh Nhưng nơi này bị đa mộ yêu hoàng trưởng khống Vậy hắn sẽ chết rất thảm Là quân mặc dù tốt sắc đẹp Nhưng từ trước tới giờ không bị sắc đẹp mê hoặc Tốt, đa mộ yêu hoàng Giữa chúng ta không cần thiết thăm dò đến sỏ xét đi Là quân nói ra, lại nói Tính ngươi là thật tâm, ta cũng sẽ không Ta tới nơi này là vì cứu thê tử của ta Trừ thê tử của ta, hắn nữ nhân Ta không biết đụng Đa mẫu yêu hoàng nhìn nhiều la quân liếc một chút, nàng mắt tránh qua một sợi phức tạp quang mang. Xảo trá, thông minh, đa tình, vô tình, chuyên tình. Đa mẫu yêu hoàng nói ra, ta tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. La quân mỉm cười, nói ra, chúng ta bất quá là ngắn ngủi hợp tác, nếu không có lợi ích, không cần làm nhiều giải. Không phải sao. Đa mẫu yêu hoàng nói ra, cái kia cũng khó nói, có lẽ tương lai, chúng ta còn có hợp tác lẫn nhau địa phương. La Quân nói ra, tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. Ngọc Thanh Môn, phó chi bụi gần nhất có thể nói là có chút sứt đầu mẻ chán. Bắt La Quân sự tình giống như là gặp quỷ một dạng, cái kia La Quân trốn đi, căn bản không gặp được tung tích. Mà tại hôm qua, thánh nữ chỉ huy môn tuổi trẻ người nổi bật phía dưới địa ngục thế giới càn quét yêu ma, thế mà đến bây giờ đều bật vô âm tín. Tại Vân Đính Điện, phó chỉ bụi một thân áo bào trắng, xuất trần không nhiễm, giống như trích tiên bốn tên nguyên lão, bảy vị phó trưởng giáo đều tại. Phó Tri Bụi nói ra, nạp lan vân tuyết các nàng nếu theo tình huống bình thường, một canh giờ có thể ra tới. Bây giờ sự tình qua đi chỉnh một chút 12 canh giờ, y nguyên bật vô âm tín. Chỉ sợ địa ngục thế giới bên trong ra biến cố. Chẳng lẽ là cái kia tứ đại yêu hoàng xuất thủ, phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tình lập tức nói ra. Lớn lên vân trưởng lão trầm giọng nói ra, địa ngục thế giới cùng chúng ta luôn luôn tin tức không thông, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn có ăn ý. La sát yêu ma không có tận cùng sinh sôi, sinh trưởng, đây là bất lợi cho địa ngục hoàn cảnh. Chúng ta đi càn quét yêu ma cũng là vì địa ngục làm một ít chuyện. Tứ đại yêu hoàng dùng cái gì lại đột nhiên xuất thủ? Ô Vân trưởng lão nói ra, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Tứ đại yêu hoàng nếu là xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Nói cho cùng, chúng ta đối địa ngục thế giới hoàn cảnh giải vẫn là quá ít. Nhưng là từ trước kia hoàn cảnh đến xem, địa ngục cũng tồn tại vô số không biết hung hiểm. Thánh nữ các nàng đến cùng tao mộ cái gì, chúng ta bây giờ kết luận còn hơi sớm. Âu Dương đa tình nói ra, xem ra, chúng ta cần phái người đi xuống cha. Lớn lên vân trưởng lão thì nói ra, cha là nhất định muốn cha, chỉ là lần này, chúng ta muốn cực kỳ thận trọng. Cái này qua mấy lần, chúng ta môn tổn thất có thể nói thảm trọng không? Phó chỉ bụi hít sâu một hơi, nói ra ngọc thanh môn tôn nghiêm không thể không cần lần này nếu thật là tứ đại yêu hoàng xuất thủ chúng ta có cần phải đối địa ngục thế giới đến một lần nữa tẩy một lần bài hắn đón đến nói nhưng là chuyện này quỷ dị chỗ rất nhiều như lớn lên vân trưởng lão nói chúng ta nhất định phải cẩn thận hiện tại lớn lên vân trưởng lão bản tôn làm ngươi điểm binh mang đem nhanh đi địa ngục điều tra rõ việc này trong môn phái các đem trừ quá tôn lầu không cách nào điều khiển còn lại đám người đều là nghe ngươi chỉ lệnh. Đúng, Chí Tôn, lớn lên Vân trưởng lão lập tức nói ra. Sau đó, tan họp. Lớn lên Vân trưởng lão biết sự tình tính nghiêm trọng, trong địa ngục nhất định là ra đại sự. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là nạp Lan Vân tuyết các nàng tao ngộ trong địa ngục tuyệt địa, sau đó tử vong. Thực tế, đây là lớn lên Vân trưởng lão muốn nhìn nhất đến kết quả. Làm cao tầng, bọn họ cũng không e ngại đệ tử tử vong nhưng là không biết đối thủ cùng nguy hiểm mới là bọn họ kiêng kỵ. Lớn lên vân trưởng lão chính là không trung cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn mang môn hạ một vị khác không trung cảnh sơ kỳ trưởng lão. Lại hết thảy mang ba tên phó trưởng giáo, bao quát Âu Dương Đa Tình. Đón lấy, lớn lên vân trưởng lão còn tại thế hệ trẻ tuổi đệ tử mang một cái, gọi là đoạn huyết nhận. Đoạn huyết nhận là thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh, tu vi tại bầu trời cảnh kỳ. Hết thảy sáu người, Tu vi thấp nhất đều là không trung cảnh sơ kỳ. Đây tuyệt đối là cường hãn đội hình. Sau đó, lớn lên Vân trưởng lão một đoàn người chính thức xuống địa ngục. Bọn họ một đường dò xét tra được, thần niệm bắn phá. Tại địa ngục tầng 15 lấy, bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ là tới địa ngục tầng thứ 15 lúc mới cảm nhận được tứ đại yêu hoàng kết giới. Tại kết giới hư không, lớn lên Vân trưởng lão một đoàn người dừng lại, Lớn lên Vân trưởng lão vì mọi người đứng đầu, hắn lập tức lấy thần niệm bắn phá những thứ này kết giới. Giờ này khắc này, nếu như kết giới nắm giữ ma quân lực lượng, dài như vậy Vân trưởng lão những người này trước tiên sẽ rời đi. Nhưng là, lúc này, lớn lên Vân trưởng lão đám người cũng không biết sinh ra khác ý nghĩ. Quả nhiên là ra chuyện, kết giới này là tứ đại yêu hoàng hợp lực bố trí xuống. Lớn lên Vân trưởng lão lập tức nói ra. Một vị trưởng lão khác số Đoạn Thủy, Đoạn Thủy trưởng lão Đoạn thủy trưởng lão là không chung cảnh sơ kỳ, Đoạn thủy trưởng lão trầm giọng nói ra, kết giới này bố trí xuống, chính là vì phòng ngừa Vân Tuyết các nàng đào tẩu. Ta kiểm tra một phen, kết giới này không chung pháp tắc thập phần cường đại, chính là ta cũng vô pháp đem phá vỡ. Vân Tuyết các nàng quả quyết không cách nào rời đi. Âu Dương Đa tính tức giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy, tự dưng dám đối với chúng ta Ngọc Thanh môn người hạ thủ. Bọn họ cái này là muốn chết. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra mọi người hợp lực, trước phá tầng này kết giới. Tốt, mọi người cùng kêu lên nên. Sau đó, mọi người cùng một chỗ phát lực, ầm ầm Chính là cường lực xé rách, trực tiếp lấy đại pháp lực bài trừ, theo tiếng nổ mạnh vang, kết giới tâm màu đen tinh thạch nổ tung lên. Toàn bộ kết giới toàn bộ bị phá trừ. Thẳng vào 18 tầng địa ngục, tìm những cái kia yêu hoàng tính sổ sách. Âu Dương Đa Tình nghiêm nghị nói ra. Lớn lên vân trưởng lão lập tức nói ra, đợi một chút ừm âu dương đa tình nói ra lớn lên vân trưởng lão bỗng nhiên nói ra ta cảm giác có chút không đúng tựa hồ bắt vân tuyết bố kết giới hết thảy đều là vì dẫn dụ chúng ta xuống tới không được không thể đi xuống a à, đoạn thủy trưởng lão nói ra lớn lên vân lão đại ca cái này không đi xuống sao được chúng ta tới là cha rõ ràng vấn đề cũng không thể cái gì đều không làm rõ ràng bị hoảng sợ trở về đi cái này truyền đi há không khiến người ta cười đến rụng răng im miệng lớn lên vân trưởng lão âm thanh nghiêm khắc sắc tất cả mọi người trước tiên ở nơi này chỗ đợi đoạn thủy ta cho ngươi một cái ấn ký nếu như ấn ký phá nát các ngươi lập tức rút đi hiện tại ta đi xuống xem xét lão đại ca ngươi làm gì một người mạo hiểm đoạn thủy trưởng lão nói ra không cần nhiều lời ta đã mang các ngươi xuống tới phải chịu trách nhiệm các ngươi an toàn địa ngục tùy tiện xuất thủ nhất định là có đại mưu đồ ở phía sau. Lớn lên vân trưởng lão nói ra. Sau đó, lớn lên vân trưởng lão lưu lại một mai ấn ký cho đoạn thủy trưởng lão. Sau đó hắn hướng 18 tầng địa ngục chạy đi. Chỉ là, mới chỉ 3 giây đồng hồ thời gian, đoạn thủy trưởng lão thủ ấn cái liền trực tiếp phá nát. Cái gì, chẳng lẽ lão đại ca ra chuyện, đoạn thủy trưởng lão không khỏi hoảng sợ. Đi mau, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn đi ra mấy người kia sắc mặt đại biến cấp tốc hướng mới trùng sát mà đi ngọc thanh môn phó tri bụi tại hắn trong tầm cung hắn đem kiều ngưng theo tử dương trong hồ lô phóng xuất minh nguyệt tiên tôn đã tiến vào ngủ say kiều ngưng nhìn về phía phó tri bụi nàng đột nhiên cười phó tri bụi sắc mặt mãnh liệt nói ngươi cười cái gì kiều ngưng mỉm cười nói ra cười ngươi sức đầu mẻ chán phó tri bụi từ tốn nói cái này cũng không buồn cười. Kiều Ngưng ngồi xuống, nàng dù bận vẫn ung dung nói ra, thực có kiện sự tình, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Phó Chi Bụi nói ra, thật sao? Kiều Ngưng nói ra, ngươi không muốn nghe. Phó Chi Bụi nói ra, nguyện nghe tường. Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là thả ta cùng tiên tôn. Kiều Ngưng nói ra, dựa vào cái gì? Phó Chi Bụi nói ra. Kiều Ngưng nói ra, bởi vì, phàm là hòa la quân đối nghịch người, sau cùng đều nên sát kiếp. Ngọc Thanh Môn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể đi ra cái này ma chú. Ta nhìn người bộ dáng này, tựa hồ gần đây rất là không thuận. Phó Chi Bụi biến sắc, nói, chẳng lẽ địa ngục sự tình cũng hòa la quân có quan hệ. Kiều Ngưng nao nao, điều đó không có khả năng, Phó Chi Bụi lập tức phủ quyết, hắn không có bản sự này. Phó Chi Bụi sau đó vừa nhìn về phía Kiều Ngưng, hắn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, bản tôn hôm nay tìm ngươi đi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ sợ hết thảy đều là ngươi tự mình đa tình. Phó Chi Bụi nói ra, ngươi lo lắng cái kia la quân lại bởi vì tới cứu ngươi mà thân thể nhập hiểm cảnh, nhưng sự thực là, hắn căn bản không có bất luận cái gì hành động. Có lẽ, ở trong mắt hắn, ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Kiều Ngưng trầm mặc đi xuống. Phó Chi Bụi tiếp tục nói, nếu như hắn thủy trung ẩn giấu đi không hiện thân, điều này đại biểu ngươi làm mất đi duy nhất giá trị đến lúc đó, chúng ta hội xử quyết ngươi. Kiều ngưng y nguyên không ra tiếng, chỉ là tại phó chi bội sau khi nói xong, nói, nếu như ngươi không có gì có khác lại nói, ta liền nên hồi ta đợi địa phương. Phó chi Bụi nói ra, ồ. Kiều ngưng nói ra, có điều, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cầm nữ nhân tới làm uy. Cái này không phải là ngươi thân phận như vậy người chỗ làm sự tình. Ngươi thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Phó chi bụi từ tốn nói, theo các ngươi đến từ về sau, bản tôn một mực cũng coi như lấy lễ đối đãi. Bắt ngươi qua đây, thủ đoạn này xác thực không lớn hào quang. Nhưng bản tôn muốn, bất quá là gia hỏa này có thể lộ ra mặt nước mà thôi. Chúng ta muốn tìm tới hắn, rất không dễ dàng. Kiều Ngưng lần nữa trầm mặc đi xuống. Phó Tri Bội nói ra, hoặc hắn có phải hay không đã lặng lẽ tiến đến. Chính đang mưu đồ lấy cái gì? Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, ta sao sẽ biết ta bị vây ở nơi đây, cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đều đoạn tuyệt. Phó Chi Bụi nói ra, người trong não vực cần phải có hắn lưu lại dấu ấn tinh thần A. Vốn là có, nhưng đã bị ta hủy, Kiều Ngưng nói ra. Nàng nói là nói thật, nàng không hy vọng la quân căn cứ ấn ký đi tìm tới. Tại Kiều Ngưng trong đầu ấn ký, chỉ cần Kiều Ngưng không muốn lấy ra, chính là tạo vật cảnh giới cao thủ cũng đến không có bản sự này bước đi ra. Rất tốt, Phó Chi Bụi nói ra. Kiều Ngưng nói ra, ta có thể đi thôi. Phó Chi Bụi nói ra, trở về đi. Hắn vung tay lên, liền dùng tử dương hồ lô đem Kiều Ngưng bắt vào đi. Hắn tự nhiên không phải quá mức nhàm chán tìm đến Kiều Ngưng làm trò cười, mà là bởi vì Phó Chi Bụi cũng đang hoài nghi, cái này là quân thế mà một mực biến mất tung tích, làm sao đều không tra được. Có thể hay không tiểu tử này đã lặng lẽ tới. Kiều Ngưng cũng biết Phó Chi Bụi mục đích, cho nên vô luận Phó Chi Bụi nói thế nào, nàng đều giữ yên lặng. Kiều Ngưng có dự cảm, là quân đã tới. Nhưng đây càng để Kiều Ngưng lo lắng, nơi này hung hiểm, vô pháp tưởng tượng. Nàng sợ La Quân hội lâm vào chỗ chết. Kiều Ngưng chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện La Quân lần này còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, làm thành cái này nguyên bản chuyện không có thể. Địa ngục tầng thứ 15 bên trong, lớn lên vân trưởng lão gặp nạn, không biết xuống chẳng như thế nào. Mà đứt nước trưởng lão, Âu Dương Đa Tình, còn có đoạn huyết nhận, cùng hai gã khác phó trưởng giáo cũng gặp được tứ đại yêu hoàng công sát. Cùng tứ đại yêu hoàng cùng lúc xuất hiện còn có La Quân. Tứ đại yêu hoàng đã cùng La Quân nhận biết, bọn họ biết La Quân đạt được ma quân tán thành, cho nên cũng không có bài xích La Quân. Bất quá mấy vị yêu hoàng cũng không quá để mắt La Quân, một cái hố tiên sơ kỳ ra hỏa, ở chỗ này có thể đính đến chuyện gì chứ? Tứ đại yêu hoàng hòa La Quân đến đây, bên trong lấy hỗn thế yêu hoàng tu vi cao nhất, không chung cảnh đỉnh phong hỗn thế yêu hoàng cấp tốc bố trí xuống động thiên pháp tắc, động thiên pháp tắc dung hợp địa ngục âm khí, trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm âm khí lăn lộn, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, hỗn thế yêu hoàng cũng vì còn lại yêu hoàng cùng la quân mở cửa sau. La quân tựa như là tại trong phòng điều khiển, có thể thấy rõ các loại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc phân bố cùng lưu chuyển. La quân có rất ít đứng tại cường giả một phương, Hiện tại hắn cảm giác cũng là một chữ thoải mái. Mấy vị yêu hoàng triển khai công sát, cái kia Đa mẫu yêu hoàng đối La Quân khách khách cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, lão gia hỏa này yếu nhất, Giao cho ngươi đối phó. Không có vấn đề a. À. Nàng chỉ là Đoạn Thủy trưởng lão. Đoạn Thủy trưởng lão không trung cảnh sơ kỳ. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, hắn giống như không so ngươi yếu a. À. Đa mẫu yêu hoàng nói ra, dù sao người tự cầu phúc đi. Sau đó, nàng liền triển khai tứ hải bình, nghênh tiếp nàng đối thủ. Năm người đối năm người, thật đúng là công bình. La quân thì cùng đoạn thủy trưởng lão tại một mình trong không gian. Cái kia đoạn thủy trưởng lão xem xét La quân bất quá động tiên sơ kỳ tu vi, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Lấy đoạn thủy trưởng lão tu vi cùng tuổi tác, cái kia tại Ngọc Thanh trong môn, vốn là có chút xấu hổ. Tuổi tác lớn, thật vất vả đến không chung cảnh sơ kỳ, cái kia cũng chỉ phải cho cái trưởng lão tương xứng. Đoạn thủy trưởng lão bạo giống một tiếng, lập tức tế ra pháp khí tàn hồng kiếm. Đồng thời, động thiên pháp tác đem la quân bao phủ lại. Hắn cự đại pháp lực khu động, cái kia tàn hồng kiếm phát ra vô cùng hung ác kiếm quang đến. Kiếm lực ngập trời, ngập trời bên trong, kiếm quang hướng la quân đầu phủ đầu chảm giết tới. Đoạn thủy trưởng lão một kiếm này là không chung cảnh kiếm lực, chống rỗng ở giữa cùng thời gian lưu chuyển từ không cần nhiều lời, cái kia động thiên pháp tắc tựa như là vô cùng tận lốc xoáy đem la quân cho cố định trụ, đồng thời có sức mạnh tại xé rách la quân trên thân pháp lực. Không chung cảnh cao thủ cái này vừa ra tay, tuyệt không phải bình thường. Đoạn thủy lớn lên trong đôi mắt già nua tuôn ra tinh quang, hắn có lòng tin, một kiếm liền đem la quân giải quyết hết. La quân lại là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt chém ra một kiếm. Đại linh hồn lôi kiếm. La quân mặc dù mới là động tiên cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn lực lượng căn bản không so đoạn thủy trưởng lão kém bao nhiêu, tăng thêm đại linh hồn lôi kiếm trung nguyên bắt đầu thiên lôi gì thần diệu. Hai người kiếm lực trên không trung lóe lên, kinh hồn bên trong ầm ầm đụng vào nhau. Oanh! Là quân một kiếm thế mà đem đoạn thủy trưởng lão kiếm lực cho phá nát. Đoạn thủy trưởng lão không khỏi hoảng sợ. Là quân lập tức nhảy lên một cái, hóa thành linh hồn ô quang xông ra đoạn thủy trưởng lão động thiên. Lão ra hỏa, người lão. La quân bạo giống một tiếng. Đoạn thủy trưởng lão nhất thời muốn thổ huyết, một cái hố tiên cảnh sơ kỳ ra hỏa, thế mà có thể đem hắn công kích phá giải, chuyện này với hắn lòng tin đả kích, hạng gì nghiêm trọng. Mà lại La quân còn mở miệng trào phúng, đây càng để đoạn thủy trưởng lão vô pháp tiếp nhận. Tại cái này ngắn ngủi tuyệt sát ở giữa, tứ đại yêu hoàng bên trong, hỗn thế yêu hoàng đã đánh giết hai tên phó trưởng giáo. Còn lại đoạn huyết nhận cùng Âu Dương Đa Tình cũng bị bọn họ bắt hỗn thế yêu hoàng chính là không chung cảnh đỉnh phong cao thủ mà lại cùng địa ngục lăn lộn làm một thể hắn ở chỗ này vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường cho nên tại hắn uy lực phía dưới ngọc thanh môn nhân căn bản không có phản kháng năng lực lúc này những thứ này yêu hoàng nhóm cũng chưa hề đi ra trợ giúp la quân bọn họ ẩn núp trong bóng tối nhìn lấy la quân cùng đoạn thủy trưởng lão quyết chiến hỗn thế yêu hoàng cũng không có đem động thiên lấy đi nếu là lấy đi có khả năng sẽ để cho đoạn thủy trưởng lão đào tàu. La quân cùng đoạn thủy trưởng lão còn cũng không biết còn lại nhân tình huống, hai người đánh đến lại là kịch liệt vô cùng. Đa mộ yêu hoàng bọn người lúc này là rung động trong lòng. Bởi vì La Quân con hàng này mới động tiên cảnh sơ kỳ A, hắn thế mà cùng một cái không chung cảnh sơ kỳ cao thủ đấu ngang tay. Tuy nhiên hỗn thế yêu hoàng động thiên đối La Quân có trợ giúp, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý bọn họ chưa bao giờ gặp có người có thể càng nhiều như vậy cấp khiêu chiến. Hắn pháp lực hùng hậu, thế mà không tại lão gia hỏa này phía dưới. Đa mộ yêu hoàng nói thầm. Là quân liên tục chém giết, đại linh hồn lôi kiếm càng chảm càng mạnh mẽ. Mà lại, thiên đạo bút cũng tế ra đến, không ngừng viết ra mang ra, giết hai chữ tới. Đoạn thủy trưởng lão thủy trung cũng không tính là thiên phú rất cao, hắn đối phó lên la quân đến, có chút cố hết sức. Vốn là, hắn ưu thế tại cùng động thiên pháp tắc cùng pháp lực hùng hậu. Nhưng là, động thiên pháp tắc cũng là bị linh hồn ô quang đột phá. Mà La Quân lại có thuần dương đan không ngừng bổ sung thể lực. Lúc này, La Quân cũng cảm giác ra những thứ này yêu hoàng tại xem kịch vui. Mẹ, La Quân thầm mắng một tiếng. Hắn cũng là nổi nóng. Lúc này, La Quân cắn răng một cái, tự thân quấn vào đến linh hồn trong tinh thạch. Hắn trong nháy mắt tế ra 200 triệu thuần dương đan thuốc, sau đó đem trực tiếp toàn bộ chấn vỡ. Vô cùng thuần dương chi lực bị La Quân một miệng nuốt vào. Trong chấp nhóm này, La Quân cả người đều bị nở lớn ra. Bụng hắn nở lớn đến giống như hoài tam bào thai một dạng, quả thực muốn nổ bể ra tới. Đầu hắn cũng thay đổi lớn, trong đầu não vực đều hiển hiện ra. Thuần dương kim quang bắn lộ ra tới, linh hồn tinh thạch không còn là hắc ám. Tứ đại yêu hoàng đã nhìn thấy cái kia linh hồn tinh thạch bầy biện ra hoàng kim quang mang đến, trông thấy la quân tại trong tinh thạch, trở thành kim sắc bộ dáng, ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấy rõ ràng. Cảm thấy con hàng này tựa hồ lập tức sẽ nổ tung. Đổi thành bất luận cái gì cao thủ, như thế hấp thu, không nổ tung cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là hết lần này tới lần khác, là quân con hàng này không có việc gì. Hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, một kiếm chém ra. Lớn nhất mạnh đại linh hồn lôi kiếm. Lôi quang lóe lên, kiếm quang kịch liệt, giống như thiên lôi chém xuống. Vô cùng linh hồn chi lực quấn quanh. Đây là khủng bố, đây là vô tận, vô tận thâm huyên, vô tận lực lượng. Chém xuống một kiếm. Cái kia đoạn thủy lớn lên trong đôi mắt già nua dần hiện ra cự đại hoảng sợ đến. Hắn đồng tử phóng đại, hắn tựa hồ trông thấy vô số lệ quỷ cắn xé tới, còn có thiên lôi dày đặc trảm giết tới. Trong nguy cơ, đoạn thủy trưởng lão hai tay cầm kiếm, hắn đem tất cả động thiên lực lượng ngưng tụ, cũng một kiếm chém giết tới lốc xoáy động thiên như lũ quét ầm ầm nhưng la quân lôi kiếm trực tiếp xuyên qua dòng nước lũ đi vào đoạn thủy trước mặt trưởng lão một giây sau đoạn thủy trưởng lão bị chém giết thành phấn vụn vô cùng mảnh vụn linh hồn tản mát bốn chỗ bay ra la quân không nói hai lời vận chuyển biển linh hồn đem mảnh vụn linh hồn toàn bộ hấp thu như thế về sau la quân mới thu chỗ có thần thông ngạo mà đứng Hắn chỗ lấy có thể bá đạo như vậy vô cùng, thứ nhất là có tiền. Đan dược đầy đủ. Mà lại, thân thể của hắn là đi qua lôi kiếp thối luyện, cường hãn vô cùng. Đầu lại có đại bản nguyên thuật thủ hộ. Ba cái này, thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, tứ đại yêu hoàng không thể không một lần nữa dò xét la quân tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đan dược không ít ha. Lúc này, hỗn thế yêu hoàng thu động thiên bọn họ đem Âu Dương Đa Tình cùng đoạn huyết nhận bắt bỏ vào đến pháp khí bên trong. Tứ đại yêu hoàng đều xuất hiện tại La Quân trước mặt. Hỗn thế yêu hoàng mỉm cười, nói ra. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, xác thực không ít. Hỗn thế yêu hoàng nói ra, vừa mới nhìn ngươi cái kia một cây bút tựa hồ là kiện pháp khí, có chút thần diệu. Không biết có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Không tiện, La Quân trực tiếp cự tuyệt, hắn nói ra, tu sĩ pháp khí đều là lớn nhất bí mật, không có cho mượn đi đạo lý. Tiền bối nếu là nhất định muốn nhìn, có một cái biện pháp. Ồ, Hỗn Thế Yêu Hoàng có nhiều thú vị nhìn về phía La Quân. Giết ta, giết ta về sau, tiền bối liền có thể nhìn. La Quân nói ra. La Quân cái này vừa nói, Đa Mẫu Yêu Hoàng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng cảm thấy La Quân gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật a. À. Thế mà cùng dạng này cùng Hỗn Thế Yêu Hoàng nói chuyện, phải biết, nàng đều không dám nói thế với A. À. Còn lại mấy cái yêu hoàng cũng đều là kiêng kỵ hỗn thế yêu hoàng. Hỗn thế yêu hoàng chính là tứ đại yêu hoàng đứng đầu, uy nghiêm cực chi nồng. Hỗn thế yêu hoàng ánh mắt híp thành một đầu tuyến, bầu không khí lập tức liền ngưng kết, tràn ngập sát cơ. Hắn nhìn chằm chằm la quân, từng chữ nói ra, ngươi cho rằng, bổn tỏa không dám giết ngươi. La quân từ tốn nói, ngươi muốn giết cứ giết, chứ cùng ta nói nhảm. Ngươi, hỗn thế yêu hoàng nhất thời nghẹn lời. Hắn chưa từng thấy qua ngang như vậy ra hỏa, nhưng là hỗn thế yêu hoàng cũng có chính mình suy tính, đến một lần ra hỏa này lực lượng quá đủ, để hỗn thế yêu hoàng cũng có chút không rõ rõ hư thực. Thứ hai, hỗn thế yêu hoàng nghĩ đến hai vị ma quân. Ra hỏa này không có sợ hãi, chẳng lẽ là trận chiến ma quân thế? Hỗn thế yêu hoàng không thể không đi suy nghĩ những vật này. Hắn đối ma quân là tuyệt đối kiêng kỵ. La Quân cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy hỗn thế yêu hoàng, đa mẫu yêu hoàng ngừng thở, nàng cảm giác La Quân chết chắc. Nhưng là một giây sau, hỗn thế yêu hoàng lại là đột nhiên cười to ba tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, người quả nhiên là can đảm hơn người, bội phục, bội phục. Theo vừa mới sợ hãi xâm nghiêm, đến thời khắc này mưa thuận gió hòa, hết thảy đều giống như mộng huyễn một trận, mà La Quân trên mặt từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt. Cái này khiến đa mộ yêu hoàng, tà ác yêu hoàng còn có xanh ô yêu hoàng trong lòng cũng nhịn không được lẩm bẩm. Gia hỏa này, đến cùng còn có cái gì ác chủ bài không có vạch trần A. Sau đó, mọi người một lần nữa bố trí xuống kết giới, sau đó trở lại 18 tầng địa ngục bên trong. La quân thì cùng đa mộ yêu hoàng trở lại trong động phủ. Sau khi trở về, tại đa mộ yêu hoàng trong thạch động, đa mộ yêu hoàng hiếu kỳ hỏi La quân, người thật sự không sợ hỗn thế yêu hoàng hắn nhưng là cái giết người không chớp mắt ra hỏa ta nghĩ cho dù là hỗn thế yêu hoàng giết ngươi cái kia ma quân cũng sẽ không thật cầm hỗn thế yêu hoàng thế nào a à. la quân cười hắc hắc nói ra cho nên đạo lý thì rất đơn giản ta càng lực lượng đủ hỗn thế yêu hoàng lại càng thấy cho ta tại ma quân trong lòng địa vị rất cao ta càng sợ hãi hắn liền sẽ càng cảm thấy giết ta cũng không có gì cao a à, đa mẫu yêu hoàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nàng theo rồi nói ra có thể ngươi tại sao muốn nói cho ta biết ngươi không sợ ta đi tìm hỗn thế yêu hoàng mật báo la quân cười ha ha nói ra ta không sợ vì cái gì đa mộ yêu hoàng nói ra không có vì cái gì la quân cười nhạt một tiếng nói ra đa mộ yêu hoàng nhất thời lại có chút không bình tĩnh ra hỏa này thật là làm cho người ta nhìn không thấu vân đính trong cung điện âu dương đa tình quỳ ở giữa hắn không còn là công tử văn nhã Giờ phút này Âu Dương đa tình chật vật tới cực điểm. Hắn dâng lên nạp Lan Vân Tuyết vì thân sử dụng khăn lụa, đây là một đầu tử sắc khăn lụa. Cái này khăn lụa cũng là một kiện pháp khí, gọi là Tử lụa đai lưng ngọc, có thể hóa thành đầy trời tử sắc tơ lụa, cũng có thể biến thành hứa nhiều quần áo xinh đẹp. Đây là nữ hài tử ưa thích đồ vật, cũng không thể giết địch. Phó Chi bụi ở trên bài ngồi, hắn sắc mặt tái xanh. Ô Vân trưởng lão đau lòng nhức óc, Người nói là lớn lên Vân Lão Ca Ca Tung Tích không rõ, Đoạn Thủy lão đệ, còn có hai vị khác phó trưởng giáo đều bị giết. Âu Dương Đa Tình cúi đầu, nói ra, không sai, xuất thủ chính là Tứ Đại Yêu Hoàng. Cái kia Tứ Đại Yêu Hoàng bên trong Hỗn Thế Yêu Hoàng, pháp lực cao thâm, chúng ta không phải là đối thủ. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Phó Chi bụi hỏi. Âu Dương Đa Tình nói ra, cái kia xanh ô yêu hoàng nói, bọn họ tại địa ngục đợi dính bọn họ muốn tại Ngọc Thanh thế giới bên trong thành lập thuộc về bọn hắn môn phái cùng thế lực. Uổng nghĩ, Phó Chi Bụi lập tức cả giận nói. Âu Dương Đa Tình tiếp tục nói, Sanh ô yêu hoàng còn nói, chỉ cho chúng ta ba ngày thời gian. Trong vòng ba ngày đồng ý bọn họ chỗ có điều kiện, nếu không, liền muốn đem thánh nữ. Như thế nào, Phó Chi Bụi nói ra. Âu Dương Đa Tình trầm giọng nói ra, liền muốn đem thánh nữ cung cấp ba nghìn la sát yêu ma làm nhục tìm niềm vui muốn chết, muốn chết, phó chi bão cắt giận. Hắn vỗ bàn đứng dậy, nói ra, tốt, bản tôn thì tự mình đi một chuyến địa ngục, gặp bọn họ một chút. Xem bọn hắn đến cùng có bản lĩnh gì, dám cùng ta ngọc thanh môn khiêu chiến. Ô vân trưởng lão nói gấp, trí tôn tuyệt đối không thể, lúc này chính vào thời buổi rối loạn. Ngài không cần thiết nghĩa khí nắm quyền, bên trong địch nhân độc kế. Lúc này, chúng ta cần phải lập tức đi cáo tri thái thượng tôn lầu. Chí ít, thánh nữ sự tình là muốn thông báo chân nguyên tiên tử. Không sai không sai, mọi người bận bịu đáp. Lúc này những chuyện này, dối bời, tăng thêm lớn lên vân trưởng lão nhân vật như vậy đều hãm sâu bên trong, tất cả mọi người cảm giác được có chút ứng phó không được. Nhất định phải đi mời động thái thượng tôn lầu. Phó chi bụi phẫn nộ tới cực điểm. Hắn quả thật là cái tính tình bên trong người, hắn cũng có ngông nghênh kiên cường. Dạng này bị tứ đại yêu hoàng khi dễ, hắn quả thực nuốt không nổi cái này giọng điệu. Nếu là hắn không tại trên vị trí này, hắn giờ phút này thì hoàn toàn hết thảy không để ý, vào thẳng xuống dưới đất chém giết tứ đại yêu hoàng. Nhưng phó chi bụi còn có lý trí tồn tại. Cho nên, hắn đem khẩu này nộ khí cưỡng ép ấn đè xuống. Âu Dương Đa Tình, đem cái này khăn lụa đi tặng cho Thái Thượng Tôn Lầu chân Nguyên Tiên Tử, bẩm báo hết thảy. Phó chi bụi theo rồi nói ra. Vâng, Âu Dương Đa Tình nói ra hắn xưa nay kiêu ngạo, nhưng lần này tất cả ngạo khí đều bị san bằng. Thế giới bao la, yến kinh. Diệp tử thanh mang thai bụng càng ngày càng rõ ràng, còn có bốn tháng liền muốn lâm bồn. Lâm phong chiếu cố thì càng cẩn thận kỹ càng. Vì náo nhiệt một số, Diệp tử thanh phần lớn thời gian đều là tại trầm mặc nùng hoa viên trong biệt thự. Phó Thanh Trúc cũng vẫn luôn tại. Bất quá hôm nay lại là có chút khác biệt, trong thư phòng, trầm mặc nùng, Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, Lâm Phong đều tại lâm phong trầm giọng nói ra ta đã đi một chuyến thiên châu bên kia cũng đi hoàng cung một chuyến đại khái tình huống ta đều giải la quân đã một người đi ngọc thanh trong thế giới ngọc thanh thế giới phó thanh trúc cũng không giải cái thế giới này hắn nghi hoặc lâm phong đối phó thanh trúc cũng không giấu giếm đem ngọc thanh thế giới còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống sự tình đều nói hắn theo rồi nói ra lúc trước nếu là sớm biết cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống chính là mầm tai họa ta nói cái gì cũng không cho tam đệ. Tần Lâm nói gấp, đại ca, đây đều là mệnh số. Người không muốn tự trách, lại nói, tam đệ hiện tại còn không có sự tình sao. Phó Thanh Trúc nói ra, đã như vậy, chúng ta thì cùng đi Ngọc Thanh Thế Giới trợ giúp la quân huynh đệ tốt. Lâm Phong nói ra, cái kia Ngọc Thanh Thế Giới cực ẩn nấp, mà lại trận pháp cường đại. Chúng ta căn bản vào không được. Hắn sau đó có chút oán trách, nói ra, mặc nùng muội tử, dạng này sự tình, Ngươi không nên gạt chúng ta." Trầm Mặc Nùng cũng là hối hận, nàng trầm mặc, không nói một lời. Tần Lâm nói ra, Mặc Nùng trong lòng cũng rất lo lắng, "Đại ca, ngươi đừng nói như vậy." Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, nói ra, "Chúng ta có không thể đến giúp La Quân địa phương đâu." Lâm Phong nói ra, dựa theo Đại Khang Hoàng đế thuyết pháp, ngọc thanh trong thế giới, người đi lại nhiều đều là uổng công. Tam đệ trước mắt là bí ẩn trạng thái, chúng ta đi ngược lại sẽ chuyện xấu. Vẫn là trước yên lặng nhìn biến thành tốt. Phó Thanh trúc trầm giọng nói ra, là quân huynh đệ luôn luôn phúc lớn mạng lớn, ta tin tưởng hắn lần này cũng sẽ không có sự tình. Hắn nói tiếp, tóm lại, lần này chỉ cần có ta có thể giúp đỡ địa phương, ta tuyệt không chối từ. Lâm Phong gật gật đầu. Tần Lâm thì vỗ vỗ Phó Thanh trúc bả vai. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng thành, trong hoàng cung. Tại Thiên Long bát bộ phù đồ huyền trong tháp, một nguyên chi trên cầu, vĩnh lạc hoàng hậu mặt nói với tinh không, hoàng thượng. Sâu trong hư không lập tức liền có đáp lại, vĩnh lạc, người đột nhiên tới gặp ta, thế nhưng là có chuyện gì không? Vĩnh lạc hoàng hậu thần sắc nặng nề, nói ra, đêm qua, ta làm một giấc mộng, rất là không tốt. Há, cái gì mộng? Hiên chính hạo giọng nói bình tĩnh vô cùng. Ta mộng thấy người máu me khắp người, hấp hối. Vĩnh lạc hoàng hậu hốc mắt đỏ, nàng nói ra, người biết, ta sẽ không tùy tiện nằm mơ. Hoàng thượng, ta thật rất lo lắng ngươi. Nàng nói đến đây, nhịn không được nức nở, nói ra, ngài như có nguy hiểm, vĩnh lạc tuyệt không sống một mình. Hiên chính hạo đột nhiên thì theo tinh không bên trong đi tới, hắn đi vào một nguyên chi trên cầu, đem vĩnh lạc hoàng hậu ôm vào lòng. Ngốc nhà đầu, không cho nói loại này mê sảng, hiên chính hạo đối đãi vĩnh lạc hoàng hậu mãi mãi cũng là nhu tình vô cùng. Vĩnh lạc hoàng hậu chống đỡ đứng người dậy, nhìn về phía hiên chính hạo nói ra ta muốn rất nhiều trước mắt có thể làm cho ngài lâm vào nguy cơ chỉ có ngọc thanh thế giới hỏa la quân sự tình ngài không biết quản nhiều hắn nhàn sự đúng hay không ngài có đại khang có ta còn có tiểu vũ ngài làm sao có thể đi làm cỏ này mã nghĩa khí sự tình đâu hiên chính hạo mỉm cười nói ra vĩnh lạc người yên tâm hết thảy trong lòng ta đều nắm chắc cái gì nên làm cái gì không nên làm ta cũng biết chỉ bất quá, ta trước kia còn sống là một bộ không có cảm tình máy móc. Bây giờ thật vất vả có cảm tình về sau, như còn đem chính mình sống thành một bộ máy móc, cái kia cũng không tránh khỏi quá không thú vị một số. Không đếm xỉa đến, một vị tránh né cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Ta hiểu dấu tài, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết nhất chiến dũng khí. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, ta biết, ta biết ngày xưa nay không là nhát gan hạng người. Ngài đem đại khang mang cho tới hôm nay tình trạng này, cùng vũ hóa môn, trời cao tông, thần tộc trở mặt, càn quét trong nước hết thảy yêu ma, chuyện như vậy không phải công tích vĩ đại. Hiên chính hạo cười cười, nói ra, người mộng, ta biết là vì cái gì. Ta sẽ có một ít kiếp số, nhưng người yên tâm, ta còn không dễ dàng như vậy chết. Vẫn là cuối cùng bởi vì la quân sao, vĩnh lạc hoàng hậu hỏi. Hiên chính hạo nói ra, có một số việc, trung quy là tránh không khỏi vả lại ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn tránh vĩnh lạc hoàng hậu ôm chặt lấy hiên chính hạo nói ra ngài nhất định không thể có sự tình không có ngài vĩnh lạc còn sống còn có ý nghĩa gì hiên chính hạo cũng ôm chặt lấy vĩnh lạc hoàng hậu hắn trầm giọng nói ra cho các ngươi ta cũng nhất định không có việc gì ngọc thanh thế giới bên trong ngọc thanh trong môn thái thượng tôn lầu thái thượng tôn ôm vào ngọc thanh địa vị trong môn siêu nhiên hết thảy Thái thượng tôn lầu toàn thân trắng noãn, như một tòa trắng noãn huyền tháp đứng ở ngọn núi bên trên. Tại huyền tháp phía trước, có một khối đất trống. Trên đất trống rất là bóng loáng, bắc phong gào thét, hạt tuyết cuồng vũ. Quá tôn lầu cũng không có cửa lớn. Ở trước cửa huyền đài có một chiếc gương, tấm gương này cùng thần tộc thái các khổ hải thần kính cùng loại, nhưng lại khổ hải thần kính phẩm chất cao hơn nhiều. Cái gương này gọi là huyễn linh kính. Quá tôn lầu nhìn như tại ngọc thanh trong cửa, tại cái này cao sơn chi. Nhưng là nếu như không thông qua huyễn linh kính, chính là đi ngàn dặm 10 ngàn dặm, cũng là đến không quá tôn lầu. Âu Dương đa tình tại huyễn linh trước gương, dùng móng tay vạch phá ngón tay, một máu tươi đến huyễn linh kính. Có thể có tư cách cầu kiến quá tôn lầu cũng không có nhiều người, nhưng Âu Dương đa tình là một cái. Cái này máu tươi tại mặt kính, cái kia mặt kính vốn là ám sắc, đột nhiên, kính xuất hiện gợn sóng. Cái này máu tươi cũng bị huyễn linh kính hấp thu kính rất nhanh hiện ra cảnh tượng tới. Lại là tại một mảnh rừng trúc chi, trong rừng trúc có một cái giếng. Giếng chạm một tên đồng tử, cái này đồng tử dài đến xinh đẹp, sắc mặt lại là lãnh đạm. Đồng tử gọi là Tùng Hạc, Tùng Hạc đồng tử cùng vô danh đồng tử đều là quá tôn lầu người giữ cửa. Tùng Hạc đồng tử thông qua cái kia giếng cạn thông đạo cùng Âu Dương đa tình liên hệ, đồng tử nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào. Âu Dương đa tình không dám thất lễ, nói gấp, tại hạ ngọc thanh môn phó trưởng giáo âu dương đa tình có chuyện quan trọng cầu kiến tôn lầu thật nguyên tiền bối tùng hạc đồng tử nói ra có chuyện gì quan trọng thánh nữ ra chuyện âu dương đa tình nói ra tùng hạc đồng tử nhất thời biến sắc hắn theo rồi nói ra người ở đây chờ lấy ta lập tức đi bẩm báo thật nguyên tiền bối âu dương đa tình nói gấp như thế làm phiền tuyết phong chi dị thường giá rét khắp nơi vì cái thất gỗ gió lạnh hàn tuyết như đao phong tuyết tại Âu Dương đa tình chung quanh tàn phá bừa bãi, hắn đứng thẳng tắp. Hắn ngực có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn rất phẫn nộ. Đây là thân là Ngọc Thanh Môn tất cả cao tầng phẫn nộ. Ngọc Thanh Môn theo bọn họ nhóm này người trẻ tuổi tiếp quản đến nay, từ trước đến nay đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bọn họ không gì làm không được, bọn họ đánh đâu thắng đó. Nhưng lần này, thế mà bị địa ngục tứ đại yêu hoàng như thế khi nhục, Âu Dương đa tình hy vọng quá tôn lầu các đại lão lôi đình tức giận, đem cái kia địa ngục nghiền thành phấn vụn. Âu Dương đa tình cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh, huyễn linh trong kính hiện ra một cái thông đạo, sau đó một bóng người lóe lên. Đón lấy, một người xuất hiện tại Âu Dương đa tình trước mặt. Người đến không là người khác, chính là thánh nữ nạp lan vân tuyết sư phụ chân nguyên tiên tử. Chân nguyên tiên tử lấy màu đen váy dài, nàng xinh đẹp như 18 thiếu nữ, nàng mặt tràn đầy túc lạnh cùng băng xương nàng cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác âu dương đa tình nhìn thấy chân nguyên tiên tử cảm thấy mình giống như là con kiến hôi một dạng xem như theo sâu trong đáy lòng cũng không dám sinh ra cái gì khinh nhờn chi tâm tới lúc này âu dương đa tình quỳ đi xuống nói ra vãn bối tham kiến tiền bối chân nguyên tiên tử tóc dài tới eo sợi tóc che chắn nửa bên mặt trứng nhưng nàng con ngươi như tinh thần lóa mắt giống như vũ trụ thâm thúy Chân nguyên tiên tử nhìn về phía Âu Dương Đa Tình, nàng thanh âm thanh thúy, êm tai, chỉ nghe nàng trầm giọng nói ra, vân tuyết như thế nào. Âu Dương Đa Tình lập tức đem cái kia tử lụa đai lưng ngọc lấy ra, nói ra, hồi bẩm tiên tử tiền bối, thánh nữ. Âu Dương Đa Tình đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hắn sau khi nói xong, liền gục đầu xuống. Hiện trường một mảnh khó qua trầm mặc. Chân nguyên tiên tử không nói một lời, nhưng là Âu Dương Đa Tình cảm nhận được sát khí chính đang tràn ngập sát khí này để hắn hô hấp khó khăn hắn biết tiên tử chính là động thật giận tốt ta biết chân nguyên tiên tử nói ra người lui ra đi tay nàng vốt ve cái kia tử lụa đai lưng ngọc âu dương đa tình cũng không đứng dậy mà chính là nói ra tiên tử tiền bối xin thứ cho vãn bối lắm miệng hỏi ngài có phải không dự định một người tiến đến chân nguyên tiên tử trầm mặc nửa ngày nói ra phải thì như thế nào quả quyết không thể âu dương đa tình nói ra chân nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ta sẽ sợ cái kia bốn đầu tiểu trùng. Âu Dương đa tình nói ra, nhưng là, tứ đại yêu hoàng cử động lần này nói rõ là muốn dẫn ngài đi qua. Bọn họ cũng không phải là không biết ngài tồn tại, đã bọn họ dám làm như thế, sau lưng tất nhiên thâm ý sâu sắc. Chúng ta không thể hết lần này đến lần khác mà tính toán. Chân nguyên tiên tử nói ra, người ý là. Âu Dương đa tình nói ra, 18 tầng địa ngục chi, phức tạp nhất bọn họ tùy tiện xuất thủ, tất nhiên là có nguyên nhân. 18 tầng địa ngục chi bí mật, không ai có thể rõ ràng. Nghe nói bên trong còn khốn không ít đã từng tiên giới cao thủ tại. Ta cho rằng, cái này tất nhiên có trá. Vãn bối không đành lòng tiên tử mù quáng tiến đến, nếu thật là mưu kế, ngày mấy ngàn năm tạo hóa tu vi, sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chân nguyên tiên tử lần nữa trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ừm, ta biết nàng giọng nói hòa hoãn rất nhiều âu dương đa tình người rất tốt đi xuống đi đúng tiên tử tiền bối âu dương đa tình ngoan ngoãn cáo lui âu dương đa tình sau khi đi chân nguyên tiên tử trở về quá tôn lầu quá tôn lầu vẫn luôn rất bình tĩnh bình tĩnh đến thường ngày là không có bất kỳ cái gì tiếng vang quá tôn lầu là tồn tại ở diệu thời không chỗ sâu nếu không có huyễn linh kính không người có thể đến nơi đây tại quá tôn lầu bốn phía, chính là minh mông tầng mây tuyết biển. Tôn này lầu không không ngớt, dưới không chạm đất, rượu tới cực điểm. Xưa nay, tôn lầu chưa vị tiền bối cao nhân riêng phần mình tu luyện. Rất nhiều cao nhân đều là tính tình cổ quái, chỉ có quen biết mấy cái hội ngẫu nhiên đi lại một phen. Chân nguyên tiên tử cũng có nàng bằng hữu Đó là độc hành tôn giả. Độc hành tôn giả đã là tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ, tại toàn bộ quá tôn lầu, Hắn tu vi cũng là số 1 số 2. Quá Tôn lầu có thật nhiều thiên vị cảnh cao thủ, tạo hóa cảnh cao thủ vẫn là lại thiếu. Đến thiên vị cảnh đỉnh phong về sau, có thể đi vào Quá Tôn lầu. Nhưng phần lớn người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào tạo hóa cảnh. Độc hành Tôn giả cũng không phải là tăng nhân, hắn tại trong phòng ngủ mình ngay tại tĩnh tu. Độc hành Tôn giả xem ra khoảng 40 tuổi, ánh mắt ôn hòa. Hắn người mặc trường bào màu xanh, cũng không nhúc nhích lúc này bên ngoài tiếng bước chân truyền đến độc hành tôn giả mở mắt ra hắn mỉm cười nói ra tiểu muội vào đi chân nguyên tiên tử đẩy cửa vào nàng sau khi đi vào đóng cửa đại ca chân nguyên tiên tử nhẹ nhàng hô một tiếng độc hành tôn giả nói ra ta gần đây mi tâm nhảy lên cảm giác tựa hồ ngọc thanh môn muốn không bình tĩnh tiểu muội người đột nhiên đến thăm tất là có chuyện a à. chân nguyên tiên tử trầm giọng nói ra Đại ca, ta thật có sự tình cần ngươi bồi ta đi một chuyến." Độc hành tôn giả cười nhạt một tiếng, nói ra, "Có thể." Chân Nguyên tiên tử nói ra, người đều còn không có hỏi. "Ta đã muốn tìm ngươi, nhất định không là chuyện nhỏ." Độc hành tôn giả nói ra, "Ta lúc nào cự tuyệt qua ngươi, tiểu muội." Chân Nguyên tiên tử khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Vậy cũng đúng." Độc hành tôn giả nói ra, "Nói đi, là chuyện gì?" chân nguyên tiên tử đem địa ngục sửa tình, còn có đồ đệ nạp lan vân tuyết tình huống nói. Nàng sau khi nói xong, nói, ta vốn định chính mình một người tiến đến, nhưng là Âu Dương đa tình nhắc nhở không sai, cái này chỉ sợ là có trá. Độc hành tôn giả theo bồ đoàn đứng lên, hắn trầm giọng nói ra, địa ngục chi không yên ổn, nhất định là cùng một ít ẩn tàng cao nhân có quan hệ. Sát kiếp buông xuống, rất nhiều từ trường đều sinh ra biến hóa. Tiểu muội người về sau hành sự không muốn như vậy lỗ máng, lần này ngươi may mắn tới tìm ta. Nếu là ngươi tùy tiện mà đi, xảy ra chuyện gì, đại ca tính toán trước đi giết sạch tất cả mọi người, lại thế đến chuyện gì. Hắn đón đến, tiếp tục nói, người ta bây giờ thân ở cao vị, tuy nhiên có thông thiên bản sự, nhưng cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cái này sát kiếp giết không là người khác, chính là người ta như vậy người. Chúng ta nhất định phải nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, nửa điểm không được khinh thường, biết không? Đại ca dạy bảo phải là, tiểu muội ghi lại, chân nguyên tiên tử nói ra. Thôi được, đại ca cùng ngươi đi cái này một lần, nhìn xem rốt cuộc là cao nhân phương nào tại địa ngục quấy phá. Độc hành tôn giả nói ra. Chân nguyên tiên tử nói ra, đại ca, chúng ta còn muốn hay không nhiều tìm chút trợ thủ. Độc hành tôn giả mỉm cười, nói ra, ngươi lúc này lại như vậy cẩn thận. Không sao cả, tính toán bên trong có thông thiên cao nhân, chúng ta đánh không lại, dù sao vẫn là có đào tẩu cơ hội đi. Chúng ta trước đi đánh tìm hiểu thực hư, vạn nhất bên trong bất quá là chút tiểu đả tiểu nháo, chúng ta đem bằng hữu mời đi, chẳng phải là náo chút chê cười. Có đạo lý, chân nguyên tiên tử cười nói. 18 tầng địa ngục chi, vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân tại hắc ám thâm Nguyên bên trong đơn độc triệu kiến la quân. hắc ám thâm Nguyên trước, la quân gặp mặt hai vị ma quân. Hắn biểu hiện được rất là cung kính, buồn phiền ma quân lại là nhạt lạnh cười một tiếng nói ra la quân xem ra ngươi đã bản thân trước đem hỗn thế yêu hoàng cho đắc tội mất đi chúng ta che chở ngươi thoát khỏi hắn lửa giận sao la quân nói ra chạy không khỏi hắn tại hỗn thế yêu hoàng trước mặt dám ngang nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có não tử lúc này buồn phiền ma quân rõ ràng là muốn tìm điểm thành cảm giác cảm giác thỏa mãn thông minh như la quân tự nhiên là phải phối hợp không có hai vị tiền bối, vãn bối má hội thịt nát xương tan. La Quân nói ra, cho nên vãn bối tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối. Buồn phiền Ma Quân mặt lộ vẻ ra vẻ tươi cười, tốt, không tệ. Vĩnh Hằng Ma Quân ánh mắt thâm thúy, hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy La Quân. La Quân thực sợ nhất vẫn là cái này Vĩnh Hằng Ma Quân, ra hỏa này, quá cao thâm mặt chắc. Lúc này, Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, La Quân, người giết trưởng lão kia lúc chỗ bạo phát một kiếm rất là không tệ nếu như ta không nhìn lầm thân người ba nghìn đại đạo có chút không ít la quân nói ra tiền bối mắt sáng như đuốc vãn bối bội phục vĩnh hằng ma quân nói ra đáng tiếc tựa hồ không có một dạng bị ngươi luyện tinh mà lại ta không nghĩ tới cái kia hỏng thiên đạo bút thế mà cũng tại tay ngươi ngươi càng ngày càng thú vị la quân nao nao nói ra tiền bối cũng biết thiên đạo bút vĩnh hằng ma quân nói ra năm đó viên giác tay cầm thiên đạo bút vô luận tiên ma, đều e ngại ba phần. Như thế hung khí, chúng ta sao lại không biết, bất quá, thiên đạo bút khí linh đã tổn hại, sớm đã mất uy lực. Hắn nói tiếp, pháp khí bình thường, khí linh tổn hại đều không muốn gấp, có thể luyện chế lại một lần. Nhưng duy chỉ có thiên đạo bút không được, người có biết tại sao không? Là quân hơi kinh hãi. Là quân vốn là không có nghĩ lại, nhưng đi qua vĩnh hằng ma quân một nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ đến quan trọng đồ vật hắn lập tức nói ra bởi vì là thiên đạo bút khí linh là thiên đạo ý chí vĩnh hằng ma quân mỉm cười nói ra không sai người quả nhiên lĩnh ngộ lực cao la quân nói ra tiền bối quá khen vĩnh hằng ma quân tiếp tục nói tốt hôm nay tìm ngươi đến là muốn đưa ngươi một kiện lễ vật ngươi cái kia linh hồn tinh thạch có chút không tệ nhưng cần càng nhiều mảnh vụn linh hồn cái kia ngọc thanh môn trường vân tại chúng ta tay cũng vô dụng cho ngươi giết đi hắn sau khi nói xong liền bàn tay lớn vồ một cái lập tức ném ra một người người này chính là thị trưởng vân trưởng lão thị trưởng vân trưởng lão lăn đến la quân trước mặt giờ phút này vị này uy chấn ngọc thanh môn trưởng lão chật vật tới cực điểm thị trưởng vân trưởng lão pháp lực bị vĩnh hằng ma quân cầm cố lại hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía la quân ngươi là ai thị trưởng vân trưởng lão hỏi la quân hắn hai mắt huyết hồng la quân ngồi xổm người xuống hắn nhìn về phía thị trưởng vân trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ra ngươi cần phải nhận biết ta la quân nói xong liền kéo xuống điểm cao mặt nạ giờ khắc này thị trưởng vân trưởng lão thấy rõ ràng la quân hắn đồng tử phóng đại không khỏi kinh hãi là ngươi là ngươi ngươi là chúng ta muốn tìm người ngươi là la quân không sai ta là la quân la quân nói ra thật bất ngờ đúng không thị trưởng vân trưởng lão nói ra nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Ngươi quá để mắt ta, ta không có bản sự này. La Quân nói ra, bất quá là đụng mà thôi. Thị trường vân trưởng lão nói ra, ngươi thế mà giúp bọn hắn làm việc. Ngươi cũng đã biết, bọn họ muốn làm là cái gì. La Quân nói ra, ta biết, bọn họ sẽ tiến đánh Ngọc Thanh Môn, hội phóng thích địa ngục ma quỷ, sẽ để cho sinh linh đổ thán. Ngươi là nhân loại, ngươi làm sao có thể. Thị trường vân trưởng lão nghiêm nghị quát lớn là quân hơi không kiên nhẫn, nói ra, ngươi lời nói, quá nhiều. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, thương sinh vô tội, tội cũng không tại ta. Ta ngăn cản không bọn họ, ta tại cái này, chỉ là muốn cứu ra thê tử của ta cùng bằng hữu của ta. Ngươi muốn chỉ trích, có thể, nhưng ngươi chỉ trích sai đối tượng. Hắn sau khi nói xong, thân thủ liền trực tiếp bóp gãy thị trưởng vân trưởng lão cổ. La Quân trong nháy mắt đem thị trưởng vân trưởng lão tất cả mảnh vụn linh hồn hút vào đến linh hồn trong tinh thạch. Những mảnh vỡ này lần nữa lớn mạnh La Quân linh hồn tinh thạch. Xem ra, người cũng không thích chúng ta công ngọc thanh môn. Buồn phiền Ma Quân bỗng nhiên nói ra. La Quân lập tức cung kính nói ra, tiền bối, vãn bối lòng có thương hại, thương hại thương sinh. Nhưng vãn bối cũng không thương hại ngọc thanh môn bất luận kẻ nào. Địa ngục chỗ lấy gọi đất ngục là bởi vì địa ngục có yêu ma yêu ma nhân gian, người kia ở giữa là địa ngục nhân gian. Vĩnh Hằng ma quân mỉm cười, nói ra, thiên giới có ngày quân cùng ma quân, người cảm thấy, thiên quân cùng ma quân, ai là người tốt. La quân nói ra, cái đề tài này là lời nhàm tai, chúng ta người nào đều không phải là người tốt, người nào cũng không phải người xấu. Chúng ta chỉ là chúng ta chính mình, vãn bối tâm bất quá là cảm thấy, thương sinh lực lượng nhỏ bé, làm thương hại mà thôi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, người yên tâm, chúng ta cũng không định để địa ngục yêu ma đi dự định. mạo sưng thả mấy cái giáo hóa thành công đi mà thôi. la quân thở phào một hơi nói ra, hai vị tiền bối cũng là có lòng thương hại người. vĩnh hằng ma quân nói ra, có việc nên làm, có việc không nên làm mà thôi. la quân ngẫm lại nói ra, vãn bối có thể hay không mạo nguội hỏi một việc. vĩnh hằng ma quân nói ra, muốn hỏi, chúng ta vì sao lại bị trấn áp ở chỗ này sao? la quân trong lòng giật mình bởi vì hắn chính là muốn hỏi chuyện này vãn bối xác thực tốt la quân nói ra vĩnh hằng ma quân nói ra chuyện này nói rất dài dòng ngày xưa chuyện cũ cũng không chịu nổi nhắc lại nếu là ngày khác có thể được thấy ánh mặt trời lại nói không muộn la quân nói ra tốt vãn bối minh bạch nên đến rốt cục đến tại lúc này buồn phiền ma quân ánh mắt nhìn về phía nơi xa Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, không sai. La Quân nói ra, ừm. Vĩnh Hằng Ma Quân đối La Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, mà ngươi nhìn chàng náo nhiệt chứ. Hắn nói xong bàn tay lớn vồ một cái, đem La Quân bắt trong lòng bàn tay. La Quân lập tức không thể động đậy. Ngươi trốn linh hồn ngươi trong tinh thạch, ta sẽ đưa ngươi giấu tại mi tâm. Ngươi lại hãy chờ xem, Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. Đúng, tiền bối. La Quân lập tức chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Đón lấy, Vĩnh Hằng Ma Quân đem La Quân giấu tại mi tâm chi. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng buồn phiền Ma Quân nhìn nhau, liền khu động nguyên thần rời đi hắc ám thâm nguyên. Chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả đem kết giới kia phá hư về sau, thẳng đến thứ 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục, đêm tối vô biên. Bọn họ thần niệm bắn phá, cường hãn vô cùng, đang muốn đi tìm cái kia tứ đại yêu hoàng suối quẩy thời điểm, liền tại lúc này, vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân liền xuất hiện. Hai vị ma quân nguyên thần hỗn hợp cái kia vô biên âm khí, giống như là hai ngọn núi lớn một dạng vắt ngang tại chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả trước mặt. Tiên giới ma quân, giờ khắc này, độc hành tôn giả nghe thấy được hai vị ma quân khí tức, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chân nguyên tiên tử cũng là biến sắc. Cái kia buồn phiền ma quân cười lạnh, nói ra, các ngươi vẫn còn tính toán có chút nhãn lực còn có người oa nhi này, thế mà đến tạo hóa nhị trọng, không tệ, không tệ. Vĩnh hằng ma quân thì là trầm mặc. Độc hành tôn giả nói ra, nguyên lai đây hết thảy, đều là hai vị ma quân đang làm trò quỷ. Vĩnh hằng ma quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta cần muốn các ngươi tạo vật khí, các loại ăn các ngươi tạo vật khí về sau, mới có thể triệt để phá vỡ phong ấn, mang theo thân thể rời đi nơi đây. Cho nên, các ngươi là cần chúng ta xuất thủ, còn là các ngươi ngoan ngoãn tự sát đâu. Độc hành tôn giả mắt lóe ra hàn quang, nói, nếu là hai vị tại toàn thịnh thời kỳ, hôm nay chúng ta tất nhiên là một con đường chết. Nhưng là bây giờ hai vị bất quá là nguyên thần mà thôi, các người cũng không tránh khỏi quá tự đại. Vĩnh Hằng Ma Quân khẽ cười nói, thằng nhóc con, người rất tự tin. Người tại cái này nhân gian bên trong có thể có lần này tu vi, thật là có tự tin tiền vốn. Bất quá, người đại khái đối Ma Quân hai chữ không đủ giải. Không có tạo nên thế giới tạo hóa cảnh cao thủ, vĩnh viễn không thể trở thành quân độc hành tôn giả thân thể chấn động hắn bỗng nhiên trầm giọng nói ra nhất tôn tạo hóa cảnh cao thủ cũng đầy đủ các ngươi đến hấp thu ta có thể bó tay cầm để cho ta tiểu muội rời đi như thế nào hai tôn sẽ tốt hơn vĩnh hằng ma quân nói ra được rồi mọi người thời gian đều rất quý giá thế gian này biến số quá nhiều chúng ta động thủ đi hắn sau khi nói xong liền cùng buồn phiền ma quân đồng thời xuất thủ buồn phiền ma quân bàn tay lớn vồ một cái lại là trực tiếp đem chân nguyên tiên tử cho chộp vào tay bàn tay lớn màu đen bao trùm mà xuống trực tiếp bao phủ chân nguyên tiên tử đồng thời vĩnh hằng ma quân cũng là đại thủ bao phủ lại độc hành tôn giả trong nháy mắt đó chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả có mọi loại pháp lực thần thông nhưng là thế mà đều không có né tránh một chảo này giống như là một cái thế giới chiếu nghiêng xuống giống như là thương khung phủ xuống đến vô luận như thế nào trốn chạy thế nào làm sao biến hóa nhưng đều vẫn là tại dưới bầu trời thế giới chi lực quả nhiên khủng bố độc hành tôn giả ám đạo cái kia màu đen thủ ấn đem độc hành tôn giả bao trùm độc hành tôn giả cấp tốc ngưng tụ tạo hóa lực lượng hắn tay bỗng dưng biến ra một cây kiếm tới cây kiếm này là hắn tạo hóa nhị trọng giới ta lực lượng giới ta là nắm giữ thế giới chi lực nhưng cái này thế giới chi lực là hắn thế giới lực lượng mà ma quân là nắm giữ thuộc về mình thế giới cái này là hoàn toàn khác biệt khái niệm độc hành tôn giả một kiếm đem trước mắt màu đen thủ ấn chém ra một đầu lỗ hồng tới sau đó hắn lập tức lách mình liền muốn hướng giết ra ngoài nhưng là cái kia màu đen thủ ấn lập tức tuôn ra vô cùng tận thế giới chi lực tới thế giới chi lực cấp tốc tu bổ lần nữa đem độc hành tôn giả ngăn cản ở bên trong độc hành tôn giả hai mắt huyết hồng hắn bạo giống một tiếng lần nữa tế ra pháp khí, trời xanh bao tay. Cái kia trời xanh bao tay nơi tay, độc hành tôn giả nhất quyền tuôn ra. Hắn tất cả lực lượng bộc phát ra đi, giống như là núi lửa bạo phát, lại như là thương thiên chi nộ. Âm ầm xé nước thiên địa lực lượng chém đến hắc ám thế giới chi, hắc ám thế giới hùng hậu không, vô cùng thế giới chi lực trấn áp xuống. Lần nữa đem độc hành tôn giả thương thiên chi nộ trấn áp. Giống, độc hành tôn giả không ngừng bộc phát ra sức mạnh cường hãn tới. Tại hắc ám thế giới, độc hành tôn giả giống như là một đầu phẫn nộ viễn cổ cự long, đem thế giới hết thảy đảo loạn, để thế giới chi, rất nhiều trật tự sụp đổ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị vây ở thế giới chi. Mà giờ khắc này, chân nguyên tiên tử tình huống càng thêm không ổn. Chân nguyên tiên tử thi triển ra nàng không cách nào khí ngự hỏa châu. Thiên hỏa hung hãn, đốt cháy thế giới. Tại buồn phiền ma quân hắc ám chi thủ, thiên hỏa chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng y nguyên không cách nào thiêu hủy thế giới. Mà buồn phiền ma quân đang toàn lực thi triển xuống, ngày đó lửa dần dần co vào, dần dần lui lại. Chân nguyên tiên tử pháp lực tiêu hao rất lớn vô cùng, nàng hoàn toàn ngăn cản không nổi buồn phiền ma quân lực lượng. La quân tại vĩnh hằng ma quân mi tâm chi, nhìn lấy dạng này tuyệt thế đại chiến. Hắn cảm nhận được vĩnh hằng ma quân thế giới, đó là thuộc về ba nghìn thế giới một cái thế giới, gọi là vĩnh hằng thế giới. Vĩnh hằng thế giới thế giới chi lực bị vĩnh hằng ma quân khống chế. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trấn áp ma quân người không đem giết chết? Bởi vì chỉ cần hắn thế giới bất diệt, vĩnh hằng ma quân vĩnh viễn sẽ không chết. Mà muốn tiêu diệt hắn thế giới, hắn nếu là dẫn bạo thế giới, chỗ tạo thành lực sát thương sẽ đem thiên quân như thế người đều giết chết. Cho nên, ma quân mới có thể bị trấn áp ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì không đem cái này ma quân cho trấn áp tại ngoài vũ trụ địa phương đi đâu? Như thế tới nói, hắn hấp thu thế giới chi lực càng khó a. À. La Quân âm thầm nghĩ. Hắn nhìn lấy độc hành tôn giả giống như thú bị nhốt tại vĩnh hằng ma quân thế giới bên trong hết sức giấy ruộng. hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ nhỏ bé, thế gian quá mức đáng sợ. Hắn cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Cường đại như độc hành tôn giả dạng này tạo hóa cảnh cao thủ lại như thế nào? Đồng dạng sẽ chết a đồng dạng sẽ hết sức giấy giụa. Tu hành đến cùng có hay không cuối cùng đâu. Độc hành tôn giả rốt cuộc chống đỡ không nổi, thế giới chi lực xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt đó, độc hành tôn giả não vực phá lệ lóa mắt, lóe sáng, vô số toái phiến phiêu tán đi ra. Độc hành tôn giả chết như vậy, vô số mảnh vụn linh hồn phiêu tán đi ra. Vĩnh hằng ma quân đối là quân ngược lại là trượng nghĩa, hắn tự thân cấp tốc hấp thu độc hành tôn giả tạo vật khí mà đem những linh hồn này toái phiến toàn bộ cho La Quân, La Quân mừng rỡ như điên. Đây chính là tạo hóa cảnh cao thủ toái phiến A, lúc trước hắn cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ, cũng không thu thập đến dạng này đại giả toái phiến A. Hắn đem những mảnh vỡ này cấp tốc thu nạp, nhưng là La Quân cũng rất nhanh phát hiện, những mảnh vỡ này hắn chả không có cách nào tiêu hóa. Tạo hóa cảnh cao thủ toái phiến không giống với bất luận cái gì mảnh vụn linh hồn, hòa La Quân biển linh hồn có chút không hợp nhau. Vĩnh hằng ma quân tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, hắn nói ra, người còn cần lĩnh ngộ cùng cơ duyên, mới có thể hấp thu những linh hồn này toái phiến. Một khi người hấp thu về sau, linh hồn người động thiên đem sẽ trở thành độc nhất vô nhị động thiên. Chỉ cần không gặp được tạo hóa cảnh cao thủ, người đều sẽ có năng lực tự vệ. Đa tạ tiền bối, là quân đem độc hành tôn giả mảnh vụn linh hồn dùng đại phong ấn thuật phong ấn thành một cái đan hoàn, sau đó hướng vĩnh hằng ma quân nói ra. Việc rất nhỏ, bất quá là thuận nước xong thuyền a vĩnh hằng ma quân cười nhạt một tiếng mà tại lúc này chân nguyên tiên tử cũng đã đạt tới chỗ cực hạn chịu đựng mắt thấy chân nguyên tiên tử cũng muốn chết ngay tại chỗ có thể vào lúc này vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân bỗng nhiên sắc mặt cấp biến hỏng bét vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân nhìn nhau tại lúc này chân nguyên tiên tử đột nhiên ra sức xông ra buồn phiền ma quân trưởng khống trong nháy mắt biến mất tại bầu trời đêm chi đi, buồn phiền ma quân cùng vĩnh hằng ma quân lại không có quản chân nguyên tiên tử, hai người cấp tốc hướng hắc ám thâm nguyên chỗ bay đi. Vĩnh hằng ma quân tay còn có tạo hóa toái phiến nơi tay, cái này tạo hóa toái phiến cực kỳ trọng yếu. Hắn làm hai phần, đang phi hành đồng thời, đem một phần ném cho buồn phiền ma quân. La quân một mực ẩn thân tại vĩnh hằng ma quân lông mày trong nội tâm. Chỉ là tại tiến hắc ám thâm nguyên thời điểm, vĩnh hằng ma quân đột nhiên đem la quân cầm ra đến, nói ra, Ngươi ở bên ngoài trông coi, đợi chút nữa chúng ta nếu là thủ thắng, ta sẽ bắt chuyện ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi càng xa càng tốt. La Quân cấp tốc bị ném bỏ tại bên ngoài động phủ. Mà Vĩnh Hằng Ma Quân cùng buồn phiền Ma Quân đã trực tiếp tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên chi đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Lúc này, bốn phía là một mảnh hoang nguyên, trong cánh đồng hoang vu, sương mù màu đen bao phủ, khiến người ta nhìn không thấy bốn phía hết thảy. Hắc Ám chi tựa hồ ẩn chứ không tưởng được nguy hiểm cùng hoảng sợ. La quân cũng không có tùy tiện tiến vào hắc ám thâm nguyên, hắn biết, làm cho bồn phiền ma quân cùng vĩnh hằng ma quân như thế khủng hoảng, trong này nhất định là ra đại sự. Hắn tuy nhiên tự phụ bản sự không tệ, nhưng tại dạng này viễn cổ đại kiêu trước mặt, bất quá là tôm tép một cái. Nhưng La quân cũng không có đi ra, hắn ẩn núp trong bóng tối, sau đó triển khai đại thiên nhãn thuật quan sát bên trong. Thế nhưng là, đại thiên nhãn thuật tuy nhiên bên trong, chỉ là vừa đến được hắc ám thâm nguyên chỗ, chính là một vùng tăm tối cùng lăn lộn mang. Lại là không nhìn rõ thứ gì. Như vậy giờ này khắc này, tại hắc ám thâm nguyên bên trong, đến cùng phát sinh cái gì đâu. Làm buồn phiền ma quân cùng vĩnh hằng ma quân tiến vào hắc ám thâm nguyên về sau, bọn họ nhìn đến tại cái kia thâm nguyên van xin, thần bi đứng một nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác, chính là Đại Địa Thiên Quân, Gaia. Gaia mái tóc dài màu vàng óng, mỹ lệ mà đoan trang, ung dung mà cao quý. Nàng tay mang theo hai cỗ nhục thân, cái kia hai cỗ nhục thân chính là buồn phiền ma quân cùng vĩnh hằng ma quân thân thể. Vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân thấy cảnh này lúc không khỏi biến sắc, thậm chí là khủng hoảng. Đại địa thiên quân Gaia người thế mà người thế mà vẫn luôn tại địa cầu. Vĩnh hằng ma quân không thể tin nói ra. Buồn phiền ma quân thì run giọng nói ra, Gaia đại nhân tất cả đều dễ nói chuyện. Mời ngươi giờ cao đánh khẽ, đem chúng ta thân thể thả. Gai A nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nhìn về phía hai vị này ma quân, nàng mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ các ngươi coi là, địa ngục chi trần áp các ngươi những người này, tiên giới không sẽ an bài thiên quân trông coi sao. Vĩnh Hằng ma quân cũng không có cầu xin tha thứ, hắn cắn răng nói ra, xác thực, ta sớm nên nghĩ đến. Chỉ là, Gai A lãnh khốc không nói ra, chỉ là, các người cuối cùng vẫn là không chịu nổi tịch mịch nói cái gì cũng muốn đụng một cái cho nên mới cho ta cơ hội vĩnh hằng ma quân nói ra như vậy hiện tại xem ra chúng ta nói cái gì cũng không biết lại có cơ hội gai a nói ra không sai ta sẽ hấp thu các người thế giới lực lượng như thế về sau bổn thiên quân thương thế hội khỏi hẳn mà lại lực lượng cũng sẽ tăng nhiều như thế về sau bổn thiên quân sẽ trực tiếp theo địa cầu hướng tiên giới bay đi vĩnh hằng ma quân đau thương cười một tiếng nói ra tốt bạo ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau chúng ta trung quy là kỳ xoa một chiêu ta nhận buồn phiền ma quân lập tức nói ra không gai a đại nhân chỉ cần ngươi thả qua ta về sau ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi làm ngươi người hầu ta nguyện ý bỏ qua ma quân nghiệp vị trở thành ngươi người hầu buồn phiền vĩnh hằng ma quân ánh mắt tránh qua đau lòng nói ngươi nhìn như vậy không ra sinh tử Buồn phiền ma quân lắc đầu, hắn nói ra, lão đệ, ta không muốn chết, vì còn sống, ta cái gì đều có thể làm. Tốt, buồn phiền, người tự nguyện giao ra người thế giới lực lượng, bổn thiên quân có thể tiếp nhận người phụng dưỡng. Gai A lập tức nói ra. Buồn phiền ma quân nói ra, ta nguyện ý. Gai A vừa nhìn về phía vĩnh hằng ma quân, người thì sao? Vĩnh hằng ma quân cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt mãnh liệt, nói, ta cùng thiên quân ở giữa, không đội trời chung. Muốn ta phụng dưỡng ngươi, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Vậy thì tốt, ngươi, đi chết đi, gai A xuất thủ. Vĩnh hằng ma quân toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên là không sợ gai A. Nhưng là giờ phút này, hắn thân thể còn tại gai A tay, thế giới chi lực đã không do hắn khống chế. Chỗ của hắn là gai A đối thủ. Gai A nhất trưởng liền đem vĩnh hằng ma quân nguyên thần nắm, một giây sau, hùng hùng luân hồi chi hỏa bốc cháy lên. Chỉ một lúc sau, vĩnh hằng ma quân đạo tiêu thân vẫn. Đi, là quân chính chờ ở bên ngoài, tại hắn trong não vực, đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Là vĩnh hằng ma quân thanh âm. Đây là vĩnh hằng ma quân lưu tại hắn trong não vực ấn ký chỗ phát ra âm thanh. Là quân giật mình, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. Tại hắc ám thâm uyên bên trong, Gaia hấp thu vĩnh hằng ma quân trong thân thể tất cả thế giới chi lực. Đến tận đây, ba thế giới chi vĩnh hằng thế giới thế giới lực lượng vì Gaia chỗ khống chế đồng thời Gaia cũng đem buồn phiền ma quân thế giới lực lượng toàn bộ hấp thu Gaia thương thế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục đồng thời tu vi lần nữa kéo lên đến tạo hóa cảnh thất trọng buồn phiền ma quân trở lại thân thể chi hắn tu vi lại là giảm lớn hắn theo tạo hóa cảnh tứ trọng thối lui đến tạo hóa cảnh tam trọng từ nay về sau buồn phiền ma quân không còn là ma quân mà chính là buồn phiền cho dù là tạo hóa cảnh thất trọng nhưng nếu không có thế giới của mình như vậy cũng sẽ không là một cái nắm giữ thế giới tạo hóa cảnh tứ trọng cao tay đối tay có được chính mình thế giới mới thật sự là đại đạo mà tại tiên giới chi lớn bao nhiêu có thể là mình sáng tạo tinh cầu thế giới thế giới chi lực là một cái tinh cầu lực lượng đó mới là càng khủng bố hơn trùng hoàng năm đó uy chấn thiên hạ một là bởi vì hắn nhục thân bất tử bất diệt Vô hạn tiến hóa. Hay là bởi vì hắn nắm giữ trùng hoàng ngôi sao thế giới lực lượng. Nhưng về sau, thiên đạo đem trùng hoàng cùng trùng hoàng ngôi sao thông đạo triệt để chặt đứt. Trùng hoàng cũng không còn cách nào thao khống trùng hoàng ngôi sao thế giới chi lực. Trùng hoàng ngôi sao lần nữa biến thành hoang thổ. Tiên giới cùng địa cầu, vĩnh viễn chém không nứt liên hệ. Bởi vì tiên giới tiên nhân, mặc kệ lợi hại cỡ nào, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cải biến không một sự thật. Đó là... Bọn họ căn nguyên tại địa cầu, bọn họ vốn là địa cầu chủng tộc, huyết thống là địa cầu huyết thống. Gaia đem Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể triệt để hủy diệt, Vĩnh Hằng Ma Quân quý giá nhất là thế giới lực lượng. Hấp thu thế giới lực lượng, Gaia sẽ không để ý hắn. Buồn phiền nhìn lấy huynh đệ Vĩnh Hằng Ma Quân đạo này tiêu tan thân vẫn, nhớ tới quá khứ mưa gió, giờ phút này không khỏi lòng sinh bi thương, hốc mắt phiếm hồng. Gaia nhìn về phía Buồn phiền, nói ra huynh đệ ngươi chết tại bổn thiên quân tay ngươi về sau có thể muốn báo thù buồn phiền trầm giọng nói ra vĩnh hằng hắn ngu xuẩn mất khôn đây là hắn phải có báo ứng gai a nói ra tốt 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 nàng đón đến nói về sau bổn thiên quân ban thưởng ngươi một cái tên mới ngươi gọi con dẹp đi đúng tiểu nhân về sau gọi con dẹp buồn phiền nói ra gai a cười lạnh một tiếng nàng đột nhiên ánh mắt nhất động theo hắc ám thâm huyên cầm ra một người. Người này chính là Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết bị vĩnh hằng ma quân dùng pháp lực bảo vệ được, một chút sự tình đều không có. Bất quá là lâm vào trạng thái hôn mê. Gai A nhẹ tay nhẹ vung lên, Nạp Lan Vân Tuyết liền giật mình tỉnh lại. Nàng hư không đứng ở thâm huyên chi, bốn chỗ quan sát. Độc kia khí hướng nàng xâm nhập mà đi, gai A tay lại vung lên, đem chỗ có độc khí đều cho trần áp xuống dưới. Đây là, đây là nơi nào, nạp lan vân tuyết cảnh giác không, nhìn về phía gai ha, nói, ngươi là người phương nào. Buồn phiền lập tức quát nói, lớn mật, đây là đại địa thiên quân gai ha, người cái này phạm nhân, còn không quỳ xuống. Buồn phiền ngược lại là rất mau tiến vào nhân vật, hắn thủy chung đều cúi thấp đầu. Chỉ có tại quát lớn nạp lan vân tuyết thời điểm, mới ngẩng đầu. Nạp lan vân tuyết trước đó liền buồn phiền cùng vĩnh hằng ma quân là cái dạng gì đều không thấy rõ ràng, liền bị phong ấn lại cho nên giờ phút này, nạp lan vân tuyết là một mặt mộng. Nàng có quá nhiều lo lắng, lo lắng lâm phong, lo lắng môn phái, lo lắng sư phụ. Nhưng là nàng đột nhiên nghe được thiên quân hai chữ. Ngài là thiên quân, tiên giới thiên quân, nạp lan vân tuyết mừng như điên hỏi gai A. Gai A gật gật đầu, nàng đối nạp lan vân tuyết ngược lại là không có lãnh khốc như vậy, nhàn nhạt hỏi, ngươi là. Nạp lan vân tuyết lập tức nói ra, vãn bối chính là Ngọc Thanh môn hạ thánh nữ, nạp lan vân tuyết vãn bối xin ra mắt tiền bối gai a nói ra há nguyên lai là ngọc thanh môn rất tốt người bây giờ đã không có việc gì hai vị kia ma quân muốn nạp lan vân tuyết lập tức nói ra gai a nói ra nguy cơ đã giải trừ vĩnh hằng ma quân đã chết mà vị này buồn phiền ma quân đã thành bổn thiên quân nô tài ngươi không cần lo lắng gai a bản thân tiếng mẹ đẻ là anh nhưng là nàng thần thông lợi hại cơ hồ là tinh thông tất cả lời nói. Audio điện tử võ tấn bền Nạp Lan Vân Tuyết nhìn về phía buồn phiền, buồn phiền cung cung kính kính. Tiểu thuyết Nạp Lan Vân Tuyết bị bắt tới lúc đã từng liếc liếc một chút, nàng liền nhận ra, trước mắt buồn phiền là hai vị ma quân một trong. Giờ khắc này, Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời đối gai A kinh động như gặp thiên nhân. Đúng, thiên quân, bằng hữu của ta lâm phong, Nạp Lan Vân Tuyết nhớ tới La Quân, lập tức hỏi gai a nàng cũng không biết lâm phong cũng không phải là lâm phong mà chính là la quân hắn không phải lâm phong buồn phiền lập tức nói ra người đồng bạn cũng căn bản không phải người đồng bạn hắn một mực tại hợp tác với chúng ta hắn gọi là la quân cái gì la quân cái này sao có thể nạp lan vân tuyết nhất thời hoảng sợ các ngươi lớn lên vân trưởng lão cũng đã bị la quân cho thân thủ giết buồn phiền tiếp tục nói la quân tới đây là vì cứu vợ hắn cùng bằng hữu nạp lan vân tuyết ngây người nàng sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại điều đó không có khả năng ta gặp qua la quân hắn không phải la quân buồn phiền nói ra hắn dung mạo cải biến là bởi vì một số dịch dung loại hình đồ vật cũng không phải là pháp thuật cho nên nạp lan cô nương ngươi mới không có cảm giác đi ra nạp lan vân tuyết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nàng tâm lạnh đi xuống nói ra thì ra là thế cái này một cái chớp mắt nàng tâm tình rất phức tạp cảm thấy cũng nói không hận la quân bởi vì la quân có la quân chính mình lập trường nạp lan vân tuyết liền hỏi vậy hắn hiện tại người ở đâu buồn phiền nói ra đào tẩu đào tẩu nạp lan vân tuyết lập tức nói với gai thiên quân cái kia la quân người mang có năm đó ngũ cốc xã tắc thần thụ bí mật chúng ta chính là tại vì tiên giới làm việc muốn bắt lấy hắn làm rõ ràng chuyện này ngài có phải không có thể thi triển thần thông đem hắn bắt trở lại buồn phiền lập tức nói ra hắn hiện tại cần phải còn không hề rời đi địa ngục gai a nhất thời nhớ tới cái gì nàng nói ra thật đúng là duyên phận lúc trước ta bắt một lần cái này la quân không có bắt đến lần này tuyệt sẽ không lại cho hắn cơ hội ngũ cốc xã tắc thần thụ tại hắn thân thể cũng tốt cái kia bổn thiên quân liền tới tìm kiếm một phen đem hắn tìm ra làm đến tột cùng La Quân cũng không có trực tiếp chạy ra địa ngục, bởi vì hắn biết trước mắt Ngọc Thanh Môn cao độ coi trọng chuyện này, chính mình vì tiện theo lối đi kia ra ngoài, có thể sẽ rơi vào tay địch. Mà lại vĩnh hằng Ma Quân cũng đề nghị La Quân tốt nhất là tại trong địa ngục trốn, nếu như Na Cái Á không dụng thần thông tìm kiếm ngươi, ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu là Gaia không muốn buông tha ngươi, ngươi tai kiếp khó thoát. Gaia La Quân ánh mắt nhất thời phức tạp. Vĩnh hằng Ma Quân nói thế nào, người biết gai ha? La Quân nói ra, ta đương nhiên biết, bằng hữu của ta là nàng đại luân hồi thuật, một mực tại luân hồi chi, không cách nào tỉnh dậy. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, là cái kia theo người độ lục trọng lôi kiếp bằng hữu. Hai người đã trốn đến linh hồn trong tinh thạch, không dám vọng động. Vĩnh Hằng Ma Quân giúp La Quân tìm một chỗ u minh đầu gió, trốn. Phần ngoài là u minh chi khí vần quanh, bên trong là linh hồn tinh thạch bao khỏa, tầm thường tạo hóa cảnh cao thủ đều tìm không được la quân tồn tại. Nhưng, Gai A lại không phải tầm thường tạo hóa cảnh cao thủ. La quân đối vĩnh hằng ma quân nói ra, cũng không phải là, ta cái kia lục trọng lôi kiếp bằng hiếu hiện tại đã là vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Là ta một cái khác bằng hiếu, lúc trước chúng ta cùng Gai A đại chiến một trận. Vĩnh hằng ma quân sắc mặt cổ quái, hắn cười một cái, nói ra, người cái này tu vi cùng cướp chó một dạng nát như, vẫn là có rất nhiều không dậy nổi bằng hữu mà có thể cùng gai a đấu có tư cách này người không nhiều người bằng hữu kia tu vi gì ách nàng lúc đó động tiên cảnh kỳ người đây là tại nói dẫn đi vĩnh hằng ma quân nói ra động tiên cảnh kỳ tại gai a trước mặt như là kiến hôi các người cần phải đều không tư cách này để cho nàng thi triển đại luân hồi thuật đi gai a lúc đó tựa như là thụ thương trạng thái la quân nói ra vĩnh hằng ma quân nói ra thụ thương trạng thái các ngươi cũng không phải là đối thủ a la quân nói ra ách lúc đó ta có một môn thuật cái gì thuật vĩnh hằng ma quân cảm thấy rất hứng thú hỏi la quân nói ra lúc đó ta sẽ đại số mệnh thuật ta lấy thọ mệnh thôi động trợ giúp ta bằng hữu đem pháp lực tăng lên vô số lần dạng này vẫn là không có ngăn trở gai a đại luân hồi thuật bằng hữu của ta thân thể đại luân hồi thuật chúng ta miễn cưỡng trốn tới nguyên lai like là đại số mệnh thuật khó trách khó trách vĩnh hằng ma quân nói ra nhưng ta hiện tại làm sao cảm giác không thấy thân ngươi có đại số mệnh thuật. La Quân nói ra, đại số mệnh thuật đã ngủ say, trước đó ta thi triển quá nhiều lần, gây nên số mệnh kiếp lửa đốt cháy. Số mệnh kiếp hỏa, Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, đây chính là khó lường đồ vật, chính là tạo hóa cảnh cao thủ đều ngăn cản không nổi. Ngươi thế mà không chết. La Quân nói ra, rất khéo, lúc đương thời cái rất lợi hại khí linh, số tổ thần. Là thần nông đỉnh khí linh, gia hỏa này thu vi giống như đến tạo hóa hắn muốn đoạt ta thân thể sau đó ta dẫn động số mệnh kiếp hỏa vừa tốt thiêu chết hắn mà ta cũng phải cứu thì ra là thế vĩnh hằng ma quân bừng tỉnh đại ngộ hắn nói ra ta nhìn ra thân người biến số rất nhiều ngươi nếu là khôi phục đại số mệnh thuật chưa hẳn không thể giúp lấy một loại khác mới phương thức sống sót la quân nói ra ồ trong lòng của hắn có ý nghĩ của mình hắn có thể không nguyện ý vì cứu vĩnh hằng ma quân đi hao tổn thọ mệnh, lại nhiễm nhân quả. Dù sao, giao tình có hạn. Vĩnh hằng ma quân nói tiếp, có điều, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Nếu như Gai A tự mình tìm kiếm ngươi, ngươi khí vận đến đây chung kết. La quân trong lòng trầm xuống. Ngay vào lúc này, La quân cảm nhận được ngoại giới giống như ngục như hải khủng bố thần niệm ngay tại bắn phá. Liền vĩnh hằng ma quân đều cảm nhận được. La quân sắc mặt đại biến, nói ra chẳng lẽ vĩnh hằng ma quân đau thương cười một tiếng nói ra quả nhiên thiên muốn tuyệt ta hiện tại gai a ngay tại tìm tòi chúng ta một con đường chết trong chấp nhóm này la quân còn chưa lên tiếng liền cảm giác được có thần niệm khóa chặt lại hắn hắn hoảng sợ nhưng lại phát hiện mình đã không thể động đậy trời ạ à, nàng thần niệm đều có thể đem ta vây khốn la quân hoảng sợ nói ra vĩnh hằng ma quân thở dài một tiếng nói ra người có nhiều như vậy ngộ cùng vận khí nhưng cuối cùng tại thực lực tuyệt đối trước mặt chỉ có thể là một con đường chết thế mà vào lúc này tại Gaia tìm kiếm đến La Quân chuẩn bị đem La Quân bắt khi đi biến cố lần nữa phát sinh hắc ám thâm nguyên Gaia ngưng thần thả ra thần niệm lúc này một tên hòa thượng thanh âm truyền lại đến nàng não vực Gaia thí chủ bây giờ người thương thế đã hoàn toàn chữa trị. Bần tăng nhìn cái này địa cầu đã không thích hợp ngươi tiếp tục chờ đợi. Ngươi nhanh chóng rời đi đi. Viên giác, gai A à biến sắc, nàng đột nhiên mở to mắt. Không sai, chính là bần tăng. Viên giác thanh âm theo hư không tới, vạn vật đều có quy tắc, mời ngươi rời đi, lại không nhanh chóng rời đi, chớ trách bần tăng xuất thủ. Tốt, viên giác, xem như ngươi lợi hại. Gai A à cấp tốc thu thần niệm, đột nhiên lại một chảo buồn phiền. Đón lấy, nàng và buồn phiền biến mất tại hắc ám thâm uyên tại chỗ. Chàng lại không gai a à cùng buồn phiền. Nạp Lan Vân Tuyết lại là không rõ ràng cho lắm, nàng ngốc ngẩn ngơ, cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà bốn phía độc tố bắt đầu tràn ngập tới, nàng cảm giác được nguy cơ, lập tức hư không xuyên thẳng qua, nhanh chóng nhanh rời đi hắc ám thâm uyên. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không dám lưu lại, lập tức theo chỗ lối đi rời đi, hướng Ngọc Thanh Môn mà đi nàng có quá nặng bao nhiêu muốn tin tức muốn hướng sư môn bẩm báo. Mà tại địa ngục chi, là quân cùng vĩnh hằng ma quân đang lúc tuyệt vọng thời điểm, cái kia khủng bố thần niệm đột nhiên. Biến mất, chuyện gì xảy ra, là quân thần sắc buông lỏng, hỏi. Vĩnh hằng ma quân cũng là rất là kỳ lạ. Gai A không lại đột nhiên xuất thủ, trừ phi, vĩnh hằng ma quân lập tức nói ra. Là quân nói ra, trừ phi có người ngăn cản nàng. Địa cầu, còn có người có thể ngăn cản gai ha. Vĩnh Hằng Ma Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, viên giác. La Quân nói ra, nhất định là tròn cảm giác pháp thần, chỉ có lão nhân ra ông ta mới có bản sự này. Vĩnh Hằng Ma Quân thở vào một hơi, nói ra, tốt ha, người quả nhiên là khí vận nồng hậu dày đặc, làm sao đều không chết. La Quân lòng còn sợ hãi, hắn nói ra, cũng không tính là khí vận đi, pháp thần vẫn luôn tại địa cầu thủ hộ, Gaia lúc này lực lượng đến ảnh hưởng toàn bộ địa cầu quy tắc cấp độ, pháp thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, hẳn là như vậy đi. Hắn sau đó thở dài, nói ra, ta khả năng nói cho ngươi không quá lâu lời nói. Đây bất quá là ta một ít ấn ký, ta ở bên kia trước khi chết đem trí nhớ truyền đưa tới. Nhưng là dạng này tiêu hao rất lớn, đợi chút nữa ta sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say chi, ngươi đem ta ném vào đến người biển linh hồn ngủ yên dạng này có thể bảo trụ cái này tia ấn ký không rời đương nhiên người ta ở giữa nói không nhiều lắm tình cảm người cũng có thể đem ta vứt bỏ mặc cho ta này tan thành mây khói la quân lập tức nói ra tình cảm mặc dù không có quá nhiều nhưng là tiền bối ngươi dơ cao đánh khẽ lưu ta nhất mệnh lại đem cái kia tạo hóa toái phiến cho ta phần nhân tình này ta vĩnh viễn ghi khắc ta hướng tiền bối ngài cam đoan chỉ cần ta sống nhất định che chở ngài cái này tia ấn ký hiếm thấy, đến nước này, người còn đuổi theo gọi ta một tiếng tiền bối. Tiểu gia hỏa, người quả nhiên có chỗ hơn người, ta không nhìn lầm ngươi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. La Quân nói ra, chỉ là, ta còn hơi nghi hoặc một chút. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, để báo đáp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết rõ. Ngươi có cái gì nghi hoặc, hỏi đi. La Quân nói ra, buồn phiền Ma Quân đâu. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, hắn lựa chọn thuận theo, từ nay về sau, phụng dưỡng gai A, làm gai A một con chó. Hắn đón đến, nói ra, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, người ta đều không cần đi xem thường hắn. Hắn không có thương tổn người ta. La Quân nói ra, chưa hẳn, hắn khẳng định đem ta hết thảy tin tức đều để lộ ra đi. Vĩnh Hằng Ma Quân nao nao, theo rồi nói ra, hắn hiện tại đã rất đáng thương. La Quân nói ra, vì Hà Tiền Bối ngài không nguyện ý thuận theo đâu. Vĩnh Hằng Ma Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cùng tiên giới thiên quân cửu hận không đội trời chung, muốn ta phụng dưỡng nàng, không có khả năng. Hắn nói tiếp, buồn phiền ta mạnh, hắn có thể chịu, nhưng ta nhẫn không. Có lẽ tương lai, hắn có thể huyết tẩy sỉ nhục. La quân lập tức hỏi, vì cái gì Gaia đột nhiên là có thể đem các ngươi cho triệt để diệt. Mà trước đây trấn áp các ngươi người lại không có làm như thế. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, chúng ta cùng thế giới hòa làm một thể, chỉ cần chúng ta không phân ly bọn họ thì không có cách giết chết đi chúng ta chẳng khác nào hủy diệt một cái thế giới hủy diệt một cái thế giới vừa đến bọn họ không chịu nổi chúng ta thế giới chi lực phản phệ thứ hai bọn họ cũng không dám đi tiếp nhận dạng này nhân quả mà chúng ta đang bị khối kia luyện thần bia hấp thu mấy ngàn năm về sau chúng ta mới cùng thế giới chi lực sinh ra tách rời nhưng chỉ cần chúng ta nguyên thần không rời đi thân thể bọn họ cũng không có cách nào cái này Gaia cũng là chờ lấy chúng ta nguyên thần triệt để rời đi về sau, mới đi trưởng khống chúng ta thân thể. Thân thể cùng nguyên thần ở giữa, vốn là thân mật vô gian. Nguyên thần rời đi về sau, liền cùng thân thể ở giữa hình thành thế giới thông đạo. Gaia cũng là thừa cơ hội này, trưởng khống thông đạo, hấp thu chúng ta thế giới. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra thì ra là thế. Hắn đón đến, nói, các ngươi thì không nghĩ tới điểm này sao? vĩnh hằng ma quân nói ra ta coi là tất cả thiên quân đều không tại địa cầu phía trên không biết chuyện gì xảy ra cái này gai a à thế mà còn trên địa cầu la quân khe khẽ thở dài hắn nói tiếp na cái á hiện tại chẳng phải là đã vĩnh hằng ma quân nói ra tại tiên giới nàng đều có thể đi ngang đừng nói là trên địa cầu la quân nói ra tại tiên giới nàng có thể thi triển trên địa cầu thế giới chi lực vĩnh hằng ma quân nói ra đừng ngốc hai từ chỉ cần kiến tạo thế giới vô luận bao xa đều có thể sử dụng có ngày quân ma quân lấy tinh cầu vì thế giới đó là càng kinh khủng mà lại khoảng cách càng thêm xa tất cả mọi người ưa thích đem thế giới giấu xa xa để tránh bị người khác phá hư la quân nói ra trên địa cầu ba nghìn thế giới chẳng lẽ đều đã bị thiên quân cùng ma quân trưởng khống vĩnh hằng ma quân nói ra đại bộ phận đều là hắn sau đó cười một tiếng nói ra biết vì cái gì có thể làm như vậy sao la quân nói ra ta minh bạch kiến tạo thế giới về sau liền sẽ bảo hộ thế giới bảo hộ địa cầu cái này là đúng bóng có lợi vĩnh hằng ma quân nói ra thế giới bao la thế giới chi lực vì ai sử dụng người biết không la quân nói ra người kiểu nói này ta thì đoán được là tròn cảm giác pháp thần a thông minh vĩnh hằng ma quân nói ra la quân nói ra cái kia vũ trụ đại đế tiền bối người biết không vĩnh hằng ma quân kỳ dị nói ra người cũng đã được nghe nói cái này hắn đón đến nói ra người tiểu tử này bản sự không lớn biết đồ vật vẫn là thật không ít la quân cười một tiếng nói ra xác thực không ít hắn cũng không có để lộ ra trùng hoàng nhanh nhạy tuy nhiên hắn nguyện ý lấy thành đến đợi vĩnh hằng ma quân nhưng là nhưng nên có lòng phòng bị người cho nên không nói thì tốt hơn vĩnh hằng ma quân nói ra vũ trụ đại đế là một cái khái niệm mọi người nói thiên đạo cũng là vũ trụ đại đế. Nhưng người cũng không thể nói, thiên đạo là một người. Tựa như thân thể người cơ chế bên trong có hệ thống miễn dịch điều chỉnh thân thể. Người có thể nói bộ này hệ thống miễn dịch là một cái linh hồn sao? La Quân nói ra, không thể. Sau đó, La Quân lại nổi lòng tôn kính, nói ra, mặt đối với sinh tử, tiền bối như vậy bình tĩnh. Vĩnh Hằng Ma Quân nao nao, nói tiếp, ta sống hơn một vạn năm, người biết không? Là quân nói ra, ngài cái này nói chuyện, ta mới biết được. Nhưng ta nghĩ, ngài số tuổi thật không nhỏ. Vĩnh Hằng ma quân nói ra, người nắm giữ càng ít, càng không sợ mất đi. Người nắm giữ càng nhiều, thì càng sợ hãi mất đi. Chúng ta sống nhiều năm như vậy, gặp nhiều thương hải tan biển, cũng minh bạch tử vong chân lý. Thật, người sống càng lâu, thì càng sợ chết đi. Ta cũng không ngoại lệ, buồn phiền lựa chọn phụng dưỡng, ta rất lý giải hắn. Ta đều muốn quỷ đi xuống, cầu một đầu sinh lộ. Nhưng ta thủy chung không qua chính mình nội tâm cửa ải cuối cùng. Không phải ta bình tĩnh, chỉ bất quá, đã thành bộ dạng này, ta dù sao cũng phải giữ lại một chút tôn nghiêm. Ta tại người cái này hậu sinh vãn bối trước mặt, khóc ròng ròng, luôn luôn không tốt a. Là quân thân thể chấn động, ngày tương lai, còn có biện pháp sống sót sao? Vĩnh hằng ma quân nói ra, ta đã không có lực lượng nơi phát ra, có lẽ, vận khí tốt, có thể bằng vào cái này một tia ấn ký đầu thai chuyển thế đi. Nhưng là, con đường này ta đi thời gian rất lâu, sau đó mới cầm giữ có địa vị hôm nay. Muốn ta một lần nữa lại đi một lần, ta không có cái này dũng khí. Ngươi thử một chút, để ngươi từ không tới có, trải qua vô số gian khổ, lại lại tu luyện từ đầu, ngươi là cảm giác gì? La quân nói ra, ta hiểu ngài ý tứ. Vĩnh hằng ma quân thanh âm càng ngày càng suy yếu, hắn nói ra, ta không thể nói thêm nữa, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. La quân nói ra, tốt, vĩnh hằng ma quân nói ra, ta muốn sống tốt tu dưỡng, tương lai ngươi như khôi phục đại số mệnh thuật, có thể dùng đại số mệnh thuật tỉnh lại ta. Ta còn có sau cùng một ít chuyện bàn giao ngươi. Tiền bối mời nói, La quân lập tức nói. Vĩnh hằng ma quân nói ra, ngươi nhất định hiếu kỳ, chúng ta là bị người nào trấn áp, đúng không? La quân nói ra, xác thực hiếu kỳ. Vĩnh hằng ma quân nói ra, ta sẽ không nói, thiên quân cũng là ngụy quân tử, mà quân cũng là người tốt. Chúng ta đều không phải là người tốt lành gì, khác nhau ở chỗ, chúng ta ma quân thừa nhận chính mình là người xấu. Năm đó ân oán, đều tại trong tiên giới, ta cầu nhân, gọi là Đại La Thiên Quân, Đại La Thiên Quân giết thê tử của ta, hai tử, chính là ta không đội trời chung cửu nhân. Người này nếu là không chế ti, ta vĩnh viễn khó có thể nhắm mắt. Ngày khác, người nếu thật có cơ duyên, thật có thể đến một bước kia, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù. Đại la thiên quân người này từ tư lãnh khốc, tội ác ngập trời. Ngươi giết hắn, tuyệt đối là thế thiên hành đạo. Đương nhiên, ta hiện tại nói những thứ này, ngươi cũng không cần tin tưởng. Rất nhiều chuyện, ngươi có thể chính mình đi thăm dò, đi phân biệt. La quân nói ra, tốt, tương lai nếu thật có một ngày như vậy, ta sẽ đi tra rõ ràng. Hắn đón đến, nói ra, ta có một hạt giống pháp khí, gọi là đại la tiên đằng không biết cùng cái này đại la thiên quân có quan hệ hay không có lẽ có đi hắn trên địa cầu đợi thời gian cũng không ít tiện tay chế tạo một số pháp khí cũng không kỳ lạ vĩnh hằng ma quân nói ra tốt sau đó vĩnh hằng ma quân nhắm mắt nói ra mệt mỏi ta phải ngủ thế gian này chính là khổ hải khổ hải vô biên khổ hải vô biên a nhưng chúng ta người nào có thể quay đầu lại hắn sau khi nói xong thì tránh thức rơi vào trạng thái ngủ say La Quân cảm nhận được trong não vực cái này mai ấn ký đã không có bất luận cái gì uy lực, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái này mai ấn ký nắm trong tay. La Quân dụng tâm đi cảm thụ cái này mai ấn ký, hắn trong cảm giác một mảnh hư vô cùng hắc ám. La Quân hơi hơi thở dài một hơi, sau đó đem cái này mai ấn ký cực kỳ cất giữ trong biển linh hồn chỗ sâu. Vĩnh hằng tiền bối, ta minh bạch giết vợ giết con sâu sắc hận. Ngươi lại như vậy bị trấn áp tại cái này địa ngục mấy ngàn năm, ngày khác ta nếu có thể có cơ hội cùng thiên quân chống lại, tất nhiên sẽ đi tra rõ ràng, vì ngươi đòi lại cái công đạo này. La quân nói thầm, cùng lúc đó, La quân cũng bắt đầu suy nghĩ từ bản thân tình cảnh tới. Hắn hiểu được, cái này biến cố đột nhiên đã đem hết thảy thành lập đồ vật đều cho hủy diệt. La quân vốn còn muốn dựa vào ma quân tấn công phía trên ngọc thanh môn, sau đó cứu ra kiều ngưng cùng tiên tôn. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể nào. Mà lại, làm sao rời đi địa ngục đều là cái vấn đề cái kia hỗn thế yêu hoàng chính mình trước đó đem hắn đắc tội hung ác mà lại tứ đại yêu hoàng hiện tại đắc tội ngọc thanh môn lại mất đi ma quân che chở làm không tốt bọn họ muốn bắt chính mình đi cùng ngọc thanh môn bồi tội nạp lan vân tuyết lúc này khẳng định đã biết mình thân phận la quân cảm thấy trước mắt đã là một mảnh đai dối ngọc thanh trong môn nạp lan vân tuyết thuận lợi trở về nạp lan vân tuyết lập tức đạt được phó tri trần cùng chư vị trưởng lão phó trưởng giáo tiếp kiến theo sư đệ nhóm trong miệng nạp lan vân tuyết biết lần này trong môn tổn thất nặng nề ngụy vân tinh mấy vị cùng với nàng cùng một chỗ xuống địa ngục đã chết ti. lớn lên vân trưởng lão bỏ mình nàng là theo buồn phiền trong miệng biết còn có hai vị phó trưởng giáo cũng đã chết ti. âu dương đa tình ngược lại là may mắn bị tứ đại yêu hoàng phái trở về truyền tin kiếm một cái mạng nạp lan vân tuyết gặp qua trưởng giáo trí tôn nạp lan vân tuyết tại vân đính trong điện quỳ đi xuống phó chi trần gật gật đầu nói ra tốt trở về liền tốt xem ra tôn sư xuất thủ quả nhiên là không tầm thường không biết tôn sư giờ phút này người ở chỗ nào sư phụ ta nạp lan vân tuyết nghe vậy bị kinh ngạc nói ra ta cũng không có nhìn thấy ta sư phụ a à. ngài là nói sư phụ ta cũng đi địa ngục phó chi trần đám người nhất thời kinh ngạc phó chi trần nói ra người nói ngươi không có đụng phải sư phụ ngươi nạp lan vân tuyết nói ra đệ tử xác thực không có đụng phải sư phụ phó chi trần nói ra vậy ngươi như thế nào đi ra nạp lan vân tuyết nói ra là một vị thiên quân xuất thủ trong địa ngục sinh biến cố lớn nguyên lai là có hai vị bị tiên giới chấn áp ma quân muốn sinh sự bọn họ cần dẫn dụ một vị chúng ta tạo hóa cảnh cao thủ tiến đến hấp thu tạo hóa toái phiến kể từ đó bọn họ thì có thể đột phá phong ấn, đến đây tấn công chúng ta. Phó Chi Trần bọn người không khỏi thất sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, trong này lại có to lớn như thế ngập trời âm mưu. Ngươi nói tiếp, Phó Chi Trần lập tức nói. Nạp Lan Vân Tuyết thì giảng gai A Thiên Quân xuất hiện, vân vân. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phó Chi Trần bọn người nghe vậy nhất thời lòng còn sợ hãi. Phó Chi Trần nói ra, lần này nếu không phải có ngày quân xuất thủ, chúng ta Ngọc Thanh Môn chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Na cái Á Thiên Quân hiện ở nơi nào? Ô Vân Trưởng Lão trầm giọng hỏi, còn có, lớn lên Vân Trưởng Lão bọn người như thế nào, người nhưng có biết. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Thiên Quân đã đi, tựa như là gặp phải sự tình gì. Nàng sau đó bi thương nói ra, lớn lên Vân Trưởng Lão đã bị La Quân giết. La Quân, chúng ta muốn tìm cái kia La Quân sao? Trong này còn có La Quân sự tình. Âu Dương Đa Tình chấn động vô cùng. Phó Chi Trần ngưng giọng nói, thánh nữ, đem người biết hết thảy, từ đầu tới đuôi, như thật nói ra. Đúng, trí tôn, Nạp Lan Vân Tuyết lập tức cung kính hẳn là. Ngay sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết liền đem hết thảy nói hết ra, bao quát là quân lửa gạt. Vân vân, nàng đương nhiên sẽ không đối La Quân có tình cảm gì. Tựa như La Quân đối nạp Lan Vân Tuyết, chân Nguyên Tiên Tử những người này cũng sẽ không có nửa phần thương hại nạp lan vân tuyết sau khi nói xong phó chi trần mấy người cũng thì có đại khái giải tình huống bỗng nhiên thì biến đến khẩn cấp lên phó chi trần đứng dậy nói ra chư vị chúng ta giờ phút này cùng một chỗ tiến về địa ngục một chuyến bản tôn hiện tại còn không biết đến cùng chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả tiền bối là tình huống như thế nào nếu như bọn hắn hoàn hảo giờ phút này thì cũng đã trở về còn có chúng ta đệ tử đoạn huyết nhận cần phải còn sống chúng ta nhất định phải tìm tứ đại yêu hoàng muốn trở về. Hiện tại, tứ đại yêu hoàng nên nên biết phải làm sao người. Chí tôn, ngài là nói, sư phụ ta bọn họ khả năng ra chuyện. Nạp lan vân tuyết chấn kinh không thể tự chế, nàng thân thể khẽ run lên. Nạp lan vân tuyết là cô nhi, là sư phụ nàng thu dưỡng nàng, đồng thời dạy nàng cái này một thân bản sự, cho nàng vô thượng vinh diệu. Sư phụ cùng nàng, chính là như sư như mẹ. Sư phụ nghe nói ta ra chuyện, thì lập tức đi cứu ta. Nếu như sư phụ bởi vì ta mà gặp bất chắc, ta muôn lần chết ti khó từ tội trạng. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng nói thầm. Phó Chi Trần nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, hiện tại hết thảy đều còn không thể khẳng định, cho nên chúng ta mới cần phải lập tức chạy tới địa ngục. Ô Vân Trưởng Lão liền nói ra, Chí Tôn, trong môn còn cần ngài tỏa chấn, sự kiện này, ngài liền dạy cho ta các loại đi làm đi. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, không được, chúng ta không. Đi, hắn theo rồi nói ra, Vân Tuyết, ngươi cũng cùng một chỗ. Ô Vân trưởng lão, ngươi không cần đi, liền tỏa trấn Ngọc Thanh Môn. Nếu là chúng ta gặp bất chắc, người lập tức bẩm báo Thái Thượng Tôn Lầu, mời bọn họ đi ra chủ trì Ngọc Thanh Môn. Phó Chi Trần lời nói, không thể nghi ngờ. Ô Vân trưởng lão cũng chỉ có nói ra, đúng, trí tôn. Phó Chi Trần loại này người, thông minh tới cực điểm. Hắn hiện tại biểu hiện là nhân văn quan tâm, hắn dám biểu hiện được như vậy hiên ngang lẫm liệt là bởi vì hắn biết, không xác định nguy hiểm nhân tố đã bị tiêu trừ. Lúc trước không xác định ma quân những người kia thời điểm, hắn là tuyệt sẽ không tới nói lời nói này. Đây là phó tri Trần Ngự Hạ chi thuật. Sau đó, phó tri Trần một đoàn người thì lập tức tiến về địa ngục. 18 tầng địa ngục bên trong, tứ đại yêu hoàng tin tức tự nhiên cũng là nhạy bén bọn họ trước hết nhất liền đến đến Hắc Ám Thâm nguyên. Hắc Ám Thâm nguyên bên trong đã không có ma quân bóng người. Xem ra hai vị ma quân là ra chuyện, Xanh Ô Yêu Hoàng đầu tiên nói ra. Ai có thể làm gì ma quân? Đa Mỗ Yêu Hoàng trầm giọng nói ra. Hỗn Thế Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, không gian này bên trong còn có một số tin tức toái phiến, bổn tọa đến thẩm tra một phen. Hắn sau khi nói xong thì nhắm mắt lại, đồng thời đuổi ra pháp lực điều tra. Còn lại yêu hoàng đều không bản sự này, nhưng là hỗn thế yêu hoàng tự có hắn chỗ hơn người. Ba vị yêu hoàng liền đều nhìn về hỗn thế yêu hoàng. Sau một hồi khá lâu, hỗn thế yêu hoàng sắc mặt đại biến. Đại ca, làm sao? Xanh ô yêu hoàng hỏi. Hỗn thế yêu hoàng nói ra, đại sự không ổn, ta giống như cảm nhận được thiên quân khí tức, có ngày quân tới qua, hai vị ma quân chỉ sợ là thật đã ra chuyện. Đa mỗ yêu hoàng trên mặt nhất thời tránh qua vẻ thất vọng, nói ra, ai, xem ra lại là không vui một trận. Có lẽ chúng ta số mệnh, cũng là trốn ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương, vĩnh viễn cũng không thể đi xem thế gian phồn hoa. Ta ác yêu hoàng nói ra, đa mỗ, ta nhìn ngươi là ngực to mà không có não. Lúc này chúng ta cần phải quan tâm không phải có thể hay không đi lên. Mà chính là còn có thể hay không đợi ở phía dưới, chúng ta lần này đem Ngọc Thanh môn đắc tội thảm, ngọc thanh môn sớm muộn hội cha rõ ràng chuyện này bọn họ không biết như vậy bỏ qua chính diện chống lại chúng ta không phải ngọc thanh câu đối hai bên cánh cửa tay xanh ô yêu hoàng nói ra nói nhảm ta ác yêu hoàng nói ra ngọc thanh môn thái thượng tôn trong lâu những cao thủ kia một cái kia là chúng ta có thể chống lại chúng ta nhiều lắm là thì là dựa vào đối địa ngục quy tắc quen thuộc từ bỏ chúng ta tất cả cơ nghiệp trốn nhưng là như vậy mọi người cam tâm sao đương nhiên không cam tâm. sanh ô yêu hoàng nói ra, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm gì? Hỗn thế yêu hoàng trầm giọng nói ra, mọi người trước không cần quá bi quan, trong tay chúng ta còn có một cái đoạn huyết nhật. Mặt khác, địa ngục cũng cần chúng ta đến chấn thủ, Ngọc Thanh Môn không biết không hiểu điểm này. Chúng ta còn có thể bàn điều kiện, dù sao nếu như không thể đồng ý, mọi người thì ai đi đường nấy, các loại danh tiếng qua lại nói. Đa mỗ yêu hoàng nói ra, mà lại, chúng ta còn có một cái át chủ bài. Cái kia chính là Ngọc Thanh môn hàng năm bồi dưỡng đệ tử, đều muốn đệ tử đến chỗ này cơ sở săn giết la sát thí luyện. Nếu như bọn họ khăng khăng không hợp tác, vậy chúng ta thì để bọn hắn thí luyện không được. Cái này trong địa ngục, trừ phi bọn họ những cái kia lão đại cả ngày không tu luyện, tới canh chừng lấy chúng ta. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối hao không nổi. Không sai, xanh ô yêu hoàng ánh mắt sáng lên mọi người rốt cuộc tìm được mấu chốt nhất điểm cái kia chính là ngọc thanh môn các đại lão hao không nổi những cái kia thái thượng tôn lầu đám lão già này đều cùng sợ gặp ánh sáng mặt trời một dạng cả ngày trốn ở thời không chỗ sâu ai nguyện ý suốt ngày chạy ngục tới tìm suối quẩy a hỗn thế yêu hoàng đám người nhất thời đã cảm thấy bản thân có đàm phán lực lượng đồng thời bọn họ cũng không nghĩ tới la quân dựa theo bọn họ lý giải cái kia la quân cùng ma quân cùng một chỗ mà quân đều không. Cái kia là quân tự nhiên cũng liền không. Ngay vào lúc này, Hỗn Thế Yêu Hoàng bọn người cảm giác được biến hóa. Có người tại dùng thần niệm bắn phá địa ngục tầng 18. Hỗn Thế Yêu Hoàng ánh mắt run lên, hắn lập tức nói ra, xem ra là đối phương lão đại đến, dám to gan như vậy thần niệm bắn phá. Chúng ta đi đầu dấu ở trong u minh, không cùng bọn hắn gặp nhau. Về sau, ta sẽ phái người cùng bọn hắn thương lượng. Ừm, lúc này tứ đại yêu hoàng đồng lòng cực kỳ. Trong địa ngục, có vô số u minh chi địa, vô cùng phức tạp, bọn họ cậy vào địa ngục quy tắc, chui vào trong u minh, thần tiên khó tìm. Mà cái kia đoạn huyết nhận thì là bị hỗn thế yêu hoàng chộp vào pháp khí bên trong. Lúc này, thần niệm bốn chỗ bắn phá chính là Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn Phó Chi Trần. Phó Chi Trần tự nhiên cũng không có tìm được tứ đại yêu hoàng hạ lạc. Mấy vị phó trưởng giáo còn có nạp lan vân tuyết đều nhìn Phó Chi Trần. Nạp Lan Vân Tuyết Tâm đã sửa chữa thành một đoàn, nàng sợ hãi tới cực điểm. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như sư phụ thật ra chuyện, nàng làm như thế nào đối mặt. Sư phụ là nhân vật tuyệt thế, nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nhất định không biết, Nạp Lan Vân Tuyết không ngừng tự an ủi mình. Âu Dương Đa tình nhịn không được hỏi Phó Chi Trần, nói: "Chí tôn." Phó Chi Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chung quanh bốn phía hắc ám hoang nguyên, trầm giọng nói ra: cái này trong địa ngục, U Minh thừa số quá nhiều. Bọn họ cùng địa ngục U Minh khí thức giống, hòa làm một thể, mười phần khó tìm. Đi thôi, đi trước hỗn thế yêu hoàng trong động phủ, nếu là hắn không xuất hiện, liền đem hắn động phủ trước hủy đang nói. Chí tôn, ngài có hay không tìm kiếm đến sư phụ ta khí tức? Nạp Lan Vân Tuyết lập tức hỏi. Phó Tri Trần nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nói ra cũng không có. Cái này, Nạp Lan Vân Tuyết hốc mắt nhất thời thì đỏ. Đi theo đến đây Morgan Stanley trưởng lão Trần An Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, tiên tử cùng tôn giả chính là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, không có việc gì. Thánh nữ, người trước đừng quá bi quan. Ừm, sư phụ ta nhất định không có việc gì. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói. Mà bi ai là, mọi người tựa hồ cũng đối độc hành tôn giả cũng không có bao nhiêu mong nhớ. Phó Chi Trần đem người cấp tốc tiến về hỗn thế yêu hoàng động phủ hỗn thế yêu hoàng động phủ tại phía nam, cách nơi này 10.000 dặm xa. Nhưng cái này không sao cả, đám người bọn họ trước mắt đã tới. Hỗn thế động phủ cao lớn nguy nga, tràn ngập trang nghiêm khí tức. Phó chi trần một đoàn người thì xuất hiện tại động phủ phía trước. Còn chưa tiến vào, trong động phủ thì có một lão giả chào đón. Tên lão giả này lại là hỗn thế yêu hoàng đệ đệ, Ngô Lâm Phổ. Ngô Lâm Phổ lộ ra già nua vô cùng, hắn là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma gây nên. Nhờ có hỗn thế yêu hoàng ngăn cơn sóng giữ mới đưa hắn cứu lại. Ngô lâm phổ tu vi là động tiên cảnh sơ kỳ. Ngô lâm phổ đối mặt phó chi trần bọn người, hắn lộ ra cung cung kính kính, vãn bối ngô lâm phổ, chính là hỗn thế yêu hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Nhà ta ca ca khiến vãn bối trước tới đón tiếp các vị tiền bối. Tuy nhiên ngô lâm phổ tuổi tác lớn, hơn nữa thoạt nhìn lão. Nhưng là tại Phó Chi Trần trước mặt những người này, hắn thật đúng là chỉ có thể tự xưng vãn bối. Phó Chi Trần quét Ngô Lâm Phổ liếc một chút, nói ra, hỗn thế yêu hoàng người đâu? Làm sao không ra gặp bản tôn? Ngô Lâm Phổ trầm giọng nói ra, gia huynh trước mắt không tiện gặp nhau, các vị tiền bối mời đến. Phó Chi Trần ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt Ngô Lâm Phổ mời, mà chính là mang theo mọi người tiến vào trong động phủ. Tại động phủ trong đại sảnh Ngô Lâm Phổ xuất lĩnh yêu hoàng phủ thủ hạ dày đặc ninh đón. Về sau, Ngô Lâm Phổ liền nói, Gia Huynh có ý muốn cùng chư vị tiền bối hòa giải, lần này song phương xung đột, đều là bởi vì hai vị kia ma quân yêu cầu. Chúng ta cũng không có năng lực phản kháng ma quân, quý phái chỗ hao tổn nhân thủ, chúng ta thâm biểu ái náy. Thâm biểu ái náy, việc này cứ như vậy qua sao? Một tên phó trưởng giáo nghiêm nghị nói ra. Ngô Lâm Phổ nói ra, vậy theo chiếu tiền bối ý tứ, là muốn bốn vị yêu hoàng đền mạng sao? Không sai, toác bọn họ nghìn lần vạn lần cũng không đủ. Chúng ta đến để cho các ngươi những thứ này dân đen biết, Ngọc Thanh môn tuyệt đối không thể khinh nhục. Cái này phó trưởng giáo gọi là vương chiến, vương chiến cũng là nóng nảy tính tình. Ngô Lâm Phổ ngay sau đó liền nói ra, nếu thật sự là như thế, cái kia giữa chúng ta xác thực không có gì để nói. Chư vị tiền bối pháp lực thông huyền, chúng ta không phải là đối thủ, nguyện ý lần nữa nghiền cổ đợi giết. Chỉ bất quá, từ đại yêu hoàng không biết như vậy thỏa hiệp, chư vị có bản lĩnh liền đi tìm tới bọn họ đi. Nếu là giết không chết ti, ngày sau, Ngọc Thanh Môn cũng đừng hòng lại phái đệ tử xuống tới thi luyện. Người dám uy chúng ta, vương chiến nhất thời giận dữ. Ngô lâm phổ không kiêu ngạo không tự ti, nói ra, không phải uy, mà chính là sự thật. Chư vị tiền bối nếu thật không buông tha chúng ta, chúng ta có thể có biện pháp nào. Phó Chi Trần ngăn cản vương chiến nói tiếp hắn nhìn về phía ngô lâm phổ nói ra người để hỗn thế yêu hoàng tự mình đến cùng ta nói đi ngô lâm phổ nói ra thật có lỗi tiền bối cũng không phải là gia huynh không có thành ý mà chính là hắn cô dám điểm này xin ngài thông cảm hắn đón đến nói nhưng là ngài nói tới ta đều sẽ chuyển đạt cho gia huynh phó chi trần nói ra môn hạ đệ tử của ta còn có mấy cái sống ngô lâm phổ nói ra chỉ có đoạn huyết nhận còn sống Phó tri Trần nói ra, thả hắn tới. Ngô Lâm Phổ nói ra, hiệp nghị chưa đạt thành trước đó, đoạn huyết nhận còn không thể thả. Phó tri Trần nhìn chằm chằm Ngô Lâm Phổ, Ngô Lâm Phổ không kiêu ngạo không tự ti. Mấy vị phó trưởng giáo, còn có Morgan Stanley trưởng lão, Nạp Lan Vân Tuyết đều nhìn về Phó tri Trần, chờ đợi hắn quyết định. Lúc này, vì duy trì trí tôn uy nghiêm, bọn họ là sẽ không lung tung đề nghị. Cứ việc Nạp Lan Vân Tuyết giờ phút này thật tâm bên trong lớn nhất lo lắng là sư phụ nàng An Nguy. Phó Tri Trần Trầm giọng nói ra, các người cùng ma quân sát hại ta môn hạ vô số đệ tử, bao quát trưởng lão, phó trưởng giáo. Bây giờ liền muốn dựa vào phóng thích ta môn hạ một người đệ tử liền cầu được bình an. Cái này sổ sách, các người quá biết coi bói đi. Vị trưởng lão kia cũng không phải là chúng ta giết chết đi Ngô Lâm Phổ nói ra, là một cái tên là la quân người trẻ tuổi giết. Phó Chi Trần nghe được la quân hai chữ về sau, hắn ánh mắt thì lấp lóe một chút. Hắn lập tức nói, muốn muốn hòa bình, không phải là không được. Nhưng là, điều kiện không phải là các ngươi nhắc tới. Mà là chúng ta nhắc tới, thứ nhất, lập tức phóng thích đoạn huyết nhận. Thứ hai, tứ đại yêu hoàng, mỗi người đều muốn giao ra một cái thân tín tới. Những người thân tín này muốn tới Ngọc Thanh Môn đi phụng dưỡng, đi thứ tội, cũng là con tin. Ngày sau bọn họ nếu dám lại làm loạn, bản tôn liền sẽ đem cái này bốn tên thân tín giết. Hắn đón đến, nhìn ngô lâm phổ liếc một chút, nói ra, bản tôn nhìn ngươi thì rất thích hợp thay hỗn thế yêu hoàng đảm nhiệm cái này thân tín. Ngô lâm phổ sắc mặt rốt cục thay đổi một chút, dạng này việc phải làm, hiển nhiên hắn là không nguyện ý. Nhưng là, ngô lâm phổ trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là nói, gia huynh an bài như thế nào, vãn bối đều sẽ nghe. Phó Tri Trần nói ra, vậy rất tốt, cái điều kiện thứ ba, thì là các ngươi không tiếc hết thảy. Tại trong địa ngục đem cái kia la quân tìm ra, giao cho chúng ta trên tay. Nhất định phải sống. Hắn không phải đã chết ti sao? Ngô Lâm phổ bị kinh ngạc. Phó Chi Trần nói, ai nói hắn chết ti? Ngô Lâm phổ nói ra, hai vị ma quân đều ngộ chẳng, chẳng lẽ hắn còn có thể sống được? Phó Chi Trần liền đối với bên người Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, người cùng hắn nói. Đúng, chí tôn. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra ta về sau nhìn thấy vị kia thiên quân, còn có bên trong một vị ma quân. Hai vị ma quân, chê ti một cái, một cái khác thần phục với thiên quân, hắn nói cho ta biết, là quân căn bản không có chê ti. Thiên quân về sau thi triển thủ đoạn tìm tòi cái kia la quân lúc, nhưng lại không biết gặp phải sự tình gì, không nói một lời liền đi. Ngô Lâm Phổ nói ra, xem ra, cái này rất khó giải quyết. Thiên quân đều không có bắt đến cái kia la quân, chúng ta lại có tài đức gì. Phó Chi Trần nói ra, bắt là quân sự tình, nhất định phải xử lý. Bắt không được, vẫn bắt, cái này không có thương lượng. Ngô Lâm Phổ Trầm giọng nói ra, tốt à, tiền bối nói tới điều kiện, vãn bối đều ghi lại. Vãn bối ngay lập tức sẽ hòa ra huynh câu thông. Phó Chi Trần nói ra, tốt, bản tôn liền ở chỗ này chờ lấy. Bản tôn chỉ cho ngươi nhóm nửa nén hương thời gian, nửa nén hương về sau, không thể đồng ý, vậy coi như là vạch mặt bản tôn hội trước đem tứ đại yêu hoàng động phủ bao quát toàn bộ các người giết một câu nói kia phó chi trần nói đến sát khí lẫm liệt hắn cũng không phải là người hiếu sát nhưng cũng không phải mềm yếu người nên có quyết đoán hắn tuyệt đối có ngô lâm phổ vào bên trong sảnh thông qua dấu ấn tinh thần cùng hỗn thế yêu hoàng câu thông về sau hỗn thế yêu hoàng thì phóng thích đoạn huyết nhận đồng thời nói cho phó chi trần bọn họ hội mỗi người giao ra một tên thân tín nhưng là, Phó Chi Trần bọn người phải nhanh rời đi 18 tầng địa ngục. Còn la quân hạ lạc, bọn họ hội kiệt lực tìm tòi. Phó Chi Trần điểm danh muốn ngô lâm phổ, còn có đa mộ yêu hoàng muội muội đi ngọc thanh môn phụng dưỡng. Vân vân, đồng thời, hắn cùng nạp lan vân tuyết một đoàn người rời đi hỗn thế yêu hoàng động phủ, lại cấp tốc tụ hợp đoạn huyết nhận. Đoạn huyết nhận cũng không có cái gì tổn thương, hắn nhìn thấy Phó Chi Trần bọn người về sau, cảm thấy xấu hổ. Phó Chi Trần cũng không có trách cứ đoạn huyết nhận, ngược lại nhẹ giọng an ủi vài câu. Về sau, Phó Chi Trần một đoàn người bắt đầu ở 18 tầng địa ngục bên trong tiến hành tìm tòi. Bọn họ không chỉ có là muốn tìm tòi la quân chỗ, còn muốn tìm ra chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả. Hỗn thế yêu hoàng bọn người tuy nhiên yêu cầu Phó Chi Trần bọn người nhanh chóng nhanh rời đi, nhưng người ta không đi, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Phó Chi Trần tại địa ngục bên trong tìm kiếm ba ngày, không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, bọn họ rời đi địa ngục, trở lại Ngọc Thanh trong môn. Nạp Lan Vân Tuyết mang hy vọng trở lại Ngọc Thanh trong môn, nàng đi một chuyến Thái Thượng Tôn Lầu. Nàng hy vọng Thái Thượng Tôn Lầu tùng hạc đồng tử cùng vô danh đồng tử có thể nói cho nàng, sư phụ cùng độc hành tôn giả đã trở lại Thái Thượng Tôn Lầu. Nhưng cũng tiếc là, hai vị đồng tử tại huyễn linh trong kính trăm miệng một lời nói cho nàng. Từ ngày đó chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả rời đi về sau, cũng không trở về nữa. Nạp Lan Vân Tuyết Tâm Nhi lần nữa hướng xuống lặn xuống. Rơi vào đường cùng, Nạp Lan Vân Tuyết quyết định cầu kiến Thái Thượng Tôn trước lầu bối. Thái Thượng Tôn trong lầu có vô số tiền bối. Những thứ này tiền bối bên trong lấy tuế hàn tam hữu thứ nhất đức cao vọng trọng. Ba vị tiền bối bên trong một vị, đã là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi. Ngọc Thanh Môn làm tiên giới bồi dưỡng được đến chồng từ tuyển thủ, tại địa cầu chìm đắm hơn một vạn năm bọn họ lực lượng không phải kỷ phấn trắng thế giới có thể so sánh. Linh tôn bên trong chân chính cao thủ, hoặc là tại đế quốc thiên chu bên trong, hoặc là ở trong không gian, hoặc là tại trong tiên giới. Trên địa cầu thì là ít nhất. Mà lại, Ngọc Thanh trong môn cũng sớm có đời thứ nhất, nhị đại cao thủ đã tại tiên giới cắm rễ. Tiên giới vẫn luôn đối với địa cầu có mang rất sâu cảnh giác, bọn họ bồi dưỡng những nhân loại này cao thủ, chính là vì kềm chế ngũ cốc xã tắc thần thụ dạng này tồn tại năm đó hủy diệt tính tai nạn, bọn họ vĩnh viễn khác trong tâm khảm. Nạp Lan Vân Tuyết vốn là không đủ tư cách cầu kiến tuế Hàn Tam Hữu Nhưng là lần này chuyện rất quan trọng, tại hai tên đồng tử thông báo xuống, tuế Hàn Tam Hữu vẫn là tiếp kiến Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết trực tiếp thông qua huyễn linh kính đi vào Thái Thượng Tôn Lầu, ngay tại tầng cao nhất trên lầu, tại cái kia phong cách cổ xưa rộng lớn trong đại sảnh, Nạp Lan Vân Tuyết giống như hành hương đồng dạng nhìn thấy Tuế Hàn Tam Hữu tuế hàn tam hữu ngồi ngay ngắn phía trên quần áo bọn hắn mộc mạc sạch sẽ thoạt nhìn là năm sáu mươi tuổi lão nhân bọn họ từ thiện hòa ái tựa như là nhân gian hy vọng lại có chút giống như là miếu thờ bên trong tam thanh đạo tôn tuế hàn tam hữu bên trong cầm đầu đại ca số thái hư chân nhân tiếp là thái huyền chân nhân thái thanh chân nhân nạp lan vân tuyết tại ba vị tiền bối trước mặt quỳ xuống nói đệ tử tham kiến ba vị tổ sư thái hư chân nhân gật gật đầu nói ra thằng nhóc con người chính là thật nguyên đạo hiếu đệ tử nạp lan vân tuyết nói ra đệ tử đúng vậy thái hư chân nhân nói ra bổn tọa nghe hai vị đồng tử nói đại khái nhưng vẫn là không quá kỹ càng người tỉ mỉ nói đến đến cùng phát sinh chuyện gì nạp lan vân tuyết nói ra đúng tổ sư nạp lan vân tuyết ngay lập tức đem ngày gần đây chỗ phát sinh sự tình đi qua ngọn nguồn toàn bộ nói sau cùng cường điệu nói lúc này sư phụ mất tích, tung tích không rõ. Tuế Hàn Tam Hữu sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Thái hư chân nhân có chút chấn kinh nói ra, thật sự là trong núi năm tháng dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Bổn tọa lại là không nghĩ tới, thì ở tại chúng ta trong lúc bế quan, Ngọc Thanh trong môn thế mà phát sinh lớn như thế biến cố. Nếu không phải may mắn, có ngày quân xuất thủ, chỉ sợ lúc này, Ngọc Thanh môn đã nguy rồi thái huyền chân nhân thì nói ra đại ca nói là chúng ta tuy nhiên tự phụ nhưng là ma quân một khi khôi phục tự do khu động thế giới lực lượng cho dù là chúng ta hợp lực cũng khó có thể ngăn cản nạp lan vân tuyết nói ra hiện tại sư phụ ta tung tích không rõ sinh tử không biết còn mời ba vị tổ sư xuất thủ tìm đệ tử thực đang lo lắng sư phụ hội xảy ra chuyện gì thái hư chân nhân gật gật đầu nói ra chân nguyên cùng độc hành vì môn phái được đại hiểm giờ phút này chúng ta sao tốt còn tiếp tục bình chân như vậy. Hắn đón đến, nói ra, đi, chúng ta lập tức tiến về địa ngục, điều tra đến tột cùng. Nạp Lan Vân Tuyết Đại Hỷ, nói ra, đa tạ tổ sư. Sau đó, ba vị chân nhân khu động pháp lực, trong nháy mắt liền mang theo Nạp Lan Vân Tuyết tiến nhập địa ngục thông đạo. Chỉ một lúc sau, liền tiến vào một vùng tăm tối, sau đó liền đến tới địa ngục tầng thứ 18. Thái hư chân nhân lập tức liền nhắm mắt ngưng thần, Bắt đầu điều tra cái này 18 tầng địa ngục tất cả từ trường bao quát tin tức. Thái Huyền chân nhân thì là nói, nho nhỏ bốn đầu con dẹp cũng dám đối Ngọc Thanh môn hạ tay. Bồn tỏa cần cảnh cáo bọn họ một phen. Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngưng thần, pháp lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Hắn tạo vật pháp tác cùng pháp lực dung hợp, trong nháy mắt đem 18 tầng địa ngục trong vòng vạn dặm bao phủ, vừa chuẩn xác thực tìm tới Tứ đại yêu hoàng làm cái kia như ngục như hải uy áp buông xuống tại tứ đại yêu hoàng trên đầu lúc, tứ đại yêu hoàng toàn bộ thành bột mềm. Thái huyền chân nhân trầm giọng nói, các ngươi nghe kỹ, bổn tòa hôm nay không giết các ngươi, chính là là bởi vì các ngươi cùng phó chi trần có ước định phía trước. Nhưng ngày khác các ngươi nếu dám lại có ý nghĩ gian dối, đừng trách bổn tọa lấy các ngươi mạng chó. Bốn vị yêu hoàng liên tục không ngừng hẳn là. Trong lòng bọn họ kêu khổ liên tục, trong lòng tự nhủ, nếu không phải cái này ước định phía trước, bọn họ như thế nào ngồi trong động phủ để ngài cái này uy áp buông xuống a sau đó thái huyền chân nhân thu hồi uy áp mà thái hư chân nhân cũng thu hồi pháp lực mở to mắt tổ sư sư phụ ta nạp lan vân tuyết vội vàng muốn hỏi thái hư chân nhân hơi hơi thở dài nói ra thằng nhóc con người có biết cái này địa ngục có phức tạp hơn nạp lan vân tuyết nói đệ tử không hiểu tổ sư ý tứ nội tâm của nàng nói thầm Tổ sư nói cái này làm cái gì? Ta chỉ muốn mau mau biết sư phụ hạ lạc. Thái hư chân nhân nói ra, trong địa ngục, U Minh cùng tuyệt địa quá nhiều. Cái này khiến bổn tỏa thăm dò cũng có thật nhiều thiếu thốn, cho nên không cách nào hoàn toàn tìm ra chân tướng. Nhưng là, bổn tỏa cũng tìm kiếm ra một ít gì đó. Tựa hồ vị kia thiên quân cũng tính kế hai vị ma quân. Thái huyền chân nhân cùng Thái thanh chân nhân thì nhìn về phía Thái hư chân nhân. Nạp Lan Vân Tuyết cũng nhìn về phía Thái Hư chân Nhân. Thái Huyền chân Nhân nói ra, bổn tọa nói những ý tứ này chính là, ngày đó quân là trước hết để cho độc hành cùng chân Nguyên cùng ma quân đối chiến. Cho nên, chân Nguyên cùng độc hành khả năng rất lớn, đã gặp bất chắc. Ma quân thủ đoạn, không dám tưởng tượng. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời như bị sét đánh, nàng nước mắt trong nháy mắt thì xoát xoát hướng xuống rơi, sư phụ ta thần thông quảng đại, nàng không có việc gì, không ai có thể giết đến sư phụ ta. Không có người, không có người. Ai, ba vị chân nhân thấy thế, cũng là thở dài một hơi não nề. Audio điện tử võ tấn bền. Ba vị chân nhân trong lòng thực đã sớm rõ ràng hết thảy, chẳng qua là chiếu cố nạp lan vân tuyết tâm tình. Bọn họ rõ ràng, chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả 100% chín là gặp bất chắc. Không phải vậy lời nói, bọn họ không có khả năng không trở lại Ngọc Thanh trong môn. Thái hư chân nhân trầm giọng nói ra, chúng ta tu đạo, trung quy là làm trái người sinh lão bệnh tử quy tắc. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cuối cùng cũng có ứng kiếp lúc. Thằng nhóc con, người muốn nghĩ thoáng một chút. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, không, ta không tin. Sư phụ ta tuyệt sẽ không chế ti, ta muốn đi tìm nàng. Nàng nhất định còn ở trong địa ngục, có lẽ, nàng là bị thương nặng nạp lan vân tuyết căn bản nghe không vào bất luận kẻ nào nói đón lấy nàng quay người liền rời đi tại chỗ nạp lan vân tuyết biến mất rất nhanh nàng quyết ý muốn tại trong địa ngục một mực tìm kiếm sư phụ nàng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ sư phụ nạp lan vân tuyết sau khi đi hoa nguyên bên trong vẫn là âm khí bao phủ bốn phía đều là hư vô không có bất kỳ người nào dấu vết chỉ có tại cái kia âm khí nồng đậm chỗ còn có một số la sát yêu ma đang lảng vãng nhưng chúng nó là tuyệt không dám tới gần Thái Hư chân nhân bọn họ. Cái này 18 tầng địa ngục yêu ma đều là có chút tu vi, cho nên điểm ấy nhãn lực cùng mẫn cảm bọn họ còn có. Thái Huyền chân nhân nhìn về phía hắc ám bầu trời đêm, sau đó, hắn nói với Thái Hư chân nhân, đại ca, chúng ta hiện tại. Trở về đi, Thái Hư chân nhân nói ra, đứa bé này còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu sinh mệnh vô thường cùng hiện thực tàn khốc đợi đến nàng lại tìm một đoạn thời gian sớm muộn có thể hiểu được thái thanh chân nhân nói ra cái kia thì như thế đi chúng ta đã chấn nhiếp địa ngục quần ma lượng bọn họ cũng không dám đến khó xử tiểu oa nhi này tới thái hư chân nhân nói ra nhưng trong địa ngục còn có vô số nhìn không thấy nguy hiểm cùng tuyệt địa bất quá đây hết thảy đều nhìn nàng cá nhân cơ duyên nguy cơ có lúc hội trí mạng nhưng có lúc cũng là một trận duyên phận hắn đón đến lớn nhất rồi nói ra, đi. Ba vị chân nhân cấp tốc liền rời đi địa ngục. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Thiên Long bát bộ phù đồ huyền trong tháp. Hiên chính hạo khoanh chân ngồi trong tinh không, mà điển cùng vãng sinh la bàn tại sâu trong tinh không, vì hắn chỗ không chế. Nhất nguyên chi chu trong tinh không chậm rãi tiến lên, cái này phía trung vị, bố trí đều không bàn mà hợp bát quái cùng âm dương chi ý. Cái này cũng có thể xem như một cái cự đại phong thủy trận. Đồng thời, tiên giới tiết lộ xuống tới thuần dương chi khí bị thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp không ngừng hấp thu. Cả tòa huyền trong tháp đều có một cỗ thuần dương chi phong hơi hẩy, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư sướng. Mà lại, hiên chính hạo ở bên trong còn trấn áp không ít chiến hồn, một khi phát động, thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp lực lượng là không thể tưởng tượng. Hiên chính hạo tu vi cũng một mực tải vững bước tiến triển bên trong, hắn đối vũ trụ lĩnh ngộ hòa giải, so với thường nhân phải sâu khắc cùng cao minh nhiều. Hiền chính hạo Tu Vi không tính là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là hắn trí tuệ, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Lúc trước hắn lấy yếu ớt chi thân lúc, liền kém chút đem Trung Hoa đại đế Trần Lăng cho xử lý. Trần Lăng chỗ lấy có thể đào thoát, bất quá là bởi vì Trần Lăng vận khí tốt ga. Mặc dù như thế, hiền chính hạo đều vẫn là xử lý Trần Lăng nhất tên hồng nhan chi kỷ. Về sau, hiền chính hạo lại đánh vỡ thủ lĩnh quy củ, nhiệm vụ sau khi thất bại, y nguyên còn sống sót. Luận trí tuệ, thiên chính hạo nhiều năm như vậy, có thể nói chưa bao giờ bại một lần. Bây giờ, hắn đi đến đầu này tu tiên chi lộ, cái kia ma điển lại cho hắn vô số dẫn dắt. Ma điển ẩn chứa vạn vật ảo diệu, bao quát chúng sinh khởi nguyên, cùng thiên địa, vũ trụ quan hệ, hắn đều một mực tại lĩnh hội. Chuyện này với hắn tu đạo là có trợ giúp rất lớn. Nguyên lai, like, chấm minh bạch, hiên chính hạo nói thầm, thân thể lực lượng là có hình dạng, vô luận là người, con voi, bọn họ lực lượng đều có cực hạn. Nhưng niềm tin lực lượng là vô hình, không hạn chế. Yếu ớt chi thân, niềm tin kiên định người có thể cải biến tự thân vận mệnh, có thể cải biến xung quanh người vận mệnh, có thể cải biến bên trong thiên địa vận mệnh. Tâm linh ý chí, người bình thường có nhu nhược, bình thường, cứng cỏi, siêu cấp cứng cỏi. Tới thần linh phía trên, tâm linh ý chí có thể bất động như núi, ý như tinh thần, thiên ý thức ta hiên chính hạo đột nhiên thì duỗi ra một cái tay trong tay hắn xuất hiện một chùm pháp lực cái này pháp lực mềm mại phiêu miểu như một chùm sợi tóc nhưng theo hiên chính hạo ý niệm tăng cường cái này bó pháp lực cũng bắt đầu biến cứng cỏi hiên chính hạo nhắm mắt lại cái này bó pháp lực bắt đầu lớn mạnh đồng thời cứng cỏi như sắt thép hiên chính hạo trong đầu bắt đầu xuất hiện tinh thần đại hải hắn tưởng tượng lấy pháp lực mình tại trong tinh thần ghé qua siêu việt chùm sáng sau đó cái này bó pháp lực biến đến nóng rực, đỏ bừng, tựa như là lóa mắt mặt trời. Oanh! Sau cùng, cái này bó pháp lực, nổ tung. Cái này bó pháp lực không chịu nổi hiên chính hạo tín niệm chi lực. trẫm minh bạch, tốt, tốt, thì ra là thế, thì ra là thế. Hiên chính hạo đột nhiên cười lên ha hả. Hắn tiếng cười quanh quẩn tại chỉnh cái trong tinh thần. Trong địa ngục, nạp lan vân tuyết lại tìm năm ngày, lại là một điểm đầu mối đều không có. Trong nội tâm nàng càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng hoảng sợ. Thì liền trong giấc mộng, nàng đều đang nghĩ lấy sư phụ. Nàng nhiều lần tại trong u minh ngủ say, mộng thấy bên tai có người đang nhẹ nhàng gọi nàng, "Tiểu Tuyết, tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại." Nàng mơ mơ màng màng nhìn đến sư phụ đang ở trước mắt, nàng liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng nhưng là không mở ra được. Nàng hung hăng hất đầu, mới tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại, lại chỉ kiến giải ngục một mảnh hoang nguyên trong u minh yêu ma du đáng lại chỗ đó có sư phụ cái bóng đâu cái này hơn nửa đêm nàng không khỏi buồn từ đó đến khóc đến cùng đứa bé một dạng đối nạp lan vân tuyết nghĩ đến cái gì cái kia là quân cũng chưa chế ti hắn mắt thấy sư phụ cùng ma quân đối chiến tràng cảnh sư phụ đến cùng thế nào hắn cần phải rõ ràng nhất ta coi như tìm không thấy sư phụ cũng nhất định muốn tìm tới hắn nếu như ta sư phụ chế ti ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không không không, sư phụ sẽ không chế ti, nạp lan vân tuyết lập tức còn nói thêm. Nạp lan vân tuyết không có lung tung tìm kiếm, nàng rất nhanh liền đi hỗn thế yêu hoàng động phủ. Hỗn thế yêu hoàng động phủ trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Nạp lan vân tuyết đến về sau, hỗn thế yêu hoàng lập tức liền tiếp kiến nạp lan vân tuyết. Hỗn thế yêu hoàng đệ đệ ngô lâm phổ đã đi ngọc thanh môn phụng dưỡng. Hỗn thế yêu hoàng cũng không muốn, nhưng phó tri Trần Điểm danh Ngô Lâm Phổ, Hỗn Thế Yêu Hoàng cũng là không có cách nào. Hiện tại tứ đại yêu hoàng vô cùng khéo léo, bọn họ trước bị phó tri Trần đe dọa, lại bị cái kia Thái Huyền chân nhân lấy uy thế đe dọa, bọn họ chỗ đó còn dám cùng Ngọc Thanh môn đối nghịch. Cho nên đối với Nạp Lan Vân Tuyết đến, Hỗn Thế Yêu Hoàng là phi thường khách khí. Tại trong sảnh, Hỗn Thế Yêu Hoàng tự mình tiếp kiến. Địa Ngục mỹ thực cung cấp phía trên, Hỗn Thế Yêu Hoàng một thân tử kim áo choàng, hắn lộ ra nụ cười chân thành hòa ái dễ gần nạp lan cô nương trước đó nhiều có đắc tội ta ở chỗ này hướng ngươi chịu tội hỗn thế yêu hoàng nâng chén tạ lỗi nạp lan vân tuyết cũng không cho hỗn thế yêu hoàng nể mặt sư phụ tung tích không rõ không để cho nàng quan tâm cái gì lễ nghi tôn kính cùng hắn quy củ tìm tới la quân sao nạp lan vân tuyết trực tiếp hỏi hỗn thế yêu hoàng nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn nói ra ta hôm nay ra ngoài tìm sáu canh giờ vừa trở về không lâu. Ta cũng đã phân phó tất cả yêu ma chú ý là quân tung tích, không chỉ là địa ngục tầng 18, địa ngục các tầng, chúng ta đều đã ra lệnh. Nhưng là nạp lan cô nương, cái này địa ngục tình huống, người bao nhiêu cũng giải. Thật sự là quá khó tìm, nhưng là người yên tâm, chúng ta đã đem giữ vững thông đạo. Chỉ cần hắn dám rời đi, chúng ta liền có thể lập tức phát hiện. Nạp lan vân tuyết khuôn mặt âm trầm đến muốn ra nước tới nàng trung quy là không nói gì quá phận lời nói, yêu hoàng, ngày mai tìm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hỗn thế yêu hoàng nao nao, theo rồi nói ra, tốt. Hắn nói tiếp, vậy hôm nay, nạp lan cô nương thì hiện ở ta nơi này động phủ ở lại. Nạp lan vân tuyết gật gật đầu, nói ra, làm phiền. Hỗn thế yêu hoàng cười tủm tỉm nói ra, đây là ta vinh hạnh. Là quân một mực thì trốn ở trong u minh, gia hỏa này lại có linh hồn tinh thạch làm yểm hộ, vậy thì thật là thần tiên khó tìm. La quân cũng không có vội vã rời đi, mà là tại tỉ mỉ tiêu hóa đoạt được toái phiến. Cái kia lớn lên vân trưởng lão không chung cảnh mảnh vụn linh hồn bị la quân luyện hóa. Cái này cho la quân không ít trợ giúp, cũng đối đại linh hồn lôi kiếm có càng đại bang hơn trợ. Mà cái kia độc hành tôn giả tạo hóa cảnh mảnh vụn linh hồn, thật sự là quá khó lý giải. La quân đem ngưng luyện thành đan hoàn, hắn pháp lực thăm dò vào đi vào, liền cảm giác lực lượng linh hồn thế giới như ngục như hải. So với chính mình chỉnh cái biển linh hồn còn lớn hơn cùng khủng bố. Hắn cảm giác mình bị xa vào, cũng có thể muốn ra không được. Năm đó ta tại hóa kình thời điểm, cảm thấy hóa thần cảnh giống như thiên nhân. Đợi đến hóa thần cảnh, cái kia thần thông cảnh thần vực sư tôn, lại là không thể leo lên. Về sau, thái hư tầng 10 là một đạo đại khảm cùng khoảng cách. Tiếp lấy có hư tiên, động tiên chờ chút, nhất hoàn cài lên nhất hoàn, Chính như bát quái âm dương, Thái cực vũ trụ, có trùng điệp chi huyền ảo đạo lý. Mỗi người, mỗi một viên tinh thần, thậm chí mỗi một cảnh giới đều là đối ứng. Trên đường có cực hạn sao? Không có, vũ trụ có cực hạn sao? Không có, có lẽ đều có cực hạn, chỉ là chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đi biết cực hạn là ở nơi đó. Tựa như vũ trụ đại đế, hóa thành thiên đạo, đại khái là là cực hạn. Bởi vì khi đó, người đã không có dục vọng mất đi bản thân, chỉ có tập thể. Như vậy, có hay không cực hạn, cũng không đáng kể. La quân lại có chính mình lĩnh hội. Tạo hóa toái phiến, tạo hóa toái phiến. La quân thầm nghĩ, như đến tạo hóa, ta liền có thể dung nhập đại linh hồn lui kiếm bên trong, chém giết bất luận cái gì không trung cảnh cao thủ. Không trung cảnh, thiên vị cảnh cũng khó khăn cản tạo hóa. Nhưng cái này tạo hóa linh hồn, rất khó khăn phá giải. La quân một mực không có đạt được cái gì tiến triển, cái này là không thể làm gì sự tình đồng thời cũng không phải la quân không nóng nảy ra ngoài hắn nhiều kẻ trộm chỗ đó không biết ra ngoài thông đạo hiện tại cũng bị trưởng khống địa ngục là thông nhưng là muốn tại cái này minh mông địa ngục bên trong tìm tới hắn xuất khẩu so với lên trời còn khó hơn la quân lúc này cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước hắn biết chỉ cần mình ẩn tàng thật tốt kiều ngưng các nàng tạm thời cũng là an toàn đợi đến chính mình nếu thật bị bắt này kiều ngưng cùng tiên tôn mới thật sự là mất đi giá trị lợi dụng. Là quân tạm thời ở giữa, tìm không thấy đường ra ở nơi đó. Hắn cũng kiến thức đến những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ thần thông quảng đại. Hắn cảm giác được bây giờ chính mình tu vi tuy nhiên một đường đi cao, nhưng ngược lại lại cảm thấy chỗ cao càng phát ra lạnh lẽo. Hắn dù có lại nhiều quỷ kế cùng mưu trí, tựa hồ cũng là không lấy sức nổi. Bất kể như thế nào, là quân đều cảm thấy mình đến tìm biện pháp rời đi trước địa ngục về sau, sau đó lại nghĩ biện pháp. Là quân muốn tìm được mới thông đạo ra ngoài. Địa tàng vương Bồ Tát cũng tại, nếu như ta có thể tìm tới địa tàng vương Bồ Tát, hắn cũng có thể giúp ta ra ngoài. Là quân nghĩ tới đây, không khỏi ánh mắt sáng lên. Sau đó, là quân liền bắt đầu tại trong địa ngục bốn chỗ lắc lư. Địa ngục có thập bát trọng, nhưng muốn đi tầng thứ 17, cũng phải đi chính xác thông đạo mới có thể lại đến đi những cái kia đã bị phát hiện thông đạo đều bị tứ đại yêu hoàng cầm giữ được. Mà không phát hiện thông đạo lại là không biết ở nơi nào. Đây cũng là tứ đại yêu hoàng phán đoán là quân lớn nhất khả năng còn tại tầng 18 nguyên nhân. Là quân đối địa ngục cũng không tính rất lạ lắm, hắn trong cánh đồng hoang vu bốn chỗ chuyển rời, bên trong gặp phải không ít tuyệt địa. Mấy lần còn bị vây ở U Minh Tuyệt trong đất, tại U Minh Tuyệt trong đất, U Minh lưỡi dao sắc bén chém giết điên cuồng, mà lại không phải có u minh lốc xoáy xoắn giết tới. Loại này u minh lốc xoáy xé rách lực lượng có thể so với không trung cảnh cao thủ pháp tắc. Mà lại, lợi hại hơn tuyệt trận bên trong, cái kia rào sát quy tắc có thể so với thiên vị, chính là tạo hóa. Đây là thuộc về đại tự nhiên lực lượng, tại đại tự nhiên lực lượng trước, cao nhân một dạng nhỏ bé. Là quân sử dụng linh hồn tinh thạch mấy lần xông ra đi, nhưng điều này cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi, đối địa ngục càng thêm cẩn thận. La Quân cũng nhìn đến trên cánh đồng hoang, đột nhiên phá đến U Minh rảo sát đại trận. Vậy liền giống là nhân gian Long Quyển Phong tiến đến, nhưng nơi này U Minh rảo sát đại trận so Long Quyển Phong càng thêm lợi hại. Hắn nhìn đến vô số yêu ma hốt hoảng chạy trốn, giống như một triệu châu rừng phi nước đại, nhưng chỉ cần bị đại trận kia cuốn vào, ngay lập tức sẽ trở thành vỡ nát. Làm những yêu ma này trở thành vỡ nát về sau, lại sẽ trở thành U Minh đại trận lực lượng. La Quân cũng minh bạch, đây là một loại sinh thái thăng bằng. La sát yêu ma sức sinh sản quá nhanh, nếu như không có loại này tuyệt trận cùng thiên tai quản thúc, chỉ sợ la sát yêu ma có thể đem toàn bộ địa ngục trên bể. Tựa như là nhân gian rất nhiều sinh vật, đều có mỗi người thiên địch một dạng. La quân thần niệm bắn phá, đồng thời cũng bắt không ít yêu ma. Hắn giải đến càng nhiều, mới càng phát ra hiện địa ngục thật sự là quá lớn. Nơi này không gian pháp tác vô cùng rộng, xếp xếp trồng xếp, huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu. So địa cầu thực tế diện tích còn lớn hơn nhiều. Là quân liền cũng là không có tìm được địa tàng vương Bồ Tát. Hắn tại địa ngục bên trong, vượt qua một tháng thời gian. Cái này khiến hắn dần dần cảm thấy nôn nóng. Tính toán, không tìm mặt khác thông đạo. Là quân thầm nghĩ, đi qua thời gian dài như vậy, bọn họ cảnh giác cần phải hạ thấp một số. Ta thẳng thắn đi tìm đa mộ yêu hoàng, khống chế lại nàng, lại mưu đường ra. La Quân cũng biết làm như vậy rất mạo hiểm, đối phương sẽ không lại lần tới làm. Nhưng La Quân thực sự không nguyện ý cứ như vậy hư không rông dài. Ngay sau đó, La Quân phân biệt rõ ràng phương hướng, thì triển đại na di thuật hướng đi trở về. Lần này đi trở về, mới khiến cho La Quân cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy được địa ngục tựa hồ tại không ngừng biến hóa, hắn thế mà tìm không thấy tứ đại yêu hoàng động phủ ở nơi nào, làm không tốt vẫn là càng bay càng xa. La Quân liên tục chuyển rời mấy chục vạn dặm, lại là căn bản tìm không được Tứ Đại Yêu Hoàng tung tích. Trong một tháng này, La Quân không hề từ bỏ nỗ lực. Mà Nạp Lan Vân Tuyết cùng Tứ Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ, cũng đang khắp nơi tìm La Quân chỗ. Cái này một tháng thời gian, để Nạp Lan Vân Tuyết cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng đối mò kim đáy biển bốn chữ này có đầy đủ thể nghiệm. Đối với bọn hắn dạng này cao thủ tới nói, liền xem như tại trong biển rộng đi tránh thức vơ vét châm đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng tại trong địa ngục tìm la quân độ khó khăn, thì so là người bình thường tại trong biển rộng tìm một cây châm một dạng. Bất quá, Hoàng Thiên ngược lại là không phụ lòng người. Một ngày này, Nạp Lan Vân Tuyết tại thần niệm bắn phá bên trong, thông qua một cái yêu ma não hải tin tức, tìm kiếm đến la quân tung tích. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời đại hỷ, lập tức liền tìm lấy tìm đi qua. Nhưng là la quân con hàng này, thoáng qua 10.000 dặm muốn tìm tới y nguyên rất khó nhưng không thể không nói nạp lan vân tuyết vận khí rất không tệ nàng vẫn là tìm được la quân có lẽ đây chính là duyên phận đi duyên phận đến quá nhanh nạp lan vân tuyết lập tức ở trong não vực cùng hỗn thế yêu hoàng bọn người phát ra tin tức để bọn hắn cấp tốc tới mà nạp lan vân tuyết thì ngăn cản tại la quân trước mặt bởi vì la quân con hàng này lại chuẩn bị chuyển rời đi nạp lan vân tuyết sợ theo ném quyết định tới trước ngăn chặn la quân La Quân lúc này là lộ ra diện mục thật sự, hắn vừa mới dừng lại thở một ngụm, liền gặp hư không bên trong bóng người lóe lên, mỹ lệ băng xương nạp lan vân tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Nạp Lan Vân Tuyết một thân áo tím váy dài, tại cái này địa ngục bên trong, nàng vẫn là như thế xuất trần. Bất quá lúc này nàng nhìn thấy La Quân, ánh mắt lạnh hơn. Lâm Phong, La Quân, Nạp Lan Vân Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói: người còn có lời nói a? À la quân nhìn nạp lan vân tuyết liếc một chút hắn nhưng cũng là cao hứng ánh mắt hắn đều tỏa sáng nói ra nạp lan cô nương thật đúng là xảo a à. nhưng không khéo ta tìm hơn một tháng nạp lan vân tuyết nói ra la quân cười ha ha một tiếng nói ra xem ra hết thảy ngươi đều biết không sai nạp lan vân tuyết nói ra uổng ta như thế tin tưởng ngươi người cái này cái lửa gạt la quân khịt mũi coi thường nói ra Lời này của ngươi nhưng là thật không có lương tâm, tứ đại yêu hoàng cũng không phải cùng ta hợp mưu. Bọn họ là nghe theo ma quân chi mệnh, nếu không phải ta xuất thủ, người sớm theo người mấy cái kia sư huynh đệ một dạng bị chế ti không còn sót lại một chút cạn. Nạp Lan Vân Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. La quân nói ra, đó là đương nhiên. Nạp Lan Vân Tuyết ánh mắt triệt để lạnh đi xuống, nàng cũng không có thời gian cùng la quân giảng những thứ này nói nhảm nàng nói ra, ta hỏi ngươi, hôm đó sư phụ ta xuống tới, cùng ma quân quyết chiến, ngươi thấy toàn bộ hành trình sao? Là quân nào nào, hắn là bực nào người thông minh? Lập tức liền biết Trung Nguyên ủy. Không sai, là quân nói ra, sư phụ ngươi cùng nàng đại ca cùng một chỗ, bị hai vị ma quân trực tiếp đối chơi ngươi sư phụ vậy đại ca đã chê ti, sư phụ ngươi so sánh gặp may mắn, thời điểm then chốt, thiên quân đã xuất thủ. Hiện tại sư phụ ngươi tại ta linh hồn trong tinh thạch tẩm bổ, cũng coi như nàng vận khí tốt, nếu không phải gặp phải ta, nàng chết đi sớm. Hiện tại nàng chậm rãi khôi phục bên trong đâu, bất quá, ta sẽ không cho nàng cơ hội hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngươi nói thật, nạp lan vân tuyết ánh mắt sáng lên, nàng tuy nhiên tuổi tác so la quân lớn, nhưng bàn về lịch duyệt, kinh nghiệm, cái kia tại la quân trước mặt thì cùng thỏ trắng nhỏ một dạng. La quân mới thật sự là lão giang hồ. Ngươi không tin thì thôi, la quân nói ra, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trả lời đi ra, ta liền để ngươi gặp ngươi một chút sư phụ. Nhưng là ngươi đừng nghĩ làm loạn, bởi vì ngươi một khi làm loạn, ta có thể trực tiếp giết sư phụ ngươi. Ngươi dám, nạp lan vân tuyết nổi giận, ngươi dám đụng đến ta sư phụ một cọng tóc gáy, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết đi không xong. Tiểu nha đầu phiến tử, là quân chẳng thèm mó tới, nói ra, chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi các ngươi kia cái gì trưởng lão, không chung cảnh sơ kỳ, bị lão tử một kiếm cho đánh chết ti. Ngươi, nạp lan vân tuyết biết xúc động giải quyết không vấn đề, người muốn hỏi cái gì? Kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn giam ở nơi nào? La quân lập tức hỏi. Nạp lan vân tuyết sướng sờ sướng sờ, sau đó nói, nhốt tại vân đính trong biệt. Người kéo cái gì con bê đâu, nói láo cũng sẽ không vung, vân đính điện là các ngươi trưởng giáo nghị sự địa phương, có thể quan người nào. La Quân nói ra, còn có, thì ngươi cũng muốn lửa gạt ta. Ngươi cái kia ánh mắt nhoáng một cái, ta liền biết ngươi muốn nói láo. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng là cái không quen nói láo người. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới La Quân đối Ngọc Thanh Môn thế mà như vậy giải. Ngay tại lúc này, La Quân trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm tới. Tốt ngươi cái Nạp Lan Vân Tuyết, hô trợ thủ A. La Quân ánh mắt biến đổi, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thì lập tức thi triển đại na di thuật thoát đi. Chạy đâu, Nạp Lan Vân Tuyết chỗ đó có thể làm cho La Quân cứ vậy rời đi. Nàng trong nháy mắt thi triển ra động thiên pháp tác bao phủ lại La Quân. Mà lại, Nạp Lan Vân Tuyết ra nhận cũng nhanh, trực tiếp tại động thiên pháp tác bên trong tế ra địa hoàng cầm. Địa hoàng lửa sôi trào mãnh liệt, đem chọn cái động thiên phủ lên thành địa ngục hỏa hải. Những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, có thể đem thiên tấn sắt thép trong nháy mắt hòa tan bất quá là quân thế nhưng là nửa điểm cũng không quan tâm hắn không sợ nhất cũng là lừa bất quá lúc này là quân cũng không có tâm tình ham chiến dung nhập linh hồn trong tinh thạch hóa thành linh hồn ô quang lóe lên ở giữa liền rời đi nạp lan vân tuyết động thiên hướng nơi xa cấp tốc bay đi nạp lan vân tuyết lập tức đuổi theo nàng phi hành chi thuật cũng là lợi hại cắn la quân chăm chú không thả cùng lúc đó hỗn thế yêu hoàng cùng sanh ô yêu hoàng còn có tà ác yêu hoàng, đa mỗ yêu hoàng toàn bộ đến đây. Nạp Lan cô nương, chúng ta đến đây giúp ngươi." Hỗn Thế yêu hoàng hét lớn một tiếng. Mọi người cản lại hắn, không thể để hắn trốn. Nạp Lan Vân Tuyết cũng lên tiếng quát nói. Sau đó trong nháy mắt, tứ đại yêu hoàng phân bốn phương tám hướng ngăn cản La Quân. Bọn họ đem trong vòng nghìn dặm bên trong toàn bộ bao phủ lại. La Quân trốn nhanh, bọn họ đuổi đến càng nhanh. Hỏng bét, La Quân tuy nhiên tự phụ nhưng là nhưng cũng biết, một khi tránh thức xa vào đến loại này đang bao vây, vậy mình mưu đồ hết thảy đều xem như uổng phí. Ngay vào lúc này, là quân đột nhiên nhìn đến phía trước có U Minh tuyệt trận xuất hiện. Cái kia trong vòng phương viên chăm dặm đầy trời U Minh thần nhận rảo sát lấy, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa, thương khung đều xé rách thành toái phiến. Là quân không nói hai lời, trực tiếp xâm nhập đi vào. Ngay vào lúc này, Nạp Lan Vân Tuyết mấy người cũng đuổi tới, liền liền thấy trước mắt khủng bố U Minh Tuyệt Trận. Tứ đại yêu hoàng cùng Nạp Lan Vân Tuyết đem U Minh Tuyệt Trận phân biệt phơi lại, bọn họ dựa vào thần niệm câu thông. Làm sao bây giờ, đa mộ yêu hoàng lập tức hỏi. Cái kia tà ác yêu hoàng trầm giọng nói ra, cái này U Minh Tuyệt Trận pháp tác vô cùng lợi hại, chỉ sợ là chúng ta đi vào, cũng khó có thể toàn thân trở ra a. À. Xanh ô yêu hoàng nói ra, tiểu tử này bất quá là động tiên cảnh sơ kỳ, sau khi đi vào, ta xem là chết ti chắc. Ai nói không phải? Ta ác yêu hoàng nói ra. đa mẫu yêu hoàng trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. dù sao nàng rất ít gặp đến giống la quân như vậy có linh tính người trẻ tuổi. nạp lan cô nương la quân hơn phần nửa là chết ti ở chỗ này mặt. hỗn thế yêu hoàng liền đối với nạp lan vân tuyết nói ra trong này trận pháp quy tắc còn có sức mạnh là xuất phát từ thiên tai chi lực. chính là ngay cả ta đi vào cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân thể trở ra. hắn tuyệt không có sống sót khả năng nếu là nạp lan cô nương ngươi không yên lòng, chúng ta có thể chờ ở bên ngoài một ngày. Một ngày thời gian, liền xem như thiên vị cao thủ, cũng không thể thời gian dài ở bên trong tiếp nhận. Không được, nạp lan vân tuyết chỉnh thân thể run lên, nàng đột nhiên hung dữ nói ra, hắn không thể chế ti, sư phụ ta còn tại trên tay hắn. Mấy vị yêu hoàng tiền bối, chúng ta nhất định muốn đi vào cứu hắn. Cái này, hỗn thế yêu hoàng sướng sờ. Nạp lan vân tuyết gặp bốn vị yêu hoàng do dự, ngay sau đó nhân tiện nói, các ngươi không đi, ta đi. Nàng sau khi nói xong, thì tế ra địa hoàng cầm. Địa hoàng cầm tại nạp lan vân tuyết pháp lực thôi động xuống, hình thành một đầu địa hoàng. Đất này hoàng cùng phượng hoàng tương tự, nhưng toàn thân vàng rực. Vàng rực hỏa diễm hình thành hộ cháo đem nạp lan vân tuyết bao lại. Nạp lan vân tuyết liền cưỡi địa hoàng, xâm nhập tiền u minh tuyệt trong trận. Cái này ngốc cô nương đi vào, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc kệ nàng, đa mộ yêu hoàng nhíu mày nói ra. Hỗn thế yêu hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói ra, không được, cái này nạp lan vân tuyết muốn là lại để cho nàng tại chúng ta dưới mí mắt chế ti, chỉ sợ ngọc thanh môn chỗ đó, chúng ta làm sao đều bàn giao không qua. Hắn theo rồi nói ra, tốt, xanh ô, hai người chúng ta đi vào. Đa mỗ, người cùng ta ác ở bên ngoài trông coi. Thủ cái gì nha, ta ác yêu hoàng lập tức nói, tiểu tử kia đều đều chế ti hết, tại sao phải sợ hắn trốn tới không được. Tiểu tử kia rất tà khí, đa mộ yêu hoàng nói ra. Tà ác yêu hoàng nói ra, có cái gì tà khí, lần trước hắn chém giết cái kia ngọc thanh môn trưởng lão, cũng bất quá là mượn nhờ đan dược chịu uy. Trong này tuyệt trận, hỗn thế đại ca một người đi vào đều là khó có thể chịu đựng, nhất định phải chúng ta hợp lực. Huống chi hắn, hỗn thế yêu hoàng nói ra, tốt a à, mặc kệ. Cái kia tà ác người cùng chúng ta cùng một chỗ, Đa mỗ thì ở bên ngoài đi Đa mỗ yêu hoàng là không chung cảnh sơ kỳ Cho nên hỗn thế yêu hoàng không muốn để cho đa mỗ đi vào Đa mỗ yêu hoàng cũng có cái này tự mình hiểu lấy Cũng không yêu cầu đi vào Ngay sau đó hỗn thế yêu hoàng tế ra pháp khí vạn yêu chuông Cái kia vạn yêu chuông toàn thân là màu đen kịt Bao bọc ra về sau Tam đại yêu hoàng toàn bộ chui vào đi vào Đồng thời bọn họ khu động pháp lực Vạn yêu chuông bên trong âm khí phồng lên lên ở ngoại vi hình thành cực mạnh cương phong. Cỗ này cương phong đem u minh tuyệt trận bên trong rất nhiều quy tắc, tuyệt lưỡi đao toàn bộ trảm thành phấn vụn. Nhưng là, cái kia u minh tuyệt lưỡi đao y nguyên cuồng bạo trảm giết tới. Tam đại yêu hoàng pháp lực liền không ngừng trôi qua. U minh tuyệt trận không ngừng hình thành, đồng thời chém giết. Càng đi vào trong, liền càng là cuồng bạo. Hỗn thế yêu hoàng thần niệm quét bắn đi ra, lập tức liền bị U Minh tuyệt nhận trảm giết thành cho tàn, Hắn chỉ có thể vận chuyển pháp lực tại hai mắt, cực lực tìm kiếm Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này cũng rất cố hết sức, cái này U Minh Tuyệt trận cường hãn trình độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn họ tuy nhiên có thể ngăn cản được, nhưng là pháp lực trôi qua nhanh chóng là bọn họ không ngờ rằng. Nạp Lan Cô Nương tiến đến, hỗn thế yêu hoàng cấp tốc tiến lên, dùng vạn yêu chuông đem Nạp Lan Vân Tuyết lồng vào tới. Nạp Lan Vân Tuyết đối tứ đại yêu hoàng thực chưa nói tới hảo cảm. Nàng các sư huynh đệ cũng là bị cái này tứ đại yêu hoàng giết chết. Bất quá dưới mắt sư phụ, nàng còn có thể khoan nhượng. Đương nhiên, nàng cho dù tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cũng là không thể làm gì. Phía trên quyết định, nàng không cách nào cải biến, mà lại, cho dù là nàng muốn kháng lệnh, nàng cũng đánh không lại tứ đại yêu hoàng. Nạp Lan Vân Tuyết tiến vào vạn yêu phút sau, liền cảm giác áp lực nhất thời liền không có. Vừa mới nàng quả nhiên là kinh hồn bạt vía cái kia pháp lực trôi qua nhanh chóng, để cho nàng cảm thấy một giây sau liền bị xoắn vào đến vô cùng tuyệt sát lốc xoáy bên trong, trở thành cho tàn. Hỏng bét, nạp lan vân tuyết nói ra, sư phụ ta tại la quân trong tay, nếu là hắn chế ti, sư phụ ta. Ba vị yêu hoàng tiền bối, mời các ngươi nhất định muốn tận mau giúp ta tìm tới la quân. Lấy hắn động tiên sơ kỳ pháp lực, hơn nữa còn đã thâm nhập vào đi, chỉ sợ đã chế ti. Ta ác yêu hoàng lập tức nói. Không biết, tuyệt sẽ không, nạp lan vân tuyết thì thào nói ra. Nạp lan cô nương, ta hết sức giúp người tìm xem. Hỗn thế yêu hoàng nói ra. Bọn họ khu động vạn yêu chuông, tiếp tục hướng tuyệt trong trận bước đi. Càng đi vào trong, thừa nhận áp lực thì càng phát ra khủng bố. Tới 30 dặm thời điểm, hỗn thế yêu hoàng đối nạp lan vân tuyết nói ra, nạp lan cô nương, chúng ta không thể lại đi vào. Đợi đến bên trong chỗ càng sâu, chúng ta pháp lực tiêu hao nghiêm trọng hơn, chỉ sợ đợi sẽ trực tiếp ra không được. Cái này, nạp lan vân tuyết cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, nàng cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Chúng ta đi, hỗn thế yêu hoàng gặp nạp lan vân tuyết không lại kiên trì, lập tức nói ra. Ba vị yêu hoàng thật vất vả mới ra cái kia u minh tuyệt trận. Chỉ là bọn hắn sau khi đi ra, lại là không có gặp đa mẫu yêu hoàng. Chuyện gì xảy ra, đa mẫu đâu, hỗn thế yêu hoàng nhíu mày, hắn thần niệm bắn phá hư không, lại là căn bản tìm sờ không tới đa mộ yêu hoàng tung tích. Như vậy, đa mộ yêu hoàng đến cùng đi chỗ nào đâu? Nguyên lai, sự tình muốn theo nạp lan vân tuyết cùng tam đại yêu hoàng tiến vào u minh tuyệt địa về sau nói lên. Đa mộ yêu hoàng không có đợi bao lâu, liền gặp được tuyệt trong đất sông ra một bóng người. Thân ảnh kia không là người khác, chính là La Quân. La Quân khống chế linh hồn ô quang, tia chớp rời đi. Đa mộ yêu hoàng không khỏi buồn bực, đồng thời, nàng cũng vô pháp liên hệ tuyệt trong đất tam đại yêu hoàng. Bởi vì U Minh tuyệt lưỡi đao đem hết thảy tin tức, từ trường toàn bộ chặt đứt. Đa mỗ yêu hoàng lập tức đuổi theo. La quân chạy ra mấy vạn dặm về sau, gặp đằng sau đa mỗ yêu hoàng theo đuổi không bỏ. Hắn lập tức liền theo linh hồn trong tinh thạch đi ra, một tay bắt linh hồn tinh thạch, sau đó thì trực diện đối mặt đa mỗ yêu hoàng. Đa mỗ yêu hoàng thì lập tức đi vào la quân trước mặt. Nàng vừa mới truy gấp, còn không nghĩ nhiều cái này đuổi tới là quân trước mặt lại là có chút bất an là quân cười ha ha nói ra đa mỗ cô nàng người còn dám một mình đuổi theo a tin hay không ca ca ta đưa người tiền hậu sát người có đánh hay không đến thắng ta trong lòng ngươi không có điểm số sao đa mẫu yêu hoàng vốn đang thẳng khẩn trương nghe là quân kiểu nói này lập tức liền cũng cảm thấy có chút buồn cười nàng sóng mắt lưu chuyển phong tình vô hạn lại âm thanh trách cứ nói ra chán ghét La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nổi ra gà đều muốn đứng lên. Đa mỗ yêu hoàng nhất thời khí không nhẹ, nói ra, người thằng danh con này. La Quân nói ra, chúng ta làm cái giao dịch đi, người bây giờ lập tức mang ta rời đi 18 tầng địa ngục. Ta cho người đan dược, như thế nào? Đa mỗ yêu hoàng nao nao, theo rồi nói ra, thằng nhãi con, Ngọc Thanh Môn ở phía trên trở lấy người đây, người bây giờ đi lên, đó là tự tìm đường chế ti. Cái này, là quân kém chút quên cái này gốc dạ, lại là chỉ muốn đến đã dẫn dắt rời đi tam đại yêu hoàng. Tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở, là quân nói ra, xem ở ngươi còn không tính quá xấu phân thượng, ta thì không giết ngươi. Ngươi thẳng danh con này, đa mỗ yêu hoàng khí muốn cười, nói ra, nơi này là địa ngục, là chúng ta địa bàn, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thì có thể giết ta nha. Là quân nói ra, ta nhìn nơi này là các ngươi địa bàn, các ngươi cũng không có gì đặc biệt à. Tiến vào tuyệt địa về sau, lâu như vậy bọn họ đều không đi ra. đa mỗ yêu hoàng nhất thời thì cảm giác kỳ quái, nói ra, ta chính là buồn bực, ngươi là làm sao hất ra bọn họ đi ra. Cái kia tuyệt trong đất, ta sau khi đi vào đều không thể thừa nhận, ngươi làm sao. Là quần nói ra, cho nên nói, ca ca sau so ngươi lợi hại đi. Ngươi gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta liền nói cho ngươi. Lão nương so nhà ngươi tổ tông tổ tông tuổi tác còn lớn hơn, gọi ca ca ngươi đa mỗ yêu hoàng cái này tức giận a à. Không gọi tính toán, ta đi, là quân lười nhắc cùng đa mỗ yêu hoàng kéo xuống đi. Đa mỗ yêu hoàng bất đắc dĩ, dậm chân một cái, lập tức điểm xốp giòn xốp giòn hô, hảo ca ca. La quân cười ha ha, hắn nói tiếp, ta nói cho người đi, vì cái gì ta có thể nhanh như vậy đi ra, đó là bởi vì ta sách nhiều. Không học thức là rất đáng sợ. Hắn sau khi nói xong, chợt lách người trước hết chạy bởi vì La Quân cảm giác được mặt khác tam đại yêu hoàng đã đuổi tới. Không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đa mỗ yêu hoàng không có tiếp tục đuổi, nàng là tức bực dậm chân. Cảm giác mình bị La Quân đùa nghịch, nhưng là nàng không đuổi tiếp, lại là cố ý cho La Quân tưới nước. Nàng như lại theo đuổi không bỏ, như vậy sẽ trở thành một tọa độ, để còn lại tam đại yêu hoàng đuổi theo. Cho đến lúc đó, La Quân tình cảnh hội lại lần nữa không ổn. Đa mỗ yêu hoàng không có đợi bao lâu, hỗn thế yêu hoàng bọn người thì giết xuyên qua tới. Chuyện gì xảy ra, nạp lan vân tuyết cái thứ nhất liền không nhịn được hỏi trước đa mẫu yêu hoàng. Đa mẫu yêu hoàng có chút khó chịu nạp lan vân tuyết thái độ, nàng nhìn một chút nạp lan vân tuyết, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, là quân đào tẩu. Hắn không chế ti, nạp lan vân tuyết hơi kinh hãi, sau đó đại hỉ. Nàng hiện tại liền sợ la quân ra chuyện. Sau đó, nạp lan vân tuyết thì không cao hứng nói ra, ngươi làm sao để hắn đào tẩu. Đa Đà Mẫu yêu hoàng trợn mắt chừng một cái, sau đó nói, đuổi đến thật chặt, ta nếu như bị hắn giết, nạp lan cô nương, ngươi lại sẽ vì ta rơi liếc một chút nước mắt. Hắn như thế nào là đối thủ của ngươi, nạp lan vân tuyết lập tức nói. Đa Mẫu yêu hoàng nói ra, các ngươi ngọc thanh môn vị trưởng lão kia, không trung cảnh sơ kỳ, tu vi không dưới ta. Ta nhìn hắn một kiếm giết trưởng lão kia, ngươi nói hắn có thể hay không giết ta. Nạp Lan Vân Tuyết tức giận, nhưng lúc này nhưng lại không tiện lại nói cái gì. Cái này mất dấu, muốn muốn lại tìm đến hắn, đó là muôn vàn khó khăn. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, sư phụ ta tại trên tay hắn, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Gia hỏa này, ta ác yêu hoàng thì thảo nói ra, hắn làm sao có thể không chế ti. Còn tại chúng ta phía trước rời đi tuyệt trận, chúng ta là một đường truy vào đi, không có đường quay về cho hắn đi. Hỗn thế yêu hoàng cùng sanh ô yêu hoàng cũng là phiền muộn vô cùng. Gia hỏa này, quá cổ quái. Sau cùng, hỗn thế yêu hoàng phía dưới tổng kết. Đúng, nạp lan cô nương, người nói sư phụ người tải trên tay hắn, đây là có chuyện gì? Hỗn thế yêu hoàng sau đó hỏi nạp lan vân tuyết. Nạp lan vân tuyết lúc này thật tâm tình đã tốt hơn nhiều, bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần sư phụ còn sống, vậy liền so cái gì cũng tốt ra. À? Ngay sau đó, nàng liền nói ra là la quân chính miệng nói. Đa mỗ yêu hoàng được nghe nạp lan vân tuyết nói, lại là trong lòng buồn cười. Nàng thế nhưng là biết, la quân gia hỏa này đến cỡ nào xảo trá. Cái này hàng nói, đại khái cũng chỉ có nạp lan vân tuyết cái này ngốc cô nương sẽ tin tưởng. Đa mỗ yêu hoàng đối nạp lan vân tuyết một mực không chào đón, cho nên nàng giờ phút này đương nhiên cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở. Ta ác yêu hoàng thì nói ra, nạp lan cô nương, người có trông thấy tôn sư sao? tiểu tử kia ta xem là một bụng ý nghĩ xấu hắn nói chưa hẳn có thể tin a à. nạp lan vân tuyết nao nao thực cũng không phải là nàng đần mà chính là nàng nguyện ý tin tưởng trong nội tâm nàng muốn muốn kết quả này không biết lúc đó chỉ có hắn tại chỗ nạp lan vân tuyết nói ra hỗn thế yêu hoàng nghĩ đến cái gì hỏi một vị khác đâu hắn chỉ tự nhiên là độc hành tôn giả nạp lan vân tuyết nói ra là quân nói độc hành tổ sư đã chế ti. Hỗn thế yêu hoàng nói ra, độc được tiền bối tu vi, cùng tôn sư cùng so sánh, như thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, bọn họ sửa tình, ta không biết. Sư phụ ta các nàng tại ta trong mắt, chính là Cao Sơn ngưỡng chỉ. Các nàng tu vi, cũng không phải là ta có thể thấy được. Hỗn thế yêu hoàng khe khẽ thở dài, nói ra, nếu như tôn sư thật không có chế ti, mà là tại trên tay hắn cái kia ngược lại sẽ là một chuyện tốt, bởi vì tôn sư bản thân bị trọng thương, nếu là một mình chảy rơi tại đây vô biên địa ngục bên trong, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. nạp lan vân tuyết nói ra, mặc kệ như thế nào, ta nhất định muốn mau chóng tìm tới la quân, theo hắn cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay, mau chóng cứu ra sư phụ ta tới. hỗn thế yêu hoàng nói ra, chúng ta hội đem hết toàn lực giúp nạp lan cô nương người tìm kiếm la quân. nạp lan vân tuyết gật đầu nói ra, làm phiền sau đó nàng lại nói ta muốn trước hồi một chuyến trong môn hướng trí tôn bẩm báo địa ngục tình huống tốt hỗn thế yêu hoàng đám người nói nạp lan vân tuyết sau đó liền rời đi nàng nóng lòng muốn đi gặp phó tri trần nói cho phó tri trần sư phụ nàng còn sống tin tức nàng hy vọng trong môn phái ra càng nhiều nhân thủ đến tìm kiếm la quân cần thiết thời điểm có thể dùng kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn đến đổi về sư phụ lúc này nạp lan vân tuyết đối với hắn là hết thảy không thèm để ý nàng chỉ muốn cứu trở về sư phụ ở trong mắt nàng kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn mệnh là không thể cùng sư phụ so sánh tại ngọc thanh trong môn trưởng giáo trí tôn phó chi trần đại trong tầm cung lâm vào trầm tư sau một hồi khá lâu hắn đem kiều ngưng theo tử dương trong hồ lô mời đi ra kiều ngưng cũng là người thông minh nhìn đến phó chi trần sắc mặt về sau liền biết phó chi trần bắt la quân không quá thuận lợi Kiều Ngưng lại là buông lỏng một hơi. Cứ việc Phó Chi Trần biểu hiện được trầm ổn vô cùng, nhưng Kiều Ngưng biết, sự tình nếu là thuận lợi, như vậy Phó Chi Trần khí chất đều sẽ sáng sủa một số. Kiều Cô Nương, mời ngồi. Phó Chi Trần từ tốn nói. Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, người đột nhiên đối với ta khách khí như vậy, ta đổ không quen. Phó Chi Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, làm tù nhân, Kiều Cô Nương người chỗ hưởng thụ lễ ngộ cần phải coi như là rất không tệ, Kiều Ngưng ngồi xuống, nói tiếp, xem ra ta phải cảm tạ ngươi. Phó Chi Trần nói ra, cái kia cũng không cần. Kiều Ngưng nói ra, nhưng thực, ta không có đắc tội qua ngươi, cũng không nợ ngươi. Đây là ta tai bay vạ gió. Phó Chi Trần nói ra, thiên hạ này, tai bay vạ gió nhiều. Kiều Ngưng nói ra, tốt ra, vậy ngươi lần này tìm ta, muốn biết cái gì? Phó Chi Trần nói ra, ta đối la quân không phải rất giải muốn hàn huyên với người trò chuyện hắn. Kiều Ngưng nói ra, cái đề tài này cũng không tốt trò chuyện. Phó Chi Trần nói ra, người tùy ý trò chuyện, ta tin hay không, đó là ta sự tình. Người cũng có thể nói láo, làm sao đều có thể. Kiều Ngưng nói ra, bỏ đi giả giữ lại thực, người là cao nhân. Phó Chi Trần nói ra, Kiều Ngưng nói ra, bất quá chờ nhất đẳng, ta vẫn không rõ một vấn đề. Phó Chi Trần nói ra, người nói. Kiều Ngưng nói ra, các người bắt La Quân làm gì? Ta biết La Quân kẻ thù rất nhiều, nhưng các người cùng hắn có gì cửu oán? Phó Chi Trần hơi hơi kinh ngạc, nói ra, người không biết nguyên nhân. Kiều Ngưng nói ra, ta chỉ là suy đoán một số, nhưng không dám khẳng định. Phó Chi Trần nói ra, La Quân trên thân có đồ vật gì, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. Kiều Ngưng nói ra, ta còn thực sự không rõ ràng, trên người hắn bảo bối đếm mãi không hết. Ai biết các ngươi coi trọng cái gì?" Phó Chi Trần nói ra, "Ngũ cốc xã tác thần thụ." Hắn nói lời này thời điểm, chăm chú nhìn Kiều Ngưng. Kiều Ngưng ánh mắt hơi hơi run lên, nàng cực lực che giấu, nhưng là vẫn trốn không thoát Phó Chi Trần ánh mắt. "Xem ra, ngũ cốc xã tác thần thụ là thật tại trên tay hắn." Phó Chi Trần nói ra. Kiều Ngưng bất lực giải thích, nàng nói ra, "Có lẽ đi, ai biết được." Phó Chi Trần tha cho có thầm ý nhìn một chút Kiều Ngưng sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, kiều cô nương, người cũng rất thông minh. Phó Chi Trần nói ra, là quân xác thực cũng sớm đã đến, hắn tại địa ngục bên trong. Chúng ta chính đang tìm hắn. Nhưng là tìm không thấy, đúng không? Kiều Ngưng nói ra, nếu như không phải rất khó giải quyết, người sẽ không tìm ta đi ra nói chuyện phiếm. Phó Chi Trần nói ra, thật có chút khó giải quyết. Kiều Ngưng nói ra, hao tổn nhân thủ sao? Phó Chi Trần nói ra, hao tổn một số. Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, vậy liền đúng. Thật sao, Phó Chi Trần nói ra. Kiều Ngưng nói ra, ta biết, La quân thực lực cùng Ngọc Thanh Môn so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là La Quân có thật nhiều cố sự, ta không biết người có hứng thú hay không nghe. Phó Chi Trần nói ra, người nói. Kiều Ngưng nói ra, La Quân đi qua rất nhiều nơi, hắn đi qua một cái tên là mất phương hướng đại lục thế giới. Bản tôn biết cái thế giới này, Phó Chi Trần nói ra. Kiều Ngưng nói ra, ta cũng là nghe hắn nói, không biết thật giả. Nhưng hắn từ trước đến nay không biết ở trước mặt ta khoác lác, hắn đi mất phương hướng đại lục về sau, mất phương hướng trong đại lục một số viễn cổ cao thủ cấp bậc, sau cùng đều chế ti. Tương đương mất phương hướng đại lục một lần nữa tẩy bài một lần. Về sau, là quần cũng đi qua một cái tên là mãng hoang tình trạng mới, đến đó về sau, giấu ở đằng sau cao thủ cũng chế tì một mảng lớn. La quân còn đi qua một cái tên là thần nông thế giới địa phương. đi về sau, tối cao thống trị giả đều chế ti, cũng là một lần nữa tẩy bài. hắn trả đi qua một cái địa phương thần bí, gọi là kỷ phấn trắng thế giới. cái kia kỷ phấn trắng thế giới bí mật, ta đoán chừng các ngươi cũng không biết. nhưng là ta biết. kiều ngưng tỉ mỉ nói trắng ra ác thế giới cùng linh tôn, đồng thời giảng la quân đi về sau, kỷ phấn trắng thế giới cải biến cùng tẩy bài. La Quân cũng là có dạng này ma lực, hắn bản sự không lớn, lại có thể đem bất kỳ địa phương nào đều quấy đến gió tanh mưa máu. Các ngươi nơi này, ta nhìn bí ẩn cực kỳ, mà lại bản sự cũng rất lớn, ta khuyên ngươi, thật, lời hay khuyên bảo. Vội vàng đem ta cùng tiên tôn đem thả, dạng này các ngươi không đến mức tổn thất nặng nề. Nếu không nói, chỉ sợ ngươi hội hối tiếc không kịp. Kiều Ngưng nói ra, ngươi nói là, là quân sẽ đem bản tôn Ngọc Thanh Môn cũng quấy đến long trời lỡ đất. Phó Chi Trần từ tốn nói. Kiều Ngưng nói ra, ta biết, người không tin, trước kia mỗi cái bị hắn quấy lật thế giới, những cái kia các đại lão ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng ta tin tưởng, nếu như bọn hắn có thể lại một lần, nhất định sẽ cung cung kính kính đưa đi La Quân. Nhưng bọn hắn không có cơ hội này, có thể, người còn có cơ hội này, ta hy vọng người có thể đem nắm. Ha 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 ha, Phó Chi Trần nhịn không được cười rộ lên. Đây là ta cho đến nay, nghe được buồn cười nhất chê cười. Phó Chi Trần nói ra, lấy người hòa la quân tu vi, tại toàn bộ Ngọc Thanh bề ngoài trước, bất quá là con kiến hôi. Bản tôn cũng rất muốn nhìn một chút, con kiến hôi như thế nào dung chuyển con voi. Nếu thật là có thể nhìn đến, bản tôn cũng coi là mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, bản tôn biết, thế giới bao la bên trong có cái viên giác. Nhưng viên giác có viên giác chuẩn tắc, Ngọc Thanh Môn cũng không nguy hại địa cầu chi tâm, hắn không có đạo lý tới ra tay. Kiều Ngưng nói ra, đã người muốn cảm thấy như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Ngọc Thanh trên cửa xuống, tuy nhiên có tạo hóa cảnh cao thủ, nhưng còn không người nắm giữ thế giới. Mà lại, coi như nắm giữ thế giới, cũng sẽ không trở thành viên giác ra tay đối tượng. Cái kia đại địa thiên quân chỗ lấy bị viên giác xua đuổi, chính là là bởi vì Gaia lực lượng đã đến có thể bài trừ địa cầu hết thảy quy tắc cấp độ. Gaia tồn tại ở địa cầu, chính là cử đại uy, bởi vậy, viên giác mới trực tiếp xuất thủ xua đuổi. Phó Tri Trần cùng Kiều Ngưng trò chuyện như vậy kết thúc. 18 tầng địa ngục bên trong, là quần còn là xử nữ tại khó khăn bên trong. Đường ra cơ hồ không có. Hắn rời đi thời điểm nói với Đà Mộ Yêu Hoàng ngược lại không phải là lời nói dối, hắn tại U Minh Tuyệt trong trận sở dĩ có thể sống sót, vượt qua ra ngoài. Là bởi vì hắn thuận tuyệt trận thế, hắn đối với trận pháp, bát quái âm dương hết sức quen thuộc tất, cho nên có thể đầy đủ thuận thế mà đi. Mà hỗn thế yêu hoàng bọn họ dựa vào cậy mạnh ngăn cản, chỉ sẽ đưa tới càng khủng bố hơn đại trận nghiền sát. 18 tầng địa ngục bên trong, hoàn toàn hoang lương. Tựa hồ mỗi cái địa phương đều là không có bóng người, chỉ có yêu ma hoành hành. La quân ở chỗ này cảm thấy mê mang, không biết mình người ở chỗ nào. Ở chỗ này, tựa hồ liền thời gian đều đình chỉ trôi qua. La quân một đường tiến lên, hy vọng có thể vận cứ chó gặp phải địa tàng vương Bồ Tát, hoặc là tìm tới chia ra miệng. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ đồ vật. Một đêm này, là quần tại linh hồn trong tinh thạch ở lại, lại mở ra phòng bị tu di, tiến phòng bị tu di bên trong ngủ yên. Ngủ đến lúc nửa đêm đợi, đột nhiên nghe phía bên ngoài có âm thanh. Mà lại cảm giác là tiếng người huyên náo, giống như rất náo nhiệt. Là quần cảm thấy ở chỗ này, mặc kệ gặp phải người nào, vậy cũng là một kiện vui vẻ sự tình chỉ cần không phải ngọc thanh môn cùng tứ đại yêu hoàng người là được rồi hắn lập tức thu phòng bị tu di lại thu linh hồn tinh thạch sau đó dõi mắt trông về phía xa sau đó la quân liền thấy phía trước có hỏa quang la quân đại thiên nhãn thuật triển khai nhìn ngay lập tức đến phía trước cũng không phải là hỏa quang mà chính là thành trong tường lộ ra đến ánh đèn loại hình đồ vật la quân phát hiện phía trước lại có một tòa thành tòa thành này bề ngoài tràn ngập phong cách cổ xưa cùng lịch sử dấu vết trên cửa thành viết cổ điền thành ba chữ to. Là quân cảm thấy có chút quái dị, lúc trước ngủ thời điểm, đều không có cảm giác đến phụ cận có thành trì. Làm sao cái này đột nhiên xuất hiện một tòa thành? Là quân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn quyết định mặc kệ như thế nào, đều đi xem một chút. Dù sao cái này địa ngục bên trong, xuất hiện cái gì hiếm lạ sự tình, cũng không tính là hiếm lạ. Cổ điền thành, là quân xem như học sâu biết rộng người trong đầu của hắn lập tức liền nhớ tới tại trên sử sách nhìn đến. Cũng là thế giới bao la lịch sử, tại Tây Hán thời kỳ, an ủi tiên hồ kéo một cái có cái điền quốc. Sau người xưng là cổ điền. Nhưng là tại tư mã thiên ghi chép bên trong, quốc gia này về sau hư không tiêu thất. Là quân thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này cổ điền thành thì là trước kia biến mất điền quốc. Hắn hứng thú lập tức liền tới. Kẻ tài cao gan cũng lớn là quân tự nhiên là cái gì cũng không sợ, hắn quyết định đi vào tìm tòi hư thực. La quân đầu tiên lấy thần niệm bắn phá. Cái này hơi bắn qua đi vào, không khỏi cảm thấy giật mình. La quần rõ ràng nghe được bên trong có tiếng người huyên náo, đồng thời nhìn đến có ánh đèn tồn tại. Nhưng là thần niệm bắn phá chỗ, lại là không một vật sống. Hắn thần niệm bên trong, nhìn thấy cổ điền trong thành có vô số người du đáng. Nhưng những cái kia người đều không có linh hồn, giống như cái xác không hồn đồng dạng. Là quân thầm nghĩ, chẳng lẽ còn là người vô dụng hay sao? Lại hoặc thì nói là như điện ảnh bên trong zombie đồng dạng, vẫn là cương thi thân hình hắn lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại trong thành. Là quân chỗ địa phương là trên một con đường, bên cạnh thật có ánh đèn, có chút là trên đường phố đèn lồng, có chút là trong phòng ánh đèn. Là u minh hỏa quang, là quân nhìn đến những cái kia phòng toàn bộ đều cho bụi trải rộng, cổ lão cùng cực. Mà lại, trên đường du đãng rất nhiều người, nói cho đúng, zombie. Hai mắt vô thần, cái xác không hồn. Trên đường phố, zombie chừng hơn 10 ngàn, la quân chẳng khác gì là bị vây quanh. Trong này vốn là không có sinh khí, nhưng là bởi vì la quân đến, lập tức sinh ra phản ứng hóa học. Những cái kia zombie nghe thấy được la quân trên thân sinh cơ, lập tức liền giống như là hệ thống bị kích hoạt một dạng, trong mắt để đó lục quang những thứ này zombie miệng bên trong phát ra âm thanh kỳ quái đồng thời hướng về la quân cắn xé tới nguyên một đám lực lớn vô cùng vô cùng kinh khủng có chút còn tốc độ cực nhanh những thứ này zombie nếu như chạy đến thế giới bao la bên trong đoán chừng không có mấy cái có thể còn sống sót la quân động cũng không động chỉ là suy nghĩ hơi động cái kia một cái chớp mắt ở chung quanh hắn thần niệm trải rộng thần niệm như lửa zombie tới gần lập tức bị đốt nốt thành cho bụi la quân ở chỗ này cũng là thần linh đồng dạng tồn tại đối với zombie la quân cũng không thèm để ý hắn là thờ phụng chủ nghĩa duy vật những thứ này zombie tồn tại không là do ở bệnh độc biến dị mà chính là bị trận pháp cùng độc tố khống chế hành tàu căn bản chính là trận pháp lực lượng la quân thần niệm lần nữa quét bắn đi ra rất nhanh liền dò xét đến cổ điền trong thành vùng đất trung ương có một cái quảng trường cái kia trong sân rộng ở giữa có một cái cao lớn tế đàn trên tế đài trồng chất vô số hài cốt cùng đầu lâu người. Bạch cốt xâm xâm, tại trên quảng trường, có vài chục vạn zombie ở đâu du đáng. Chẳng lẽ, đây chính là năm đó cổ điền nước biến mất bí mật. Là quân thân hình di động, đi thẳng tới quảng trường xung quanh. Hắn cảm nhận được ở trung ương tế đàn chỗ có một cái phòng bị tu di. Phòng bị tu di bên trong ẩn tàng cường đại tồn tại. Nếu như không tỉ mỉ tỉ mỉ cảm thụ là tuyệt kế cảm thụ không ra đây là cái gì tà thuật, người nào vì tu luyện, cư nhiên như thế xem mạng người như cỏ rác. La quân trong lồng ngực đưa ra lửa giận tới. Tứ phương thi vương, thủ hộ bản tôn, ngay vào lúc này, cái kia phòng bị tu di bên trong truyền đến thanh âm. Là một cái thanh âm nam tử, lạnh lẽo, băng hàn, không thể nghi ngờ. La quân còn tại ngoài sân rộng vây, nhưng ngay lúc đó, hắn đã nhìn thấy trong đám người xuất hiện biến hóa. Cái kia rất nhiều zombie bắt đầu ngưng tụ đây là rất kỳ diệu cùng hùng vĩ cảnh tượng. Mấy chục vạn zombie lít nha lít nhít, chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm địa. Nhưng lúc này, những thứ này zombie bắt đầu bò động. Sau cùng, vô số zombie trồng chất, trồng chất thành bốn cái cự nhân. Cái này bốn cái cự nhân, cũng là tứ đại thi vương. Tứ đại thi vương đầu cũng là từ zombie thân thể tạo thành. Trên đầu, có mấy chục con ánh mắt. Bọn họ cao đến 100 trượng, như che trời cự lầu lập ở Trung ương là quân cứ như vậy bị vây quanh ở trung ương, hắn còn có chút không hiểu rõ, cái này tứ đại thi vương có gì lực lượng. Giống, đúng lúc này, tứ đại thi vương đồng loạt ra tay. Bọn họ đầu tiên phun ra ra U Minh Phong bạo tuyệt lưỡi đao. Ở giữa khu vực, U Minh tuyệt trận cấp tốc hình thành, vô cùng tuyệt lưỡi đao quyển cùng một chỗ. Phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả đều là khủng bố rất lực. Vô số tuyệt lưỡi đao rảo sát hướng La Quân. La Quân lập tức liền cảm nhận được cái kia tuyệt nhận chảm giết, thế mà không so bên ngoài U Minh tuyệt trận kém. Chỉ sợ là động tiên cảnh phía dưới cao thủ, trong khoảnh khắc liền bị chém giết thành phấn vụn. Mà lại, tuần hoàn qua lại, càng là chống cự, lực lượng càng mạnh. Nhân tạo U Minh tuyệt trận, quả nhiên là thật sự có tài. La Quân thân hình lấp lóe, hắn biết không có thể lung tung chống cự, càng là chống cự, thì càng hội lâm vào bị động tình trạng. La Quân liên tục né tránh, đi cửu cung, qua bát quái. Hắn lực phản ứng cực nhanh, dựa vào pháp lực, tại cái này cuồng phong bạo vũ khe hở ở giữa một mực ghé qua. Là quân mục tiêu cũng là trung ương tế đàn. Các hạ là người nào? Trong lúc này trong tế đàn, màu đen u quang lóe lên, một tên xem ra chừng 35 tuổi thư sinh áo xanh dần hiện ra tới. Thư sinh áo xanh chính là âm dương kiểm, xem ra phá lệ khủng bố. U minh tuyệt trận chém giết nhanh đến cực hạn. Lấy máy móc, còn có người lực tốc độ không có khả năng ghé qua nhưng la quân y theo trận pháp khe hở đem thân thể cùng pháp lực kết hợp cũng thể hiện ra thật không thể tin tốc độ một nháy mắt la quân thì có thể làm ra một trăm loại né tránh tới mà lại la quân chính mình không có quan tâm những thứ này hắn tâm thần đều tại cái kia âm dương thư sinh trên thân nhìn đến âm dương thư sinh cái kia một cái trước mắt la quân thân thể chấn động hắn phát giác ra không ổn cái này âm dương thư sinh tu vi thâm bất khả chắc la quân một chút cũng không cảm giác được thiên vị chẳng lẽ là thiên vị la quân tiếp xúc qua thiên vị cao thủ hắn cảm nhận được âm dương thư sinh trên người có thiên vị khí tức la quân không khỏi hoảng hốt hắn cảm thấy cái này trong địa ngục làm sao lại có nhiều như vậy hung hiểm tùy tiện còn toát ra cái thiên vị cao thủ đến đúng lúc này âm dương thư sinh sắc mặt bỗng nhiên một bên hắn che ở ngực phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân thấy thế không khỏi cuồng hỉ. Gia hỏa này bị thương nặng, La Quân cười to, "Thật sự là trời cũng giúp ta." La Quân chính mình cũng cảm thấy mình vận khí thật sự là quá tốt. "Phá!" Lúc này, La Quân không do dự nữa, bạo giống một tiếng. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân nhảy lên một cái. Hắn hóa thành linh hồn ô quang trùng thượng vân tiêu, đón lấy đại linh hồn lôi kiếm chém xuống. U Minh Tuyệt Trận ngăn cản không La Quân, linh hồn lôi quang chém xuống, chỉ trực tiếp đem một tên thi vương chém giết thành phấn vụn. La Quân đại linh hồn lôi kiếm gì hung hãn, cái kia tứ đại thi vương bên trong ngược lại một cái, nhất thời đầy đất thi hài. U Minh Tuyệt Trận lập tức liền bị phá. La Quân liền xông về phía cái kia Âm Dương thư sinh. Âm Dương thư sinh thấy thế, nhất thời quát lên, muốn chê ti. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thiết cốt quạt giấy thiết cốt quạt giấy kích xạ ra 10 cái nan quạt. Nan quạt hóa thành 10 ngụm u minh thần kiếm hung hãn vô cùng hướng là Quân chảm giết tới. Là Quân trên không trung liên tục né tránh, tìm đúng cơ hội, trở tay tam kiếm. Tam kiếm sau đó, 10 ngụm u minh thần kiếm đều bị chảm bay ra ngoài. Một giây sau, là Quân liền đến đến âm dương thư sinh trước mặt. Âm dương thư sinh hoảng hốt, hắn thụ thương rất nặng, không nói hai lời liền chui nhập phòng bị tu di bên trong. La Quân giật mình trong lòng, lập tức một kiếm hướng phòng bị tu di bên trong chém giết mà đi. Một kiếm liền đem phòng bị tu di chảm thành phấn vụn. La Quân lập tức cảm giác được phòng bị tu di bên trong có trận pháp phá nát cảm giác. Mà bên trong đã không có âm dương thư sinh tung tích. Có trận pháp xuyên thẳng qua, La Quân lập tức liền minh bạch. Cái kia âm dương thư sinh sau khi đi, La Quân nhìn đến còn lại thi vương cũng liền theo phá nát trên quảng trường liền lại phủ đầy lít nha lít nhít zombie nhưng những thứ này zombie cũng không dám hướng cái kia tế đàn tới gần la quân thở phào một hơi hắn trực giác cái này bên dưới tế đàn mặt có bài văn la quân thần niệm bắn phá lập tức cảm giác đến bên dưới tế đàn mặt là một mảnh hỗn độn u minh không cách nào cảm giác được bên trong tồn tại la quân cũng không phải là sợ đầu sợ đuôi người hắn trực tiếp đem tế đàn phá vỡ một đầu cửa nhất thời vô cùng u minh chi khí tán phát ra. Là quần hướng xuống nhảy một cái, liền vào đi. Cái kia trong tế đàn là một gian khá lớn gian phòng, trong phòng, hỗn độn u minh, thăm thẳm âm thầm, ngậm độc tố. Những cái kia u minh lẫn nhau ở giữa ma sát, chỉ cần một cái điểm, liền có thể gây nên khủng bố u minh thần hỏa. Mà tại gian phòng bài, có một dạng sự vật. Cái kia là một cái tinh thạch. Lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lam tinh thạch. Vật này chính là là quân thần niệm bao phủ lên đi, lập tức, hắn thì cảm nhận được bên trong rộng lớn cùng cuồn cuộn. Đồng thời đạt được một số tin tức, đây là trong tinh thạch dinh dưỡng, dinh dưỡng lại có linh tính, sinh ra vô số tin tức. Vật này tên là tạo hóa thạch. Tạo hóa thạch, hấp thu về sau, liên miên dinh dưỡng có thể đem người tu vi liên tục tăng lên. Nhưng cần thiết phải chú ý tâm ma xâm lấn, nếu là não vực không đủ cường đại, không được dùng đã từng có một tên không trung cảnh cao thủ mượn nhờ tạo hóa thạch là trực tiếp thành tựu tạo hóa cảnh cao thủ. Như thế cường hãn, mà lại cần đại bản nguyên thuật củng cố não vực, cái này chẳng phải là vì ta lượng thân mà làm. Là quân cười lên ha hả. Sau đó, là quân ngừng tụ linh hồn chi kiếm, một kiếm chém giết tới. Là quân trực tiếp một kiếm liền đem cái kia tạo hóa thạch bổ ra. Tạo hóa trong đá, xuất hiện một cái thú nhỏ, cùng loại tiểu cầu, nhưng quanh thân có lân giáp, toàn thân đen nhánh. La quân thần niệm bắn phá, liền từ cái này thú nhỏ trên thân thu hoạch đến tin tức. Con thú này tên là Linh Vu Thú, am hiểu chế tạo huyễn cảnh. La quân thầm nghĩ, đây là một đầu tiểu hình Linh Vu Thú, cũng may mắn, nó vẫn là tiểu hình. Nếu không phải như vậy, hôm nay ta làm sao chế ti cũng không biết. Cái này Linh Vu Thú, có thể căn cứ nhân tâm tham lam cùng dục vọng tạo nên huyễn cảnh. La quân dục vọng cũng là tăng cao tu vi, tạo hóa cảnh, cứu vãn kiều ngưng cùng tiên tôn. Chỉ tiếc, vật nhỏ này nóng vội, là quân tại đối mặt tạo hóa thạch tin tức lúc, cũng cảm giác thứ này là vì chính mình lượng thân mà làm. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Cho nên trong khoảnh khắc đó, là quân liền biết bên trong có quỷ. Cùng lúc đó, bốn phía hết thảy đều tại sinh ra biến hóa. Trung quanh căn bản không có cổ điền thành, không có zombie, không có tế đàn. Là quân bỗng nhiên mở to mắt, nguyên lai, like, hắn một mực tải tại chỗ ngủ. Chỉ bất quá, linh hồn tinh thạch đã bị hắn lấy đi. Mà hắn liền thấy bên người cái kia linh vô thú. Linh vô thú trong mắt quay tít, theo sau đó xoay người, nhanh như chớp liền chuẩn bị đào tẩu. Là quần chỗ đó làm cho linh vô thú đào tẩu, hắn duỗi bàn tay, pháp lực đi theo tâm ý phun trào. Một đạo thủ ấn tia chấp cầm ra, liền đem cái kia linh vô thú nắm trong tay. Nắm trong tay trong nháy mắt, la quân cảm giác được linh vu thú thân thể nho nhỏ bên trong có phi thường cường đại màu xanh lam từ trường la quân nhắm mắt cảm thụ cảm thấy linh vu thú trong thân thể là một mảnh bao la bát ngát đại dương màu xanh lam những thứ này màu xanh lam từ trường huy động bắn ra vô số tia lửa đồng thời ảnh hưởng bên người bốn phía sinh linh từ trường sau đó linh vu thú đột nhiên vào tới chạy đi đây là la quân trong não vực tràng cảnh nhưng là la quân chỉ là cười lạnh bởi vì linh vu thú cũng không có bản sự này đào tẩu cái nào đào tẩu tràng cảnh cũng là một loại huyễn cảnh muốn mê hoặc la quân lấy la quân tu vi hắn đã rõ ràng như lai bản tính minh tâm kiến tính hắn sớm có phòng bị sao có thể có thể lên linh vu thú làm linh vu thú liên tục biến hóa chỉnh thân thể cấp tốc nín thành lam sắc xanh mênh mang trong nháy mắt la quân bị lam sắc quang mang bao phủ vô cùng huyễn cảnh từ trường lực lượng xâm nhập hướng la quân trên thực tế, tại vừa mới là quân ngủ thời điểm. Là quân bốn phía cũng là bị lam sắc quang mang bao phủ. Là quân nhấc lên trên tay linh vô thú, hắn mỉm cười, nói ra, oát con, ngươi còn dám mê hoặc ta, ta bóp chết ti ngươi, ngươi tin hay không? Linh vô thú trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, trong nháy mắt thì thu màu xanh lam từ trường cùng quang mang, khôi phục thành màu đen. Nhìn kỹ lại, con hàng này thực càng giống tiểu xuyên sơn giáp một số. Tính toán, Người tên oát con này, quỷ tâm nhãn quá nhiều. Ta ngày phòng đêm phòng, cũng khó bảo vệ tốt ngươi. Cùng để ngươi đối địch, không bằng trực tiếp giết ngươi ngược lại càng tốt hơn. Là quân tâm niệm nhất động. Phía trên trời mặc dù có đức hiếu sinh, nhưng vật nhỏ này vô duyên vô cớ đến đây hại hắn. Hắn nếu là kém một chút đạo hạnh, chính là chết ti không táng sinh chi địa. Vật nhỏ này đối địch có hiệu quả, nhưng làm không tốt chính mình trước bị nó cạo chết ti. Nằm mơ đều phải phòng vật nhỏ này, quá mệt mỏi. Là quân sát tâm cùng một chỗ, cái này linh vu thú lập tức cũng cảm giác được. Trong chấp nhóm này, linh vu thú lần nữa phát động màu xanh làm ánh sáng. Nhưng lần này, cái này màu xanh làm ánh sáng cũng không phải là phát động công kích, mà là tại la quân trong não vực tránh qua một hình ảnh. Bức tranh này là rộng lớn hoa nguyên bên trong, đêm tối vô biên. Nhưng là tại nào đó một chỗ màu đen trong sương mù, thật có một cái tế đàn trên tế đài phủ phục một đầu cự đại linh vô thú. Cái kia linh vô thú tản mát ra lam sắc quang mang. Thông qua màu đen mê vụ nhìn đến lam sắc quang mang trung ương, khoanh chân ngồi một nữ nhân. Nữ nhân kia rất là xinh đẹp. Mấu chốt nhất là, nữ nhân kia chính là, chân nguyên tiên tử. Lại là huyễn cảnh, là quân trong óc tránh qua cuồng nghỉ, nhưng ngay lúc đó lại cảnh giác vô cùng. Cái kia linh vô thú lập tức thu màu xanh làm ánh sáng, tội nghiệp nhìn về phía la quân nó hung hăng lắc đầu đón lấy lại nhắm mắt lại màu xanh làm ánh sáng lại lần nữa bao phủ lại la quân tại la quân trong óc xuất hiện cái kia âm dương thư sinh ngươi chính là cái kia linh vô thú la quân lập tức muốn hỏi âm dương thư sinh không khỏi cười khổ hắn nói ra tiểu yêu xin ra mắt tiền bối quả nhiên là ngươi la quân nói ra âm dương thư sinh nói ra cái này âm dương thư sinh là tiểu yêu đã từng bắt được qua một cái nhân loại, hắn cũng là cùng tiền bối ngài một dạng chảy rơi ở trong địa ngục. Bất quá, hắn cùng ngài so kém xa, sau so cùng chết ti tại tham lam phía dưới. La quân nói ra, thật sao? Hắn đón đến, nói, người lại đang suy nghĩ gì quỷ kế? Ta cũng rất tò mò, người muốn làm sao cứu trở về chính người mệnh. Âm dương thư sinh nói ra, tiểu yêu tại thư sinh này nơi này học được hắn lời nói, còn có nhân loại một ít gì đó. Tiểu yêu một mực tại học tập. La Quân nói ra, ta kiên nhẫn có hạn. Âm dương thư sinh không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ngài rất cảnh giác, sợ nói nhiều tất nói hớ. La Quân nói ra, ta quá quen thuộc những thứ này thủ đoạn, tiểu gia hỏa. Ngươi biết không, ta đã từng vô số lần dạng này ở vào sắp chết ti ở mép, sau đó dựa vào chính ta mưu trí sống sót. Ngươi hiện đang suy nghĩ gì, ta nhất thanh nhị sở. Nhưng là, nếu như ngươi cho không ra ta yên tâm đáp án đến, ta sẽ giết ngươi. Bởi vì, ngươi quá nguy hiểm, ta thậm chí đều không thể độ hóa ngươi, bởi vì ngươi chính là loại này thuần túy năng lượng từ trường. Ngươi có thể ngụy trang thành bị ta độ hóa bộ dáng. Âm dương thư sinh nói ra, tiền bối xác thực không cách nào độ hóa tiểu yêu, điểm này, tiểu yêu thừa nhận. La quân nói ra, ngươi thật giống như đối với ta hết thảy đều rất rõ ràng, ngươi làm sao làm được. Âm dương thư sinh nói ra, thiên phú, chim chóc sinh ra biết bay, con cá sinh ra có thể lặn xuống nước. Nhân loại sinh ra đã có trí tuệ nội tình, cho nên, tiểu yêu cũng có tự thân thiên phú, chúng ta thể nội thì là thuần túy năng lượng tràng, loại này làm từ có thể biết rõ hết thảy tin tức cùng lực lượng. Trừ phi nhân loại có thể ngăn chặn lại tham lam cùng dục vọng, không phải vậy, chúng ta lại là vô địch tồn tại. Tiểu yêu cũng rất tò mò, tiền bối vì sao không nhận dục vọng chỗ điều động. La Quân nói ra, người cái này mông ngựa không cao minh lắm. Bất quá ta nghĩ người cũng có người khó xử, huyễn cảnh chúng ta đợi càng lâu, thì càng khả năng phát hiện sơ hở. Nhưng người vội vàng động thủ, ta cũng tương tự sẽ phát hiện sơ hở. Người sai lầm lớn nhất lầm cũng là xuống tay với ta. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn xuống tay với ta? Ngươi cảm thấy, bằng ngươi có thể thật giết ta. Giết ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? Âm dương thư sinh nói ra, cha ta cần ta vì hắn cung cấp năng lượng trợ giúp, tiền bối người cũng nhìn đến, cha ta ngay tại luyện hóa nữ tử kia. Nữ tử kia thì là chân nguyên tiên tử, nàng là tạo hóa cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ bị thương nặng, cơ hội trời cho. Các loại phụ thân triệt để luyện hóa nàng, chúng ta liền có thể nắm giữ tạo hóa chi lực. Đến lúc đó, chúng ta huyến cảnh hội càng thượng tầng hơn lầu. Đến lúc đó, tiền bối người căn bản không có khả năng chống lại. Hắn đón đến, nói, nhưng là, nữ tử kia tuy nhiên bị thương nặng, nhưng nhưng bây giờ khó lấy cuối cùng luyện hóa la quân trầm giọng nói ra người biết rõ ta suy nghĩ trong lòng có lẽ căn bản không có cha ngươi cũng không có chân nguyên kia tiên tử đây là ngươi một trận mưu kế âm dương thư sinh nói ra tiểu yêu có thể mang tiền bối đi xem nữ tử kia la quân mỉm cười nói ra đây thật là ý kiến hay đem ta đưa đến cha ngươi nơi đó đi ta chẳng phải là một con đường chế ti âm dương thư sinh nói ra cái kia ngài nhỏ hơn yêu làm thế nào, tiểu yêu mệnh tại ngài trên tay, tiểu yêu nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài. Nếu như ta không có đoán sai, người đã thông báo cha ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cha ngươi chân thực tồn tại. Ngươi đang trì hoãn thời gian, đúng hay không? La Quân nói ra. Âm Dương Thư sinh sắc mặt hơi đổi. La Quân tay nắm thật chặt linh vô thú thân thân thể, chỉ cần vừa cảm thụ đến bất kỳ biến cố, hắn liền sẽ trước đem cái này linh vô thú giết chết đi. Cùng lúc đó, Linh Vu Thú cũng ý thức được điểm này. Nói thế nào, là quần hướng trong não vực âm dương thư sinh nói ra, bị ta nói chúng. Tiểu Đông Tây, khác ta không dám cam đoan với ngươi. Duy nhất ta dám cam đoan với ngươi chính là, một chút có một chút biến cố, ta sẽ trước hết là giết ngươi. Âm dương thư sinh lập tức nói, tiền bối thông tuệ, tiểu yêu bội phục. Cha ta là chân thật tồn tại, nữ nhân kia bị chân áp cũng là thật. Không phải vậy nói, tiểu yêu không có đạo lý đến cùng tiền bối đối nghịch. Mà lại, cha ta xác thực ngay tại chạy đến, hắn chạy đến về sau, cái kia mảnh huyến cảnh bên trong thì không người trông coi. Lúc này, ngài vừa vặn đi bắt lấy nữ nhân kia rời đi. La quân nói ra, thật sao? Âm dương thư sinh nói ra, tiểu yêu không muốn chết ti. La quân nói ra, dẫn đường đi, hôm nay chúng ta thì nhìn xem, đến cùng là người đạo cao một xích, vẫn là ta ma cao nhất trưởng ngài là nói tiểu yêu là ma mới là âm dương thư sinh khiêm tốn nói ra nó sau đó ngay tại la quân trong não vực chỉ rõ một đầu đường đi đồng thời nó nói ra bảo đảm nhất phương pháp là ngài ném ta ở chỗ này dạng này cha ta mới sẽ không sinh nghi nhưng là ngài hiển nhiên sẽ không đồng ý làm như thế nói nhảm lão tử làm như thế ngươi lập tức để ngươi cha đợi tại nguyên chỗ chờ lão tử đi qua ngươi ngốc vẫn là ta khờ la quân nói ra âm dương thư sinh cười khổ. Nó tiếc mà nói rằng, ta sẽ dốc toàn lực che đậy. Là quần nói ra, ta đưa người nhét vào linh hồn trong tinh thạch. Âm dương thư sinh trong mắt lóe lên một tia e ngại. Người sợ linh hồn tinh thạch, là quân thẳng thắn hỏi. Âm dương thư sinh nói ra, linh hồn lực lượng lung ta lung tung, nếu như ta tỉnh hóa không bọn họ, bọn họ liền sẽ nhiễu loạn ta. Là quân nói ra, rất tốt. Tiền bối không muốn, tiểu yêu, âm dương thư sinh khủng hoảng vô cùng cầu xin tha thứ. Nãi nãi cái bóng, người lại muốn lừa gạt lão tử. La quân cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia trong não vực thông đạo ra hết tránh đi. Âm dương thư sinh nhất thời trong mắt lóe lên vô cùng đắng chát. Cái kia linh hồn tinh thạch là hắn sau cùng một tia sinh cơ, hắn muốn muốn đi vào, trưởng khống linh hồn tinh thạch, từ đó đến cùng la quân bản điều kiện nó có thể lấy vô thượng dục vọng đến mê hoặc những cái kia không hề chế ti hết linh hồn, cũng có thể để linh hồn sinh ra tự mình ý thức. Đây là linh vô thú thiên phú kỹ năng. Nhưng là âm dương thư sinh tuyệt vọng là, kẻ trước mắt này, thật sự là quá mẹ hắn tinh. Nó cảm thấy mình cũng coi là quỷ kế đa đoan, nhưng là mặc cho đủ kiểu mưu kế, cái này là quân, tựa như là nó trong bụng run đũa một dạng. Vài cái lấp lóe, là quân liền đến đến tế đàn chỗ. Hoàng nguyên tri địa, bóng tối bao trùm, chính giữa có tế đàn, trên tế đài lam sắc quang mang bao phủ. Trung ương tế đàn, chân nguyên tiên tử lạnh lùng như băng, toàn lực chống cự trong óc huyễn cảnh. La quân cũng không có gấp bước vào đi vào. Âm dương thư sinh lo lắng nói ra, cha ta rất nhanh hội trở về, tiền bối tranh thủ thời gian động thủ. Tiểu yêu lần này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì âm mưu. La quân nói ra, thật. Âm dương thư sinh nói ra, tiền bối nắm tiểu yêu mệnh, tiểu yêu không dám tốt tin tưởng ngươi là quân đột nhiên tà mị cười một tiếng âm dương thư sinh thở phào một hơi sau đó là quân đột nhiên thì xuất thủ hắn cũng không đi vào mà chính là cách không thu lấy đại thủ ấn trực tiếp lăng không nắm tới một giây sau liền đem chân nguyên tiên tử bắt trên tay đi ngươi là quân một tay đem chân nguyên kia tiên tử vỡ nát tiếp lấy một kiếm chém giết tới đại linh hồn lôi kiếm đem hào quang màu xanh lam kia phá vỡ một đầu cửa sau đó La Quân đã nhìn thấy thật chính giữa chân Nguyên Tiên tử. La Quân lúc này mới bàn tay lớn vồ một cái, đem chân Nguyên kia tiên tử bắt trên tay. Một giây sau, La Quân tia chớp xuyên thẳng qua, trực tiếp rời đi tại chỗ. Audio điện tử võ tấn bền. Đối mặt linh vô thú loại vật này, La Quân là vô cùng cảnh giác. Hắn tia chớp xuyên thẳng qua, đại na di thuật, trong nháy mắt mấy vạn dặm. Về sau là quân tìm một chỗ u minh tuyệt trận, trực tiếp xâm nhập đi vào. Là quân trong lòng phát triển, biết cái này linh vô thú tuyệt kế không cách nào đem u minh tuyệt trận quy luật toàn bộ mò thấy. Trước đó tứ đại thi vương chỗ bày ra u minh tuyệt trận, hoàn toàn là căn cứ là quân tâm bên trong ấn tượng đến thi triển. Là quân biết, mỗi một tòa u minh tuyệt trận đều có khác biệt quy luật cùng pháp tắc. Mình rốt cuộc có hay không thoát ly huyến cảnh, rất đơn giản, tại u minh tuyệt trận bên trong sông vào một lần, Cảm thụ một chút quy luật liền có thể. La quân tại cái kia u minh tuyệt trận bên trong sông một phen, lập tức liền biết, trước mắt tuyệt không phải huyễn cảnh. Kể từ đó, la quân thở phào một hơi. Tiểu yêu tuyệt không còn dám lừa gạt tiền bối. Linh vô thú cũng theo thở phào, cùng la quân ý thức bắt đầu giao lưu. Tốt, rất tốt, la quân gật gật đầu, hắn sau đó cười một tiếng, nói, nhưng hiện thực thường thường thì rất tàn khốc, chúng ta cửu oán đã kết xuống người dù sao ta cũng kéo ra đến ngươi như còn sống cha ngươi hội rất mau tìm tới đã như vậy giết ngươi mới là tốt nhất a à, linh vô thú trong nháy mắt mắt trợn tròn là quân giữ tợn cười một tiếng sát cơ nổi lên linh vô thú nhất thời bị dọa đến tim mật muốn nứt là quân nhất chỉ bắn ra đem linh vô thú trong thân thể một chút kỳ diệu trái tim điểm phá linh vô thú lập tức tiếng kêu rên liên hồi trên thân vô số màu xanh lam từ trường quang mang tràn ra. La quân đem những thứ này từ trường phần tử, quang mang toàn bộ dùng đại phong ấn thuật phong bế. Linh vô thú thì như vậy, chê ti. La quân ra tay không có chút gì do dự, đây là một trận nhân quả. Linh vô thú bắt đầu thì lưu giữ sát tâm, mắt xuống không qua là tự ăn quả. La quân cũng không phải người hiếu sát, chỉ là hắn biết, linh vô thú quá giảo quyệt. Mà lại, lúc này mình đã tìm tới chân nguyên tiên tử cái kia linh vô thú phụ thân nhất định sẽ căn cứ tiểu linh vô thú đi tìm tới. Cái này quá nguy hiểm. Thả tiểu linh vô thú, cũng không an toàn. Hắn cũng không biết vật nhỏ này có thể hay không ở trên người hắn làm trò gì. Kể từ đó, giết chi là lớn nhất dự tính hay lắm. Là quần cũng liền thì giết. Sau đó, là quần ánh mắt thì tới trong tay màu xanh lam đan hoàn phía trên. Cái này mai màu xanh lam đan hoàn chính là linh vô thú chỗ tinh hoa. La quân cũng không biết thứ này có dùng hay không dùng nhưng hắn có thể cảm nhận được màu xanh lam đan hoàn càng ngày càng yếu tựa hồ là muốn tùy theo mà chôn vùi a à, sao không lại thử một lần la quân ánh mắt nhất động tiếp lấy đem cái này màu xanh lam đan hoàn bắn vào đến linh hồn trong tinh thạch sau đó la quân giải khai màu xanh lam đan hoàn phong ấn vô số màu xanh lam từ trường chi lực dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch Linh hồn chi lực cùng màu xanh lam từ trường chi lực giao hòa vào nhau, lẫn nhau triền miên. Những thứ này màu xanh lam từ trường chi lực có cực kỳ cường hãn lực công kích, trong nháy mắt tạo nên vô số huyễn cảnh, mê hoặc những cái kia linh hồn. Loại này màu xanh lam từ trường thì cùng loại nhân loại thế giới sử dụng một loại dược vật, làm cho người ta cảm thấy mê huyễn tác dụng. Mà càng cường đại là, màu xanh lam từ trường còn có thể thông qua khống chế dục vọng biện pháp, một lần nữa tạo nên càng cường đại huyễn cảnh tới. La Quân không khỏi may mắn, may mắn chính mình trước đó không có thả vật nhỏ này tiến đến. Còn sống linh vô thú, là mình linh hồn tinh thạch quả quyết khó có thể ngăn cản. Những cái kia linh hồn quá khát vọng siêu thoát. Mà bây giờ, La Quân khống chế linh hồn chi lực, cấp tốc liền đem màu xanh lam từ trường toàn bộ hút vào, đồng thời từ linh hồn lui lực thối luyện. Hồi lâu sau, La Quân đem cái này màu xanh lam từ trường chi lực hoàn toàn trưởng khống lấy loại này màu xanh lam từ trường chi lực nguyên lai là được xưng là tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực có lòng bản sự. Đã từng tiểu tinh linh Trần Phi Dung cũng có này chủng loại giống như lực lượng. La quân liền trải nghiệm tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực kết hợp. La quân động thiên bên trong, cũng liền nhiều tâm linh chi lực. Hắn hiện tại cũng có thể chế tạo vô thượng huyến cảnh, săn giết đẳng cấp cao cao thủ. Không hề nghi ngờ là, hắn có thể đem động tiên cảnh giới cao thủ, Đến 10 cái đều có thể đồng thời khóa kín, sau đó từng cái đánh giết. Nhưng không chung cảnh cao thủ vẫn chưa được. Đương nhiên, ra bất ngờ vẫn là có thể. La Quân dù sao không phải nguyên sinh tâm linh chi lực, cho nên hắn thi triển ra hiệu quả còn không bằng cái kia tiểu linh vô thú. Mà lại, cho dù là Quân lúc gặp phải động tiên cao thủ, giả dụ cái này động tiên cao thủ cũng là không nhận dục vọng điều động, cái kia tâm linh chi lực cũng vô pháp đem đánh tan. Nhưng tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực tuyệt đối có thể đưa đến kỳ hiệu, có thể đem bọn hắn tạm thời mê hoặc. Là quân tâm linh chi lực còn có một cái diệu dụng, cái kia chính là tâm. Vây khốn địch nhân sau, có thể tâm. Không có sức phản kháng địch nhân, thừa dịp không phòng bị, trực tiếp vây khốn, sau đó tâm. Đối với cái này kỹ năng mới, là quân là rất hài lòng. Sau đó, là quân liền bắt đầu tìm đến chân nguyên tiên tử phiền phức. Hắn trước chui vào lòng đất chỗ sâu lòng đất này cùng địa cầu bình thường địa phương một dạng tràn ngập tầng nham thạch la quân thâm nhập vào đi cũng là vì tránh né cái kia lão linh vô thú truy tung ở sâu dưới lòng đất la quân lại dùng biển linh hồn bao phủ lại tự thân chân nguyên kia tiên tử bị hắn vận chuyển đi ra biển linh hồn phần ngoài là thuần túy biển linh hồn la quân không có phóng thích tâm linh chi lực như vậy lão linh vô thú cũng rất khó nhờ vào đó tìm tới chân nguyên tiên tử ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. La Quân nhìn một chút, liền biết chân nguyên tiên tử còn bị vây ở trong ảo cảnh. Nếu như trực tiếp muốn giết nàng, rất có thể liền đem nàng theo huyến cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. La Quân tự hỏi, đồng thời, hắn khu động biển linh hồn trung tâm linh tinh thạch. Tâm linh tinh thạch lập tức tách ra lam sắc quang mang bao phủ lại chân nguyên tiên tử. La quân màu xanh lam chi lực cảm nhận được đến chung quanh chân nguyên tiên tử chỗ phát ra từ trường tin tức, những lực lượng này lập tức phá giải những tin tức này cùng từ trường, cũng coi đây là cơ hội, hướng chân nguyên tiên tử não bộ tiến vào. Loại này xâm nhập cùng pháp lực xâm nhập hoàn toàn khác biệt, không có cái gì địch ý cùng lực công kích, khiến người ta dễ dàng xa vào bên trong. Tại chân nguyên tiên tử trong óc, chính đang phát sinh lấy não vực phong bạo. Vô cùng hỗn loạn, từ trường bay loạn, tin tức oanh tạc. Là quân tâm linh lực lượng một khi tới gần, lập tức liền bị bắn ra. Rất hiển nhiên, chân nguyên tiên tử đang liều mạng chống cự cái kia viễn cảnh xâm lấn. Là quần ngẫm lại, thu hồi tâm linh lực lượng, hắn sắc tới thiên thần tác lấy ra, sau đó bắn ra đi. Trong nháy mắt, trí thiên thần tác liền đem chân nguyên tiên tử cho trói lại. Cùng lúc đó, chân nguyên tiên tử mở hai mắt ra. Ngoại lai xâm nhập, rốt cục bừng tỉnh chân nguyên tiên tử. Trong nháy mắt, chân nguyên tiên tử trong mắt thả ra hàn quang tới. Nàng trung quy là chế đần độn một chút, cho nên mới cho la quân trói lại nàng cơ hội trước đó nàng tại cái kia lão linh vô thú khống chế lúc lâm vào quá sâu cho nên la quân bắt đi nàng nàng không có bừng tỉnh tăng thêm cái kia một cái chớp mắt la quân không có sát ý đây là rất quan trọng mà bây giờ trần nguyên tiên tử thoát ly lão linh vô thú khống chế lại bị la quân ngoại lực xâm nhập lần này xâm nhập rốt cục đem nàng giải cứu ra trần nguyên tiên tử cũng chưa từng gặp qua la quân nàng cũng không nhận ra La Quân. Ngươi là ai? Chân Nguyên Tiên Tử lạnh giọng hỏi. Sau đó, nàng phát hiện mình tình huống, ngươi, ngươi dám. La Quân đối Ngọc Thanh Môn Nhân đều không có cảm tình gì, hắn mỉm cười, nói ra, có cái gì không dám, ta đây không phải dám sao. Hắn tiếp mà ta mỉ cười một tiếng, nói ra, ngươi nếu là không thật tốt phối hợp, ta còn có thể làm ra càng dám sự tình tới. Ai, ta cả đời này nữ vô số người, nhưng là tạo hóa cảnh nữ nhân, ta còn thực sự là không có hưởng qua tư vị. người cái này tặc tử, người thật to gan, người an dám đối với bản tọa vô lễ như thế, người có biết bổn tọa là ai? chân nguyên tiên tử được nghe la quân vô lễ như thế thô tục ngữ điệu, vừa sợ vừa giận. ta biết ngươi, ngọc thanh môn, thái thượng tôn lầu, Trần nguyên tiên tử, tạo hóa cảnh cao thủ nha, người còn có cái đồ đệ gọi là nạp lan vân tuyết, là quân thuộc như lòng bàn tay, đáng giận chân nguyên tiên tử liền muốn tránh ra la quân khống chế, nhưng là nàng quằn quại, một ra sức, lập tức liền bị trí thiên thần tác thật sâu khảm vào đi vào, liên tiếp nàng kinh mạch, thống khổ khó nhịn. Chân nguyên tiên tử không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Chân nguyên tiên tử lạnh giọng hỏi la quân. La quân nói ra, la quân. Ta không biết, người ta không oán không cừu. Chân nguyên tiên tử nói ra. La quân nói ra, cũng không tính không oán không cừu, ta cũng không có ý giết ngươi, nhục ngươi. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ngươi đã tại nhục nhã ta, chân nguyên tiên tử nói ra, ngươi cũng đã biết, tạo hóa cao thủ tôn nghiêm không khỏi nhục nhã. La quân nói ra, ngươi nói như vậy, ngày này không có cách nào trò chuyện, ta vẫn là giết ngươi mới bảo hiểm. Chân nguyên tiên tử không khỏi nghẹn lời. Nàng cũng không phải là đần, mà chính là sống an nhàn sung sướng lâu, không nguyện ý cùng loại này con kiến hôi nói cái gì mềm nói nàng là cảm thấy mình không may thấu, cho tới bây giờ không có xui xẻo như vậy qua. Đầu tiên là tại buồn phiền ma quân thủ hạ, cử tử nhất sinh. Thật vất vả chạy đi, kết quả lại lâm vào cái kia lão linh vu trong tay. Nàng tại huyến cảnh bên trong chứng kiến chính mình vô số thống khổ, bao quát cùng độc hành tôn giả ở giữa tình cảm. Tại độc hành tôn giả chê ti đi về sau, chân nguyên tiên tử trong lòng cực kỳ bi ai khó bình. Trong nội tâm nàng là có rất nhiều ái náy nhưng nhân sinh không có thuốc hối hận có thể ăn, nàng chỉ có thể ở đau xót bên trong hối hận. Lúc này, Trần nguyên tiên tử trọng thương khó lành, lại bị la quân loại tiểu nhân vật này vây khốn, nàng làm sao không giận. La quân trầm giọng nói ra, ta theo người nói thật đi. Ngay sau đó, la quân nói ra, bằng hữu của ta tiêu minh nguyệt, còn có thể tử kiều ngưng bị các người ngọc thanh môn bắt lấy. Ngọc thanh môn tóm các nàng là vì dẫn xuất ta, ngọc thanh môn mục tiêu là ta bọn họ tại sao muốn nhầm vào ngươi? Chân Nguyên Tiên Tử lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Ngũ cốc xã tắc thần thụ, Chân Nguyên Tiên Tử bị kinh ngạc, nói ra, là bổn tọa chỗ lý giải. Hẳn là, bọn họ hoài nghi ta trên người có. La Quân nói ra, Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, cái kia trên người ngươi, đến cùng có hay không? La Quân nói ra, không biết. Hắn chắc chắn sẽ không cùng chân nguyên tiên tử nói thật là quân theo rồi nói ra, nếu như ta cứu không ra các nàng, vậy ngươi và ngươi đồ đệ đều sẽ cùng theo chôn cùng. Ngươi dám?" Chân Nguyên Tiên Tử lạnh giọng nói ra, "Ngươi nếu dám động Vân Tuyết một cái. Đến đi, ngươi trước hết nghĩ tốt chính ngươi đi, ngươi cái kia ngu xuẩn đồ đệ, toàn tâm toàn ý tại địa ngục tìm ngươi, ta muốn lợi dụng ngươi đến để cho nàng mắc câu, nàng tuyệt đối không có chạy." Chân Nguyên Tiên Tử hít sâu một hơi, nói ra người muốn dùng ta đến đổi ngươi hai cái bằng hữu đi ra. La Quân nói ra, còn tăng thêm người đồ đệ. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, tăng thêm đồ đệ của ta, vậy cũng không diệu. La Quân không tin, nói ra, thật sao? Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, nếu như ta đồ đệ cũng bị người bắt đến, cái kia Ngọc Thanh người trong môn, ai còn cho chúng ta nói chuyện? Nhược Vân Tuyết tại trong môn, còn có thể đi cùng Thái Thượng Tôn Lầu những lão gia hỏa kia cầu một cái nhân tình. Vân vân la quân khẽ giật mình theo rồi nói ra tốt kha người nói cũng có chút đạo lý ta liền bất động nạp lan vân tuyết đầu óc hắn đón đến nói ra ta muốn đưa ngươi mang rời khỏi địa ngục cũng không đi ngọc thanh môn trực tiếp về thiên châu bọn họ phóng thích thê tử của ta cùng bằng hiếu ta thì phóng thích ngươi ngọc thanh môn cũng không phải cái hảo giao dịch địa điểm mà lại ta không muốn cùng bọn họ đánh đối mặt các ngươi ngọc thanh môn thần thông quảng đại quá nhiều người Chân nguyên tiên tử nói ra, cái này ba nghìn thế giới, ta đều quen thuộc. Xuất khẩu cũng chỉ có mấy cái như vậy, phía tây vương giới, đại từ huyền giới, ngọc thanh thế giới, còn có bà sa thế giới. Hết thảy bốn cái xuất khẩu, người muốn trực tiếp về thiên châu, điều đó không có khả năng. Là quân cũng không nghĩ hồi thế giới bao la, hắn biết mang chân nguyên tiên tử hồi thế giới bao la tuyệt đối không được. Tuy nhiên chân nguyên tiên tử đã bị thương nặng, nhưng nàng chỉ là thụ thương, cảnh giới vẫn còn, lực lượng cũng còn tại ẩn núp. Không giống linh tuệ hòa thượng, là trực tiếp không có có sức mạnh. Cho nên, thế giới Bao La là tuyệt đối dung không được chân nguyên tiên tử. Thiên Châu là La Quân có thể nghĩ đến lớn nhất địa phương tốt, hắn nắm giữ ở chân nguyên tiên tử tánh mạng, lại đến xử lý việc này. La Quân cũng không có thư giãn, nhưng cuối cùng là có một ít tiến triển. Tại hai vị ma quân bị xử lý về sau, La Quân lúc mê mang mà tuyệt vọng. Hiện tại La quân cuối cùng nhìn đến một chút hy vọng. Là quân ngay sau đó thì nói với chân nguyên tiên tử, Ngọc Thanh thế giới xuất khẩu là không thể đi ra ngoài, người dẫn ta từ phía Tây Vương giới ra ngoài. Lựa chọn phía Tây Vương giới là bởi vì La Quân đối phía Tây Vương giới có chút quen thuộc. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, có thể. La Quân nhất thời hoan hỉ, hắn tiếp lấy lại hỏi, người nói, dùng tính mệnh của ngươi đến đổi thê tử của ta cùng bằng hiếu, Ngọc Thanh môn chịu không? chân nguyên tiên tử trên mặt tránh qua sắc mặt giận dữ, theo rồi nói ra, đương nhiên. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiên tử chớ giận, cũng thế, tạo hóa cảnh cao thủ chỉ sợ tại tiên giới cũng không tính là rau cải trắng. Đem ngươi cứu sau khi trở về, các ngươi còn có thể có rất nhiều biện pháp đến bắt ta. Nhưng ngươi mà chê ti, cái kia chính là Ngọc Thanh môn tổn thất lớn. Chân nguyên tiên tử nói ra, đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới giết ngươi. Là quần nào nào, Nói tiếp, ngươi này cũng nhắc nhở ta, xem ra ta phải ở trên thân thể ngươi làm chút tay chân. Không phải vậy nói, tương lai đứng trước một vị tạo hóa cảnh cao thủ trả thù, đây cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Hắn theo rồi nói ra, ta chỗ này có một loại phệ tâm cổ, có thể lẻn vào đến ngươi trong não vực, chỉ cần ngươi cùng ta đối nghịch, ta liền có thể để phệ tâm cổ đem ngươi biến thành người điên. Tốt, lấy ra cho bổn tọa dùng. Chân nguyên tiên tử chẳng thèm ngó tới, ánh mắt khinh miệt là quân cảm thấy kinh ngạc nói ra người không có chút nào sợ nếu có phệ tâm cổ người sớm đã dùng chân nguyên Tiên tử nói ra người tiểu tử này bổn tọa biết ngươi rất xảo trá nhưng là ngươi muốn theo bổn tọa chơi những thứ này nhiều kiểu bổn tọa khuyên ngươi sớm một chút bỏ ý niệm này đi là quân không khỏi có chút xấu hổ nói ra tốt a à, người xác thực so người đồ đệ kia thông minh đổi lại là người đồ đệ thì tin tưởng nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều chân nguyên tiên tử nói ra đó cũng không phải đáng giá ngươi lấy le mới la quân nói ra có điều ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao ngũ cốc xã tác thần thụ bên trong có một loại thần kỳ dịch thể gọi là huyền hoàng dịch ta chỉ cần cho ngươi ăn đầy đủ huyền hoàng dịch ngươi liền sẽ quên hết thảy ngũ cốc xã tác thần thụ quả thật tại trên tay ngươi chân nguyên tiên tử trong mắt tinh quang lóe lên la quân nói ra ta nghĩ kỹ đến lúc đó liền đem huyền hoàng dịch đút cho ngươi nhìn ngươi về sau làm sao trả thù ta chân nguyên tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút nàng nói ra ngươi thế nào sợ a à? la quân nói ra chân nguyên tiên tử nói ra bổn tỏa có thể ngày sau không trả thù ngươi nàng theo rồi nói ra bổn tỏa có thể phát thệ này nương môn tuy nhiên mạnh miệng nhưng cũng thật là sợ hãi mất đi trí nhớ la quân nói ra đây chính là ta cho ngươi học một khóa tại ngươi tự thân an toàn không chiếm được bảo hộ tình huống dưới, không muốn uy người khác. Hắn đón đến, còn nói thêm, tốt ra, người bây giờ thì phát thệ, phát thệ ngươi nhất định sẽ đàng hoàng an toàn đem ta đưa đến phía tây vương giới, mà lại về sau tuyệt không trả thù. Phạm nhân lời thề chính là đau răng chú, mà tiên nhân lời thề chính là là nhân quả thiên đạo. Cho nên, các cao nhân phần lớn cũng không nguyện ý bài trừ lời thề. Chân nguyên tiên tử trầm mặc đi xuống nàng xác thực không nguyện ý phát cái này lời thề, bởi vì phần này nhục nhã, nàng cảm thấy mình phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Ngươi nếu không muốn, vậy được đi, La Quân nói ra, chờ ngươi trước đem ta đưa đến phía tây vương giới về sau, ta lại cho ngươi ăn huyền hoàng dịch. Đã như vậy, bổn tọa dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi phía tây vương giới xuất khẩu. Thật ngôn tiên tử trong đôi mắt đẹp phun ra lửa giận tới. La Quân cười ha ha, nói ra, ta nói, ta còn không có hưởng qua tạo hóa cảnh nữ nhân tư vị, người có phải hay không cũng muốn bị ta tư nhuận tư nhuận. a à, ta còn có một cái biện pháp khác, lột sạch quần áo ngươi, để ngươi tại cánh đồng hoang vu này ngược lên đi, cung cấp rất nhiều yêu ma thưởng thức. Cái chủ ý này, có phải hay không hay lắm? Ha ha ha! La quân nói càng về sau cười ha hả Hắn tựa hồ cảm thấy cái chủ ý này rất là không tệ. Ngươi muốn chế ti, chân nguyên tiên tử nhất thời giận không nhịn nổi, nàng lập tức nói ta chân nguyên ở đây hướng lên trời nói hướng bỉ ngạn hướng chư thiên vũ trụ phát thệ ngày khác ta nhất định phải dùng la quân máu tươi rửa sạch hôm nay xỉ nhục ta nhất định để hắn nhận hết nhân gian cực hạn tra tấn ta muốn để hắn muốn sống không được muốn chết đi không xong như làm trái thề ta chân nguyên nguyện đạo tiêu thân vẫn vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi chân nguyên tiên tử liền thì như vậy hai mắt huyết hồng lên cái này thể độc có bản lĩnh người bây giờ thì giết ta chân nguyên tiên tử sau đó đối la quân hung dữ nói ra la quân ngốc ngẩn ngơ cái này một cái trước mắt hắn cảm thấy có chút sợ hãi đồng thời hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ là chơi qua lửa nhưng là lúc này xin lỗi cũng vô dụng người ta lời thề đều lên tốt la quân nói ra ta tiếp nhận tương lai chúng ta thì xem đi xem ai đạo hạnh cao dù sao hắn địch nhân đã đủ nhiều Thêm một cái chân nguyên tiên tử làm sao như Là quân nói ra Như vậy đi ta cũng đáp ứng ngươi một việc Ta không biết dùng huyền hoàng dịch Tới đối phó ngươi Người y nguyên thuận lợi mang ta đến phía tây vương giới Ta không muốn thật làm nhục ngươi Cho nên ngươi cũng không cần bức ta Chân nguyên tiên tử hơi hơi ngoài ý muốn Nàng nói tiếp Ngươi phát thệ Nàng theo rồi nói ra Chỉ cần ngươi phát thệ không dùng huyền hoàng dịch Đối phó bổn tỏa Đến lúc đó giao dịch thành công có thể không dùng khắc thủ đoạn khống chế bổn tọa, vậy bản tọa liền đáp ứng ngươi, thuận lợi dẫn ngươi đi phía tây vương giới. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi lên. Hắn là muốn nói, người mẹ nó ngược lại là nghĩ đẹp, lên độc như vậy lời thề. Còn già hơn tử phát thể không làm tiểu động tác, làm lão tử ngốc à. Nhưng nghĩ lại, hắn thầm nghĩ, ta sợ cái gì? Càng là kẻ địch mạnh mẽ, càng là có thể cho ta áp lực. Tốt, La Quân đáp ứng đến rất nhanh cũng liền phát thể Chân nguyên tiên tử nhìn nhiều la quân liếc một chút, nói ra, tốt, bổn tỏa cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm về sau, bổn tỏa lại ra tay đối phó ngươi. La quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. 10 năm, 10 năm về sau, hắn như còn sống, nhất định có cơ hội chống lại. Chân nguyên tiên tử sở dĩ có thể đáp ứng, cũng là cảm giác được la quân cũng không phải là hạ lưu như vậy. Ngươi có thể thả bổn tỏa, chân nguyên tiên tử nói tiếp. La Quân nói ra, cái kia không thể. Hắn cũng không phải xả bạch điềm, chân nguyên tiên tử vô lại. Sau đó, chân nguyên tiên tử nói ra, muốn đi hướng tây phương vương giới, có thể phục hy bát quái để phán đoán phương vị, thiên can chi vị, một đi ngang qua đi, ước một trăm ngàn dặm khoảng cách, trên đường có ba tòa u minh tuyệt trận. Nhất định không thể tránh qua, mỗi lần bước ngoặt ngay tại u minh tuyệt trong trận, nhưng muốn tìm tới trận pháp quy luật, thuận lợi vượt qua, cái này cũng không dễ dàng liền xem như thiên vị cảnh cao thủ, cũng vô pháp cưỡng ép chống lại U Minh Việt Trận. Cho nên, địa ngục mặc dù là liên hệ, nhưng phải xuyên qua cũng không dễ dàng. Mà lại, ba tòa U Minh Việt Trận về sau, còn có một tòa U Minh thác nước. Xuyên qua U Minh thác nước mới có thể tới phía Tây Vương giới khu vực. Phiền toái như vậy, La Quân nói ra. Chân Nguyên Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, nói ra, đương nhiên phiền phức, địa ngục chỉ có tầng thứ 18 mới là liên hệ những thứ này điểm là phòng người yêu ma quá thân thiết tập hợp. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, tuy nhiên chỗ khó, nhưng cũng muốn thử một lần. Đây là la quân duy nhất có thể đi bộ. Hắn như theo Ngọc Thanh thế giới cửa vào đi, hắn sợ đến lúc đó những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ xuất thủ, hắn tức thời nắm thật chặt chân nguyên tiên tử, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ lực lượng xâm lấn. Cho nên, la quân cũng không dám ở trước mặt bàn điều kiện. Sau đó, la quân nói làm liền làm mang theo chân nguyên tiên tử rời đi lòng đất, đến trên cánh đồng hoang. Trên cánh đồng hoang, vĩnh viễn là một mảnh đen kịt, u minh âm khí vần quanh. Là ai, là ai giết con ta? Đúng lúc này, thê lương mà tuyệt vọng giống lên một tiếng truyền đến. Thanh âm này tại phía xa ngoài trăm dặm nhưng rất nhanh, một cỗ kịch liệt cơn lốc quét tới. Là quân nhìn một chút bên người chân nguyên tiên tử, hắn một tay lấy chân nguyên tiên tử bắt vào linh hồn trong tinh thạch. Sau đó, Thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào đến linh hồn trong tinh thạch. La Quân hóa thành linh hồn ô quang, hướng nơi xa xuyên thẳng qua mà đi. Hắn biết, là cái kia lão linh vù thú tới, nhưng là La Quân lúc này không muốn ham chiến, trực tiếp đi. Người đi à, oát con?" Lúc này, bầu trời đột nhiên biến hóa, nhất tôn to lớn bàn tay bao phủ, giống như là cự màn đen lớn một dạng bao lại La Quân. Đại thủ ấn chụp xuống đến, hướng La Quân nghiền giết tới. La Quân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Mẹ, lại là huyễn cảnh. La Quân nói ra, người cái lão ra hỏa, chỗ đó có bản sự này. La Quân tâm lý nhất thanh nhị sở, hắn ngưng tụ linh hồn kiếm quang, một kiếm chảm giết ra ngoài. Cái kia cự màn đen lớn lập tức liền bị chém ra một đầu cự lỗ hổng lớn. La Quân trong nháy mắt hóa thành linh hồn ô quang, như thiểm điện theo đầu kia cửa bên trong xuyên thẳng qua ra ngoài. Chỉ là, hắn xuyên thẳng qua sau khi ra ngoài, cũng không có nhìn thấy ánh sáng. Phía trên bầu trời lại bao phủ xuống một tầng tấm màn đen. Là quân tâm lý thì minh bạch, hắn kết luận, cho dù chính mình chém lên một ngàn lần, một vạn lần, những cái kia tấm màn đen đều là chảm chi không hết. Bởi vì hắn cùng chân nguyên tiên tử đã trong lúc vô tình lần nữa ngã vào đến giả linh vô thú huyến cảnh bên trong đi. Loại này huyến cảnh lợi hại ngay tại ở trình độ chân thật, là quân biết rõ bản thân ngay tại trong ảo cảnh lại không cách nào siêu thoát. Sau đó, La Quân liền hướng phía dưới bay đi. Ngay vào lúc này, phía dưới cũng xuất hiện tấm màn đen. Biển linh hồn, La Quân cấp tốc thi triển ra biển linh hồn. Nói cho đúng, là linh hồn động thiên. Linh hồn động thiên đem hắn bao phủ lại, nhưng chung quanh tấm màn đen vẫn còn đang đè ép tới. Những thứ này tấm màn đen, cấp tốc thẩm thấu tiến linh hồn động thiên bên trong, tựa như là trong bóng tối vô số xúc tu một dạng đang theo lấy trung tâm khu vực La Quân xé rách tới. Đây chính là tâm linh lực lượng, La Quân lập tức liền hiểu được. Gia hỏa này tâm linh lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ cần không đột phá hắn huyễn cảnh thì khó có thể chống lại. La Quân nói thầm, La Quân linh hồn động thiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản những cái kia hắc ám xúc tu. La Quân ngay sau đó ngồi xếp bằng, hắn cũng liền trực tiếp co vào linh hồn tinh thạch, tùy ý những cái kia hắc ám xúc tu bắt lên tới. Lúc này là quân bản thể thực còn ở sâu dưới lòng đất. hắn cùng chân nguyên tiên tử tại nói chuyện thời điểm liền bị lão linh vu thú đi tìm tới. lão linh vu thú công kích im ắng vô hình, chân nguyên tiên tử thực cũng không có bị la quân ném vào đến linh hồn trong tinh thạch. chân nguyên tiên tử ngay tại la quân bên người. nhưng là lúc này chân nguyên tiên tử cũng tại chống cự loại này vô hình công kích. tại la quân cùng chân nguyên tiên tử trước mặt, lão linh vu hóa thú là một cái lão vô sư bộ dáng hắn phun ra một cái màu xanh lam tinh cầu cái này màu xanh lam tinh cầu thì tách ra nồng đậm lam sắc quang mang bao phủ lại la quân cùng chân nguyên tiên tử la quân cũng cảm giác được vô số xúc tu tại xé rách hắn thần kinh để hắn đau đớn khó nhịn lại là trực tiếp công kích có thể so sánh cái kia tiểu linh vu thú thủ đoạn cao minh nhiều la quân cười lạnh một tiếng hắn cảm giác được chính mình thân thể ngay tại phân mảnh đây là tâm linh lực lượng tại hướng la quân làm ám chỉ nhưng La Quân minh bạch, đây là giả tượng, hắn sẽ không tin tưởng, cho nên, linh hồn hắn không biết suy yếu. Nhưng là, chỉ cần La Quân giấy không mở tâm linh lực lượng trói buộc. Tại năm rộng tháng dài tình huống dưới, hắn vẫn là hội xảy ra vấn đề. Tâm linh lực lượng cũng có thể ám chỉ La Quân, thời gian tại đi qua, đi qua một năm, trăm năm. Nhưng thực, thời gian căn bản là mới mấy giây mà thôi. Đây chính là tâm linh chi lực ở giữa đấu tranh là quân tạm thời còn không cách nào tránh ra cái này tâm linh lực lượng trói buộc. Dạng này một mực kiên trì đọ sức, là quân cuối cùng cũng có suy yếu thời điểm. Chống cự tâm linh lực lượng, cần tinh thần lực, mà tinh thần lực sẽ bị tiêu hao. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, là quân lâm vào khổ trong cục. Ngay vào lúc này, Trần Nguyên Tiên Tử lời nói chuyển đến. bổn tọa trước đó liền bị hắn vây khốn, một mực không thể kiếm buộc đi ra. Hiện tại, người đưa người trí thiên thần tác lấy đi. Chúng ta hai người hợp lực phá hắn huyễn trận. Chân nguyên tiên tử thanh âm truyền lại đến la quân trong tai. Tuy nhiên bốn phía hư huyễn, nhưng chân nguyên tiên tử y nguyên đem thanh âm truyền ra ngoài. Đương nhiên, la quân cũng muốn phân biệt thật giả. Loại này huyễn cảnh, hư hư thực thực, quả thực để người đau đầu. La quân trầm giọng nói ra, phá huyễn trận, không cần giải khai trí thiên thần tác. Chân nguyên tiên tử nói ra, trước đó một mình ta bị nhốt hắn lực lượng quá mạnh. Bây giờ hai người bị nhốt, hắn phân thần đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi giải khai bổn tọa trí thiên thần tác, bổn tọa liền có thể dựa vào một tia tạo hóa lực khám phá trước mắt hư ảo, từ đó đi đối phó hắn. La Quân nói ra, sau đó ta lại bị ngươi xử lý. Huyễn trận một phá, ngươi cũng liền khôi phục tự do chi thân. Bổn tọa bây giờ bản thân bị trọng thương, làm sao có thể đầy đủ đối phó ngươi? Chân Nguyên Tiên Tử nói ra. La Quân nói ra, Ngươi muốn là trực tiếp rời đi, không phá huyễn trận. Chân nguyên tiên tử nói ra, người tiểu tử này, thật không giống cái nam nhân, luôn luôn như thế nghi thần nghi quỷ. Tùy tiện ngươi nói thế nào, ta sẽ không để ngươi. Muốn chê thì chúng ta chê ti chung, vậy cũng ấm áp, là quân lập tức nói. Ngươi, chân nguyên tiên tử không khỏi giận dữ, nhưng nàng giận lại như thế nào, còn không phải không thể làm gì cái kia lão linh vô thú cũng vô pháp trực tiếp đánh giết la quân cùng chân nguyên tiên tử mặc dù bây giờ la quân cùng chân nguyên tiên tử không nhúc nhích nhưng hắn nếu dùng chân thực lực lượng đi giết bọn hắn bọn họ lập tức liền sẽ theo trong huyễn trận giải thoát đi ra loại tình huống này cùng loại đem thôi miên người đẩy đến trong nước một dạng riêng là la quân cùng chân nguyên tiên tử dạng này cao thủ đối với sát ý kích thích quá mẫn cảm tâm linh lực lượng ta cũng có la quân đi bắt lấy linh hồn tinh thạch một chảo phía dưới, thế mà bắt không được. Đáng giận, La Quân biết vẫn là lão linh vô thú đang làm trò quỷ. Đến, La Quân tại trong não vực bắt đầu liều mạng triệu tập linh hồn tinh thạch. Hắn biết linh hồn tinh thạch thì ở trên người hắn, chẳng qua là phải xuyên qua trùng điệp mê chướng mà thôi. Giờ phút này, La Quân tựa như là đang triệu hoán tự thân pháp khí một dạng. Hắn giang hai tay, pháp lực cuồng mãnh phun trào, hết thảy hư huyễn, hư ảo, hắn cũng không tin. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể bắt được linh hồn tinh thạch. Mà thực, đây cũng là tâm linh lực lượng. Làm người tin tưởng mình có thể, làm người tin tưởng mình có thể siêu việt lúc, có lẽ liền có thể sinh ra kỳ tích. ốm yếu mẫu thân tại hài tử ở vào nguy cơ lúc, có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Quả nhiên, lúc này, lão linh vô thú cũng cảm thấy cố hết sức. Huyến trận, vốn là giảng cái ra bất ngờ công không phòng bị lão linh vô thú lần thứ nhất khống chế chân nguyên tiên tử thì muốn đơn giản nhiều nếu như trước mắt la quân không cùng tiểu linh vô thú đánh nhau kinh nghiệm như vậy la quân cũng không có khả năng như thế thanh tình la quân cùng chân nguyên tiên tử minh bạch huyễn trận bản thân cái này khiến lão linh vô thú rất khó thủ thắng mà lại la quân tính cách chi cứng cỏi cũng là lão linh vô thú rất ít gặp lúc này lão linh vô thú đối mặt la quân mãnh liệt phản kháng hắn càng phát ra cảm thấy cố hết sức lúc này là quân cũng không có cách nào đi quản khống chí thiên thần tác. Ngay vào lúc này, chân nguyên tiên tử đột nhiên mở mắt ra. Nàng dựa vào một tia tạo hóa khí, thế mà theo trong Nguyễn trận đi tới. Một giây sau, chân nguyên tiên tử tâm niệm nhất động, thân hình vặn vẹo, thế mà bắt khe hở, theo chí thiên thần tác bên trong xuyên thẳng qua đi ra. Là quân nếu là không có bị huyễn trận khống chế lại, chân nguyên tiên tử quả quyết không thể thoát ly chí thiên thần tác. Nhưng bây giờ, chân nguyên tiên tử lại là đợi cơ hội. Cái kia lão linh vô thú trông thấy chân nguyên tiên tử thoát đi huyễn trận về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nó quay người lại, cấp tốc đào tẩu. Nó tốc độ cực nhanh. Nhưng là, chân nguyên tiên tử cũng không có đi truy cái này lão linh vô thú. Mà chính là, nàng cấp tốc lấy cường đại pháp lực sắp tới thiên thần tác quyền khống chế đoạt lại. Nàng cưỡng ép xóa đi trí thiên thần tác bên trong thuộc về la quân ý thức. Nàng động tác nhanh như thạch quang điện lửa, tại cái kia lão linh vô thú chạy trốn trong nháy mắt, Chí thiên thần tác liền đem La Quân cho rắn rắn chắc chắc chói chặt lại. La Quân cảm giác mình vừa mới trưởng khống lấy linh hồn tinh thạch. Trong tay hắn cũng đúng là nắm chặt linh hồn tinh thạch. Nhưng là, một giây sau hắn thì ngây ra như phỗng. Chí thiên thần tác đã trong nháy mắt đem hắn trói lại, mà lại liên tiếp hắn huyết nhục kinh mạch. La Quân mở to mắt đã nhìn thấy trước mặt chân nguyên tiên tử. Chân nguyên tiên tử sắc mặt lạnh lùng như băng, nàng thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân bị chân nguyên tiên tử nhìn đến đáy lòng run rẩy, hắn xấu hổ cười một tiếng, tối nghĩa vô cùng nói, tỷ A, à, đều là hiểu lầm A. À. Ba, chân nguyên tiên tử một bà tai hung hăng xúc tới. Nàng ra tay cực nặng. La Quân chính là kim cương bất hoại chi thân, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mà lại, quan trọng hơn là, loại này cảm giác nhục nhã là cực kỳ mãnh liệt. La Quân nhất thời giận dữ, bà nội ngươi A, à, lão tử bắt ngươi đều chưa từng như thế nhục nhã ngươi, người mẹ hắn một chút cảm tình đều không nói a à. ba chân nguyên tiên tử lại một bà tay hung hăng đánh tới thứ một bà tay là má trái cái thứ hai cái tát là má phải người cái tiện nhân là quân giận tím mặt chân nguyên tiên tử cũng là thật hung ác lại ba 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 liên tục vung tới liên tiếp hai mươi cái cái tát đem la quân là quất đến mắt nổi đom đóm la quân cắn chặt hàm răng khuôn mặt sưng đỏ hắn chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã bà nội ngươi, là quân tiếp tục mắng to, người cái tiện nhân, có bản lĩnh ngươi giết lão tử. Chân nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, bổn tỏa không sẽ giết ngươi, bổn tỏa còn muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết đi không xong. Ngươi đã nói, 10 năm sau mới ra tay, là quân nói ra, nhưng bổn tỏa không có phát thệ, chân nguyên tiên tử nói ra, là quân không khỏi muốn phun ra một miệng lão huyết. Chân nguyên tiên tử nói ra, bổn tỏa phát thệ, là muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết đi không xong. La Quân nói ra, ngươi cái tiện nhân, sớm muộn lão tử muốn làm ngươi. Chân Nguyên Tiên tử sắc mặt nhất thời tránh qua phẫn nộ chi sắc, sau đó, nàng đột nhiên thân thủ hai tay tật bắt, lại là trực tiếp đem La Quân hai tròng mắt móc đi ra. La Quân hai mắt nhất thời chỉ còn lại có lỗ máu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thành người mù. Ngươi, La Quân đau đến tê tâm liệt phế hắn không nghĩ tới nữ nhân này thực có can đảm a à. bất quá la quân cũng sẽ không lo lắng như vậy mù hắn chỉ cần mình không chế ti liền có thể lại dài ra trong mắt tới chỉ là tiện nhân này ra tay thật là hung ác lúc này la quân chật vật tới cực điểm chân nguyên tiên tử cười lạnh nói ra bổn tọa biết người có bản lĩnh lại dài ra trong mắt tới nhưng bổn tọa còn có cái biện pháp cái kia chính là triệt để thiêu hủy ngươi hai mắt xung quanh kinh mạch dạng này, người sinh trưởng thì sẽ trở thành trống rỗng. Đến lúc đó, người liền sẽ trưởng thành một cái không có ánh mắt quái nhân. Nếu như, ta lại đem lỗ mũi của người cắt mất, người liền sẽ trưởng thành không có cái mũi quái nhân. Đây thật là thú vị, đến lúc đó, người hô hấp đều muốn thông qua lỗ chân lông, người liền miệng đều không có, người sẽ trở thành một cái xấu xí vô cùng quái nhân. Tin tưởng bổn tỏa, bổn tỏa tạo vật khí để người tuyệt đối không có tái sinh khả năng. Nàng đón đến, nói ra, tốt, bổn tọa lời nói xong. Bổn tọa lại cho ngươi một cái lá gan thử một chút, lại nhục mạ bổn tọa một tiếng. Ngươi như nhục mạ một tiếng, bổn tọa nếu không đưa ngươi biến thành người không mặt, vậy bản tọa nguyện ý vĩnh viễn không được siêu sinh. La quân vốn muốn chửi ầm lên, nhưng là rất nhanh, hắn thì thu miệng. La quân tỉnh ngộ lại, hắn cảm thấy mình gần nhất mấy năm này là có chút quá thuận. Cho nên mới sẽ thụ điểm khuất nhục, thì như thế nóng tính tràn đầy cùng chân nguyên tiên tử này nương môn đưa khí không có ý nghĩa a à. quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt như thế cùng với nàng đòn khiêng lấy sau đó thuộc chút đau khổ hoàn toàn là dư thừa a à. sau đó là quân lập tức nói tốt ta sai ta lại không miệng tiện có thể a à. chân nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng sau đó không lưu tình chút nào một chân đem la quân đá bay ra ngoài mẹ ngươi địa la quân trùng điệp ném ra hắn thật vất vả lắng lại phía dưới lửa giận lập tức lại vọt lên tới chân nguyên tiên tử lập tức hỏi người nói cái gì la quân hít sâu một hơi nói ra không có gì khóe miệng của hắn tràn ra tia máu đau thương cười một tiếng nói ra xem ra cuối cùng vẫn là ta quá ngây thơ thật sao chân nguyên tiên tử đi vào la quân trước mặt lạnh lùng nhìn lấy la quân la quân nói ra miệng ta xác thực tiện một số nhưng là chân nguyên ta có thể tránh thức xuất thủ ngả ngớn qua ngươi. Ta có thể quất qua ngươi một bạt tai. Ngươi sai, chân nguyên tiên tử ngạo nghễ nói ra, ngươi cùng bổn tọa, khác biệt. Ngươi bất quá là con kiến hôi, nhưng bổn tọa là chân thần. Con kiến hôi mệnh là tiện, mà thật thần không thể nhục. Một cái từ làm nhục, đều nhất định muốn gấp trăm lần hoàn lại. Là quân nói ra, con kiến hôi, ngươi tại ma quân trên tay, làm sao không là con kiến hôi. Chân nguyên tiên tử ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên lạnh lùng nói, quỳ xuống. Chí thiên thần tác lỏng một ít, hoàn toàn có thể cho la quân quỳ đi xuống. Nhưng là la quân lại là ngốc ngẩn ngơ, hắn thân thể hơi hơi phát run lên. Hắn thống hận nhất cũng là bị cưỡng ép nhục nhã quỳ xuống. La quân không hề động. Ngươi rất có cốt khí, chân nguyên tiên tử nói ra, vậy thì tốt, ta đếm một đến ba, ngươi không quỳ xuống, ta thì giết ngươi. Ta nói được thì làm được, một, hai, được, Ta quỳ, la quân cuối cùng vẫn là không có cậy mạnh đi xuống. Hắn khẽ cắn môi, hướng chân nguyên tiên tử quỳ đi xuống. Dập đầu, chân nguyên tiên tử tiếp tục nhục nhã la quân. La quân đã lưu manh, sau đó cũng liền trực tiếp dập đầu. Chân nguyên tiên tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tỏa còn tưởng rằng, người xương cốt cứng đến bao nhiêu. La quân không nói lời nào, hắn cắn chặt hàm răng. Đây tuyệt đối là cuộc đời vô cùng nhục nhã lúc trước thả vĩnh long đã cho hắn dạng này làm nhục nhưng thả vĩnh long đã được đến báo ứng la quân nói thầm ta không thể cứ như vậy chết ti kiều ngưng cùng tiên tôn vẫn chờ ta cứu chân nguyên ta thật là sai ta sai lầm lớn nhất lầm cũng là đối ngươi quá nhân từ cái nhục ngày hôm nay ngày khác ta tất gấp trăm lần hoàn lại la quân tâm lý có tính toán lúc này cùng chân nguyên đối nghịch cái này nữ nhân điên thật có thể đem chính mình giết mình nếu là chê ti như vậy đó mới là thật không có chút ý nghĩa nào nữ nhân loại động vật này lớn nhất không lý trí cho dù là chân nguyên tiên tử loại tu vi này nói điên thì điên bất chấp hậu quả nàng nếu là thật sự buồn bực lên cái kia quản la quân giá trị hoặc cái gì ngũ cốc xã tắc thần thụ cho nên hiện tại la quân đến theo chân nguyên tiên tử lông mò la quân còn có một cái điều kiện có thể cùng ngọc thanh môn nói cái kia chính là Lúc này không có người biết ngũ cốc xá tắc thần thụ đến cùng ở nơi nào. La quân tin tưởng, lấy linh tuệ hòa thượng bản sự, liền xem như Ngọc Thanh môn thái thượng tôn lầu cao tay cũng vô pháp phát giác. Đến lúc đó, chính mình liền có thể dùng ngũ cốc xá tắc thần thụ hạ lạc cùng Ngọc Thanh môn đàm phán. Kể từ đó, cũng có thể đem kiều ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên tôn cứu ra ngoài. Đây là La quân duy nhất tưởng niệm. Về sau, Trần Nguyên Tiên tử liền mang theo La quân rời đi lòng đất, tránh thức đến hoang nguyên phía trên chân nguyên tiên tử thương thế thực rất nặng, là quân nếu là thoát khốn, đều có thể cùng đánh một trận. Chân nguyên tiên tử hiện tại tu vi cũng là tại bầu trời cảnh sơ kỳ mức độ phía trên. Nhưng nàng có đặc biệt tạo hóa chi lực, đó là rất khủng bố cùng siêu nhiên đồ vật. Cho nên, nàng cũng mới có thể phá cái kia lão linh vô thú huyễn cảnh. Đến hoang nguyên phía trên, chân nguyên tiên tử nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra, người cái kia linh hồn tinh thạch, có chút kỳ diệu. Lấy ra đi. Ngươi muốn làm gì?" La là Quân bị kinh ngạc. Chân Nguyên Tiên tử cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu Tặc, ngươi có bao nhiêu giảo hoạt, bổn vạ không phải không biết. Cái kia linh hồn trong tinh thạch còn có cái kia tiểu linh vô thú tâm linh chi lực. Ngươi có thể phóng thích tâm linh chi lực, dẫn cái kia lão linh vô thú tiếp tục đến đây. Đúng hay không?" La Quân không khỏi run lên. Hắn thật là lưu giữ ý nghĩ này. Chỉ là, cái này Chân Nguyên Tiên tử, thế mà liền tầng này cũng ngờ tới giao ra chân nguyên tiên tử lãnh khốc nói với la quân la quân bất đắc dĩ đành phải đem linh hồn tinh thạch theo trong não vực đuổi ra chân nguyên tiên tử một phát bắt được sau đó thi triển pháp lực lại là muốn đem linh hồn tinh thạch hủy đi ngươi làm gì la quân quá sợ hãi đây là tâm huyết của hắn là hắn dựa vào sinh tồn trí bảo cũng là hắn linh hồn động thiên trọng yếu tạo thành bộ phận a nếu như hắn mất đi linh hồn tinh thạch như vậy lực lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều hắn quả thực là không nỡ linh hồn này tinh thạch hủy chân nguyên tiên tử dừng lại động tác trên tay cười khẩy nói ra thế nào chẳng lẽ ngươi còn không nỡ ngươi cảm thấy ngươi còn có lật bàn cơ hội ta cầu ngươi không muốn hủy nó nó là ta tâm huyết la quân từng chữ cắn răng nói ra muốn hắn nói ra một cái cầu tự gì khó khăn gì khuất nhục cầu chân nguyên tiên tử nói ra cầu người cũng không phải như thế cầu đến quỳ xuống đi cầu thật tốt cầu ngươi la quân cả giận nói ngươi nhất định muốn như thế lãng phí tại ta chân nguyên tiên tử nói ra lại không quỳ xuống bổn tỏa sẽ phải hủy linh hồn này tinh thạch la quân lợi đều muốn cắn chảy ra máu hắn không ngừng cảnh cáo chính mình nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nhẫn 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 chữ nhẫn trên đầu một cây đao lúc này làm sao không muốn nhảy dựng lên một câu nộ hống quỳ ngươi tê dại cái bích hắn có thể nhịn nhập thể thân thể thống khổ có thể chịu đựng rất nhiều tra tấn. Nhưng hắn sợ hãi tất cả nỗ lực phí công nhọc sức, hắn không nhất định lần này liền sẽ chết ti, nhưng nếu là sống sót, mà linh hồn tinh thạch hủy đi, hậu quả quá nghiêm trọng. Tốt, tốt, là quân bạo giống một tiếng, sau đó quỳ xuống đi xuống. Chân nguyên tiên tử, ta cầu ngươi, van cầu ngươi, không muốn hủy đi ta tinh thạch, có thể sao? La quân nói xong còn đập mấy cái khấu đầu, hắn trùng điệp đập, đem cái chán đập ra máu tươi tới cái này một cái chớp mắt, là quân trên người có loại thảm liệt bi tráng vị đạo. Nhưng cái này cũng không hề làm cho chân nguyên tiên tử có chỗ động dung, nàng nói ra, bổn tọa hiện tại hội mang ngươi hồi ngọc thanh môn, ngươi yên tâm, bổn tọa hội bảo vệ ngươi một cái mạng. Bổn tọa sẽ đem ngươi giam cầm lên, để ngươi không bằng heo chó còn sống. Đây mới thực sự là muốn sống không được, muốn chết đi không xong. Bổn tọa lời thề, há có thể phá mất. Tốt, tốt, la quân trong lòng nộ hống, máu, nhưng hắn không có hô lên âm thanh tới hắn xác thực không nghĩ tới cái này chân nguyên tiên tử là ác độc như vậy lòng giả dạ hẹp hòi chính mình tuy nhiên bắt nàng nhưng vẫn luôn không sao cả nàng có thể nàng ngược lại tốt tối thiểu một chút nhân nghĩa đều không nói nhưng lúc này hết thảy la quân đều là không thể làm gì sau đó chân nguyên tiên tử bắt la quân liền hướng ngọc thanh môn thông đạo lối vào cấp tốc bay đi nàng tốc độ rất nhanh nhanh như điện thiểm nhưng là rất nhanh, chân nguyên tiên tử cũng tao ngộ một bộ xấu hổ tràng cảnh. Cái kia chính là, trên bầu trời xuất hiện lần nữa cự màn đen lớn. Là quân bị chân nguyên tiên tử như vồ con gà con nắm lấy, hắn nhìn đến cái kia cự màn đen lớn lúc, trong lòng run lên, lập tức liền biết, cái kia lão linh vô thú lại ngóc đầu trở lại. Chân nguyên tiên tử trong mắt phát lạnh, nói, còn dám tới. Nàng trong nháy mắt chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém giết tới. Lập tức, cự màn đen lớn bị chém ra một đầu cửa. Chân nguyên tiên tử vận chuyển tạo vật khí, trước mắt hư ảo, huyễn cảnh chờ một chút hết thảy, liền toàn bộ biến mất. Nhưng là phía trước, lại là xuất hiện hai người ngăn lại chân nguyên tiên tử hòa la quân đường đi. Hai người kia, một cái cùng loại lão vô sư, một thân hắc bào, lại không phải người khác, chính là cái kia lão linh vô thú. Tại lão linh vô thú thân một bên, còn có một cái lão gia hỏa, lão gia hỏa này càng thêm tuổi già sức yếu, xem ra đã là dần dần già đi, hấp hối. Nhưng chính là hai người này, đứng ở hư không bên trong, cản trở chân nguyên tiên tử đường đi. Cái kia lão linh vô thú đối bên người lão giả nói ra, tiền bối, hai người này, tuổi trẻ tiểu tử là ta giết con cửu nhân. Nữ nhân này, chính là gặp rủi do tạo hóa cảnh cao thủ. Nàng chỗ lấy có thể phá vỡ chúng ta huyến trận, cũng là bởi vì nàng tạo vật khí. Chỉ cần chúng ta đem nàng giết, đoạt nàng tạo vật khí, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Lão giả kia cả người đều rất suy yếu bộ dáng, nhưng duy chỉ có một đôi tròng mắt, phá lệ có thần. Hắn trong đôi mắt tựa hồ có vũ trụ thương khung đồng dạng. Lão giả chính là duy nhất linh vô thú bên trong đệ nhất cao thủ, tuổi tác vượt qua vạn năm lâu. Bây giờ linh vô thú cũng liền tồn tại hắn cùng trước mắt cái này lão linh vô thú. Lão giả gọi là tấn, mà lão linh vô thú gọi là thay. Tấn lão mí mắt hơi hơi động một cái, hắn theo rồi nói ra, tốt ha, đã như vậy, cái kia hai cái này, đều khác buông tha. Nếu là tầm thường thời điểm, chân nguyên tiên tử chính là trạng thái toàn thịnh, nàng chỗ đó sẽ đem hai cái này lão già kia để vào mắt. Nàng vốn là cực độ cao ngạo hạng người, chính là lúc này, nàng cũng là không cho người nửa điểm làm nhục. Cái này tấn chuyện xưa chọc giận chân nguyên tiên tử. Muốn chê ti, Chân nguyên tiên tử mắt thả hàn quang, nàng cấp tóc chập ngón tay như kiếm. Tại cái này một cái chớp mắt chân nguyên tiên tử ngưng tụ cường đại tạo hóa chi lực, một kiếm chảm giết ra ngoài. Một kiếm này, kinh diễm cửu châu. Một kiếm này chém ra đi, chính là la quân toàn thịnh tu vi, cũng là đường chết đi một đầu. Ẩn chứa tạo hóa chi lực tồn tại, một kiếm này lực lượng, đã không phải là phàm nhân lực lượng. Tuy nhiên chân nguyên tiên tử đã rất là suy yếu nhưng một kiếm này vẫn là không thể coi thường. Lão Linh Vô Thú cũng không chịu nổi một kiếm này, lúc trước hắn vây khốn Chân Nguyên Tiên tử đều là ra bất ngờ, không để cho Chân Nguyên bây giờ đang ở thanh tỉnh trạng thái dưới đi ra kiếm. Mà lại, Chân Nguyên Tiên tử cũng là bởi vì thời gian dài như vậy, lực lượng bắt đầu khôi phục một số. Tại lúc mới đầu, Chân Nguyên Tiên tử suy yếu đến có thể bị người bình thường xử lý cấp độ. Lúc này, chỉ tiếc Chân Nguyên Tiên tử đụng phải là sống vạn năm lâu tấn lão tấn lão hai mắt cũng lập tức tách ra hàn quang tới cái kia một đôi mắt đột nhiên phóng đại trong con mắt màu đen vô hạn phóng đại sau đó toàn bộ tấm màn đen đem chân nguyên tiên tử hòa la quân bao phủ la quân ánh mắt tuy nhiên nhìn không thấy nhưng hắn pháp lực vẫn còn thần niệm vẫn còn ở đó cái này một cái chớp mắt la quân thì biết mình cơ hội tới lúc này chân nguyên tiên tử tuyệt đối là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng như vậy lúc này chính mình liền có thể tìm cơ hội tránh thoát trí thiên thần tác la quân trong lòng nín một hơi lần này hắn nếu có thể xoay người hắn tuyệt đối sẽ không lại cho chân nguyên một chút nhân từ la quân thu thần niệm lúc này hắn không thèm quan tâm bốn phía hết thảy cũng không đi cảm ứng nhưng dù vậy vô tận áp lực cùng khủng bố vẫn là quấn lên tới vẫn là vô số màu đen xúc tu bắt lên đến xé rách lấy hắn thần kinh cái này linh vô thú huyễn trận cũng không phải ngươi muốn tránh đi thì có thể tránh. La Quân bảo trì lại tâm linh kiên định, không bị thân thể cảm giác đau làm cho mê hoặc. Lúc này, La Quân đối chính hắn đều hình thành một loại cường đại thôi miên. Loại này thôi miên chính là, hết thảy đều là giả. Liền là có người thật đến cắt hắn thịt, hắn cũng sẽ cho rằng là giả. Loại này thôi miên công phu, La Quân không phải tại đạo thuật trung học, mà là tại thế giới bao la, hiện đại đặc trùng trong khi huấn luyện học. Tại đã từng hai chiến bên trong, gián điệp huấn luyện lúc, có một loại thôi miên cũng là để cho mình tin là thật. Tỷ như, thân phận của hắn vốn là Trương Tam, nhưng lại có thể ngày qua ngày huấn luyện, thôi miên để hắn tin tưởng mình là lý tứ. Chỉ có nên nói lên nào đó một chuỗi mật mã lúc, hắn có thể nhớ tới thân phận chân thật. Là Quân vẫn luôn đang tính toán, cho nên lúc này, hắn không lấy đạo thuật đến chống cự, mà chính là lấy kỳ diệu thuật thôi miên đến chống cự đây là một loại khác thường phản ứng, cũng là tấn lão cùng lão linh vô thú tuyệt đối không có nghĩ tới cùng không có đụng phải. Những người này ở đây đạo thuật trong lĩnh vực chìm đắm quá sâu, chỗ đó sẽ đi nhìn trộm thế giới bao la một số hiện đại đồ vật. Là quần đem hết thảy ảo giác triệt để quẳng đi bên ngoài, hắn đại não bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình là muốn làm gì. Mà lúc này, chân nguyên tiên tử lại là không tốt lắm. Bởi vì tấn lão huyến trận quá mạnh, nàng tạo vật khí cũng bị áp chế lại chân nguyên tiên tử giờ phút này trong lòng đại hật nếu là nàng thực lực toàn thịnh há có thể tùy ý mấy cái này mà cả bông khi nhục nhưng hiện thực thường thường cũng là như vậy tàn khốc la quân một mực tại tìm cơ hội hắn cũng không phản kháng xem ra la quân là dễ đối phó tấn lão cùng cái kia lão linh vô thú toàn lực công sát chân nguyên tiên tử nồng đậm tới cực điểm lam sắc quang mang đem la quân cùng chân nguyên tiên tử bao phủ Chân Nguyên Tiên Tử cố hết sức tới cực điểm, nàng mỗi phát ra một lần tạo vật khí, nội thương liền sẽ nặng một phần. Tạo vật khí chính là nàng tinh nguyên chỗ a. Là Quân rõ ràng cảm thụ được huyến trận bên ngoài cảnh tượng chân thực, hắn cảm nhận được Chân Nguyên tình trạng quẫn bách. Rất tốt, rất tốt. là Quân trong mắt lóe ra độc quang. Trở về, là Quân bàn tay lớn vồ một cái. Cái kia linh hồn tinh thạch lập tức theo Chân Nguyên Tiên Tử phòng bị tu di bên trong nhảy ra, bay đến La Quân trong tay chân nguyên tiên tử cảm giác được La Quân đang biến hóa, trong nội tâm nàng đại hận, lập tức phân ra dư lực khu động trí thiên thần tác. Sau đó, cái kia trí thiên thần tác bắt đầu rảo sát La Quân. Vô cùng đau nhức, nhưng là La Quân đã thôi miên chính mình, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là giả tưởng. Thế nhưng là, loại đau này cũng không phải là ảo giác. La Quân nếu là tùy ý trí thiên thần tác như vậy đi xuống, hắn chính là một con đường chế ti. La Quân nắm chặt linh hồn tinh thạch trong nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, cấp tốc khôi phục chân thực trạng thái. Theo thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Sau đó cái này một cái chớp mắt, các loại đau đớn chân thực tới cực điểm. Bất quá, trí thiên thần tác phát công để La Quân theo trong huyễn trận triệt để đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên mở mắt, cái này một cái chớp mắt, tế bào kỳ diệu biến hóa, hắn hai mắt lỗ máu đột nhiên chóc ra. Một đôi sáng ngời con người trực tiếp xuất hiện. La quân vốn là có cường đại tái sinh công năng, dài ra một đôi mắt, dễ như trở bàn tay. La quân liền thấy tại trên cánh đồng hoang, tấn lão cùng lão linh vô thú đang toàn lực thi triển. Lão linh vô thú tế ra tâm linh tinh thạch, phát ra lam sắc quang mang bao phủ lại hắn cùng chân nguyên tiên tử. Mà tấn lão thì là hai mắt phát ra lam mang tới. Đối với La quân thoát ly, tấn lão cùng lão linh vô thú bị kinh ngạc. Nhưng lúc này, bọn họ mê hoặc không La quân. Bởi vì La Quân sắp bị trí thiên thần tác giết chế ti. Trí thiên thần tác có thể đem La Quân kinh mạch rảo sát thành phấn vụn, đây là liên lụy huyết nhục thống khổ. La Quân may mắn là thân thể cường hãn, cho nên còn có thể kiên trì đến lâu một chút. Đương nhiên, lúc này cũng là có chân nguyên tiên tử không rảnh bận tâm La Quân nguyên nhân. Chân nguyên tiên tử phân tới lực lượng rất yếu. La Quân bạo giống một tiếng, đem cái kia linh hồn tinh thạch hóa thành một miệng sắc nhọn kiếm hắn hung hăng theo chính mình phần eo một kiếm chém giết tiến vào. Máu tươi bưu tung tóe. Sau đó, một kiếm liền đem cái kia chí thiên thần tác chặt đứt. Một kiếm này, là quân dùng tới linh hồn lui lực. Tinh nguyên một kiếm. Một kiếm ra ngoài, chí thiên thần tác nội bộ trận pháp tinh khí toàn bộ bị phá hư. Là quân một chảo, đem cái kia chí thiên thần tác triệt để cầm ra đến, sau đó ném ra bên ngoài. Nếu không phải chân nguyên tiên tử không rảnh bận tâm, La Quân lần này thao tác là tuyệt không thể hoàn thành. La Quân kiếm không có khả năng chạm đi vào. Nhưng La Quân cũng là thật hung ác, hắn không tiếc theo trong thân thể mình chém giết đi vào. Cái này hung hăng một kiếm, đổi lại hắn cao thủ, trực tiếp thân thể thì chế ti. Nhưng là La Quân máu tươi địa phương đã nhanh nhanh kết phải, ngay tại phục hồi như cũ. Lúc này, La Quân không nói hai lời, một kiếm chém ra đi. Cái kia lão linh vô thú còn chưa kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp bị la quân chém bay đầu lâu. Lão linh vô thú như vậy chết đi thảm. Màu xanh lam huyết dịch theo nó đầu lâu chỗ chảy ra. Cái kia tấn lão thấy thế, không khỏi thất sắc. La quân cười lạnh một tiếng, hắn vừa tiến lên trước một bước. Tấn lão hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang tới. Hai khỏa con người màu xanh lam thế mà bay thẳng đi ra. Một con mắt trực tiếp đánh vào đến chân nguyên tiên tử trong đầu. Còn có một con mắt hướng la quân bắn vụt tới, La Quân cảm thấy không lành, thân thể nhoáng một cái, liền muốn né tránh. Nhưng cái này kỳ diệu là, hắn cái này trốn một chút, thế mà không có né tránh. Viên kia con người màu xanh lam vẫn là đánh vào đến hắn trong não vực. Ừm, tại cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Bởi vì La Quân đột nhiên cảm thấy, đại não bình tĩnh trở lại. Trước đó, La Quân đại não từ trường cường đại, cuồn cuộn như tinh hà. Tâm ý nhất động, pháp lực vô biên. Nhưng là giờ phút này, hắn trong não vực những thứ này toàn bộ biến mất. Hắn thành vì một người bình thường. Hắn tựa hồ, mất đi pháp lực. La Quân nhìn xem trong tay linh hồn tinh thạch, linh hồn này tinh thạch thành màu đen tinh thạch. Hắn cảm giác tinh thạch này tựa như là phổ thông thạch đầu. Hắn cảm giác không thấy bên trong thần diệu. La Quân trong lòng bối rối một chút. Cái này, quá không thể tiếp nhận. Làm sao có thể sẽ dạng này? Mà lúc này, Hòa La Quân một cái cảm thụ còn có chân nguyên tiên tử. Chân nguyên tiên tử cũng không cảm giác được pháp lực, nàng vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cái kia Tấn lão. Tấn lão hai mắt đã mù, hắn tại cái này một cái chớp mắt, lộ ra càng thêm suy yếu. Hắn đột nhiên thì co quắp ngồi xuống, giống như là lực khí toàn thân đều đã hao hết đồng dạng. Ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Chân nguyên tiên tử nổi giận, một chút lẻn đến Tấn lão mặt trước, nàng một phát bắt được tấn lão cổ áo, hung dữ hỏi. Tấn lão mỉm cười, hắn nụ cười cũng lộ ra khủng bố các ngươi. Đều là ác ôn, hiện tại, chúng ta linh vô thú nhất tộc, như vậy tuyệt tích. Nhưng là, thù chúng ta không thể không báo, các ngươi pháp lực đã bị ta tâm linh bảo thạch triệt để phong ấn chặt. Tiếp đó, các ngươi không có có pháp lực, các ngươi sẽ chết ti tại cái này man hoang bên trong. Bởi vì, nơi này bất kỳ một cái nào yêu ma đều có thể xé rách các ngươi ha 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 ha. Sau đó, tấn lão như vậy nghẹo đầu, triệt để nuốt sau cùng một hơi. Tấn lão như vậy chê ti. Liền chỉ còn lại có La Quân cùng chân nguyên tiên tử hai mặt nhìn nhau. La Quân tuy nhiên mất đi pháp lực, nhưng là hắn cường hắn tự lành năng lực vẫn còn ở đó. Hắn hiện tại liền phòng bị tu di đều mở không ra, bởi vì không cảm giác được bất luận cái gì từ trường phần tử. Hắn đem cái kia linh hồn tinh thạch chứa vào trong túi áo chân nguyên tiên tử ánh mắt đến la quân trên thân la quân trong mắt bạo lệ chi khí lộ ra hắn từng bước một hướng đi chân nguyên tiên tử chân nguyên tiên tử cũng liền đứng lên nàng lạnh lùng nói ra tiểu tặc ngươi cho rằng bổn tỏa không có pháp lực liền có thể mặc cho ngươi khi nhục la quân cũng không nói chuyện tiến lên trước một bước hắn pháp lực không tại nhưng là thân thể lực lượng vẫn còn ở đó tốc độ của hắn y nguyên nhanh như thiểm điện chỉ một chút liền đến chân nguyên tiên tử trước mặt chân nguyên tiên tử cũng là thân thể đại viên mãn cao thủ chỉ là nàng vừa mới lui la quân liền đã bóp lấy nàng trắng như tuyết cái cổ lý luận cùng hiện thực trung quy vẫn là có khoảng cách chân nguyên tiên tử luôn luôn đều là vận dùng pháp lực giết người thân thể là thói quen tại ức vạn dạm anh bên trong tia chấp xuyên thẳng qua cái này đột nhiên đọa lạc trần thế mất đi lực lượng nàng thân thể này hoàn toàn theo không kịp nàng ý nghĩ chân nguyên tiên tử hai mắt trợn lên Nàng không dám tin trước mắt đây hết thảy. La quân sau đó không chút khách khí một bàn tay hung hăng vung đi qua. ngươi dám đánh ta, chân nguyên tiên tử nhìn hầm hầm la quân, nàng nửa bên gò má sưng tấy lên. Ba, la quân lại một bà tay rút đi qua. Chân nguyên tiên tử nổi giận. Nhưng la quân không quan tâm, một chân đá hướng chân nguyên tiên tử bụng, đem chân nguyên tiên tử đá bay ra ngoài. Sau đó, la quân sói đói chụp mồi, trực tiếp cưới tại chân nguyên tiên tử trên thân hắn cấp tốc tay năm tay 10, một chút 20 cái cái tát phung đi qua. Chân nguyên tiên tử trực tiếp bị đánh đã hôn mê. Tiện ti, tỉnh lại, trang cái gì chê ti. La quân nhảy dựng lên, một chân đá đi. Chân nguyên tiên tử không nhúc nhích. La quân tâm phiền ý loạn tới cực điểm, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này ác khí vẫn là ra một số. Chân nguyên tiên tử cũng không có mê man bao lâu, nàng rất nhanh liền ngồi xuống. Lúc này, trong mắt nàng tràn ngập oán độc chi ý. Tiểu tặc, người dám làm nhục như vậy bổn tọa, bổn tọa ở đây thề, chỉ cần bổn tọa khôi phục lực lượng, chuyện thứ nhất chính là muốn đưa ngươi. Chân nguyên tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ba, la quân không có cho chân nguyên tiên tử nói dứt lời cơ hội, lại một bà tai rút đi qua. Quỳ xuống, la quân lạnh lùng nói ra. Ngươi mơ tưởng, có bản lĩnh ngươi giết ta, chân nguyên tiên tử quả thực là muốn thức điên. Ta đếm một đến ba, người muốn không phải không quỳ xuống. Ta liền đem quần áo người toàn bộ lột sạch, sau đó tìm một sợi dây thường buộc lấy ngươi, tựa như buộc lấy một đầu mẫu như heo, theo cánh đồng hoang vu này bên trong một đường đi. Một, hai, là quân lãnh khốc tới cực điểm. Ba, là quân sau khi nói xong, chân nguyên tiên tử lại vẫn không có quỳ. La quân gật gật đầu, nói ra, tốt, có cốt khí. Hắn hướng chân nguyên tiên tử giơ ngón tay cái lên chân nguyên tiên tử hít sâu một hơi, nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nói ra, đại đạo phía trước, đủ kiểu khuất nhục, tra tấn, bất quá đều là một trận lịch luyện. Hoặc là tại lịch luyện bên trong chết đi đi, hoặc là tại lịch luyện bên trong nhất bàn. Nhưng tuyệt không tại lịch luyện bên trong cúi đầu khuất phục. Nàng sau đó mở mắt nhìn về phía la quân, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng bổn tỏa sẽ như ngươi, dập đầu cầu xin tha thứ, làm đáng thương hình dáng. Tới đi, đưa người tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra bổn tọa nếu là một chút nhíu mày liền coi như là ngươi thắng mỗi người một vẻ có người sợ sinh có người sợ chế ti có nhân nô mặt quỳ gối chính là thái độ bình thường có người thì thà chế ti chứ không chịu khuất phục la quân nhìn lấy chân nguyên tiên tử chân nguyên tiên tử lại là y nguyên cao ngạo nàng cho dù bị la quân đánh thành đầu heo nhưng trên người nàng ngạo khí lại là y nguyên bất diệt đây là một loại tinh thần giống như nàng vĩnh viễn là đúng mà la quân bất quá là tôm tép nhãi nhép đồng dạng la quân một hơi này thật đúng là nuốt không trôi nhưng là hắn y nguyên không thể đem chân nguyên tiên tử giết một để lộ mối hận trong lòng bởi vì chỉ cần còn sống thì đại biểu có hy vọng có hy vọng thì không thể buông tha ta xác thực làm không được la quân thở dài hắn nói ra ta không bằng ngươi ngươi có thể nói được thì làm được chân nguyên tiên tử im lặng không muốn lại để ý tới La Quân. La Quân bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, nói ra, có điều, ta không biết ngươi tại dưới thân nam nhân thời điểm, có phải hay không y nguyên như thế có cốt khí cùng ngạo khí. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dập đầu, cho ta đập đủ 10 cái khấu đầu. Sau đó, ngươi đối với ta làm nhục liền như vậy a. À. Nếu không nói, nếu không như thế nào, chân nguyên tiên tử nói ra, không phải liền là thân thể túi ra dơ bẩn sự tình sao. Ngươi cho rằng, cái này có thể uy được bổn tỏa sao? Nữ nhân này, quả nhiên là ăn chắc La Quân. Nhưng là, một hơi này, La Quân không có cách nào lắng lại. Hắn nhìn lấy chân nguyên tiên tử ngông nghênh kiên cường, càng nghĩ càng giận. Lúc này, lão tử còn cố kỵ cái gì? La Quân trong mắt thả ra hung ác quang tới, đàn bà thúi, được, lão tử dạy ngươi làm thế nào nữ nhân? Hắn sau khi nói xong, hổ nhào tới. Chân nguyên tiên tử chỗ đó dẫy ruộ đến mở. Sau đó, lúc này chân nguyên tiên tử tựa như là một cái bình thường nữ nhân bị xâm phạm một dạng, nàng bắt đầu dẫy dụa hai lần. Về sau dứt khoát thì không giấy dụa, nàng thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Đây là một trận tâm lý đánh cược. La Quân đã lại nhiều lần thua trận. Lúc này, La Quân đã là đâm lao phải theo lao. Hắn cắn răng, đã không còn bất luận cái gì bàng hoàng cùng do dự. Về sau, hắn không có bất kỳ cái gì trò vui khởi động, xé rách ra chân nguyên tiên tử váy băng lãnh thô bạo la quân cùng chân nguyên tiên tử nhìn nhau hai người ánh mắt băng hàn tràn ngập sát ý nhưng bọn hắn lúc này lại tại làm lấy thân mật nhất động tác rất rất lâu về sau thủy triều rốt cục đi qua la quân cảm thấy vừa lòng thỏa ý trong lồng ngực chiếc kia ác khí cũng rốt cục triệt để đi ra chân nguyên tiên tử lạnh lùng đứng dậy mặc quần áo bất quá váy bị xé rách đến có chút nát có chút xuân quang không thể tránh né lộ ra. La quân ngồi xếp bằng. Hắn tuy nhiên xuất khí, nhưng hắn rốt cuộc làm một kiện chính mình bình sinh khinh thường sự tình. Đây là một loại đọa lạc. Là hắn sợ hãi đọa lạc. Hắn nhất định phải tịnh hóa, bày chính tự mình tâm tính. Nếu không nói, hắn sẽ đi hướng ma đạo, đồng thời tại ma đạo phía trên càng chạy càng xa. Mà chân nguyên tiên tử đối la quân tự nhiên là hận tới cực điểm cứ việc nàng mặt ngoài y nguyên lãnh ngạo, nhưng nội tâm của nàng chỗ cảm thụ đến cảm giác nhục nhã là chân thật, là vung đi không được. La Quân cũng không phải là đạo đức vệ sĩ, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn hiện tại muốn làm liền là làm sao khôi phục pháp lực, sau đó mang chân nguyên tiên tử đi phía tây vương giới. Từ đó thoát ly địa ngục, như thế về sau, lại cùng Ngọc Thanh Môn làm giao dịch. Hắn bắt đầu cảm thụ trong não vực pháp lực, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, đại não trạng thái tựa như là mất điện máy tính. Làm điện liên tiếp thời điểm, máy tính có thể liên thông thế giới, phong phú toàn diện. Nhưng ngắt điện về sau, máy tính chỉ còn lại có băng lãnh màn hình. Là quân hiện tại thì mảy may không cảm giác được từ trường cùng pháp lực tồn tại. Cái này khiến hắn rất sợ hãi. Rốt cuộc lên không được thiên, nhập không vào địa. Pháp lực nhất định vẫn là tồn tại, đây cũng là một loại lợi hại huyễn trận. Là quân tâm lý rất là rõ ràng nhưng pháp lực vốn là tinh thần lực một loại biểu hiện phương thức. Giống như Internet kinh tế, người nói nó là bọt biển, nó có lẽ có bọt biển. Nhưng người không thể coi nhẹ nó, nó triển hiện ra tài phú cũng là dung chuyển trời đất. Pháp lực cũng là như thế, người nói nó không tồn tại, giống như cũng không tồn tại. Nhưng nó một khi thi triển đi ra, lại là có thể hoành tạo thiên địa. Là quân đối với cái này không thể làm gì. Chân nguyên tiên tử cũng muốn khôi phục pháp lực, mà nàng cũng giống như La Quân không thể làm gì. La Quân ngẫm lại, nói với Chân Nguyên Tiên tử, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, trước đó ân oán, ta như vậy theo ngươi xóa bỏ. Về sau ngươi muốn báo thù, ta chờ lấy ngươi chính là. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là cái gì? Chân Nguyên Tiên tử lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cùng những cái kia lớn nhất Tì tiện ác ôn tiểu nhân, có gì khác biệt? Đại trưởng phu, như thế nào được như ngươi loại này vô sỉ hành động? Chân Nguyên đến giờ này khắc này ngươi còn muốn công kích ta tâm linh lỗ thủng la quân cười lạnh một tiếng nói ra quên đi ngươi không quan tâm đồ vật ta cũng chưa chắc quan tâm ngươi cảm thấy ta ti tiện chính ngươi rất cao thượng sao cao hơn cái từ ngữ này lý giải ra sao bước người quỳ xuống là ngươi trước bước đi rất cao thượng sao chân nguyên tiên tử nói ra nhưng ngươi tự xưng là cao hơn ngươi cảm thấy ngươi còn có chút phòng tuyến cuối cùng có thể ngươi bây giờ đã không có phòng tuyến cuối cùng. Là quân nói ra, ta hướng người quỳ xuống, không phải là bởi vì ta đê tiện. Ngươi nói chân tiên không thể nhục, ta nói cho ngươi, con kiến hôi cũng không thể nhục. Người có thể không hướng ta quỳ xuống, là bởi vì ngươi chẳng sợ hãi. Bởi vì trên đời này không có người lo lắng người, ta hướng người quỳ xuống, là bởi vì ta còn muốn giữ lấy hữu dụng chi thân đi cứu người. Như thế như vậy chết đi tại trên tay ngươi, không có lời mà thôi. Hắn đón đến, nói tính toán ta không cần thiết theo ngươi nói nhảm những thứ này hắn đem trên thân áo mặc kéo xuống đến nói ra chính mình che che đi nói xong cũng ném qua đi chân nguyên tiên tử xác thực cảm thấy không quen lắm nàng không có cự tuyệt la quần áo mặc nàng đem la quần áo mặc sau khi nhận được sau đó thắt ở bên hông che kín xuân quang kể từ đó nàng mới phát giác được tự tại một số hoa nguyên phía trên đột nhiên biến đến rất lạnh nói cho đúng, không phải hoang nguyên lạnh. Mà chính là hai người này mất đi cường đại pháp lực che trở về sau, bắt đầu không thể chống cự lạnh lẽo. La quân còn nói được, hắn thân thể đi qua lôi điện thối luyện, lại đi qua điện sát thối luyện. Cũng không sợ lạnh, nhưng chân nguyên tiên tử lại là có chút không chịu nổi. Cánh đồng hoang vu này phía trên lạnh, cũng không phải là loại kia bắc băng dương cực hàn chi lạnh. Nơi này lạnh là mang tính ăn mòn, mang độc nơi này vốn cũng không phải là thích hợp phổ thông nhân loại sinh tồn địa phương. nếu như là hai cái người bình thường ở chỗ này nghỉ ngơi một phút đồng hồ liền phải chết ti. ta hiện tại có thể đi thôi. chân nguyên tiên tử bỗng nhiên nói ra, đã ngươi nói ân oán đã. la quân lập tức nói, khó mà làm được, ta còn phải dựa vào ngươi đi cứu thê tử của ta cùng bằng hiếu. đã có thê tử lại làm không bằng heo chó sự tình. chân nguyên tiên tử nói ra. Là quần nói ra, cái gì gọi là không bằng heo chó sự tình. So với người đối với ta làm sự tình, ta đối với ngươi làm xem như nhân từ. Không đều là làm nhục sao. Chân nguyên tiên tử không khỏi hơi hơi nghẹn lời. Nàng nói tiếp, người ta đều phải chế ti tại cánh đồng hoang vu này phía trên, không có có pháp lực, yêu ma hoành hành, chỉ có chở chế ti. Người còn đang nắm bổn tọa làm cái gì? Chí ít chế ti, bổn tọa không muốn cùng người cái này dơ bẩn người chế ti cùng một chỗ. Cho nên, người cùng ta khác biệt, là quân nói ra, tuy nhiên chúng ta sinh tồn hy vọng không lớn, nhưng chỉ cần không chết ti, ta thì sẽ không buông tha cho. Trừ phi ta chết ti, không phải vậy nói, người đừng hòng trốn ra lòng bàn tay ta. Chân nguyên tiên tử trầm mặc đi xuống. Nàng hiện tại thật là thân bất do kỳ. Liền đúng lúc này, lần thứ nhất nguy hiểm buông xuống. Hoang nguyên bốn phía, không biết lúc nào xuất hiện bốn đầu hồng phát la sát. Cái này bốn đầu hồng phát la sát cao chừng 2 mét, mái tóc màu đỏ, khuôn mặt vặn vẹo mà quái dị. Quanh thân đều là cứng rắn vảy giáp màu đen, 10 phần quái vật. Là quân cùng chân nguyên tiên tử đáy lòng cảm nhận được nguy cơ, tầm thường thời điểm, bọn họ thật không có con mắt nhìn qua những thứ này không có ý nghĩa yêu ma la sát. Nhưng là lúc này, mất đi pháp lực về sau, mới phát hiện cái đồ chơi này vẫn là rất đáng sợ. Riêng là nơi này chính là là địa ngục tầng 18, nơi này yêu ma là lợi hại nhất chân nguyên tiên tử lập tức đứng lên la quân cũng ngưng thần mà đối đãi hắn hiện tại không cảm ứng được phòng bị tu di tay phía trên bất kỳ vũ khí nào đều không có xưa nay lúc cái này bốn đầu yêu ma la sát cảm nhận được la quân cùng chân nguyên tiên tử khí thức liền sẽ tránh ra thật xa nhưng là hôm nay bọn họ lại đánh bạo bốn phía la quân hít sâu một hơi nói với chân nguyên tiên tử đánh không lại ngươi liền chạy đừng đề cập trước chế ti ta còn bắt ngươi chỗ hữu dụng Chân Nguyên Tiên tử lạnh ngừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Bốn cái yêu ma la sát vây quanh La Quân cùng Chân Nguyên Tiên tử. Nó trên người chúng tản mát ra khí tức cường đại tới. Bên trong cầm đầu một cái yêu ma la sát, ánh mắt lạnh, nó cũng không biết nói chuyện, mà chính là gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền để ba tên thủ hạ hướng Chân Nguyên Tiên tử tiến công. Mà hắn thì khóa chặt La Quân. Ba tên yêu ma la sát cùng một chỗ hướng Chân Nguyên Tiên tử vồ giết tới, bọn họ lực lớn vô cùng một trận mãnh liệt xé rách trạng thái như điên cuồng chân nguyên tiên tử tại cái này một cái chớp mắt đầu trống rỗng mất đi pháp lực nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào tác chiến nàng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là công kích không chỗ có thể trốn không chỗ có thể ẩn nấp la quân thấy thế không thể làm gì hắn đoạt trước một bước động hắn làm sao có thể để chân nguyên tiên tử cứ như vậy bị yêu ma xé rách thành toái phiến đây la quân nhất động cái kia cầm đầu yêu ma la sát cũng theo động. Cái này cầm đầu một chân tiến lên trước, ngăn lại la quân đường đi, sau đó nhất chảo hướng la quân đỉnh đầu chụp tới. La quân không chút nghĩ ngợi, một cái linh dương móc sừng nhưng cắm ra ngoài, trong nháy mắt liền đến chân nguyên tiên tử bên người. Hắn một thanh chặn ngang bắt chân nguyên tiên tử, sau đó trực tiếp kẹp ở dưới xương sườn. Sau đó, la quân bắt chuẩn khe hở, lại hướng phía trước tia chớp vọt tới những yêu ma này la sát có sắc nhọn móng vuốt, hung mãnh cậy mạnh, còn có cứng rắn khải giáp. Người trên tay có vạn nu đều khó có thể đối phó. Phổ thông nhân loại gặp phải yêu ma tuyệt đối là một chàng tai nạn. Nhưng là trước mắt yêu ma vẫn bất hạnh, bởi vì bọn họ gặp phải là thân thể đệ nhất nhân, là quân. Nếu như không còn pháp lực thế giới bên trong, là quân liền xem như gặp phải viên giác, hắn cũng là có thể đem hành hung. Đánh ra phương diện, hắn hiện tại thì chưa từng bại qua. Chân Nguyên Tiên Tử, tạo hóa cảnh cao thủ, tuyệt đối cao cao tại thượng. Nhưng mất đi pháp lực về sau, tại La Quân trước mặt, cũng bất quá là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lúc này, La Quân mang theo Chân Nguyên Tiên Tử chạy ra La Sát Yêu Ma vây quanh. Sau đó, hắn ra tay trước. La Quân đem Chân Nguyên Tiên Tử buông xuống, không kiên nhẫn nói ra, đứng xa một chút. Sau đó, hắn bạo giống một tiếng, cả người như mãnh hổ hạ sơn, hướng cái kia bốn cái yêu ma La Sát tiến lên chỉ gặp hắn mũi chân điểm một cái, đột nhiên thì cưỡi đến cái kia cầm đầu yêu ma hai bờ vai. Hắn tiếp lấy ôm lấy nó đầu, hai tay như là cối say, hung hăng vặn một cái. Nhất thời, màu xanh sẫm máu tươi phun tung tóe đi ra. Là quân bắt cái kia đầu, mạnh nữa lực ném một cái, hướng bên cạnh một cái yêu ma đầu đập tới. Cái kia cầm đầu yêu ma vừa tốt ngã xuống, là quân thân thể mèo eo vào tới, lẻn đến bên kia yêu ma dưới hông. Hắn bắt lấy bắp đùi, phải chân vừa đạp, hung hăng đem cái này yêu ma chân xé rách xuống tới. Cái này yêu ma đau đến lập tức lăn lộn trên mặt đất. Là quân xuất thủ, đều tại thiểm điện ở giữa. Sau đó, lại hai lần vào tới, quyền kinh phóng thích tại mặt khác hai cái yêu ma nơi cổ họng. Tại chỗ khiến chê ti thảm. Là quân nhanh gọn giải quyết cái này bốn đầu yêu ma la sát. Có điều hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt cũng mất đi chân nguyên tiên tử tung tích này nương môn thừa dịp la quân săn giết yêu ma lúc thế mà đào tẩu. La quân thấy thế, cũng bất quá là cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm khóa chặt chân nguyên tiên tử khí thức, tài liệu nàng cũng trốn không xa. La quân trên thân còn có màu xanh sẫm máu nước, nương theo lấy hôi thối. Loại này máu nước còn có rất mạnh tính ăn mòn. La quân cũng không quan tâm, hắn thân thể này, cơ hồ là bách độc bất xâm. Hắn thân thể hai bên lắc một cái, cường đại hăng hái như vạn vôn điện lưu trào lên trực tiếp đem tất cả vết máu toàn bộ dốc hết ra bay ra ngoài tuy nhiên như thế nhưng trên thân cái kia cỗ mùi vị vẫn là tại la quân quay đầu mắt nhìn cái kia chết ti đi tấn lão cùng lão linh vu sát thú thân thể đều đã mềm thành túi ra xem ra trèo chống bọn họ thân thể chính là những cái kia từ trường lực lượng rất kỳ quái tồn tại la quân không kịp muốn khác liền bước nhanh chân đuổi theo cái kia chân nguyên tiên tử hắc ám trong hoang nguyên nguy cơ tứ phía u minh chi khí còn quấn chân nguyên tiên tử vốn tên gọi là nhã chân nguyên nhã chân nguyên sinh ra thời điểm thế giới bao la thụ thần ma đại chiến chỗ mệt mỏi bách phế đãi hưng nàng không biết mình phụ mẫu là ai cũng không biết mình đến từ hà phương sư phụ thu dưỡng nàng thời điểm nói cho nàng là tại một mảnh núi hoang trong bãi tha ma thấy được nàng lúc đó ngốc ưng ở trên không xoay quanh ngay tại ăn hắn thi thể sư phụ chính là Ngọc Thanh Môn Phó Trưởng Giáo, gọi là Nhã Tụng. Nhã Tụng thu dưỡng nàng, từ đó đã như nữ nhi ruột thịt. Nhưng là sư phụ về sau lại tại một lần lịch luyện bên trong chế ti oan chế ti uổng, cả đời không có bước vào thiên vị cảnh tu vi. Sư phụ lớn nhất hy vọng, cũng là hy vọng nàng có thể thành tựu tạo hóa cảnh. Nhã chân nguyên làm đến. Nàng đoạn đường này đến, xông qua vô số hung địa. Nàng đã từng tại địa ngục bên trong đợi hơn trăm năm lâu. Nàng đã từng đi qua tránh thức man hoang thế giới, cùng ác long giết được. Nàng đã từng bị người cầm tù trong lòng đất đạt mấy trăm năm lâu. Nàng cái này cùng nhau đi tới, nàng không nhớ ra được chính mình ăn bao nhiêu khổ. Nhưng khi nàng đã tới thiên vị cảnh về sau, nàng không còn có ăn rồi khổ. Không còn có người có thể cho nàng khổ ăn. Nàng đã hai ngàn năm không có nhận qua bất luận cái gì nhục nhã. Nàng đã từng đứng tại tuyết sơn chi đỉnh, nhìn vân hải lao nhanh nàng đã từng đến tứ hải chi thượng nhìn cuồn cuộn dao động nàng đã từng đứng tại vũ trụ hư không miệt thị thương sinh nàng đã từng nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc nghĩ tới hội kịch liệt hội oanh oanh liệt liệt chiến đấu cho dù là chiến tử đó cũng là một loại số mệnh là một loại vinh diệu nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ bị một cái hố tiên cảnh tiểu tạc làm nhục như vậy còn bị tiểu tạc này cướp đi thân thể Nàng cả đời này đã từng yêu say đắm qua một vị áo trắng thượng tiên. Tại nàng động tiên cảnh thời điểm, vị kia áo trắng thượng tiên chính là thiên vị cảnh cao thủ. Nàng sùng bái hắn, theo hắn, nhưng sau cùng, nàng xem thấy vị kia thượng tiên vì truy cầu tạo hóa cảnh, trên đỉnh núi tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng vị thượng tiên đi được không oán không hối, đó là đối nói chấp nhất cùng truy cầu. Vị kia thượng tiên vĩnh viễn trong lòng nàng chiếm cứ lấy lớn nhất trọng yếu địa vị vị kia thượng tiên gọi là Bạch Ngọc Lâm. Bạch Ngọc Lâm mặc dù đã chê ti đi mấy ngàn năm, nhưng Nhã chân Nguyên tưởng niệm hắn mấy ngàn năm. Đó là Nhã Trân Nguyên trong lòng một mảnh thánh địa, cho nên về sau, dù là độc hành tôn giả vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng Thủy chung chỉ có thể đem độc hành tôn giả làm làm đại ca. Mà bây giờ, Nhã chân Nguyên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ là, nàng coi là thánh khiết thân thể, bị một cái mau tặc chỗ xâm phạm làm bẩn trong cánh đồng hoang vu gió bắt đầu thổi, như dao phá tới. Nhã chân nguyên cảm nhận được lạnh lẽo, nàng lần thứ nhất cảm thấy, hoang nguyên nguyên lai là dạng này lạnh lẽo. Đây thật là một cái địa phương quỷ quái. Vì cái gì, ta đến tạo hóa cảnh, lại có thể không phá một con dã thú huyễn trận. Nhã chân nguyên muốn lên tiếng gào thét, nàng cấp thiết nghĩ muốn khôi phục lực lượng, sau đó đem la quân chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể một để lộ mối hận trong lòng nhã chân nguyên tay chân băng lãnh, nàng đi một giờ, lại cảm thấy bốn phía căn bản không có biến hóa. Nàng chỗ đó không biết, cánh đồng hoang vu này căn bản là đi ra không được. Lấy dây nhanh 10.000 giảm tốc độ, đều muốn bay lên một hồi. Người hai chân, đi đến thiên hoang địa lão cũng không có khả năng đi ra kết quả tới. Nhưng nàng cũng không muốn nhận mệnh, nàng muốn tìm sơn động chỉ ít có thể lấy sưởi ấm. Trời không tuyệt đường người nhã chân nguyên vẫn thật là tìm tới một cái sơn động nàng đã nhanh muốn thấy không rõ lắm hết thảy nàng quanh thân đều nhanh muốn đông cứng cho dù nàng thân thể đại viên mãn nhưng cũng không chịu nổi cánh đồng hoang vu này lạnh nhã chân nguyên bước nhanh hướng trong sơn động đi đến này sơn động cũng không lớn từ bên ngoài nhìn tựa như là một gò núi nhỏ đồng dạng trong sơn động thật là ấm áp một số bên trong có một cỗ khó ngửi mùi hôi thối nếu là bình thường Nhã Chân Nguyên làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Nhưng giờ phút này, nàng lại không thèm quan tâm, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Nhã Chân Nguyên hướng bên trong đi đến, nàng vừa vừa mới đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng vang. Có yêu ma, Nhã Chân Nguyên bị kinh ngạc. Nàng đoán được bên trong sẽ có yêu ma, nhưng là nàng thật sự là lạnh cực. Cho nên nàng cũng không lo được cái kia rất nhiều. Ở bên trong, có bốn đầu yêu ma nằm sấp trên mặt đất tựa hồ là đang ngủ đông nhưng là do ở nhã chân nguyên xâm nhập bọn họ lập tức liền nhảy dựng lên trong đêm tối bốn đầu yêu ma la sát đều là tóc trắng bọn họ tròng mắt lóe ra lục quang nhã chân nguyên hít sâu một hơi nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt nàng hiện tại bắt đầu dần dần thích ứng thân thể tiết tấu chỗ lấy giờ phút này nàng không có nửa phần lùi bước bốn đầu yêu ma la sát đối với nhã chân nguyên xâm nhập vô cùng tức giận bọn họ trầm thấp gào thét, muốn đem nhã chân nguyên cái này kẻ xông vào dọa cho đi. cái này bốn đầu yêu ma la sát xem ra cũng không tính rất là hung ác, bọn họ hiện tại thế mà không muốn xé nhã chân nguyên, mà chính là muốn đem nàng đuổi đi. nhưng hết lần này tới lần khác, nhã chân nguyên cũng không muốn đi. sau đó đại chiến cấp tốc bạo phát, nhã chân nguyên đã từ trên người la quân hấp thu một số kinh nghiệp, nàng thân hình như điện, vài cái sen kẽ, đồng thời cấp tốc xuất thủ. Cái này bốn đầu yêu ma cũng không quen chiến đấu. Sau đó, chỉ một lúc sau, nhã chân nguyên liền đem bốn đầu yêu ma toàn bộ nát hầu mà chế ti. Nhã chân nguyên khôi phục một tia tự tin, nàng cảm thấy mình mới vừa rồi là bỏ bê thân thể chi chiến. Hiện tại nếu là gặp lại cái kia tiểu tặc, nói cái gì cũng sẽ không thua cho hắn. Nhã chân nguyên đem cái này bốn đầu yêu ma đều cho ném ra bên ngoài, nàng cảm giác cho chúng nó ở chỗ này quá thúi, cũng quá chọc giận nàng không thoải mái giết bốn đầu yêu ma cũng sẽ không để nhã chân nguyên cảm thấy có cái gì gánh vác các nàng ngọc thanh môn mỗi lần xuống tới giảo sát yêu ma vậy cũng là lấy trăm vạn mà tính tới giết chỉ bất quá khi đó xoắn giết pháp thuật thi triển thuận tiện cực chỗ đó giống bây giờ như vậy còn phải dùng nắm đấm đến giải quyết như thế về sau nhã chân nguyên lại trong sơn động tìm được một kiện áo khoác là phủ lên làm giường rất là ấm áp nhưng phía trên có yêu ma mùi thối nhã chân nguyên ghét bỏ tới cực điểm nhưng lúc này cũng là không có cách nào a à. nàng đem cái kia áo khoác hung hăng run run vài cái đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu dốc hết ra sạch sẽ cũng là cỗ này mùi vị khó có thể làm đi nhưng là lạnh lẽo phía dưới nhã chân nguyên cũng liền chấp nhận nhân loại là cực sẽ đối với hoàn cảnh thỏa hiệp nhã chân nguyên cao quý như vậy người cũng đối hoàn cảnh triệt để thỏa hiệp về sau nhã chân nguyên thì bọc lấy áo khoác ngủ đoạn thời gian này đến nay nàng không có thật tốt ngủ qua một giấc lúc này thật sự là vừa lạnh vừa đói cái này vừa gặp phải ấm áp áo khoác cũng nhịn không được nữa mí mắt đánh nhau lên nhưng là tốt như vậy mộng cũng không có tiếp tục bao lâu cũng không biết là ngủ bao lâu nhã chân nguyên chợt nghe bên ngoài truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét là yêu ma thời điểm âm thanh cực kỳ bi thương tiếng gào thét nhã chân nguyên lập tức cảnh giác lên cấp tốc vọt lên đến giữ nghiêm mà đối đãi. Vậy bên ngoài sông tới một đầu cao lớn vô cùng tóc đỏ la sát, cái này tóc đỏ la sát chính là này sơn động chủ nhân. Cái kia bốn đầu yêu ma chính là nó thê tử. Tóc đỏ la sát có bốn cái thê tử. Nó đây là ra ngoài kiếm ăn, lần này đến, liền nhìn thấy bốn cái thê tử chết đi thảm. Tóc đỏ la sát tại cánh đồng hoang vu này bên trong cũng là kinh lịch quá nhiều thống khổ, hắn từng có qua rất nhiều thê tử cùng hài tử, nhưng đều bị hắn la sát yêu ma cho giết đây là nó nửa năm trước một lần nữa tìm thê tử bây giờ còn có hai vợ hoài bảo bảo bối thế nhưng là tóc đỏ la sát thống khổ đến sụp đổ nó hướng vào trong hang mặt về sau nó đã nhìn thấy nhã chân nguyên giống tóc đỏ la sát cũng không biết nói chuyện nhưng lại biết nhã chân nguyên là nhân loại cũng minh bạch là nhã chân nguyên giết nó vợ con giống tóc đỏ la sát gào thét liên tục nó bạo lệ vô cùng sau đó không nói hai lời thì hướng nhã chân nguyên xuất thủ. Cái này tóc đỏ la sát tuy nhiên không biết pháp lực, nhưng là lực lớn vô cùng, mà lại thân kinh bách chiến. Không phải vậy nói, nó không sống tới hôm nay, muốn biết chân nguyên tiên tử có thể hay không mang thai, có thể thêm huy chát công chúng số thiên đạo minh nha. Nhã chân nguyên liền cảm giác được mắt tối sầm lại, tựa như là có một đầu gấu to ầm ầm đánh tới. Mãnh liệt chảo phong, tuyệt đỉnh nguy cơ cùng một chỗ hướng nàng đánh tới. Nhã chân nguyên bị kinh ngạc, cái này một cái trước mắt, nàng không dám chính diện chống lại. Dưới chân một sai, hướng một bên nhanh chóng né tránh đi. Cái kia tóc đỏ la sát tốc độ càng nhanh, thế mà nhìn ra nhã chân nguyên biến hóa, sớm chặn đứng nàng đường đi. Nhất chảo phủ đầu hướng nhã chân nguyên đầu bắt tới. Nhã chân nguyên liên tiếp lui về phía sau, nhưng tóc đỏ la sát càng công càng mạnh mẽ. Sau một lát, liền đem nhã chân nguyên bước đến sơn động bên cạnh. Lần này, nhã chân nguyên quả nhiên là lui không thể lui tóc đỏ la sát lại nhất trào chộp tới nhã chân nguyên hai tay đón đỡ tóc đỏ la sát chỉnh thân thể bỗng nhiên va chạm um, ầm cái này một cái chớp mắt nhã chân nguyên rốt cuộc ngăn cản không nổi nàng cảm giác mình tựa như là bị đại gấu xám va chạm cả người khí huyết triệt để tản ra nhã chân nguyên bị đụng bay ra ngoài sau đó đâm vào động bích phía trên tiếp lấy hung hăng ngã trên mặt đất nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này một cái chớp mắt, nhã chân nguyên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nàng một chút khí lực cũng không có. Tóc đỏ la sát vốn là muốn giết chế ti nhã chân nguyên, nhưng đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Nó trong mắt thả ra tà ác quang mang đến, miệng bên trong gào thét cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó, tóc đỏ la sát liền đến lôi kéo nhã chân nguyên y phục trên người nhã chân nguyên tại thời khắc này không khỏi muốn rách cả mí mắt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt nàng là đường đường tạo hóa cảnh cao thủ a ngọc thanh môn thái thượng tôn trong lầu cao quý cường giả bị la quân cái này tiểu tặc làm nhục đã là vô cùng lớn sỉ nhục nếu là lại bị cái này địa ngục yêu ma cho làm bẩn cái kia nàng sẽ là thế gian đệ nhất chuyện cười lớn tạo hóa cảnh bên trong từ trước tới nay chuyện cười lớn đây là vạn kiếp bất phục bắt đầu đây là nhã chân nguyên coi như tương lai đem cái này yêu ma giết hết cũng không thể mạt diệt sỉ nhục. Không, không, nhã chân nguyên khủng bố hoảng sợ, tuyệt vọng tới cực điểm. Nàng cho dù chê ti, cũng không thể tiếp nhận dạng này vết bẩn A. Thế nào, hiện tại mới phát hiện, trên đời này còn có so để ngươi quỳ xuống càng chuyện kinh khủng A. Ngay vào lúc này, là quân thanh âm truyền vào tới. Là quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong sơn động, hắn cười lạnh, nói ra, không phải mỗi người đều sẽ giống ta đối với ngươi như vậy nhân từ. Cái kia tóc đỏ La sát nghe được tiếng vang, đình chỉ động tác. Nó bỏ qua Nhã Chân Nguyên, sau đó quay người đối mặt La Quân. Nhã Chân Nguyên cũng là lần đầu tiên cảm thấy, cái này La Quân không phải như vậy làm cho người chán ghét. Nhưng La Quân nói tới nhân từ, nàng nghe tới bất quá cảm thấy châm chọc. Nhân từ hai chữ, vốn là cũng chỉ có thể là nàng hướng người khác cứu tế cho. Huống chi La Quân còn đối nàng làm như vậy hạ lưu sự tình. Tóc đỏ La Sát vô cùng thống hận nhìn lấy La Quân. Nó là người bị hại, nó hai mắt huyết hồng, bay thẳng đến La Quân xuất thủ. Đầu này Tóc đỏ La Sát là đọ sức kinh nghiệm cực phong phú dầu lão thủ. Nó vài cái đánh giết, sắc bén vô cùng. Nhưng La Quân lại là không chút hoang mang, hắn hai lần né tránh, tiếp lấy nhất quyền thì nện ở nó trên cổ họng. Tóc đỏ La Sát tại cái kia một cái chớp mắt ngốc một chút, sau đó nó giống như uống say đồng dạng lung la lung lay, chỉ chốc lát sau liền ngã địa bỏ mình. Tóc đỏ La Sát phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tại La Quân trong mắt cũng bất quá là chuyện tiếu lâm a. À. Về sau, La Quân liền đem tóc đỏ La Sát cũng cho ném ra bên ngoài. Nhã Chân Nguyên vội vàng mặc quần áo tử tế, trùng lên áo khoác. La Quân theo vào sơn động. Nhã Chân Nguyên phòng bị vô cùng nhìn về phía La Quân, nói: người muốn làm gì?" La Quân nói ra: Ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ đưa tới cửa, ta cũng lười nhìn ngươi liếc một chút. Trước đó phát sinh, bất quá là một loại trừng phạt. Hiện tại chúng ta đã xóa bỏ, ngươi cũng không cần cảm kích ta cứu ngươi, ta bất quá là bảo hộ ta con mồi a. À. Nhã chân nguyên oán hận, nhưng lại không thể làm gì. La là Quân nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang tính toán lấy, chờ ngươi khôi phục thực lực sẽ đem ta như thế nào. Vậy chúng ta thì nhìn xem, đến cùng là ai trước khôi phục thực lực đi có lẽ, chúng ta đều sẽ chết đi tại cái địa phương quỷ quái này. Về sau, La quân thì không tiếp tục để ý nhã chân nguyên. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Hiên chính hạo tuy nhiên đã cho hắn ngọc bội, nhưng ngọc bội kia đối địa ngục là một chút tác dụng đều không có. Đây là la quân trước đó tiến địa ngục thì minh bạch sự tình. Địa ngục là cái kỳ quái tồn tại, bất luận cái gì truyền tống trận, trận pháp đều đối với nơi này không có tác dụng. Tựa hồ là chỉ có giống viên giác, gai A dạng này tồn tại, mới có thể không nhìn hết thảy trực tiếp đến đây. Huống chi, là quân hiện tại liền ngọc bội đều không bỏ ra nổi tới. Toàn bộ vây ở phòng bị tu di bên trong. Là quân cũng nếm thử gọi qua mấy lần linh tuệ hòa thượng, nhưng đều không có có phản ứng gì. Đối với là quân cùng nhã chân nguyên tới nói, bọn họ không chỉ là muốn đối mặt vô tận yêu ma. Bọn họ còn muốn đối mặt một món khác tàn khốc sự tình. Đó chính là bọn họ hiện tại mất đi pháp lực, thuộc về thân thể phàm thai. Bọn họ cần ăn cùng uống, nhưng trên cánh đồng hoang, không có bất kỳ cái gì ăn cùng uống. La quân nhất định phải muốn lâu dài một chút. Hắn thử qua, yêu ma những cái kia huyết dịch là có độc. La quân nghĩ một lát về sau, thì ở trong sơn động này tìm một số dụng cụ bên trong đồ vật. Sau đó, hắn lại đi bên ngoài. Hắn khát nước, thì uống cái kia chê ti đi yêu ma buồn nôn ngực nước huyết dịch. Tuy nhiên có độc, nhưng La Quân cũng là không sợ, gia hỏa này phàm thai thân thể đều là bách độc bất xâm. Những cái kia huyết dịch, đắng chát vô cùng, thật gọi một cái khó có thể nuốt xuống. Nhưng La Quân không có cao mày, ủng ục ủng ục thì uống trọn vẹn. Về sau, hắn lại đem yêu ma thịt làm một số một chút non đến ăn. Ở chỗ này, tuyệt kế là sinh không nổi lửa, hắn nhấm nuốt yêu ma xương cốt, sau đó ăn một số. Như thế về sau, chỉnh thân thể lại khôi phục năng lượng những cái kia yêu ma huyết nhục huyết dịch tại la quân trong thân thể đều giống như bị to lớn nước sạch khí tịnh hóa đồng dạng la quân thần thái sáng láng trở lại trong sơn động hắn không có cho nhã chân nguyên đi ăn yêu ma huyết nhục bởi vì hiện tại nhã chân nguyên mất đi pháp lực thân thể cũng yếu ớt la quân sợ nhã chân nguyên cho bị độc chế ti về sau la quân liền bắt đầu nghĩ biện pháp khôi phục pháp lực dựa vào đi bộ là tuyệt kế đi không ra cánh đồng hoang vu này cũng vô pháp đi đến phía tây vương giới. Gặp phải nhỏ một chút u minh phong bạo, liền phải trực tiếp chế ti. Nhã chân nguyên ngủ một hồi về sau, cũng ngồi xếp bằng. Hai người này đều muốn đột phá cái kia tấn lão chói buộc, khôi phục pháp lực. Nhưng là, bọn họ vận chuyển ba ngày ba đêm, lại đều không có bất kỳ cái gì đầu mối, ngược lại khiến người ta có loại muốn muốn phát điên xúc động. Nhã chân nguyên vừa lạnh vừa đói, nàng thân thể bắt đầu dần dần suy yếu lên cánh đồng hoang vu này khí hậu ác liệt gấp bội tàn phá lấy thân thể người. Ở trên đất bằng, lấy nhã chân nguyên thân thể tố chất, kiên trì cái nửa tháng không ăn không uống, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ở chỗ này, thì là không được. Nhã chân nguyên càng ngày càng suy yếu. Là quân cũng không có hắn biện pháp, hắn cảm thấy đi ra ngoài, bị chê ti càng nhanh. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong tìm không thấy đường ra, không đụng tới cơ duyên. Lại khôi phục không pháp lực vạn bất đắc dĩ, mà lại xem ra lại tiếp tục như thế, nhã chân nguyên trực tiếp sẽ chết ti, bị chết ti đói tạo hóa cảnh cao thủ, đây thật là một cái vô cùng lớn châm trọng a. la quân đương nhiên không thể tùy theo nhã chân nguyên cứ như vậy chết ti đi, hắn không tin nơi này lại là hắn la quân sau cùng kết cục, hắn không biết thì chết đi như thế. tại nhã chân nguyên suy yếu vô cùng thời điểm, la quân nhìn lấy lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh nhã chân nguyên hắn đem tay mình cổ tay cắt vỡ, sau đó đem huyết dịch đút cho nhã chân nguyên uống. Nhã chân nguyên bờ môi khô nứt, cái này vừa tiếp xúc với dịch thể, lập tức bụng đói ăn quàng lên. La quân đã cảm thấy này nương môn cái miệng nhỏ nhắn thật sự là lợi hại. Nhã chân nguyên ủng ục ủng ục uống vào la quân máu tươi, la quân để cho nàng uống một số, lập tức thu tay lại. Ngược lại không phải là khác, hắn biết mình huyết dịch là cường hãn cỡ nào. Uống quá nhiều, hắn đều sợ nhã chân nguyên không chịu nổi. Huyết dịch của hắn, tuyệt không dám cho người bình thường uống. Nhã chân nguyên tại uống là quân huyết dịch về sau, rất nhanh liền khôi phục sinh khí. Nàng thân thể tố chất rất tốt, sau một tiếng thì hồi tỉnh lại, lực lượng cũng khôi phục không ít. Nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá sờ một cái khóe miệng, sau đó nhìn đến dòng máu màu đỏ. Nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. La quân thì ở bên cạnh ngồi xếp bằng, cũng không để ý tới Nhã chân Nguyên. Nhã chân Nguyên ngồi xuống, nàng bọc lấy áo khoác, sau đó lạnh lùng nói ra, ta không biết cảm kích ngươi. La Quân từ tốn nói, không dùng, ta cũng không phải xuất phát từ hảo tâm cứu ngươi. Bất quá là bởi vì ngươi còn sống giá trị so chế ti lớn. Nhã chân Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó liền không nói nói. Trong sơn động là tính mịch đồng dạng trầm mặc. Bên ngoài sơn động, bắc phong gào thét, nộ hống dạng này khí trời quả thực để người chùn bước. Sau một hồi khá lâu, nhã chân nguyên rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nói ra, chúng ta vẫn dạng này trốn ở chỗ này. Bồn tọa không có khả năng một mực uống người máu còn sống. Là quân nhìn về phía nhã chân nguyên, nói ra, vậy ngươi có càng tốt hơn biên pháp. Nhã chân nguyên á khẩu không trả lời được. Là quân nói ra, không có cách nào thời điểm, liền chờ. Có cơ hội thời điểm, liền chạy, liền đi bắt cũng là đơn giản như vậy nếu như ngươi không chê trên người của ta thịt có thể cho ngươi ăn một số bất quá chắc hẳn ngươi cũng khó có thể ngoạm ăn nhã chân nguyên nói ra lúc đó để bổn tọa cảm thấy buồn nôn la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta máu người uống thời điểm như uống cam lâm nhã chân nguyên lạnh hừ một tiếng la quân nói ra tại ngươi mê man thời điểm ta ra ngoài tìm kiếm qua nơi này thật đúng là không có bất kỳ vật gì là cho người ăn ngược lại là có một ít âm thổ, là các yêu ma ăn. Nhã Trân Nguyên nói ra, chúng ta đã sớm nghiên cứu qua, địa ngục xác thực không thích hợp nhân loại sinh tồn. Những cái kia yêu hoàng nhóm là đi qua thuật pháp tinh luyện, sau đó tại chính mình trong sơn động bồi dưỡng ra một số thực vật tới. La Quân nói ra, đại khái, biện pháp duy nhất cũng là chúng ta khôi phục pháp lực. Chúng ta pháp lực cũng không có mất đi, lão gia hỏa kia không có dạng này bản sự. Nhưng là, Chúng ta không đột phá loại này trận pháp. Nhã Chân Nguyên không khỏi oán hận, nói ra, nếu là bổn tọa lúc toàn thịnh, sao lại bị hắn cái này điêu trùng tiểu kỹ vây khốn. La Quân nói ra, đúng thế, ngươi lúc toàn thịnh, sao lại cùng ta bực này con kiến hôi đối thoại? Ngài là cỡ nào cao cao tại thượng? Ngươi bất quá là cái tiện trùng, Nhã Chân Nguyên lập tức nghiêm nghị nói ra. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, nói, nhưng ngươi lại bị ta tên tiện trùng này cho làm Ngươi, nhã chân nguyên giận tím mặt, nhưng lại không nói ra một câu. Ta xưa nay không cảm thấy ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cao cao tại thượng. Là quân theo rồi nói ra, chờ ta đến ngươi ở độ tuổi này, ta nhất định so ngươi mạnh hơn. Nhã chân nguyên lạnh hừ một tiếng. Là quân cũng thì không nói thêm lời. Khốn cảnh trước mắt, Thủy Trung không cách nào đột phá. Là quân cùng nhã chân nguyên cũng chỉ có thể chờ đợi. Là quân trải qua quá nhiều tuyệt vọng, cho nên, Hắn sẽ không lại tùy tiện tuyệt vọng. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ xuất hiện một đường sinh cơ. Không sai mà lần này, thượng thương chi thủ càng tàn khốc hơn. Tại 5 ngày sau đó, lúc nửa đêm đợi, La Quân cùng Nhã Chân Nguyên chính đang say ngủ bên trong. Bọn họ đột nhiên bị bên ngoài loại kia vạn mã lao nhanh thanh âm chỗ đánh thức. Nhã Chân Nguyên vẫn là rất suy yếu, nàng hiện tại động một tí chảy máu mũi. Bởi vì uống La Quân máu tươi, cái này khiến trong cơ thể nàng hỏa khí vô cùng tràn đầy, nàng cảm thấy tâm lý vô cùng khô nóng. lúc này, La Quân nhảy dựng lên, nhã chân nguyên vừa mới đứng dậy, thì một lão đảo lại ngồi xuống. nàng thật sự là hận cực chính mình cái này suy yếu thân thể. Là Quân thấy thế liền đem cái kia áo khoác bao lấy nhã chân nguyên, sau đó đem kẹp ở dưới xương sườn. đón lấy, là Quân một mèo eo thì ra sơn động. Là Quân liền nhìn đến bên kia cấp độ phía trên vô cùng vô tận yêu ma giống như là thủy triều lan tràn tới. Tình huống như thế nào? Là quân ám đạo. Nhã chân nguyên thấy thế nói ra, chúng ta vẫn là vào sơn động thì tốt hơn. Thả ngươi cái rắm là quân nói ra, yêu ma đồng thời xuất động, tuyệt đối không phải vì chúng ta mà đến. Bọn họ như vậy hốt hoảng, chỉ có một nguyên nhân. U minh phong bạo đến, loại này u minh phong bạo xoắn giết đi qua, chúng ta ngọn núi nhỏ này động cũng phải phế. Đi, hắn tiếp lấy thì không nói hai lời, hướng phía trước trước chạy gấp mà đi. Là quân tâm lý rõ ràng, cho dù ngọn núi nhỏ này động không bị U Minh Phong bạo xoắn thành toái phiến, cũng sẽ bị yêu ma đại quân cho nghiền thành toái phiến. Cái này thế tới quá kinh khủng. Là quân tốc độ rất nhanh. Hắn chạy ra rất xa về sau, quay đầu lúc đã nhìn thấy cái kia cấp độ phía trên, già thiên tế nhật U Minh Phong bạo cuốn tới. Toàn bộ bầu trời đều bị U Minh Phong bạo tràn ngập, vô số yêu ma tại kêu thảm, tại kêu rên. Vô số yêu ma bị cuốn vào tiến vào, sau đó trở thành toái phiến. Tại U Minh Phong bạo trước, yêu ma mệnh so con kiến hôi còn muốn không đáng tiền. Các yêu ma sinh tồn hoàn cảnh, tàn khốc tới cực điểm. U Minh Phong bạo tại từng vòng từng vòng rảo sắt sau đó, rốt cục bắt đầu bình phục lại. Bình phục về sau, liền gặp ngang dọc ngàn dặm, toàn bộ đều là yêu ma mảnh vụn tàn chi. Mặt đất thì là thọc sâu mấy chục mét khe rãnh trận này phong bạo quá cảnh quá mức thảm liệt chỉ có số ít yêu ma mới có thể sống sót một đường xem qua đi thây ngang khắp đồng la quân nhìn đến trên đường chân trời có số ít yêu ma đứng dậy run run dày dày, dày tiến lên la quân thở dài sau đó cũng liền hướng phía trước mà đi không có mục đích không có mục tiêu nhã chân nguyên thì là có chút chịu không được la quân ôm nàng chạy nàng chịu không được loại lắc lư này hiện tại chính là la quân vịn nàng đi hai người tại trên cánh đồng hoang khó khăn hành tẩu nhã chân nguyên hiện tại cũng không nói cái gì trả thù bên trong nói phần lớn thời gian nàng đều là lựa chọn trầm mặc la quân một đường hướng phía trước sau đó thì lại tìm đến một cái sơn động bên trong hang núi kia có yêu ma ở lại dấu vết nhưng là đã không có yêu ma la quân không lo được hắn liền mang theo nhã chân nguyên vào ở đi nhã chân nguyên bọc lấy áo khoác nàng đã mắt mở không ra trong mơ mơ màng màng, liền nghe nàng hô, bạch. Bạch đại ca. La quân nhìn bên cạnh nhã chân nguyên, khuôn mặt nàng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Cứ việc trong khoảng thời gian này ăn lông ở lỗ, nhưng khuôn mặt nàng tại trong cho bụi y nguyên lộ ra tú lệ. La quân vẫn luôn cảm thấy nhã chân nguyên rất là đáng hận, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy nàng cũng bất quá là nữ tử. Chính mình đối nàng làm ra hết thảy, tựa hồ là quá phận. Đương nhiên, nếu như nhã chân nguyên là người nam tử lấy nàng sở tác sở vi là quần toác nàng tâm đều có nhưng nam nữ chung quy là có khác riêng là lúc này nhã chân nguyên như vậy yếu đuối bộ dáng bạch đại ca là quân thầm nghĩ là ai là nàng người trong lòng a à? còn sống không ta nếu như còn sống ta cái này chẳng phải là nghiệp chướng là quân ám đạo, sau đó là quân lại đi dò xét nhã chân nguyên cái chán Nóng hổi vô cùng. Thế mà phát sốt, La Quân nói, như vậy đi xuống, thật không phải biện pháp. Nàng cái này hơn nửa tháng đến, nước chưa tiến, duy nhất uống chính là ta máu. Lấy nàng thân thể tố chất đều là chịu không được. Không được, ta được ra ngoài tìm kiếm tìm kiếm, đoạn không thể để cho nàng cứ như vậy chết ti. Ngay sau đó, La Quân liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, nhã chân nguyên giống như có cảm giác, đột nhiên liền tóm lấy La Quân tay nàng không có mở to mắt, lại giống như là chế ti đuối người một dạng, nói cái gì cũng không buông ra la quân. Bạch đại ca, đừng đi. chuyến đi này, con đường phía trước không rõ. La quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhã chân nguyên. Bạch đại ca, vì cái gì, nhất định muốn cầu cái kia đại đạo, tức thời là chế ti, cũng không hối hận sao? Bạch đại ca, ta hiểu ngươi đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chế ti, thế nhưng là ngươi cuối cùng, không có đạt được ngươi muốn có được nhã chân nguyên cứ như vậy thấp giọng hồ ngôn loạn ngữ sau đó lại buông ra la quân tay la quân hít sâu một hơi hắn đứng dậy rời đi sơn động hoa nguyên phía trên mãi mãi cũng giống như là đứng im không có biến hóa khiến người ta phát cuồng la quân đã tìm qua rất nhiều lần đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhưng hắn hy vọng lần này có thể có kỳ tích khi nhìn đến nhã chân nguyên yên lặng nhắc tới tưởng niệm trong lòng bạch đại ca lúc La Quân bắt đầu hối hận chính mình sở tác sở vi. Nàng dù sao cũng là tên nữ tử, chính mình không nên đối nàng như thế. La Quân muốn tìm được một dạng làm cho nhã chân nguyên mạng sống đổ vật, kể từ đó, chỉ cần về sau nàng có thể còn sống, có lẽ, những sai lầm này cuối cùng có thể có được đền bù. La Quân trong cánh đồng hoang vô tìm thật lâu, nhưng hắn cô dám đi xa. Sau cùng, hắn quả nhiên là không thu hoạch được gì. Tử Linh Tuệ, con mẹ nó ngươi ngược lại là đi ra A. À. Là quân nhịn không được mắng một tiếng. Hắn hy vọng nhiều, lúc này trong não vực có thể vang lên nhanh nhạy thanh âm. Nhưng là, không có cái gì. Đó là cái gì, đúng lúc này, là quân đột nhiên nhìn thấy phía trước trên mặt đất có mảnh lục mầm. Là thủy long quả, là quân không khỏi cuồng hỉ. Đây thật là trời không tuyển đường người, hắn tại đa mộ yêu hoàng chỗ đó đã từng ăn rồi thủy long quả thủy long quả là tại địa ngục chỗ sâu sản phẩm, vô cùng thưa thớt. Bình thường đều bị yêu hoàng nhóm lấy pháp lực cướp lấy đi. Lại không nghĩ rằng, nơi này thế mà còn có cá lọt lưới. Bất quá, thủy long quả dưới đất 10 mét chỗ đây. Là quân không lo được hắn, hắn trước bốn phía đi tìm, tìm một đầu yêu ma thi thể. Sau đó đem xương sườn lấy xuống, về sau liền đến khai quật. Pháp thuật tại lúc, đào đất 10 mét bất quá là dễ như trở bàn tay. Hiện tại La Quân lại làm được rất vất vả, hắn đào chỉnh một chút một giờ, rốt cuộc đào được thủy long quả. Hết thảy ba cái thủy long quả, mỗi một mai đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. La Quân như nhặt được trí bảo, đem thủy long quả lấy ra. Sau đó đem cái kia thủy long quả dây leo cũng toàn bộ nắm lên. Như thế về sau, mới vội vàng chạy về sơn động bên trong. Trong sơn động, nhã chân nguyên đã hoàn toàn đã hôn mê. La Quân giao động nhã chân nguyên, nàng cũng không có phản ứng la quân bất đắc dĩ đem thủy long quả lột ra sau đó tại cắn vào trong miệng nhai nát về sau lại hướng nhã chân nguyên miệng bên trong vượt qua cái kia trong veo nước trái cây trước chảy vào đến nhã chân nguyên trong cổ nhã chân nguyên lập tức liền có phản ứng nàng là như thế khao khát cái này trong veo nước trái cây la quân từng miếng từng miếng độ cho nhã chân nguyên nhã chân nguyên mơ mơ màng màng ăn một cái thủy long quả cứ như vậy bị nhã chân nguyên cho xong la quân cũng liền đình chỉ cho ăn hắn tin tưởng lấy nhã chân nguyên thân thể tố chất sẽ từ từ tốt la quân chính mình cũng thèm hắn tại nhai nát cái kia thủy long quả lúc liền nước trái cây đều không dám nuốt một miệng đó là bao lớn dụ hoặc a à. nhưng la quân cũng là có dạng này hung ác tính tình hắn chính là như vậy một miệng không an toàn đút cho nhã chân nguyên về sau là quân đem cái kia dính đầy bùn đất dây leo bắt đầu thanh trừ bùn đất, từng chút từng chút thanh trừ. Nhã chân nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng đã nhìn thấy la quân tại ăn đồ ăn. Nàng nỗ lực mở to mắt, đã nhìn thấy la quân ngay tại nhai cái kia lục sắc đằng mạn, khóe miệng của hắn còn có bùn đất. Nhã chân nguyên lúc này đột nhiên lại cảm thấy mình thân thể tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Nàng cảm thấy rất là kỳ diệu, sau đó liền bắt đầu chậm rãi nhớ lại nàng nhớ lại tại trong hôn mê giống như ăn vào đồ vật mà lại là nước trái cây bên trong đồ vật ngươi cho ta cho ăn cái gì nhã chân nguyên lại là không nghĩ tới lại là thủy long quả nàng kinh sợ vô cùng hỏi la quân la quân nhìn về phía nhã chân nguyên hắn lau sạch sẽ trên miệng bùn đất sau đó chỉ chỉ bên cạnh thủy long quả nói ra chính là cái này thủy long quả nhã chân nguyên trong mắt lóe lên vui mừng ngươi làm gì không ăn nhã chân nguyên nói tiếp lại muốn ăn lấy dây leo la quân cười ha hả nói ra ta đã ăn mấy cái bây giờ nhìn cái này dây leo còn có nước nhi mà tuy nhiên có chút đắng nhưng so với cái kia yêu ma máu tươi muốn tốt uống một số miễn cho lãng phí người có muốn hay không nếm thử nhã chân nguyên trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nàng lại không phải người ngu làm sao có thể sẽ không biết thủy long quả cực chân quý nàng dám khẳng định la quân cũng không có nước ăn long quả Ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy, ta liền sẽ cảm kích ngươi, không giết ngươi. Nhã chân nguyên sau đó lạnh lùng nói ra. La quân trầm giọng nói ra, thật xin lỗi. Nhã chân nguyên nao nao. La quân nói ra, ngày nào đó ta rất phẫn nộ, nhưng mặc kệ như thế nào, ta hành động đều là sai. Thật xin lỗi. Nhã chân nguyên lập tức liền giận, nói ra, ngươi lăn ra ngoài, ngươi căn bản chính là cái tiện trùng, bổn tọa nếu là có năng lực, hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Quân nói ra, ta không muốn khẩn cầu ngươi tha thứ, điểm ấy ngươi yên tâm. Ngày sau, ngươi muốn tìm ta báo thù cái gì, ta tiếp theo chính là. Nếu là bản sự không tốt, chê thì tại trên tay ngươi, ta cũng nhận mệnh. Bất quá trước lúc này, ta nhất định phải nắm lấy ngươi đi đổi lấy thê tử của ta cùng bằng hữu tánh mạng. Nhã chân nguyên nói ra, lăn ra ngoài. Tốt ha, à, chính ngươi lãnh tĩnh một chút, là quần ngay sau đó đứng dậy, ra sơn động. Cứ việc bên ngoài gió lạnh gào thét, La Quân cũng liền đứng tại bên ngoài sơn động. Trong đầu của hắn thủy chung tránh qua Nhã Chân Nguyên hôn mê thời điểm, như vậy đau khổ bất lực, như thế nhắc tới Bạch Đại Ca lúc bộ dáng. Đây cũng là La Quân hội sinh ra ái náy trọng yếu một trong những nguyên nhân, không phải vậy lấy Nhã Chân Nguyên xưa nay loại thái độ này, tính cách, La Quân mới sẽ không cảm thấy thua thiệt cái gì. Không lâu sau về sau, Nhã Chân Nguyên lại nổi giận hô La Quân tiến đến cái kia thủy long quả, ngươi là làm sao đút cho ta? Nhã chân nguyên nhìn hầm hầm la quân. La quân sướng sờ sướng sờ, sau đó rất bình tĩnh nói ra, ta nhai nát, sau đó từng miếng từng miếng đút cho ngươi. Ngươi vô sỉ, nhã chân nguyên cũng là nghĩ tới chỗ này mới giận tím mặt. La quân cười cười, nói ra, vô sỉ, cho nên, ngươi nghĩ đến là ta vô sỉ, ta hỏi ngươi, ta làm sao đút cho ngươi ăn, ngươi lúc đó đều nhanh chế ti cái kia cũng không cần ngươi. Nhã chân nguyên nói ra, ta thả chế ti, cũng không nguyện ý đụng phải ngươi. La quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, trong sa mạc, một cái mỹ nữ còn không bằng một cái quả táo đáng tiền, ngươi biết không? Nhã chân nguyên nói ra, ngươi lăn ra ngoài. Nàng căn bản không muốn nghe La Quân nói bất kỳ đạo lý gì. La Quân gật gật đầu, sau đó ra sơn động. Nhã chân nguyên là cái lạnh lùng như băng, nhưng lại tính như liệt hỏa người. Trong mắt nàng, phò không được nửa điểm hạt cát. Thời gian như thủy, cho dù là tại cái này trong địa ngục, thời gian lâu dài, thời gian này cũng đã cảm thấy qua được mau một chút. Là quân vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không có tới phiền nhã chân nguyên. Cái này khiến nhã chân nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Đồng thời, còn lại hai cái thủy long quả cũng bị nhã chân nguyên cho ăn hết. Một cái thủy long quả đỉnh năm ngày. 10 ngày sau, thủy long quả cũng không có. Nhã Chân Nguyên tại tỉ mỉ nhấm nuốt thủy long quả thời điểm, trong đầu của nàng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như là để cho ta lúc này đem miệng bên trong đồ vật cho ăn cho người khác, ta có thể bỏ được sao? Đáp án là không nỡ. Nhã Chân Nguyên dần dần hiểu được La Quân đem thực vật đút cho nàng, là làm một loại gì dạng hy sinh. Mà lại, này 10 ngày bên trong, La Quân bảo trì rất tốt quân tử phong độ. Bất quá Mặc dù như thế, vậy cũng cải biến không la quân đã từng làm ra ác ôn sự tình. Nhã chân nguyên sẽ không nghĩ chính mình đã từng cỡ nào quá phận, người luôn luôn như thế, thấy được người khác ác, lại không tự kiểm điểm chính mình ác. Nhã chân nguyên luôn luôn đều là sống an nhàn sung sướng, phần lớn thời gian vẫn là một chỗ. Cho nên rất ít vì người khác suy nghĩ. La quân cũng vẫn muốn tìm kiếm được càng nhiều thủy long quả, nhưng đều không có tìm kiếm được. Đón lấy, hắn chính mình đi vào trong sơn động nhã chân nguyên lại là ở vào nửa mê nửa tình trạng thái mơ mơ màng màng la quân lần nữa cho nàng cho ăn huyết dịch của hắn như thế về sau nhã chân nguyên thì lại khôi phục một số sinh khí nàng ngồi xuống nhìn về phía la quân la quân cũng nhìn về phía nhã chân nguyên nhã chân nguyên nói ra còn sẽ có kỳ tích sao la quân lắc đầu nói ra không biết nhã chân nguyên nói ra một mình ngươi, có thể rời đi nơi này. Ngươi sinh tồn năng lực so với ta mạnh hơn, có lẽ, ngươi gặp được kỳ tích. La Quân nói ra, cái này hoang nguyên rộng lớn, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sau khi ra ngoài, gặp phải nguy hiểm tỷ lệ lớn hơn. Nhưng ngồi đợi không phải một con đường chế ti, nhã chân nguyên nói ra. Ta sẽ không thả ngươi, ta còn muốn bắt ngươi đi cứu thê tử của ta cùng bằng hữu. La Quân nói ra, trừ phi ta chế ti ngươi đều sắp muốn chế ti, còn như vậy nghĩ về niệm tình các nàng nhã chân nguyên nói ra la quân nhìn một chút nhã chân nguyên nói ra nếu như không phải có các nàng tại ta cũng có thể giống như ngươi trước khi chế ti không cúi đầu không quỳ xuống ngươi tin không nhã chân nguyên lắc đầu nói ra ta không tin ngươi quá không rõ chính ngươi ngươi là không chịu thua không đến cuối cùng không buông bỏ ngươi ngươi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ngươi tính mạng mình ngươi không phải ta ta tôn nghiêm nàng nói đến đây sau đó nhàn nhạt, nhạt mà suy yếu nói ra đều bị ngươi vỡ nát ta sẽ không bỏ qua ngươi sau đó nàng lại lần nữa tối tăm ngủ mất la quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ nhã chân nguyên lần nữa ngủ nhưng là lần này nàng ngủ được rất không yên ổn trong lúc ngủ mơ nàng không ngừng hô hào nóng quá nóng quá đó là một loại không nói ra khô nóng nhã chân nguyên thân thể chảy xuôi quá nhiều la quân huyết dịch la quân huyết dịch trí cương trí dương nhã chân nguyên ăn nhiều cái vốn không thể thừa nhận cho nên nàng mới có thể cảm thấy cực chi nóng la quân nhìn lấy nàng thống khổ lại là không thể làm gì sau một hồi khá lâu la quân tiến lên bắt lấy nhã chân nguyên nhã chân nguyên lập tức ôm chặt la quân hô nóng nóng quá tay nàng nhi tại la quân trên thân hồ loạn mạc tác lấy La Quân tuyệt không muốn phạm lần thứ hai sai lầm, hắn vỗ vỗ nhã chân nguyên khuôn mặt, nói: "Ngươi tỉnh, tỉnh." La Quân nghĩ tới thịt tu, nhưng là hắn biết nhã chân nguyên tính tình, cho nên hắn sách đều không nhắc chuyện này, lại nói: "Hiện tại pháp lực đều không, đoán chừng cũng tu không ra cái như thế về sau." Nhã chân nguyên rốt cục có một tia tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, rất nhanh liền thấy rõ ràng, khi nàng ý thức được chính mình là tại La Quân trong ngực lúc lập tức như bị điện giật cấp tốc nhảy ra la quân trước ngực ngươi làm cái gì nhã chân nguyên cảnh giác nhìn lấy la quân ta có thể làm cái gì la quân thở dài nói ra ngươi không nên nghĩ quá nhiều ta thật muốn đối ngươi làm cái gì ngươi phản kháng được sao nhã chân nguyên lắc đầu nói ra không nên tới gần ta ngươi rất bẩn la quân nói ra tốt nhã chân nguyên sau đó lại hai mắt vô thần lên la quân hít sâu một hơi hắn hướng nhã chân nguyên đi qua ngươi làm cái gì nhã chân nguyên bị kinh ngạc lập tức quát nói la quân nói ra ta đột nhiên không muốn chờ chê ti ở đây ngươi hiện tại cái này tình huống dưới đi cũng là không sống ta mang ngươi rời đi cái sơn động này ra ngoài đi sống hay chê ti xem chúng ta mệnh ta không đi nhã chân nguyên nói ra ta ngay ở chỗ này sống hay chê ti đều là mệnh ta ta không muốn theo ngươi chê ti cùng một chỗ La Quân nói ra, không phải do ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền ngang ngược trực tiếp đem nhã chân nguyên cho chặn ngang ôm lấy. Hoàng nguyên bên ngoài, bắc phong gào thét, bóng tối bao trùm. Một đường mà đi, không biết hà phương là phương nào. Gió lạnh để nhã chân nguyên thanh tỉnh không ít, nàng xem thấy La Quân. La Quân mặt rất bẩn, nhưng trong con ngươi lộ ra kiên nghị. Dạng này kiên nghị ánh mắt, tựa như là năm đó một lòng cầu đạo bạch ngọc lâm nhất dạng mặc dù chăm chế ti không hối hận, nhã chân nguyên lại là trong lòng cảm thấy bi thương. trong mắt của nàng cái kia phu quân cao quý, anh tuấn giống như thiên thần. có thể chính mình sau cùng lại bị trước mắt dạng này một cái tiểu ma cà bông cho làm bẩn. đây là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, cũng là nàng vĩnh viễn xóa không mất sỉ nhục a. À. gió lạnh như đao. con đường phía trước minh mông, là quân đi không bao lâu thì gặp phải mới phiền phức hắn tao ngộ người đầu yêu ma la sát phây công, là quân gọn gàng mà linh hoạt đem giải quyết hết. Nhưng là không lâu sau đó, lít nha lít nhít yêu ma la sát phây quanh. Đó là giống như là thủy triều yêu ma la sát. Là quân ôm lấy nhã chân nguyên, hắn nhìn chung quanh bốn phía yêu ma la sát. Giờ khắc này, là quân tránh thức cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật, giờ khắc này muốn đi đến cuối cùng. Chẳng lẽ, vận khí thật dùng hết. Xong, là tuyệt đối xông ra không được. Linh Tuệ Hòa Thượng, người lại mẹ hắn không ra, lão tử thật muốn bàn giao. La Quân nói thầm, nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Đồng thời, Nhã Chân Nguyên nói ra, người bây giờ bỏ lại ta, một người cũng có thể xông ra đi. La Quân mắt nhìn trong ngực Nhã Chân Nguyên, theo rồi nói ra, Đại Khái, ta là người nhân sinh duy nhất vết bẩn, nhưng thực người cũng là ta duy nhất vết bẩn lại vứt xuống nữ nhân chạy trốn mà biết rõ không cứu được hồi ngươi khả năng ta làm không được thật có lỗi muốn cùng ngươi cùng chế ti. nhã chân nguyên lạnh hừ một tiếng la quân nói ra đúng bạch đại ca là ai nhã chân nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi nói ngươi đừng muốn sách hắn người tiện chủng này có tư cách gì sách hắn la quân cắn răng nói ra ta ghét nhất cũng là tiện chủng hai chữ ta thống hận nhất cũng là bị người buộc quỳ xuống Ta lớn nhất cảm thấy bất lực cũng là người bước ta cầu khẩn ngươi. Ngươi hận ta làm bẩn ngươi, ngươi cũng đã biết, ta đã từng có bao nhiêu thống hận ngươi, hận không thể đưa ngươi nhìn xương thành cho, nhưng vì thê tử của ta cùng bằng hiếu, ta không thể không khiến ngươi còn sống. Nói đến đây thời điểm, là Quân thân thể hơi hơi run rẩy rẩy. Nhã Chân Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, nàng ngây người. Trong nội tâm nàng giống như minh bạch một ít gì, nàng chưa bao giờ đi chú ý tới La Quân nội tâm thế giới giờ khắc này, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, muốn nói gì, nhưng trung quy là cũng không nói đến cái gì tới. Mà lúc này, các yêu ma mở ra sắc bén móng vuốt, chậm rãi tới gần. Tử vong tang trung đã gõ vang. Hết thảy, đều không lo được. Nhã chân nguyên cũng sẽ không nói với La Quân một tiếng xin lỗi, nàng là kiêu ngạo như thế, vĩnh viễn cao ngạo ngửa đầu sọ, tuyệt không cúi đầu. Nhưng ngay lúc này, yêu ma trung gian đột nhiên tách ra một con đường tới giống như là thủy triều lui ra một con đường tới la quân cùng nhã chân nguyên đều chuẩn bị nghỉnh cổ liền giết nhưng lúc này biến cố để la quân trong lòng sinh ra hy vọng hắn hướng lối đi kia nhìn qua liền thấy bên kia đi tới mấy tên thủ lĩnh đồng dạng yêu ma hết thảy sáu tên thủ lĩnh yêu ma bọn họ rất nhanh liền đi vào la quân cùng nhã chân nguyên trước mặt la quân tâm lần nữa chìm xuống nguyên lai là các lão đại đến, đó cũng không phải cái gì chuyển cơ cùng tin tức tốt. Bất quá, ngay tại La Quân cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, cái kia cầm đầu yêu ma đột nhiên hướng La Quân quỷ đi xuống, hô, chủ nhân. La Quân cùng Nhã chân Nguyên đồng thời sướng sờ sướng sờ. Nhã chân Nguyên kỳ quái nhìn về phía La Quân, La Quân cũng một mặt mộng nhìn về phía yêu ma kia La Sát. Cái này yêu ma La Sát Tu Vi đã là thái hư cửu trọng thiên, tuyệt đối cao thủ. La Quân rất là kỳ lạ, nói, chủ nhân, chủ nhân gì? Cái này yêu ma la sát cũng là sướng sở, nó đã tiến hóa đến có thể miệng nói tiếng người. Nó nói ra, chủ nhân, tiểu tăng nghiệp chướng nặng nề, nhờ có chủ nhân ngài độ hóa, mới có thể quay đầu là bờ. La quân giống như là bị điện giật một chút một giặc, sau đó chính là cuồng hỉ. Ta dựa vào, đây mới thực sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn A. La quân rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc trước đến chỗ này ngục về sau la quân vì làm rõ ràng địa ngục rất nhiều tình huống về sau hắn vì tìm tới địa tàng vương bồ tát cũng là vì tìm tới mới ra miệng la quân con hàng này không có việc gì thời điểm thì bắt lấy lợi hại yêu ma triển khai độ hóa hắn chính mình cũng không biết độ hóa bao nhiêu yêu ma la sát mà lại hắn chỉ độ hóa tu vi cao bởi vì tu vi quá thấp yêu ma não tử rất đần trước mắt yêu ma cũng là bị la quân độ hóa qua tốt, 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 là quân kiềm chế lại cuồng hỉ, gật gật đầu, nói ra, rất tốt, rất tốt. Yêu ma la sát cùng cùng kính kính quỳ, mà hắn yêu ma la sát cũng là hai mặt nhìn nhau. Là quân nói ra, đúng, người tên gì? Yêu ma la sát nói ra, tiểu tăng gọi là bác lai khắc. Bác lai khắc, là quân nói ra, tiểu tăng tải. là quân nói ra, ngươi là nơi này vương. Audio điện tử võ tấn bền Bác Lai khắc nói ra, đúng, chủ nhân. Là quần cái này mới chính thức thở vào một hơi, hắn ngay sau đó liền nói ra, dẫn đường đi, chúng ta cần một chỗ nghỉ ngơi thật tốt xuống tới. Còn có, có hay không ăn đồ ăn, là muốn ngươi ăn loại kia đồ tốt. Bác Lai khắc nói gấp, có. Hắn lập tức liền theo cách khác khí bên trong lấy chút thức ăn nước uống đi ra. Thực vật vẫn là tinh luyện thánh quả bên trong, có rất nhiều dinh dưỡng. Nước cũng là nước lọc ngọn nguồn, Lạ quân cùng nhã chân nguyên cái này tốt một trận ăn như hổ đói. Còn tốt hai người tạng phủ cường đại, mới không còn vội vã như vậy cũng không ăn sinh ra sai lầm. Về sau, là quân lại đem chính mình một cái phòng bị tu di cho bác lai khắc, nói ra, nhìn xem, người có thể hay không đánh mở. Bác lai khắc tiếp nhận, nó tìm tòi một phen, rất nhanh liền cười khổ nói, chủ nhân, ngài phòng bị tu di phòng ấn huyền diệu khó lường, tiểu tăng không có bản sự này mở ra. La Quân liền biết đây là trong dự liệu sự tình, hắn là động tiên tu vì, tại bác lai khác loại này con tôm nhỏ trước mặt, cái kia vốn là là thiên thần nhân vật bình thường. Mạt, La Quân thu hồi chính mình phòng bị tu di. Đón lấy, bác lai khác thì mang La Quân cùng nhã chân nguyên trở lại nó trong động phủ. Đó là một cái nguy nga rộng lớn động phủ, mà lại, vẫn rất sạch sẽ. Bác Lai khác đem phòng ngủ mình nhường cho La Quân cùng nhã chân nguyên đến ở lại. Tại phòng ngủ kia bên trong, còn có một loại giống như suối nước nóng tồn tại nhã chân nguyên liền muốn muốn tắm rửa la quân rất tự giác ra ngoài nhã chân nguyên không quên cảnh cáo một tiếng nói nếu như người dám nhìn lén ta móc xuống người chồng mắt la quân không thèm để ý nhã chân nguyên nhã chân nguyên thống thống khoái khoái tắm một cái nàng cả người thân thể thư sướng rất nhiều tại cánh đồng hoang vu này lang thang lâu như thế chỉ có giờ phút này nàng mới phát hiện nguyên lai like mình trước kia cầm giữ có rất nhiều chỉ là mình theo không cần quan tâm a. À. Người tại một hoàn cảnh bên trong ở lâu thì sẽ cảm thấy rất nhiều thứ đều là đương nhiên. Tựa như là quân bọn họ cũng chưa bao giờ đi chú ý qua nơi này mỗi một đầu yêu ma, bọn họ giảo sát thời điểm, pháp lực vung lên, ngàn vạn yêu ma hóa vì chôn vùi. Nhưng là, thực mỗi một đầu yêu ma đều có bọn họ tâm tình mình cùng cảm tình. Bên trong hang núi này, cũng chính là bác lai khác trong phòng ngủ có suối nước nóng cho nên la quân về sau cũng đem nhã chân nguyên mời đi ra ngoài hắn cũng muốn đi vào ngâm trong bồn tắm nhã chân nguyên có chút ghét bỏ nói ra đó là ta tắm rửa qua địa phương ngươi ở trong đó còn có thật nhiều yêu ma la sát tẩy đây la quân phản oán hận nhã chân nguyên nhất thời cảm thấy ác hàn nàng cảm thấy có chút buồn nôn nhưng loại tình huống này cũng là không thể làm gì la là quân tẩy cái dễ chịu suối nước nóng tắm về sau mặc quần áo bẩn đi ra nhã chân nguyên cũng chỉ có thể mặc lấy quần áo bẩn bác lai khác nơi này còn thật không có người nào loại mặc quần áo đón lấy trong phòng ngủ nhã chân nguyên hỏi la quân ngươi cái này bác lai khác làm sao lại gọi ngươi chủ nhân la quân thẳng thắn nói ra ta trước khi tới lấy một môn thuật pháp độ hóa không ít yêu ma cũng là chúng ta vận khí tốt ra hỏa này vừa lúc là bị ta độ hóa ta độ hóa lúc vẫn là chọn pháp lực cao một chút yêu ma Nhã chân nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng không có quá lớn buồn vui, tiếp lấy nhàn nhạt hỏi, vậy kế tiếp, người có tính toán gì? Là quân nói ra, có bác lai khắc, chúng ta tối thiểu sống sót vấn đề không lớn. Có ăn cùng uống, chẳng lẽ chúng ta thì cả một đời đều không thể khôi phục pháp lực hay sao? Nhã chân nguyên nói ra, linh vù thú huyến trận, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, rất dễ dàng phá mất. Người cũng nói, là người toàn thịnh thời kỳ, là quân nói ra, Nhã Trân Nguyên nói ra, nếu như ngươi để Bác Lai khác đưa chúng ta đi Ngọc Thanh môn cửa vào, trở lại Ngọc Thanh trong môn, tự có Thái thượng tôn lầu người cho chúng ta giải trừ huyễn trận. Ta dựa vào, ngươi muốn thật đẹp, La Quân nói ra, ngươi ngược lại là khôi phục pháp lực rất sung sướng. Ta đi không phải một con đường chế ti. Nhã Trân Nguyên không khỏi nghẹn lời, nàng cũng vô pháp nói có thể cam đoan La Quân không có chuyện gì. Nàng mặc dù là người cay nghiệt ngoan độc, nhưng lại không đánh lừa dối ngươi muốn về ngọc thanh môn nghĩ cũng đừng nghĩ la quân theo rồi nói ra hắn tiếp lấy còn nói thêm trước tiên ở cái này an tâm ở lại nếu như chúng ta có thể khôi phục pháp lực thì lập tức chạy tới phía tây vương giới nhã chân nguyên nhìn la quân liếc một chút nàng giữ yên lặng la quân cũng liền không nói nhiều buổi tối thời điểm la quân tìm mặt khác một gian thạch thất nghỉ ngơi hắn phân phó bác lai khắc thời khắc chú ý bảo hộ nhã chân nguyên an toàn bởi vì La Quân cũng lo lắng hắn yêu ma không phục, hội làm gì ngoài ý liệu sự tình. Về sau thời gian bên trong, La Quân đối Nhã Trân Nguyên vẫn luôn bảo trì rất tốt khoảng cách cùng tôn trọng. Nhã Trân Nguyên cũng dần dần bắt đầu đối La Quân có một ít cái nhìn phía trên đổi mới. Nàng Thủy Trung khó có thể quên là ngày đó bị yêu ma vây quanh, hắn phẫn hận đau nhức tố. Nhã Trân Nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ phản hỏi mình là có hay không quá phận một số nhưng đây đều là không có cái gì đáp án sự tình la quân cùng nhã chân nguyên vẫn nước giếng không phạm nước sông hai người đều đang cố gắng muốn khôi phục pháp lực nhưng không có bất cứ manh mối nào một cái chấp mắt ấy bọn họ lưu lạc địa ngục đã tiếp cận ba tháng ngọc thanh môn nạp lan vân tuyết mỗi ngày đều tại địa ngục tìm kiếm sư phụ hòa la quân nhưng nàng đều là không thu hoạch được gì nạp lan vân tuyết một mực chưa từng từ bỏ một ngày này buổi tối là quân chính trong giấc mộng. Bác Lai khắc vội vã đến đây, chủ nhân, không tốt. Là quân kinh hãi ngồi mà lên, nói, làm sao? Bác Lai khắc nói ra, chủ nhân, có một nữ nhân đang tìm kiếm các ngươi. Nàng dùng thần niệm bắn phá, tại tiểu tăng một ít thủ hạ trong đầu quét đến các ngươi hình ảnh. Nàng đang tìm tới. Là quân giật mình. Nữ nhân, người nào, nạp lan vân tuyết, là quân nhưng biết, hắn hiện tại nếu như bị nạp lan vân tuyết tìm được, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chúng ta đi nhanh lên, La Quân nói ra. Bác Lai Khắc nói ra, ngài cùng nhã cô nương tiến tiểu tăng pháp khí bên trong, tiểu tăng mang các người đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn sau đó liền đi tìm trong phòng ngủ nhã chân nguyên. Nhã chân nguyên chính đang say ngủ, La Quân vừa tiến đến, nàng thì giật mình tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì, nhã chân nguyên cảnh giác nhìn về phía La Quân. Trốn, la quân nói ra lại muốn chạy trốn vì cái gì nhã chân nguyên hỏi đoán chừng là người đồ đệ muốn tìm tới la quân nói ra nàng tìm tới chúng ta ta cũng không có gì quả ngon để ăn nhã chân nguyên nghe vậy lại là đại hỷ nói ra chờ một chút nàng nói tiếp la quân ngươi nghe ta nói la quân nói ra nói cái gì hắn nhìn về phía nhã chân nguyên nhã chân nguyên gói kỹ lưỡng y phục nàng nhìn về phía la quân nói ra vân tuyết lớn nhất nghe ta nói nếu là nàng tìm tới ta có thể cho nàng buông tha ngươi ta sau khi trở về nghĩ cách đem ngươi hai cái bằng hữu thả đi nhưng về sau chúng ta hội tiếp tục đuổi giết ngươi ngươi thấy thế nào nhã chân nguyên giờ phút này là thật tâm thành ý nàng thật sự là chịu đủ dạng này thời gian la quân ngốc ngẩn ngơ nhã chân nguyên chờ đợi nhìn lấy la quân la quân muốn một lát sau đó nói không được đem hết thảy hy vọng giao cho ẩn số tuyệt đối không được vẫn là dựa vào ta tự mình tới đáng tin ta không đi nhã chân nguyên lập tức nói ta dựa vào cho phép ngươi a là quân ngang ngược thô bạo nắm lên nhã chân nguyên bác lai khác có một kiện tử hồ lô tử hồ lô bên trong có thể giả người là quân cùng nhã chân nguyên thì tiến bác lai khác tử trong hồ lô cái này tử trong hồ lô có thể hô hấp bác lai khắc ngay sau đó thì mang tử hồ lô một đường ra sơn động. Sau khi ra ngoài, bác lai khắc đem tốc độ bày ra đến cực hạn, không ngừng hư không xuyên thẳng qua. Nó mặc dù là thái hư cửu trọng thiên tu vi, nhưng lại sẽ không khống chế nguyên thần phi hành. Nhưng là tốc độ nó rất nhanh. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Tứ Đại Yêu Hoàng một mực tại không ngừng tìm kiếm. Phó Chi Trần đối Tứ Đại Yêu Hoàng tuy nhiên hạn định thời gian, nhưng thực sự tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Tứ đại yêu hoàng cũng rất sợ hãi, chỉ có thể làm ra càng thêm nỗ lực bộ dáng cho phó chi trần nhìn. Làm nạp lan vân tuyết theo bộ phận yêu ma suy nghĩ bên trong tìm kiếm được sư phụ hình ảnh lúc, nàng mừng rỡ như điên. Sư phụ thật không có chê ti, một khắc này, nạp lan vân tuyết vui đến phát khóc. Sau đó, nạp lan vân tuyết thì tìm hiểu nguồn gốc. Nàng rất nhanh liền tìm kiếm được trước đó bác lai khác chỗ trong động phủ. Tại bác lai khác trong phòng ngủ. Nạp Lan Vân Tuyết cảm nhận được thuộc về sư phụ khí thức quen thuộc. Sư phụ, sư phụ, nạp Lan Vân Tuyết trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông ra. Không phải khác, chỉ cần sư phụ còn sống, thì hết thảy đều có thể vãn hồi A. À. Sau đó, nạp Lan Vân Tuyết liền tiếp tục tìm sư phụ. Nàng một đường truy tìm đi qua, lấy cường đại thần niệm bốn phía bắn phá. Làm la quân toàn thịnh thực lực lúc, nạp Lan Vân Tuyết cũng là vỗ mông ngựa cũng đừng hòng sờ đến la quân tung tích. Nhưng là hiện tại, là quân cũng mới cảm nhận được, bị một cái hố tiên cảnh cao thủ đuổi theo, đó là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Có mấy lần, nạp lan vân tuyết thần niệm bắn phá tại mặt đất bao la lúc, là quân cùng bác lai khác đều cảm thấy kém chút thì bị phát hiện. Nạp lan vân tuyết là càng đuổi càng chặt. Đồng thời, nạp lan vân tuyết con hàng này còn gọi phía trên tứ đại yêu hoàng cùng đi truy tìm. Bác lai khác đối là quân thẳng thắn nói ra, chủ nhân, bọn họ như vậy tìm kiếm. Chúng ta là tuyệt kế khó có thể đào thoát. Là quân tại tử hồ lô bên trong cùng bác lai khắc câu thông. Nhã chân Nguyên cũng ở một bên nghe được rõ ràng, nàng tự nhiên là chờ đợi nạp lan vân tuyết đuổi theo. Là quân sầu không được, hắn nhìn lấy một bên tuy nhiên xem ra lãnh đạm, nhưng thực tế vui vẻ nở hoa Nhã chân Nguyên. Hắn có chút tức giận nói ra, người đừng cao hứng quá sớm. Nhã chân Nguyên nói ra, ta có cao hứng sao, ta không có A. À ngươi cứ giả vờ đi ngươi, La Quân nói ra. Không thể không nói, nhã chân nguyên vị này lãnh ngạo tiên tử tại Trần Thế Trầm luôn lâu. Trên người nàng tầng kia cao ngạo đi không ít, dần dần biến đến có ít người tính hóa. Còn ngẫu nhiên còn có thể cùng La Quân kể một ít lời nói dí dỏm. Cũng đại khái là La Quân bản thân liền là vô lại thuộc tính, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng một số nhã chân nguyên. Ta trước hết bóp chế ti ngươi, La Quân nói ra. Nhã chân nguyên chẳng hề để ý nói ra, ngươi tuyệt không dám, giết ta, Vân Tuyết sẽ không bỏ qua thê tử ngươi cùng bằng hiếu. Nàng là cái rất người thông minh, đối tình thế phân tích là không có một tia sai lầm. La quân than thở, tứ đại yêu hoàng cùng nạp lan Vân Tuyết cùng một chỗ truy giết tới. Hắn biết, chính mình nếu như bị phát hiện, cái kia kết cục này nhất định là đủ mọi màu sắc, đẹp mắt cực. 18 tầng địa ngục bên trong, lợi hại yêu ma nhiều vô số kể. Hơn nữa còn có các loại ẩn tàng lão quái, cùng lợi hại U Minh tuyệt trận. Vân vân, Ngọc Thanh môn đệ tử, bình thường không dám đến 18 tầng địa ngục bên trong tới. La quân một mực có thể sinh tồn xuống tới, cũng là bởi vì hoang nguyên quá mức rộng lớn, hắn một mực tránh trong sơn động. Mà bây giờ lại có bác lai khắc che chở. Nhưng là lúc này, bác lai khắc cũng vô pháp che chở la quân. Lúc này, bác lai khắc nói ra, chủ nhân, hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất biện pháp gì? La Quân ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ yêu quái này còn có cái gì ẩn tàng nhận? Bác Lai khắc ngay sau đó liền nói ra, Tiểu Tăng nghe nói, tại đi về đông bên kia núi, có một vị địa ngục Bồ Tát phổ độ chúng sinh yêu ma, đến đó có thể đạt được che chở. La Quân nghe vậy giật nảy cả mình, nói ra, người nói có một vị Bồ Tát? Bác Lai khắc nói ra, đúng vậy a. À. La Quân mỗi lần thần niệm bắn phá có thể được đến rất nhiều tin tức nhưng lại không cách nào theo bác lai khắc dạng này cao thủ trong đầu biết cấp độ sâu tin tức. Hắn về sau dùng sức tìm kiếm đường ra, ngược lại là không có hỏi qua bác lai khắc liên quan tới địa tàng vương Bồ Tát sự tình. Không nghĩ tới, đây thật là trời đưa đất đẩy làm sao mà a à. Đi về đông núi xa sao, lập tức đi tìm vị này Bồ Tát, là quân đại hỉ nói ra. Không tính quá xa, bác lai khắc nói ra. Tốt, lập tức đi đi về đông núi. Là quân nói ra, Bác Lai Khắc nói ra, đúng, chủ nhân. Bác Lai Khắc xe nhẹ đường quen, một đường hướng đông đến núi xuất phát. La Quân trong lòng bốc cháy lên hy vọng đến, nhưng cùng lúc cũng sợ hãi sẽ bị nạp lan vân tuyết bọn người nhanh chân đến trước. Bất quá còn tốt, tại một ngày sau đó, bác Lai Khắc mang theo La Quân cùng nhã chân nguyên thuận lợi đến đi về đông núi. Hoa nguyên bốn phía đều là một vùng tăm tối, phía trước lại là dãy núi xếp lên. Tại dãy núi phía sau, có ẩn ẩn ánh đèn để lộ ra tới lật qua đi về đông núi liền có thể gặp tới địa ngục bồ tát tại cái này đi về đông núi phụ cận có một triệu yêu ma thành tâm hướng phật cũng thủ vệ đi về đông núi bác lai khác chuẩn bị vượt qua đi về đông núi lúc liền bị hai tên yêu ma la sát cản lại cái kia hai tên yêu ma la sát thế mà tu vi không thấp đều là thái hư bát trọng thiên tu vi bọn họ cản trở đường đi hỏi bác lai khác ý muốn như thế nào Lúc này, là quân nhảy ra, nói ra, ta là Bồ Tát Cố Nhân, 12 vị thay thông báo một tiếng, nói là thế giới bao la, là quân, cầu kiến. Cái kia hai yêu ma la sát cũng không có cho nên ý làm khó la quân bọn người. Bọn họ nhìn nhau về sau, bên trong một tên yêu ma la sát nói ra, các người lại ở đây chờ lấy, ta đi trước thông báo một tiếng. La quân cùng bác lai khắc nói gấp, như thế làm phiền. Về sau, yêu ma kia la sát liền tự đi. La quân cùng bác lai khắc cũng không có chờ quá lâu, ước chừng sau 5 phút, yêu ma kia la sát trở về, nói ra, bồ tát cho mời. Ngay sau đó, bác lai khắc mang theo la quân nhanh chóng lật qua đi về đông núi. Tại đi về đông núi bên này, là thung lũng, hạp gốc. Trong hạp gốc ở giữa có sơn động, sơn động là bồ tát chỗ cư trụ. Tại trong hạp gốc, chính là đầy khắp núi đổi yêu ma. Các yêu ma mỗi ngày đều là thắp hương niệm kinh. Trong hạp gốc, hỏa quang một chút, vẩy khắp phương viên hơn 10 dặm. Cái này hạp gốc vô cùng lớn. Những cái kia hỏa quang, chính là u minh hỏa quang. Mà các yêu ma mỗi ngày thắp hương cũng là lấy u minh chi hỏa để thay thế. Nơi này hoàn cảnh quả thực là quá gian khổ. Là quân trong sơn động, nhìn thấy đã lâu địa tàng vương Bồ Tát. Nhìn thấy địa tàng vương Bồ Tát lúc, là quân bùi ngùi mãi thôi. Hắn đã từng tìm ngàn dặm 10 ngàn dặm, chính là vì tìm tới địa tàng vương Bồ Tát tại hắn thất vọng từ bỏ thời điểm không nghĩ tới nhưng lại khinh địch như vậy mà đơn giản tìm đến bồ tát trước mắt bồ tát vẫn là mặt mũi hiền lành mặc lấy áo cà sa cúi thấp xuống lông mày la quân đối địa tàng vương bồ tát luôn luôn tôn kính thấy thế cung kính nói vãn bối gặp qua bồ tát địa tàng vương bồ tát nhìn về phía la quân hắn mỉm cười nói ra tiểu thí chủ nhìn thấy ngươi không có việc gì bần tăng cũng yên lòng la quân không khỏi cười khổ nói ra lần này tìm tới một lời khó nói hết địa tàng vương bồ tát nói ra bần tăng đối tiểu thí chủ kinh lịch cũng rất là tò mò tiểu thí chủ không ngại tỉ mỉ nói đến la quân nói ra đúng bồ tát địa tàng vương bồ tát nói ra tiểu thí chủ người trước ngồi xuống la quân ngồi xuống bác lai khắc thì cung kính đứng ở một bên còn nhã chân nguyên thì trả tại cái kia tử trong hồ lô la quân chuẩn bị lúc nói chuyện địa tàng vương Bồ Tát ánh mắt đến bác lai khắc trên thân. Bác lai khắc lập tức hướng địa tàng vương Bồ Tát hành lễ. Địa tàng vương Bồ Tát hơi hơi gật đầu, sau đó nói với La Quân, vị thí chủ này tựa như là bên trong ta Phật môn một loại tà môn thuật pháp. La Quân nào nào, hắn sau đó không khỏi bội phục Bồ Tát mắt sáng như đuốc. Hắn nói ra, thật là vãn bối học được một môn đại lôi âm phổ độ pháp. Bất quá Bồ Tát, trong Phật môn cũng có tà thuật sao? Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, đương nhiên, vi phạm tự thân ý nguyện thuật pháp, chính là tà thuật. Là quần nghe vậy lâm vào trầm tư. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, bần tăng mấy năm trước theo làm thí chủ đến phía tây vương giới đến đây tìm nghĩ cách cứu viện tiểu thí chủ ngươi biện pháp, không muốn về sau khác thần vương rất trục xuất tới địa ngục tầng 18. Tại địa ngục tầng 18 bên trong, bần tăng bất lực rời đi. Cũng nhìn thấy chúng yêu ma nỗi khổ. Hắn đón đến, nói ra, người cái này tà thuật, là vi phạm ý người nguyện đến thần phục bần tăng độ chúng yêu ma là vì chúng nó tìm tâm linh an chỗ cái này trong địa ngục yêu ma cái này giống loài vốn cũng không nên sinh ra bọn họ sinh ra chỉ có thống khổ bần tăng chỉ có tận năng lực chính mình để chúng nó đạt được một phần an bình tuy nhiên bần tăng năng lực có hạn nhưng có thể độ một cái chính là một cái la quân nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính vãn bối trước đó còn từng hoài nghi phật pháp bất quá là gạt người đồ vật hiện tại xem ra là vãn bối ngu muội cùng nông cạn la quân lập tức nói địa tàng vương bồ tát nói ra phật pháp là tốt bất luận một món đồ gì đều có thể là tốt nhìn dùng người dùng như thế nào có người dùng đao đến thủ hộ người nhà có người dùng dao phay tới làm thực vật như vậy đao cùng dao phay là tốt hay xấu có người dùng đao đến giết hại máu tươi có người đến dao phay tới giết hại người khác như vậy đao cùng dao phay là tốt hay xấu bồ tát một câu điểm tình người trong mộng la quân nói ra địa tàng vương bồ tát nói ra bần tăng không chỗ hắn cầu nguyện chúng sinh biết rõ phật pháp chi diệu chỗ như thế bần tăng làm ra hết thảy cũng không tính bạch vọng la quân nói ra vãn bối bội phục địa tàng vương bồ tát nói ra tính không được cái gì mỗi người đều có mình muốn đạt được đồ vật đây là bần tăng mong muốn bần tăng cùng chúng sinh tham lam không khác La Quân không khỏi cười khổ. Bồ Tát khí độ, hắn từ không thể không chịu phục. Địa tàng vương Bồ Tát sau đó đột nhiên niệm lên kinh văn tới. Ký tự màu vàng phiêu đãng đi ra, lại là trôi hướng cái kia bác lai khắc. Bác lai khắc ngốc ngẩn ngơ, hồi lâu sau, nó trong mắt bịt kín một tầng kim sắc liền biến mất. Ánh mắt nó trong suốt. Giờ khắc này, bác lai khắc hoàn tục. Bác lai khắc nhìn về phía La Quân, vừa nhìn về phía địa tàng vương Bồ Tát. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tránh qua bạo lệ chi sắc, hắn trí nhớ cũng không có biến mất, tự nhiên là nhớ đến chính nó là như thế nào phục thị la quân. Là ngươi, là ngươi đối với ta thi tà thuật, bác lai khắc đại thủ hướng la quân một chảo, liền muốn đưa la quân vào chỗ chê ti. La quân hiện ra tại đó là bác lai khắc đối thủ, hắn không khỏi bị kinh ngạc. Bồ Tát, la quân hô to. Địa tàng vương Bồ Tát tay áo vung lên, một cỗ đại lực lập tức liền đem bác lai khắc công kích tiêu trừ vô hình. Phật Pháp chỉ độ người hữu duyên. Địa tàng vương Bồ Tát nói với bác Lai Khắc, thí chủ, người tính tình bạo lệ, bần tăng cũng không thể cưỡng cầu người quy y Phật môn. Người tự rời đi đi. Bác Lai Khắc chỉ la quân nói ra, nhưng hắn cùng ta mối thù, không thể không có báo. Làm sao báo, địa tàng vương Bồ Tát hỏi. Bác Lai Khắc nói ra, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Bác Lai Khắc lộ ra rất kiên quyết. La quân không khỏi im lặng, nếu là hắn thực lực toàn thịnh lúc, sẽ đem bác lai khác để vào mắt địa tàng vương bồ tát nói ra tiểu thí chủ bây giờ pháp lực toàn bộ tiêu tán ngươi cùng hắn đấu cũng không công bằng nhưng nếu bần tăng giúp tiểu thí chủ khôi phục pháp lực sẽ cùng ngươi đấu ngươi cũng sẽ cảm thấy không công bằng lấy bần tăng xem ra vẫn là ngươi rời đi thôi bác lai khác không khỏi nghẹn lời địa tàng vương bồ tát nói ra còn không đi bác lai khác oán hận nhưng lại lại không thể làm gì hắn quay người muốn đi gấp La Quân nói ra, lưu lại ngươi tử hồ lô bên trong người. Bác Lai khắc trong mắt lóe lên một vệt hàn ý, hắn liền đem cái kia tử hồ lô cầm ra đến, liền muốn trước đem nhã chân nguyên cho bóp chế ti. La Quân chỗ đó hội nhìn không ra bác Lai khắc tâm địa gian dảo, ngươi là muốn chế ti. La Quân lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ dám động nàng một cọng tóc gáy, các loại ta pháp lực khôi phục về sau, ta sẽ đi tìm ngươi, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chế ti không xong. Bác Lai khắc thân thể run lên. Hắn ngẫm lại, cuối cùng vẫn là bình an phóng thích Nhã Chân Nguyên. Về sau, Bác Lai khắc mới quay người rời đi. Nhã Chân Nguyên xuất hiện về sau, nàng hai bên dò xét, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Địa Tàng Vương Bồ Tát trên thân. "Nữ thí chủ, người thật mạnh pháp lực." Địa Tàng Vương Bồ Tát từ tốn nói. Nhã Chân Nguyên liếc nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát liếc một chút, nàng hiển nhiên cũng không nhận ra Địa Tàng Vương Bồ Tát. Ngươi chính là bọn họ miệng trong kia vị Địa ngục Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, chính là Bần tăng. Cầm giữ có nhiều như thế nguyện lực, lại ngay cả thiên vị cảnh cũng chưa tới, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Nhã Chân Nguyên thẳng thắn nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, tu vi cảnh giới tại Bần tăng tới nói, bất quá là ảo ảnh trong mơ. Để nữ thí chủ bị chê cười. Nhã Chân Nguyên nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ảo ảnh trong mơ chê cười, nếu là ảo ảnh trong mơ, người tu nó làm cái gì? Làm hòa thượng, liền sẽ ngoài miệng một bộ, tâm lý một bộ. Rõ ràng ái mộ trường sinh đại đạo, ham vô thượng pháp lực, lại muốn làm ra một bộ thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu bộ dáng. Ta nhìn ngươi hòa thượng này, là đem tự chính ngươi đều cho lừa gạt. Là quân không khỏi buồn bực nói, nhã chân nguyên, ngươi cầm miệng cho ta. Bồ Tát há từ ngươi mở miệng nói xấu. Nhã chân nguyên nói ra, tại ta trong mắt, hắn nhầm nhỏ gì. Còn có ngươi, ngươi càng là không bằng cái rắm La quân không khỏi im lặng. Địa tàng vương Bồ Tát lại là mỉm cười, nói ra, nữ thí chủ chính là cao nhân, ở trước mặt nàng, bần tăng cũng coi như vãn bối. Tiểu thí chủ, ngươi không cần nhiều lời. Hắn sau đó nói với nhã chân nguyên, nữ thí chủ, mời ngồi. Nhã chân nguyên liền thì ngồi xuống. Địa tàng vương Bồ Tát thái độ cuối cùng không có để cho nàng quá không thoải mái nàng lại quên, nàng hiện tại là cái gì tình cảnh. Trước đó một cái tiểu tiểu hồng mau la sát quái đều kém chút để cho nàng cả đời hối hận. Người nha, luôn luôn có thể đối thiện lương cùng thân cận người cậy mạnh đấu hung ác. Nhưng ở hung ác trước mặt, lại chỉ có thể sợ hãi rụt rè. Đây là nhân tính, nhã chân nguyên cũng là người, cho nên, nàng phản ứng cũng phù hợp nhân tính. Địa tàng vương Bồ Tát theo rồi nói ra, tiểu thí chủ. Hắn là nhìn nói với La Quân, hắn nói ra, các ngươi trên thân pháp lực bị giam cầm ở, biện pháp này, ngoại nhân khó để giải trừ. Bần tăng ngược lại là có biện pháp giúp các ngươi giải trừ. Nhã chân nguyên nhất thời đại hỷ. Là quân bận bịu nói thẳng, Bồ Tát, cho ta giải trừ hạn chế là đủ. Nữ nhân này pháp lực, còn không thể cho nàng khôi phục. Nhã chân nguyên nghe vậy đại hận, nhưng nàng tính tình cao ngạo, là nhất định sẽ không đi cầu người. Nghe vậy chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, Há, vì cái gì? bồ tát là vì công chính người, cũng không phải sẽ giúp la quân hổ nháo người. điểm này, la quân trong lòng là rất rõ ràng. ngay sau đó, la quân cũng không kiêng kỵ nhã chân nguyên, liền nói ra, bồ tát, sự tình là cái dạng này. hắn mịt mờ nói huyền hoàng thần cốc hạt giống sự tình, lại giảng kiều ngưng cùng tiên tôn bị ngọc thanh môn bắt lấy. địa tàng vương bồ tát nghe xong ngâm một tiếng niệm phật, nói ra, ngọc thanh môn chính là tiên giới sứ giả truy tra huyền hoàng thần cốc hạt giống sự tình, cũng là chỗ chức trách. Hòa thượng người thế mà cũng biết Ngọc Thanh Môn, nhã chân nguyên có chút kinh ngạc. Địa tàng vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, bần tăng tuy nhiên pháp lực thấp, nhưng là thấy biết vẫn có một ít. La quân muốn nói lại thôi, địa tàng vương Bồ Tát nhìn ở trong mắt, thì nói với La quân, tiểu thí chủ, người trước đi ra ngoài một chuyến. Bần tăng có mấy lời muốn đơn độc cùng nữ thí chủ nói một chút. La quân sướng sờ sướng sờ, có chút không có kịp phản ứng. Không phải cần phải đem nhã chân nguyên mời đi ra ngoài, sau đó chính mình cùng Bồ Tát đơn độc nói a. À. Hắn vững tin chính mình không nghe lầm, rơi vào đường cùng đành phải đứng dậy. Là quân sau khi ra ngoài, trong thạch động cũng chỉ có địa tàng vương Bồ Tát cùng nhã chân nguyên hai người. Nhã chân nguyên cũng có chút nhìn không thấu địa tàng vương Bồ Tát. Nàng lạnh lùng dò xét địa tàng vương Bồ Tát. Nàng tuổi tác, so địa tàng vương Bồ Tát còn muốn lớn nàng tu vi, tại địa tàng vương Bồ Tát trước mặt, là tuyệt đối tiền bối. Nhưng là cái này cái trẻ tuổi hậu bối để nhã chân nguyên lại là khó có thể nhìn thấu. Địa tàng vương Bồ Tát nói với nhã chân nguyên, nữ thí chủ, bần tăng giúp người giải trừ trong não vực hạn chế. Nhã chân nguyên bị kinh ngạc, người không giúp tiểu tặc kia. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, bần tăng muốn để nữ thí chủ minh bạch một việc. Ừm, nhã chân nguyên không hiểu địa tàng vương bồ tát sau đó thì nhắm mắt niệm kinh hắn niệm kinh văn kỳ kỳ quái quái nhưng lại xuất hiện vô số phủ văn màu vàng những thứ này phủ văn màu vàng vây quanh nhã chân nguyên não vực vận chuyển đây là phật môn thần thông bên trong túc mệnh thông chuyên môn khắc chế huyễn thuật địa tàng vương bồ tát trọn vẹn đọc nửa canh giờ nhã chân nguyên thì cảm nhận được số mệnh dây dưa trong não vực rất nhiều lực lượng bắt đầu cuồn cuộn suốt cục nàng trong mắt hàn quang lóe lên sau đó cái kia một cái trước mắt trong óc tất cả lam sắc quang mang ngưng tụ nàng bàn tay lớn vồ một cái liền bắt lấy một dạng bay ra ngoài sự vật chính là cái viên kia màu xanh lam tâm linh tinh thạch cũng chính là cái kia tấn lão một con mắt tử nhã chân nguyên hận cực thứ này trực tiếp đem vỡ nát địa tàng vương bồ tát ở một bên không hề nói gì mà giờ khắc này nhã chân nguyên thì cảm nhận được lực lượng khôi phục cảm giác não vực bên trong từ trường cường thịnh phiên vân phúc phú chỉ trong nháy mắt từ đó ngàn giảm mười ngàn giảm đều là một ý niệm đương nhiên cái kia buồn phiền ma quân cho nàng tạo thành thương tổn tạm thời ở giữa là khôi phục không loại kia thương thế khôi phục cần trăm năm chi công nhã chân nguyên đang chuẩn bị hỏi địa tàng vương bồ tát rốt cuộc muốn nàng minh bạch cái gì nhưng là đột nhiên nàng cũng cảm giác được biến hóa nàng hiện tại đối thân thể có rõ ràng cảm thụ máu trong cơ thể chảy xuôi hết thảy tình huống biến hóa nàng đều rõ ràng nàng tuy nhiên thân thể đại viên mãn nhưng mất đi pháp lực về sau cũng không mẫn cảm nàng không có tu luyện qua nội gia quyền cho nên rất nhiều thứ đều tỉnh tỉnh mê mê không giống la quân coi như không có có pháp lực nhưng đối tình trạng cơ thể cũng là nhất thanh nhị sở nhã chân nguyên cảm nhận được trong thân thể lại có một cái phôi thai ngay tại phát dục thân thể nàng không giống với nữ nhân bình thường nếu như nàng mang thai, thời gian mang thai sẽ dài đến 3 năm lâu. Cho nên, cái này mai phôi thai phát dục rất chậm. Nhưng là, đã bắt đầu thành hình. Mà lại trong chấp nhóm này, nhã chân nguyên còn biết, là cô gái. Trong chấp nhóm này, nhã chân nguyên như gặp phải trọng kích. Ta mang thai, vẫn là tiểu tặc kia. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Nhã chân nguyên hai mắt nhất thời huyết hồng địa tàng vương bồ tát đem đây hết thảy thu tại trong mắt hắn mặc dù là tứ đại giai không nhưng là người thông minh lập tức liền biết đứa nhỏ này là ai lấy nữ thí chủ tu vi muốn đoạt lấy đứa nhỏ này tánh mạng dễ như trở bàn tay nếu như nữ thí chủ cảm thấy là sỉ nhục không ngại giết chết ti liền tốt địa tàng vương bồ tát từ tốn nói nhã chân nguyên nhất thời giận dữ người hòa thượng này không phải nên lấy từ bi vì đọc sao địa tàng vương bồ tát mỉm cười nói ra, từ bi cũng muốn tùy duyên hoan hỉ, một vị từ bi cũng không phải thật sự là từ bi. Người muốn bố thí, hưởng thụ bố thí khoái lạc, nhưng cũng muốn cân nhắc người khác có nguyện ý hay không tới đón thụ người bố thí. Người khác có thể hay không bởi vậy khó chịu, khó chịu. Bố thí cùng cứu tế cho cũng phải cần trí tuệ, nhân sinh là một trận cần trí tuệ tu hành. Nữ thí chủ, người đã tự do, người đi đi, địa tàng vương Bồ Tát theo rồi nói ra, ngươi làm quyết định gì, bần tăng cũng sẽ không ngang ngược can thiệp. Nhã chân nguyên thật sâu nhìn một chút địa tàng vương Bồ Tát, nàng theo rồi nói ra, đừng nói cho tiểu tặc kia, ta đã khôi phục pháp lực. Địa tàng vương Bồ Tát mỉm cười, sau đó nói, tốt. Sau đó, nhã chân nguyên ra ngoài. Về sau, chính là La Quân tiến đến gặp địa tàng vương Bồ Tát. Bồ Tát, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, La Quân sau khi đi vào, cái này tâm lý bát quái chi hỏa liền cháy hừng hực, nhìn không được hỏi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Tiểu thí chủ, ngồi." La Quân ngồi xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Bần tăng vì ngươi giải trừ pháp lực hạn chế." La Quân nghe vậy liền biết Địa Tàng Vương Bồ Tát không muốn nói. Hắn cũng đành chịu, nhân tiện nói, "Như thế làm phiền." Sau đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát liền bắt đầu niệm tụng kinh văn, vẫn là Túc Mệnh Thông. Sau nửa canh giờ, La Quân cũng khôi phục pháp lực trong tay hắn xuất hiện cái kia một cái màu xanh lam tinh thạch lại là một cái tâm linh tinh thạch la quân tỉ mỉ dò xét cái này mai tâm linh tinh thạch sau đó trân trọng nhận lấy hắn được thật tốt nghiên cứu có thể sẽ không dễ dàng hủy đi pháp lực khôi phục về sau là quân toàn thân huyết dịch sôi trào loại này lực lượng cùng pháp lực tràn ngập toàn thân cảm giác thật sự là quá tốt hắn biệt khuất quá lâu đa tạ bồ tát cuồng nghỉ sau khi là quân không quên đối địa tàng vương Bồ Tát ngỏ ý cảm ơn. Địa tàng vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, không có việc gì. Là quân tiếp lấy lại cùng địa tàng vương Bồ Tát trò chuyện, là quân nói ban đầu ở phía tây vương giới tất cả mọi chuyện, bao quát lam tử y cũng xa vào đến trong mê ngủ. Địa tàng vương Bồ Tát nghe vậy trầm giọng nói ra, đó là lam thí chủ kiếp số, nàng cần phải sớm đoán được sẽ có lần một kiếp. Tiểu thí chủ, người không cần lo lắng quá mức. Là quân gật gật đầu, Địa tàng vương Bồ Tát cũng nói như vậy, là quân liền lại an tâm không ít. Tiếp đó, tiểu thí chủ ngươi có tính toán gì? Địa tàng vương Bồ Tát hỏi. Là quân nói ra, ta dự định mang nữ nhân kia từ phía tây vương dưới cửa vào ra ngoài, sau đó về Thiên Châu. Về sau cùng Ngọc Thanh môn đàm phán, dùng nữ nhân kia đổi về kiều ngưng cùng tiên tôn. Địa tàng vương Bồ Tát trầm mặc đi xuống. Là quân nào nào, nói ra, Bồ Tát ngài không đồng ý. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, không có. Tiểu thí chủ ngươi muốn đi làm cái gì, muốn làm gì, liền cứ đi làm là được. Bởi vì ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều sẽ có khác biệt ảnh hưởng. Đây là bần tăng không cách nào đến bình phán. La Quân nhìn xem chính mình hai tay, sau đó nói, hiệu ứng hồ điệp a. Phải nói, không chỉ là Thiên Mệnh Chi Vương đi, mỗi người làm mỗi một việc, đều có thể khác biệt ảnh hưởng đến rất nhiều phản ứng dây chuyền địa tàng vương bồ tát nói ra cũng có thể nói như vậy la quân không muốn phiền phức địa tàng vương bồ tát cái gì lúc này đã pháp lực đã khôi phục vậy liền an tâm đi phía tây vương giới bên kia tốt dù sao đối phó ngọc thanh môn thật không phải lôi kéo phía trên địa tàng vương bồ tát là được rồi chỉ làm cho địa tàng vương bồ tát mang đến phiền phức la quân cảm thấy chỉ cần hắn xác định địa tàng vương Bồ Tát không có việc gì, vậy hắn cũng liền an tâm. Mạt, là quân hỏi địa tàng vương Bồ Tát, ngày gần đây có một tính tin tức sao? mục tính chính là địa tàng vương Bồ Tát đệ tử. Địa tàng vương Bồ Tát lắc đầu, nói ra, nàng có nàng đường. Là quân thấy thế liền không hỏi thêm nữa, hắn sau đó nói với địa tàng vương Bồ Tát, ngày mai vãn bối liền lên đường. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, đi ở tùy ý, tiểu thí chủ tự tiện nhưng tiểu thí chủ chỉ muốn ở chỗ này một ngày, bần tăng làm hộ tiểu thí chủ một ngày chu toàn. La quân mỉm cười, nhã chân nguyên tại một gian khác trong thạch thất ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nàng pháp lực, dinh dưỡng ngay tại liên tục không ngừng hướng cái kia mai phôi thai chuyển vận. Nhã chân nguyên pháp lực nội liếm về sau, lấy la quân tu vi là nhìn không ra nàng đã khôi phục pháp lực. Dù sao, lẫn nhau ở giữa cảnh giới khác nhau rất lớn. Nhưng bao nhiêu, khí chất cùng khí tức hội sinh ra biến hóa điểm này muốn giấu diếm được la quân là rất khó nhưng nhã chân nguyên tạm thời liền muốn trước dạng này nàng cũng không biết mình đến cùng là dựa vào một loại gì tâm lý nhưng là nàng rất rõ ràng một chút nàng làm đây hết thảy tuyệt sẽ không là vì la quân mà chính là vì trong bụng hài tử nhã chân nguyên muốn thật lâu nàng đầu tiên cảm thấy là sỉ nhục nhưng nàng đã từng cũng là một đứa cô nhi cô nhi đối tính mạng hắn có thể miệt thị nhưng đối với mình trong bụng sinh mệnh lại cảm động lây nàng sẽ muốn từ bản thân đã từng khổ nàng càng không đành lòng đi phá hủy cái này tiểu sinh mệnh nhã chân nguyên muốn rất nhiều nàng muốn chính mình hội trở lại thái thượng tôn trong lâu một mực bế quan lặng lẽ đem cái này tiểu sinh mệnh dựng dục ra tới về sau nàng sẽ tìm cơ hội giao cho nạp lan vân tuyết để nạp lan vân tuyết xem như tiểu sư muội mang theo nàng chưa chắc sẽ làm một cái tốt mẫu thân nhưng nàng muốn cho đứa bé này khỏe mạnh bình thường sinh mệnh cùng sinh hoạt Nhã chân Nguyên quyết định lưu lại đứa bé này. Lưu lại đứa bé này nguyên nhân cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, càng không có quan hệ gì với La Quân. Nếu là đi nhìn La Quân, nàng chỉ muốn đem cái này hài tử cho diệt sát đi. Nàng không cho rằng, La Quân có tư cách làm nàng cha đứa bé. Nàng cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho La Quân, nàng có hắn hài tử. Đó là vô cùng lớn sỉ nhục. Nhã chân Nguyên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đứa bé này phụ thân là người nào. Nhã chân nguyên còn đuổi theo lưu lại, không hề rời đi. Chỉ là bởi vì nàng còn muốn nhìn một chút, cái này là quân đến cùng còn có hay không phòng tuyến cuối cùng. Nàng muốn nhìn một chút, cái này là quân, còn có thể ác liệt tới trình độ nào. Là quân rất mau tới gặp nhã chân nguyên. Người pháp lực khôi phục, là quân trước tiên nói ra. Hắn lập tức cảnh giác không. Nhã chân nguyên nhìn một chút là quân, lạnh lùng nói ra, bổn tọa nếu là khôi phục pháp lực, Chuyện thứ nhất là muốn đem ngươi giết." La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói, "Vậy cũng đúng, bất quá, người khí chất có biến hóa." Hắn ngẫm lại, nói ra, "Ngày mai ta mang người đi, chúng ta đi phía Tây Vương giới." Nhã Chân Nguyên lạnh ngừ một tiếng, cũng không nói nhiều. La Quân nói ra, "Còn chưa đủ bảo hiểm, ta muốn tại dưới người của ngươi điểm cấm chế." Hắn sau khi nói xong, vận chuyển linh hồn tinh thạch đem một cái linh hồn động thiên pháp tác đánh vào đến nhã chân nguyên não vực chi nhã chân nguyên vốn có thể kháng cự nhưng không có kháng cự a à, có pháp lực là quân bị kinh ngạc có điều hắn lập tức nghĩ rõ ràng có pháp lực là bình thường bởi vì bản chất pháp lực vẫn là tồn tại bất quá là bị tâm linh kia tinh thạch có hạn chế mà thôi là quân biết nhã chân nguyên không phải hắn có thể khống chế mà hắn lần này cũng là thăm dò nếu như khôi phục pháp lực nhã chân nguyên quả quyết sẽ không cho phép hắn làm như thế mà lúc này linh hồn pháp tác thuận lợi đến nhã chân nguyên não vực phan xin chỉ cần nhã chân nguyên không có khôi phục thực lực hẳn là không có cách nào luyện hóa là quân nhỏ khẽ thở phào một cái đối đãi nhã chân nguyên hắn không thể không cẩn thận một chút như thế về sau là quân hồi chính mình trong thạch thất tu luyện hắn cần phải thật tốt trải vuốt một chút chính mình công pháp linh hồn tinh thạch. Đồng thời cũng muốn tỉ mỉ trải nghiệm viên kia mới được tâm linh tinh thạch. Cái này một trái tim linh tinh thạch, là Quân trước đó đạt được cái kia tiểu linh vô thú có thể là không thể giống nhau mà nói. Điểm này, là Quân trong lòng là nhất thanh nhị sở. Cho nên, là Quân cũng không dám đem viên này tâm linh tinh thạch ném vào đến linh hồn trong tinh thạch. Hắn sợ linh hồn tinh thạch ngược lại sẽ bị viên này tâm linh tinh thạch khống chế la quân bây giờ nghĩ dùng pháp lực đem viên này tâm linh tinh thạch tìm kiếm rõ ràng hắn trước đem tâm linh tinh thạch tế ra trong nháy mắt theo hắn pháp lực vận chuyển tâm linh tinh thạch ở thạch thất bên trong trôi nổi lên đón lấy lam sắc quang mang bao phủ loại hào quang màu xanh lam này là từ trường lực lượng người tại rất nhanh hội sinh ra các loại ảo giác giống như là một loại nào đó gây ảo ảnh dược vật đồng dạng la quân nhất thời cảm thấy mình có chút nặng nề buồn ngủ mà lại trong đầu hiện ra rất nhiều lung ta lung tung cảnh tượng. Thật là khủng khiếp tâm linh tinh thạch, là quân tâm không khỏi kinh ngạc. Phải biết, hắn hiện tại là tu vi bực nào, thế mà nhẹ như vậy nhỏ thôi động tâm linh tinh thạch, hắn liền cảm thấy có chút chống đỡ không nổi, muốn buồn ngủ. Nếu như toàn lực thôi động, cái kia uy lực chẳng phải là càng thêm không thể tưởng tượng. Là quân thầm nghĩ, nhưng bây giờ còn có cái vấn đề, ta còn không thể siêu thoát bên ngoài cũng không thể lấy nó tới đối phó địch nhân đem chính mình cũng lâm vào huyễn cảnh chi cái này tâm linh tinh thạch không tầm thường chính là cái kia tấn lão vạn năm dựng dục ra đến đồ vật cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy huống chi mặt ngoài cũng không đơn giản la quân mấy lần thăm dò hắn pháp lực cũng không dám xâm nhập đến tâm linh trong tinh thạch rơi vào đường cùng la quân cũng đành phải tạm thời từ bỏ tiếp tục nghiên cứu tâm linh tinh thạch đây không thể nghi ngờ là một khỏa cực bảo quý tinh thạch la quân còn cần càng nhiều thời gian mới có thể nắm giữ uy lực hoa nguyên chi bác lai khắc rất nhanh bị nạp lan vân tuyết cùng tứ đại yêu hoàng bắt lại thần niệm bắn phá phía dưới bác lai khắc không chỗ che thân nói trở lại bác lai khắc cũng không muốn ẩn trốn địa tàng vương bồ tát từ bi cho la quân xác thực mang không ít phiền phức nạp lan vân tuyết bọn người cản lại hoa nguyên bác lai khắc bác lai khắc lập tức quỳ đi xuống đám người này ở trước mặt hắn vậy cũng là giống như thiên thần tồn tại. bác lai khác cũng lập tức thành thật khai báo hết thảy. hắn vốn định nhìn đến la quân đạt được báo ứng, cho nên càng không khả năng có cái gì giấu giếm. đa mẫu yêu hoàng nhìn bác lai Khắc lanh lợi, liền cười một tiếng, nói ra, hắn nói cũng đều là nói thật, la quân thật có này tà thuật. muội muội ta hiện tại cũng còn bị loại này tà thuật khống chế. sư phụ thế mà mất đi pháp lực, nạp lan vân tuyết lo lắng tới cực điểm. bất quá. Nạp Lan Vân Tuyết cũng có vui sướng địa phương. Cái này là chân chính, chính thức xác định sư phụ còn sống. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi cái kia địa ngục Bồ Tát chỗ đó muốn người. Hỗn Thế Yêu Hoàng lập tức nói ra. Xanh Ô Yêu Hoàng nói ra, nhưng địa ngục Bồ Tát uy danh bên ngoài, lần này tiến đến. Hỗn Thế Yêu Hoàng lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn lại có uy danh lại như thế nào? Chúng ta cùng đi, hắn dám không nể mặt mũi nếu như không nể mặt mũi, vậy chúng ta tiến hắn đi chân chính địa ngục. Tứ đại yêu hoàng đều xuất hiện, cái kia thật là tại địa ngục là có thể đi ngang. Nạp Lan Vân tuyết cứu sư sốt ruột, ngay sau đó cũng tán thành. Hoàng Nguyên Chi, luôn luôn đều là lâu dài đêm tối. Tại lúc nửa đêm đợi, đi về đông núi tứ đại yêu hoàng cùng Nạp Lan Vân tuyết trực tiếp buông xuống tại động phủ phía trước. Đồng thời, chúng người thần niệm bắn phá, nạp lan vân tuyết lập tức khóa chặt sư phụ nàng thân ngựa hình lóe lên hướng trong động phủ xông vào nàng muốn đem sư phụ cứu ra ngoài nạp lan vân tuyết trong nháy mắt xuất hiện tại nhã chân nguyên trước mặt bất quá cùng lúc đó la quân cũng xuất hiện tại nhã chân nguyên trước mặt nạp lan vân tuyết còn chưa kịp mở miệng nói với nhã chân nguyên một câu la quân bàn tay lớn vồ một cái liền đem nhã chân nguyên bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch bộ chỗ sâu nạp lan vân tuyết không khỏi xứng sờ thầm nghĩ, gia hỏa này không phải mất đi pháp lực sao? Nạp Lan Vân Tuyết không lo được hắn, hướng La Quân tức giận nói ra, "Thả sư phụ ta." Không có khả năng, La Quân lập tức trở về vừa nói nói. La Quân không nghĩ tới Nạp Lan Vân Tuyết thế mà như thế tìm đến, hắn mắt hàn quang lấp lóe, đột nhiên trực tiếp xuất thủ. La Quân đầu óc chuyển rất nhanh, hắn lập tức có mới tính toán. Hiện tại đuổi theo là những người kia, trong lòng của hắn rõ ràng không phải tứ đại yêu hoàng sao? Hắn muốn sử dụng nạp lan vân tuyết đến đánh lui tứ đại yêu hoàng, sau đó thả nạp lan vân tuyết trở về truyền tin. Đồng thời, hắn tại hỏa tốc tiến về phía tây vương giới. Tốt nhất là hắn trở lại thiên châu về sau, liền trông thấy kiều ngưng cùng tiên tôn đã an toàn. Đây là la quần ý nghĩ. Phải hoàn thành ý nghĩ này điều kiện tiên quyết là trước đem nạp lan vân tuyết bắt lấy. La quân trong nháy mắt thi triển ra linh hồn động thiên linh hồn động thiên ánh sáng màu lam lấp lẽ, linh hồn vòng xoáy không ngừng quyền giết tới nạp lan vân tuyết trước mặt nhất thời xuất hiện vô số huyến cảnh ầm um, la quân cấp tốc nhất quyền đánh giết ra ngoài nạp lan vân tuyết động tiên cảnh kỳ tu vi thế mà không tiếp nổi la quân một quyền này nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới la quân bàn tay lớn vồ một cái lập tức đem nạp lan vân tuyết nắm nơi tay ấn chi hắn cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật đem nạp lan vân tuyết toàn thân phong ấn chặt, khiến nạp lan vân tuyết không thể động đậy. Nạp lan vân tuyết không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy, nàng tự phụ tu vi, lại không nghĩ tới chính mình lại tại la quân trước mặt liền một cái ảnh chụp đều không đi qua. Tại linh hồn động thiên chỗ sâu, nhã chân nguyên mắt thấy đây hết thảy. Nàng chính thức nhìn thấy la quân thủ đoạn. Tựa hồ giờ khắc này, nàng mới phát hiện, la quân gia hỏa này tuy nhiên tu vi thấp nhưng ở thế hệ trẻ tuổi, còn thật tính toán tuyệt đối người nổi bật. Nhã chân nguyên nhìn đến nạp lan vân tuyết thụ thương cũng là lo lắng, nhưng nàng khắc chế chính mình nhịn xuống. Nàng biết, lúc này là quân tuyệt sẽ không đến tránh thức thương tổn vân tuyết. Cái kia tứ đại yêu hoàng cũng không nghĩ tới nạp lan vân tuyết biết cái này giống như lỗ máng, bọn họ muốn muốn đi theo vào thời điểm, địa tàng vương Bồ Tát cũng đã xuất hiện. Nói cho đúng, là địa tàng vương Bồ Tát Kim Thân Nguyên Thần xuất hiện tại động phủ trước bốn vị thí chủ, nơi đây chính là bần tăng cấm địa, còn mời bốn vị thí chủ rời đi. Địa tàng vương Bồ Tát từ tốn nói. Cùng lúc đó, là quân thân hình lóe lên, cũng tới đến động phủ trước, cùng địa tạng vương nguyên thần đứng sóng vai. Lúc này, là quân sao lại lùi bước. Tiểu tiện trùng, nguyên lai người ở chỗ này, hỗn thế yêu hoàng nhìn về phía là quân, hắn mắt tách ra vô cùng hàn ý. Là quân trực tiếp cầm ra nạp lan vân tuyết, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra thấy rõ ràng nàng tại tay ta tứ đại yêu hoàng nhìn thấy nạp lan vân tuyết thế mà bị la quân chế phục không khỏi bị kinh ngạc giật mình không ở chỗ khác mà chính là gia hỏa này tốc độ quá nhanh tứ đại yêu hoàng biết la quân gia hỏa này rất hung đem không trung cảnh sơ kỳ cao thủ đều một kiếm chém giết qua nhưng không nghĩ tới hắn hung đến nước này nạp lan vân tuyết không khỏi cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi hỗn thế yêu hoàng bọn người còn thật là muốn bận tâm nạp lan vân tuyết sinh tử an nguy nếu như nạp lan vân tuyết ra lại sự tình phó chi trần bên kia khẳng định phải hỏi tội trong chấp nhoáng này tất cả bố trí đều đã bị đánh loạn hỗn thế yêu hoàng trầm giọng nói ra thả nạp lan cô nương la quân cười ha ha một tiếng nói ra nếu đổi lại là ngươi ngươi thả sao nạp lan vân tuyết không khỏi cắn răng nói ra không cần phải để ý đến ta giết hắn cứu ra sư phụ ta. Cái cô nương này, lòng tràn đầy đầy mắt đều là sư phụ nàng. Trừ cái đó ra, nàng cái gì đều có thể không quan tâm. Hỗn thế yêu hoàng bọn người lại không thể thật mặc kệ nạp lan vân tuyết. Ngược lại là lúc này, địa tàng vương Bồ Tát mở miệng, bốn vị thí chủ, mời trở về đi. Tiểu thí chủ tại bần tăng nơi này, không ai có thể đem hắn mang đi. Chính là Ngọc Thanh Môn chí Tôn, chính là Quá Tôn Lầu người đến, Bần tăng cũng muốn bảo vệ tiểu thí chủ Chu Toàn. Người có bản lãnh này sao? Hỗn Thế Yêu Hoàng mắt thả tinh quang, nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật. La Quân tâm không khỏi cảm động, Bồ Tát tuy nhiên không nói nhiều, nhưng một phen tương hộ chi tình lại là thẳng thắn. Ngay vào lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại nói với La Quân, tiểu thí chủ, thả vị này nạp lan cô nương đi. Có bần tăng ở chỗ này, bọn họ mang không đi ngươi. La Quân nào nào? Hắn cảm thấy có chút xấu hổ, cùng Bồ Tát dạng này lòng giả tới nói, hắn cử động đúng là không phóng khoáng một số. La Quân bản ý là muốn lợi dụng Nạp Lan Vân Tuyết bước lui tứ đại yêu hoàng, hoặc để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu thuyết hắn cảm thấy lấy hắn cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát hai người, chỉ sợ khó có thể ngăn cản tứ đại yêu hoàng. Nhưng lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói như vậy, La Quân biết mình vẫn là đánh giá thấp Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hắn lúc này tự nhiên là muốn nghe địa tàng vương bồ tát nói ngay sau đó liền buông ra nạp lan vân tuyết nạp lan vân tuyết lại là không đi nàng trực tiếp hướng la quân cả giận nói thả sư phụ ta la quân nhất thời nổi nóng nói ra thả ngươi mẹ a à, ta con mẹ nó chọc ai gây người nào là các ngươi ngọc thanh môn trước bắt thê tử của ta cùng bằng hữu ngươi đừng làm đến giống như các ngươi nhiều vô tội ta nhiều vô sỉ nạp lan vân tuyết sướng sờ sướng sờ là quân theo rồi nói ra, ta đối với ngươi sư phụ một chút hứng thú đều không có, các ngươi lập tức thả thê tử của ta cùng bằng hữu về Thiên Châu. Ta ngựa thả sư phụ ngươi, nếu không nói, giữa chúng ta nói đều đừng nói. Nếu không, mọi người cùng nhau ngọc đá cùng vỡ, lão tử chế ti cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nạp Lan Vân Tuyết nói không ra lời, nàng lớn nhất rồi nói ra, ngươi nếu là dám đụng đến ta sư phụ một cọng tóc gáy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một dạng, la quân nói ra hắn ý tứ là các người động kiều ngưng cùng tiên tôn ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi nạp lan vân tuyết hít sâu một hơi nàng đối tứ đại yêu hoàng nói ra ta muốn lập tức trở về gặp mặt trí tôn sư phụ ta không thể lại tiếp tục trì hoãn hỗn thế yêu hoàng nói ra vậy trong này nạp lan vân tuyết nói ra phiền phức bốn vị tiền bối trông coi nơi này đừng cho hắn đào tẩu hỗn thế yêu hoàng gật gật đầu nói ra Vậy chúng ta ở chỗ này trông coi." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, làm phiền. Về sau, Nạp Lan Vân Tuyết lập tức đi. Tứ đại yêu hoàng lập tức cũng lui ra đi về đông núi, bọn họ đem đi về đông núi vây lại, bảo vệ chặt chẽ, không cho La Quân rời đi. Các loại tứ đại yêu hoàng lui ra ngoài về sau, La Quân cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát trong sơn động tỉ mỉ trò chuyện. La Quân có chút đau đầu, bởi vì hắn nguyên kế hoạch có chút bị đánh loạn cái này trong địa ngục cũng không phải cái gì giao dịch tốt tràng sở. Nếu như bọn họ tại địa ngục đem kiều ngưng cùng tiên tôn phóng thích, là quân chưa chắc có thể đem bọn hắn mang đi. Mà nếu như bọn họ trực tiếp thả kiều ngưng cùng tiên tôn về thiên châu, vậy mình cũng không biết tình huống A. Phương pháp tốt nhất là, hắn trước quay về thiên châu. Các loại nhìn thấy kiều ngưng cùng tiên tôn về sau, xác định không sai lại đem nhã chân nguyên phóng thích. Là quân quyết định vẫn là phải rời đi trước. Sau đó, hắn nói với Địa Tàng Vương Bồ Tát, "Bồ Tát, ta nhất định phải trước tiên rời đi, đuổi về Thiên Châu. Nơi đây giao dịch, đến một lần đưa ngài tại hiểm cảnh, thứ hai tại ta cũng có rất nhiều không tiện." Địa Tàng Vương Bồ Tát liền nói ra, "Bần tăng có thể giúp tiểu thí chủ rời đi, chỉ bất quá, lúc này hành tích đã bại lộ. Ngươi sau khi ra ngoài sẽ có càng nhiều hung hiểm. Ngươi ở chỗ này, bần tăng có thể mượn yêu ma nguyện lực hộ ngươi chu toàn." La Quân nói ra, ta không biết yêu ma nguyện lực có bao nhiêu lợi hại, nhưng Ngọc Thanh Môn còn có quá tôn lầu. Những lão gia hỏa kia đến, ngài quả quyết ngăn cản không nổi, ta nhất định phải rời đi. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, đã tiểu thí chủ khăng khăng, cái kia bần tăng có thể giúp một tay. Đa tả, là quân sau đó còn nói thêm, Bồ Tát giúp ta lặng yên rời đi có thể, còn lại sự tình, ta tự mình tới xử lý. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, tốt. Sau đó, là quân còn nói thêm, đúng, Bồ Tát, ta chỗ này có thật nhiều pháp khí, còn có một số đan dược. Hắn đem chuẩn bị trước tốt muốn cho Bồ Tát một tỷ thuần dương đan thuốc, còn có rất nhiều pháp khí các loại toàn bộ lấy ra. Bao quát một kiện phẩm đạo khí. Làm la là quân đem cái này tài phú cách xù chuyển sau khi đi ra, địa tàng vương Bồ Tát mắt lại không lên bất kỳ gợn sóng nào. Bồ Tát, ngài không nên hiểu lầm, đây là ta được bảo tàng, chi chuẩn bị trước tốt cho ngài lưu cái này một phần la quân gặp bồ tát cười không nói liền nói gấp địa tàng vương bồ tát mỉm cười nói ra tiểu thí chủ nhận lấy đi cái này la quân hơi kinh hãi địa tàng vương bồ tát nói ra tiểu thí chủ người không nên suy nghĩ nhiều những vật này quý giá chỗ bần tăng là biết bần tăng cũng không chút nghi ngờ tiểu thí chủ ngươi thành tâm ngươi nếu thật là chỉ muốn nịnh nọt bần tăng không cần xuất ra cái này rất nhiều thứ tới bất quá những vật này tại tiểu thí chủ trong tay ngươi sẽ tốt hơn, ngươi cần những vật này. Mà bần tăng, không cần. Ngài như thế nào không cần, nơi này còn có nhiều như vậy yêu ma, nếu là bọn họ muốn siêu thoát. La quân nói ra, địa tàng vương Bồ Tát nói ra, phi thăng thành tiên, mới là siêu thoát sao. La quân sướng sờ, địa tàng vương Bồ Tát nói ra, cái này địa ngục hoàn cảnh, bần tăng cải biến không. Bần tăng duy nhất có thể làm là tuyên dương Phật Pháp, để những yêu ma này nhóm có thể tìm tới một tia ký thác cùng an ủi để chúng nó cảm thấy cái này khổ hải chi còn có một tia ấm áp trừ điểm này hắn bần tăng cái gì cũng làm không được trong nhân thế riêng là thế giới bao la bên trong có thật nhiều ngu nhạc hóa đồ vật như điện ảnh thư tịch nó tránh thức có thể mang cho người ta nhóm lại là cái gì đâu nói cho cùng vẫn là ở sâu trong nội tâm một tia thú vị cùng an bình tâm thỏa mãn thỏa mãn tâm không vừa lòng chính là thân ở thế giới cực lạc, lại có thể thế nào?" La Quân nói ra, "Ngài cảnh giới là vãn bối không thể với tới." Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói tiếp, "Những đan dược này, bảo tàng tại bần tăng tay là lãng phí. Nó cần phải tại tay ngươi." La Quân minh bạch Địa Tàng Vương Bồ Tát cảnh giới, ngay sau đó nói ra, "Đã như vậy, vãn bối không nói nhiều." Sau đó, hắn thu hồi tất cả đan dược và bảo tàng. "Về sau, La Quân nói ra, Bồ Tát trợ giúp vãn bối, là bởi vì bằng hữu chi tình, hay là hắn đâu? Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, tiểu thí chủ vì sao như thế muốn hỏi? La Quân nói ra, Bồ Tát cũng không phải là một cái giảng nghĩa khí người, cũng không phải một cái người thân thiết tình nhân. Đây là vãn bối đột nhiên nhận thức đến. Địa tàng vương Bồ Tát cười cười, nói ra, tiểu thí chủ, người cái này nhận biết, tính được có chút tiếp cận bần tăng. Bần tăng làm việc, xác thực không nhìn thể diện. Bần tăng làm việc, chỉ làm chính mình cho rằng là đúng sự tình. La quân nói ra, cái kia tại Bồ Tát trong mắt, trợ giúp vãn bối chính là chính xác sự tình. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, tiểu thí chủ, thân người có giết hại, có bạo lệ, nhưng cũng có rất sâu Phật tính. Phật tính, La quân hơi hơi không hiểu. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, tiểu thí chủ không cần xoắn suýt, Phật tính là chúng ta Phật gia dùng từ. Người có thể hiểu thành từ bi, từ bi không phải Phật gia tạo ra đến hai chữ. Tử bi là người trong thiên hạ tử bi, người có tử bi, vãn bối giết người như ngóe. Là quân nói ra, nhưng người y nguyên tử bi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, là quân nói ra, tham sân si độc, vãn bối chiếm toàn. Tại Phật gia trong mắt, vãn bối không nên là thập ác bất xá sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, cái gì gọi là tham? Nếu người tham, làm gì đem tới tay bảo tàng biếu tặng ra ngoài? Cái gì gọi là giận? Cái gì gọi là si, cái gì gọi là độc, tiểu thí chủ, người có thể từng động đậy suy nghĩ, muốn đi vô cớ làm một kiện ác độc sự tình. Tiểu thí chủ, địa có con kiến hôi, người lại sẽ đi dẫm một chân. Sẽ không, La Quân nói ra. Người nhìn, người có quét sắc sợ thương tổn con kiến hôi mệnh từ bi, không phải sao. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra. La Quân nói ra, vãn bối thường nghĩ, nếu có địa ngục tu la, vãn bối chính là toàn thân đẫm máu tu la vãn bối cái này một thân đã là ô uế khắp nơi trên đất duy trông mong có thể đem một mảnh thanh tịnh sạch sẽ lưu cho con gái địa tàng vương bồ tát nói ra sống ở ngay sau đó hắn lại nói sống ở ngay sau đó la quân tỉ mỉ nhai nuốt lấy bồ tát nói bồ tát chính là có đại trí tuệ hắn từ trước tới giờ không tận lực đi khuyên người làm thiện đây là la quân bội phục nhất bồ tát một chút mà tại la quân linh hồn trong tinh thạch Nhã chân Nguyên cũng một mực tải tỉ mỉ nghe địa tàng vương Bồ Tát Hòa La Quân đối thoại. Nhã chân Nguyên đột nhiên cảm giác được, La Quân cũng không có như vậy ti tiện cùng đáng hận. Hắn tại cái này địa ngục chi giấy ruộng, làm ra hết thảy, bất quá là vì cứu trở về vợ mình cùng bằng hiếu. Giống hắn tại đối mặt đồ nhi vân tuyết giận lúc, hắn cũng giận, hắn giận, thực càng có đạo lý. Đứng tại hắn góc độ tới nói, hắn mới là người bị hại. Hắc ám hoang nguyên chi, tứ đại yêu hoàng phân bốn cái phương vị giữ vững đi về đông núi. Ngay vào lúc này, đi về đông núi bỗng nhiên một triệu yêu ma cùng một chỗ ngâm sướng lên trải qua tới. Địa tàng vương Bồ Tát cũng bắt đầu niệm tụng trải qua. Vô số kim sắc trải qua ký tự phiêu đãng lên, trong lúc nhất thời, cả tòa đi về đông núi bị ký tự màu vàng bao phủ. Dạng này kim sắc đem phương viên mấy trăm dặm hoang nguyên chiếu sáng. Kim sắc nguyện lực hình thành động thiên thế giới. Động thiên thế giới bên trong, thời gian, không gian đều bị hạn chế ở. Tứ đại yêu hoàng cũng bị bao phủ ở bên trong. Hỗn thế yêu hoàng cũng là không trung cảnh đỉnh phong, hắn lập tức cảm giác được trước mắt là thế giới màu vàng, hắn thần niệm quét bắn đi ra, bốn phía toàn bộ đều là thế giới màu vàng. Lẽ nào lại như vậy? Hỗn thế yêu hoàng lập tức biết là quân muốn rời khỏi. Hắn cũng lập tức thi triển ra Hắn Động Thiên Pháp Tắc. Nhưng là hắn động thiên pháp tắc cũng bị cái này kim sắc nguyện lực thế giới áp chế gắt cao ở. Đa mộ yêu hoàng, xanh ô yêu hoàng, tà ác yêu hoàng ảo ảo mỗi người thi triển ra chính mình động thiên tới. Bốn đại động thiên cùng một chỗ thi triển, lại toàn bộ bị địa tàng vương bồ tát kim sắc nguyện lực thế giới chê ti chấn áp lại. Không có một chút lo lắng. Lúc này, tứ đại yêu hoàng mới tâm phát lạnh. Bọn họ nắm giữ địa ngục chi lực, bọn họ tại địa ngục thế giới bên trong như cá gặp nước nhưng lại không nghĩ rằng cùng một chỗ hợp lực thế mà xa hoàn toàn không phải cái này địa tàng vương bồ tát đối thủ đương nhiên địa tàng vương bồ tát tuy nhiên đem bọn hắn vây khốn nhưng muốn đem bọn hắn này đánh bại lại không đơn giản như vậy địa tàng vương bồ tát lúc này đối bên người la quân nói ra tiểu thí chủ người có thể đi la quân gật đầu hắn hướng địa tàng vương bồ tát sâu khom người bái thật sâu sau đó nói đa tạ bồ tát đại ân không lời nào cảm tạ hết được La Quân quay người muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, địa tàng vương Bồ Tát sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu thí chủ, xin dừng bước, địa tàng vương Bồ Tát nói ra. La Quân nào nào, Ngọc Thanh môn nhân đến, người cái này vừa đi ra ngoài, vừa lúc là tự chui đầu vào lưới. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra. La Quân bị kinh ngạc, đến như vậy nhanh. Địa tàng vương Bồ Tát trầm giọng nói ra, tiểu thí chủ, người giấu đến bần tăng cái này tầm chứng đến, bần tăng tự nhiên giữ vững ngươi địa tàng vương bồ tát tế ra một cái kim sắc tầm trứng cái này kim sắc tầm trứng chính là phật giới bên trong trí bảo gọi là đại nhật như lai tầm trứng địa tàng vương bồ tát trước đó cũng là trốn ở cái này tầm trứng bên trong mới khiến cho phía tây vương giới thần vương rất vô kế khả thi la quần cũng biết cái này mai tầm trứng lợi hại nhã chân nguyên tại linh hồn trong tinh thạch lạnh lùng nghe đây hết thảy nàng cũng rất muốn biết La Quân sẽ làm ra phản ứng gì. Lúc này, La Quân nhìn một chút địa tàng vương Bồ Tát, hắn trầm giọng nói ra, nói cách khác, Bồ Tát ngài cũng không có nắm chắc có thể đánh lui Ngọc Thanh môn nhân. Địa tàng vương Bồ Tát nào nào, theo rồi nói ra, bần tăng ở đây, bọn họ nếu là tìm không được ngươi, làm sẽ không làm khó bần tăng. Dùng cái gì khẳng định, La Quân hỏi. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, Phật giới cùng Ngọc Thanh môn có ngọn nguồn. Vạn nhất đâu? la quân nói ra địa tàng vương bồ tát nói ra vạn sự đã có thiên định la quân nói ra không được bồ tát tất cả phiền phức đều là vãn bối dẫn tới vãn bối lại vô năng lúc này cũng không thể trốn đi làm làm cái gì cũng không biết nếu là chuyện không thể làm việc này vãn bối từ trước đến nay một mình gánh chịu ngươi làm sao có thể đầy đủ gánh chịu địa tàng vương bồ tát hỏi la quân trong mắt thả ra hàn quang nói ra bọn họ như không thèm để ý cái này nhã chân nguyên, vãn bối thì sợ gì cùng bọn hắn ngọc đá cùng vỡ. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, tuyệt đối không thể. Có gì không thể, là quân mới không quan tâm hắn. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, ngươi, ngươi căn bản không hiểu. Là quân nói ra, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả. Địa tàng vương Bồ Tát khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, vị kia nữ thí chủ tính cách cao ngạo, Bần Tăng nếu là nói ra việc này, nàng chỉ sợ không cách nào dung hạ cái kia bào thai trong bụng. Hy vọng, sự tình không muốn đi đến cực đoan một bước kia đi. Kim sắc nguyện lực thế giới bao phủ đi về đông núi. Tứ đại yêu hoàng bị nhốt bên trong, không cách nào siêu thoát. Một triệu yêu ma cùng một chỗ nguyện, cái này há là có thể tùy tiện dòm ra. Địa tàng vương Bồ Tát tại Tu Vi phía trên chưa chắc có nhiều kinh thiên động địa, nhưng là hắn là chân chính Bồ Tát, hắn đối Phật pháp tinh thâm hòa giải là người thường không thể tưởng tượng ngay lúc này Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn phó tri Trần chỉ huy thủ hạ một đám phó trưởng giáo đến đây hôm nay tới đây phó trưởng giáo có Vương Chiến Âu Dương Đạt Tình Tiền Khôn Đào Đệm các trưởng lão cũng không có tới chính là tại Ngọc Thanh trong môn tỏa trấn. phó tri Trần áo trắng tung bay hắn vung tay lên lập tức liền lấy thiên vị chi lực phá vỡ kim sắc nguyện lực thế giới mê chướng cái kia một cái chớp mắt tứ đại yêu hoàng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, cấp tốc thu nạp động thiên chi lực, đi vào phó chi trần trước mặt. Tham kiến chi tôn, tứ đại yêu hoàng vô cùng nể tình, hiểu rõ tình hình thức thời hướng phó chi trần hành lễ. Mấy người còn tại giữa không chung, phó chi trần bên người còn có nạp lan vân tuyết. Phó chi trần nhàn nhạt gật đầu, sau đó chỉ huy mọi người lại thân hình lóe lên, liền tới đến địa tàng vương Bồ Tát trước mặt. Địa tàng vương Bồ Tát ngay tại động phủ bên trong nho nhỏ đấu trong phòng trong chớp mắt chúng thần tề tụ địa tàng vương bồ tát bên người thì đứng đấy la quân la quân nhìn lấy đám này các đại lão cùng nhau tiến đến lòng hắn chìm vào đáy cốc địa tàng vương bồ tát lấy tăng y sắc mặt nhàn nhạt hắn ngẩng đầu nhìn về phía phó chi trần phó chi trần tuy nhiên kiêu căng nhưng đối địa tàng vương bồ tát dạng này đại từ bi người lại là bảo chỉ phải có tôn trọng hắn hơi hơi hành lễ nói ra bản tôn gặp qua bồ tát địa tàng vương bồ tát cũng đứng dậy đón chào nói trí tôn tới đây bần tăng hữu lễ phó tri trần mỉm cười theo rồi nói ra hôm nay bản tôn đến đây chính là vì ngọc thanh môn ra sự cũng là vì tiên giới sứ mệnh còn mời bồ tát không muốn ngăn cản địa tàng vương bồ tát nói ra bần tăng đã đáp ứng tiểu thí chủ chỉ cần tại cái này đi về đông trong núi bần tăng thì hộ tiểu thí chủ chu toàn trí tôn như muốn làm khó tiểu thí chủ cần trước hết giết bần tăng Phó tri Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nạp Lan Vân Tuyết mấy người cũng hơi hơi biến sắc. Địa Tàng Vương Bồ Tát trên thân thể hiện ra một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục thấy chết ti không sờn. Phần này hiên ngang lẫm liệt, phần này không biết sợ, bản thân đã đáng giá để người tôn kính. Nhưng ngay lúc này, La Quân đã ngăn ở Địa Tàng Vương Bồ Tát trước mặt. Hắn trầm giọng nói với Phó Tri Trần: Hôm nay lúc này không có quan hệ gì với Bồ Tát. Chắc hẳn thể tử của ta bằng hữu đều là vì ngươi chỗ bắt phó chi trần nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía la quân hắn tựa hồ là muốn đem la quân nhìn thấu cái này la quân tu vi quả nhiên là thấp chí ít tại hắn phó chi trần trong mắt thật là thấp nhưng là cái này la quân lại quấy mưa gió vô số khiến ngọc thanh môn tổn thất nặng nề hắn muốn xem ra la quân đến cùng có chỗ đặc biệt gì nhưng rất là tiếc nuối phó chi trần cũng không có tại la quân trên thân nhìn đến bất kỳ chỗ đặc biệt hắn trầm ngâm một cái trước mắt sau đó gật gật đầu nói ra bản tôn đối thê tử ngươi bằng hữu không có nửa điểm hứng thú hắn sau khi nói xong thì tế ra tử dương hồ lô sau đó kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn cũng bị phóng xuất ra minh nguyệt tiên tôn ở vào trạng thái ngủ say kiều ngưng một thanh ôm ngang ở minh nguyệt tiên tôn kiều ngưng lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy la quân tuần này bị hoàn cảnh kiều ngưng tịnh không để ý nàng nhìn thấy la quân cái kia một cái trước mắt trong mắt lệ nóng doanh tròng ngàn dặm mười ngàn dặm hắn trung quy là liều lĩnh tới kiều ngưng la quân vô cùng kích động có điều hắn cũng không tiến tới một bước mà chính là để kiều ngưng tới la quân duy trì độ cao cảnh giác kiều ngưng mang theo minh nguyệt tiên tôn đi vào la quân bên người phó chi trần từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì người thế nào không có bị hắn khống chế a à? la quân hỏi kiều ngưng kiều ngưng lắc đầu nói ra không có. lúc này kiều ngưng vẫn là xinh đẹp, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. đó có thể thấy được. phó tri trần cũng không có tra tấn các nàng. là quân nhỏ khẽ thở phào một cái. sau đó là quân trịnh trọng nói với địa tàng vương bồ tát, bồ tát, kiều ngưng cùng tiên tôn thì phiền phức ngài thay chiếu cố. địa tàng vương bồ tát nao nao. kiều ngưng ý thức được cái gì, nàng thần sắc nhất thời đại biến. là quân, người có ý tứ gì? nàng thân thể mềm mại hơi hơi phát run. La quân mỉm cười, hắn sau đó lại đem rất nhiều phòng bị tu di, còn có như vậy như chuông toàn bộ cầm ra tới. Những vật này, mời Bồ Tát thay bảo quản, nếu là ta chê ti, những vật này ngài nhìn lấy xử lý, nhớ đến đến lúc đó cho Lam tử y lưu một số liền tốt. Nếu là ta còn sống, hội lại đến tìm Bồ Tát thu hồi. Địa tàng vương Bồ Tát nói không ra lời. La quân, ngươi muốn làm gì? Kiều Ngưng theo đáy lòng cảm nhận được hoảng sợ. Nàng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn để vào phòng bị tu di bên trong, nàng phòng bị tu di là có thể hô hấp. La Quân, ngươi muốn làm gì? Kiều Ngưng chê ti níu lại La Quân tay. Nàng đã ý thức được cái gì? La Quân nhìn về phía Kiều Ngưng, hắn sóng mắt vô cùng dịu dàng. Hắn bưng lấy Kiều Ngưng gương mặt, sau đó thâm tình hôn một miệng. Kiều Ngưng hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút. Đều tại ta, ta cần phải nghe ngươi, ta không cần phải rời đi Thiên Châu. Ta vì cái gì muốn muốn đi ra ngoài, nàng khóc đến giống như là một đứa bé. Chuyện không liên quan ngươi, vô luận ngươi có rời hay không Thiên Châu, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó ta. Ngươi bất quá là một cái kiếp nổ a, à. kiều ngưng, không nên trách chính ngươi, đời này có thể gặp ngươi, là ta lớn nhất đại hoan hỉ. Là quân sau khi nói xong, liền tránh ra kiều ngưng tay. Hắn đem linh hồn trong tinh thạch nhã chân nguyên phóng xuất ra sư phụ làm nhã chân nguyên xuất hiện về sau nạp lan vân tuyết bước nhanh về phía trước quỳ gối nhã chân nguyên trước mặt nàng cũng là hai mắt rưng rưng la quân thì là nhìn về phía phó chi trần hắn nói ra vĩnh viễn không muốn lại gây khó khăn cho ta người nhà cùng bằng hữu trong chấp nhóm này la quân cùng phó chi trần ở giữa đã đạt thành ăn ý phó chi trần gật gật đầu nói ra điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng tới gây ngọc thanh môn la quân ánh mắt ảm đạm sau đó hắn thu linh hồn tinh thạch tại trong não vực hắn nói với phó chi trần vậy thì tốt đi thôi phó chi trần gật gật đầu hắn bàn tay lớn vồ một cái liền bắt lấy la quân một giây sau la quân liền bị chứa vào đến tử dương trong hồ lô đi chúng ta đi phó chi trần không nói thêm lời sau đó lại hướng cái kia địa tàng vương bồ tát nói ra quấy dày bồ tát ánh mắt của hắn lại đến kiều ngưng trên thân Gặp lại, Kiều cô nương. Không, chỉ mong chúng ta không gặp nhau nữa. Bởi vì như lại gặp nhau, người khả năng không cách nào mạng sống. Phó Chi Trần nói ra. Đoàn người này, quay người muốn đi. Phó Chi Trần, Kiều ngưng bỗng nhiên rừng mềm yếu nước mắt. Nàng ánh mắt lạ thường trở nên kiên nghị. Nàng cắn răng nói ra, người còn nhớ cho ta nói chuyện. Ồ, Phó Chi Trần xoay người lại, hắn nhìn về phía Kiều ngưng. Bao quát nhã chân nguyên nạp lan vân tuyết, tứ đại yêu hoàng toàn bộ quay người nhìn về phía Kiều Ngưng. Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, Ngọc Thanh Môn nhất định sẽ vì hôm nay chỗ làm sự tình mà hối hận, từ nay về sau, ta Kiều Ngưng hướng các người cam đoan, Ngọc Thanh Môn sẽ không còn ngày yên tĩnh. Nhã chân nguyên yên lặng dò xét Kiều Ngưng, ở trong mắt nàng, Kiều Ngưng cũng bất quá là con kiến hôi. Nhưng giờ phút này, cái này con kiến hôi uy lại có loại kỳ diệu khó tả uy lực. Đó là một loại ngọc đá cùng vỡ uy lực nhưng thì có ích lợi gì đâu nhã chân nguyên nói thầm phó chi trần thì là nao nao sau đó hắn cười nhạt một tiếng nói ra trên địa cầu còn không người có dạng này năng lượng các ngươi càng không cái này khả năng sau đó phó chi trần một đoàn người cấp tốc rời đi la quân trung quy là cùng phó chi trần đi đây là la quân hành động bất đắc dĩ la quân vốn là có dự định hắn muốn dựa vào chân nguyên tiên tử để đạt tới cứu ra kiều ngưng cùng tiên tôn mục đích nhưng là Phó Chi Trần một đoàn người đến quá nhanh, nhanh đến để La Quân không có gì có khác lựa chọn. Phó Chi Trần mặc dù không có hòa La Quân đơn độc trò chuyện, nhưng là Phó Chi Trần đã biểu hiện rất rõ ràng, mà lại trực tiếp trước hết phóng thích Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn. Nếu như Phó Chi Trần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng Lôi Đình thủ đoạn khống chế lại La Quân, đồng thời cứu Nhã Chân Nguyên. Mặt đối mặt về sau, La Quân thực chính là không có át chủ bài. Phó tri Trần nguyện ý phóng thích kiều ngưng cùng tiên tôn đối với La quân tới nói đã là niềm vui ngoài ý muốn điểm này La quân trong lòng là rất rõ ràng cho nên La quân lựa chọn giao ra bản thân giao ra nhã chân nguyên trung quy hết thảy đều bình tĩnh lại Ngọc Thanh trong môn nhã chân nguyên trực tiếp trở lại thái thượng tôn trong lầu phó tri Trần có cùng nhã chân nguyên xin phép qua sư tôn cho rằng nên xử trí như thế nào La quân Nhã chân nguyên nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, những chuyện này, cần bổn tỏa tới nói sao. Tìm ra ngũ cốc xã tác thần thụ về sau, người này nên giết thì giết. Nàng tuyệt sẽ không đi vì la quân cầu nửa phần tình. Nàng có thể nhịn, không thân thủ tới giết la quân, đã là vô cùng lớn tình cảm. Phó Chi Trần còn hỏi qua Nhã chân nguyên, pháp lực phải trang bị hạn chế. Nhã chân nguyên lạnh lùng nói ra, bất quá là bổn tỏa kiếp số, người thật sự cho rằng, có người có thể hạn chế bổn tọa pháp lực. Nàng sau khi nói xong, liền thi triển pháp thuật rời đi. Nhã chân nguyên thậm chí không có cùng nạp lan vân tuyết nói thêm cái gì. Quá tôn lầu chi, nhã chân nguyên tại thuộc về mình thời không chỗ sâu. Nơi này là một tòa đình viện, phong cảnh tú lệ yêu mỹ. Không có nàng cho phép, quá tôn lầu người khác không cách nào tiến đến. Nhã chân nguyên ăn rất nhiều đan dược, nàng tích xúc là không thể đo lường. Nàng thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng hội dần dần khôi phục. Đó cũng không phải vấn đề gì. Nhã Chân Nguyên đứng tại trong đình viện, nàng không nhúc nhích. Chuyến này ra ngoài, nàng kinh lịch quá nhiều chuyện, là nàng cả cuộc đời một trong lần trọng đại chuyển hướng cùng biến hóa. Nàng tôn kính nhất độc hành đại ca vì vậy mà mất mạng. Bản thân nàng chịu đựng lớn nhất đại nguy cơ, nàng kém chút chết ti tại Ma Quân chi thủ. Về sau lại bị một cái tiểu tặc lăng nhục, chính là về phần hiện tại trong cơ thể nàng thêm một cái tiểu sinh mệnh, đây đều là làm nàng bất ngờ. nhã chân nguyên thực có chút ngoài ý muốn, tại cái kia dạng một cái thời khắc, la quân dạng này nghĩa vô phản cố đứng ra. nhã chân nguyên biết la quân đại khái là kiếp số khó thoát, cái này bụng hài nhi sinh ra tới hội không có phụ thân, nhưng cái này không sao cả, tức thời là la quân không chế ti, nhã chân nguyên cũng không có ý định nói cho đứa nhỏ này phụ thân nàng là ai, cho nên chế ti đi không có bao nhiêu tiếc hận. Cũng tốt, bổn tỏa đã từng thề muốn đem tiểu tặc kia giày vò đến muốn sống không được, muốn chết ti không xong. Bây giờ người chê ti, cũng là không tính bổn tọa phá thề. Người như còn sống, dù sao cũng là cha đứa bé, bổn tọa ngược lại còn có chút ít khó xử. Ở thời điểm này, bên ngoài truyền đến đồng tử thanh âm. Nói là nạp lan vân tuyết cầu kiến. Nhã chân nguyên nao nao, sau đó liền nói ra, để cho nàng đi vào. Rất nhanh, đình viện chống trơn khí xuất hiện gợn sóng về sau một bóng người lấp lóe tiến đến một thân nát hoa váy dài nạp lan vân tuyết xuất hiện tại nhã chân nguyên trước mặt đồ nhi đáng chê ti mệt mỏi sư phụ thụ đại nạn này nạp lan vân tuyết lập tức quỳ xuống nói ra nhã chân nguyên nhìn nạp lan vân tuyết liếc một chút sau đó từ tốn nói đứng lên đi nạp lan vân tuyết nói ra sư phụ không tha thứ đồ nhi đồ nhi không dám lên ngốc nha đầu Nhã chân nguyên khóe miệng toát ra một tia ôn nhu nụ cười tới, sư phụ không có quái qua ngươi. Mau dậy đi. Nạp lan vân tuyết cái này mới đứng dậy, sau đó trước kéo lại nhã chân nguyên cánh tay, nàng hốc mắt đỏ lên, nói ra, sư phụ, ta thật là sợ. Sợ cái gì, nhã chân nguyên cũng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới nạp lan vân tuyết tay. Nạp lan vân tuyết nói ra, ta sợ ngài biết về không được. Nếu như ngài không tại, vậy ta cũng không muốn sống nàng lời này lại không phải vuốt mông ngựa, mà chính là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nhã chân nguyên tự nhiên cũng là biết. Hiện tại, ngũ cốc xã tắc thần thụ bên kia điều tra đến thế nào? Nhã chân nguyên nghĩ đến cái gì? Hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, trí tôn đang cùng phó trưởng giáo nhóm, các trưởng lão cùng một chỗ thương thảo việc này. Sư phụ, cái kia là quân thế mà bắt giữ ngài, thật sự là tội đáng chết ti vạn lần. Các loại ngũ cốc xã tắc thần thụ biết rõ ràng về sau, đệ tử nhất định đem hắn thân thủ giết cho ngài huyết tẩy sỉ nhục nhã chân nguyên từ tốn nói ta bất quá là mượn nhờ hắn tay lai lịch một lần kiếp mà thôi hắn sự tình người khác lẫn vào biết không nạp lan vân tuyết ngốc ngẩn ngơ sau đó nói đúng sư phụ đi về đông núi địa tàng vương bồ tát động phủ bên trong địa tàng vương bồ tát một mực tại niệm tụng trải qua kim sắc trải qua còn có chúng yêu ma nguyện lực toàn bộ vây quanh giường đá minh nguyệt tiên tôn Người trong thiên hạ không có cách nào trị liệu minh nguyệt tiên tôn linh hồn chi lực, nhưng địa tàng vương Bồ Tát lại là có thể. Rất rất lâu về sau, minh nguyệt tiên tôn đột nhiên mở to mắt. Nàng tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên ngồi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm giác được thể nội linh hồn lực lượng bị toàn bộ bước cùng một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa đan hoàn, giấu tại trong cơ thể nàng. Đại đa số linh hồn lực lượng đã bị độ hóa, trở thành tinh khiết linh hồn, mà sau cùng không chịu thỏa hiệp linh hồn bị địa tàng vương bồ tát phong ấn minh nguyệt tiên tôn liền cảm giác thể nội thông thuật lực lượng rời núi lấp biển nàng thực lực cùng trạng thái khôi phục lại đỉnh phong trạng thái minh nguyệt tiên tôn ngẩng đầu nhìn đến kiều ngưng cùng địa tàng vương bồ tát bồ tát minh nguyệt tiên tôn kinh ngạc nói địa tàng vương bồ tát mỉm cười nói ra rõ ràng nguyệt thí chủ đã lâu minh nguyệt tiên tôn liền biết là địa tàng vương bồ tát cứu nàng Nàng đứng dậy, trùng điệp thi lễ, nói ra, đa tạ Bồ Tát ân cứu mạng. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, rõ ràng Nguyệt Thí Chủ, người còn không thể quá mức buông lòng. Lúc này, thân thể người vấn đề lớn đã bị bần tăng siêu độ. Nhưng là sau cùng linh hồn lực lượng trở thành huyết hồn. Những thứ này huyết hồn, chính là liền bần tăng cũng vô pháp đem siêu thoát. Muốn tiêu trừ huyết hồn, người còn cần muốn đi một chuyến mặt nhật phần tràng, tìm tới nhật nguyệt thú. Nhật Nguyệt Thú nội đan có thể giúp ngươi luyện hóa sau cùng huyết hồn." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Tốt, Đa Tạ Bồ Tát chỉ điểm." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Máu này hồn 3 năm 5 năm còn không có cái uy gì, rõ ràng Nguyệt Thí chủ không thể tùy tiện tiến về mặt Nhật Phần Tràng. Nhật Nguyệt Thú không thể coi thường, không đến thiên vị chi cảnh, không thể tùy tiện đi ngấp nghé." Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc, nói, "Hung ác như thế." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Không thể tưởng tượng minh nguyệt tiên tôn gật gật đầu nói ra tốt ta biết sau đó minh nguyệt tiên tôn lại có chút quái nói ra chuyện gì phát sinh vì sao ta cùng kiều ngưng lại ở chỗ này chẳng lẽ là bồ tát ngài cứu chúng ta địa tàng vương bồ tát sắc mặt chìm xuống nói ra bần tăng cũng không có bản sự này cái kia địa tàng vương bồ tát nói ra để kiều thí chủ tới nói đi minh nguyệt tiên tôn nhìn về phía kiều ngưng kiều ngưng một mực trầm mặc lúc này nàng nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, Ngọc Thanh Môn là vì la quân huyền hoàng thần cốc hạt giống, huyền hoàng thần cốc hạt giống chính là tiên giới đã từng lưu truyền đại địch, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Ngọc Thanh Môn là tiên giới sứ giả, bọn họ là muốn tiêu diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nhưng là huyền hoàng thần cốc hạt giống hòa la quân đã trở thành một thể, lấy đi huyền hoàng thần cốc hạt giống, la quân là một con đường chế ti. Lúc này, la quân đã bị, bị Ngọc Thanh Môn bắt đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn giật nảy cả mình. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, là quân tiểu thí chủ chính là có hay không đại từ bi, chỉ tiếc Ngọc Thanh môn hạ, vô số cao thủ, bần tăng cũng vô lực bảo vệ hắn chu toàn. Kiều Ngưng nói ra, Bồ Tát đã hết sức, không cần tự trách. Nàng đón đến, nói ra, hiện tại tiên tôn ngài khôi phục thương thế, đây là không thể tốt hơn. Chúng ta cần muốn mau rời khỏi nơi đây, trở lại thiên châu. Về sau, Chúng ta phải nghĩ biện pháp tới cứu La Quân. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật có rất ít người biết, tin tưởng La Quân tạm thời sẽ không có việc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, cái kia Ngọc Thanh môn cửa vào không thể đi, Ngọc Thanh thế giới đến hắn thế giới vô cùng khó khăn. Bần tăng có thể giúp hai vị đi trước hướng Tây Phương Vương giới, sau đó từ phía Tây Vương giới về Thiên Châu. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như thế làm phiền. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói với Kiều Ngưng, Kiều Ngưng, ta cái mạng này là các ngươi cứu trở về. Lần này ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tới giúp ngươi cứu trở về La Quân. Kiều Ngưng thật sâu nhìn một chút Minh Nguyệt Tiên Tôn, lúc này thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng cũng chỉ còn lại có hai chữ, cảm ơn. Giữa chúng ta, vĩnh viễn không cần hai chữ này, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra đi hướng tây phương vương giới con đường khó khăn trùng điệp nhưng là địa tàng vương bồ tát lấy không nguyện lực mở đường rất mau đem kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn đưa đến phía tây vương giới địa ngục xuất khẩu về sau minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng tại phía tây vương giới trong địa ngục thuận lợi đến phía tây vương giới đón lấy tìm tới phía tây vương giới truyền tống trận thuận lợi đến thiên châu mà tại ngọc thanh trong môn phó chi trần cùng tất cả trưởng lão sau khi thương nghị kết quả chính là Trước triệt để làm rõ ràng ngũ cốc xã Tắc Thần Thụ ở nơi nào. Bọn họ theo hạng ương cái kia bên trong đạt được tin tức là, ngũ cốc xã Tắc Thần Thụ biến hình hình dáng. Không còn là một cái cây, rất có thể tại La Quân thân thể. Sau đó, Phó Tri Trần trước dùng đại pháp lực tìm khắp La Quân toàn thân xuống, lại là không thu hoạch được gì. Sau đó, tại Phó Tri Trần trong tầm cung, Phó Tri Trần Hòa La Quân phát triển mở một lần đơn độc trò chuyện. Bản tôn chính là Ngọc Thanh Môn Trí Tôn, Phó Chi Trần. Phó Chi Trần đầu tiên giới thiệu, La Quân đã bị Phó Chi Trần dùng pháp lực hạn chế lại, hiện tại đã là không thể động đậy. Hắn nhìn về phía Phó Chi Trần, từ Tốn nói, ta biết. Phó Chi Trần nói ra, Bản Tôn muốn nói với ngươi những thứ này, là muốn nói cho ngươi, ngươi sinh tử không tại người khác tay, tại Bản Tôn tay. Cho nên, chỉ cần ngươi lựa chọn hợp tác, có lẽ, ngũ Cốc Xá Tác Thần Thụ không ngừng sẽ không cho ngươi mang đến tai nạn hơn nữa còn hội mang đến chỗ tốt to lớn nhưng cái tiền đề này là ngươi muốn hợp tác la quân nói ra thật sao phó tri trần nói ra trước đó bản tôn không có làm khó ngươi nữ nhân cùng bằng hữu hiện tại bản tôn cũng không muốn làm khó ngươi nhưng là ngươi phải hiểu rõ cái này cũng không đại biểu tất cả mọi chuyện đều có thể là hòa hợp êm thấm giải quyết bất cứ chuyện gì đều có điểm mấu chốt ngươi hiểu chưa la quân nói ra ta minh bạch Phó Chi Trần nói ra, tốt, chúng ta cần đem ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt. Bản tôn hỏi ngươi, ngũ cốc xã tắc thần thụ có phải hay không tại thân ngươi? Ngươi không cần nhìn trái phải mà nói hắn, bản tôn ý tứ, ngươi cần phải rõ ràng. Ngũ cốc xã tắc thần thụ, không tại ta thân thể. La Quân lập tức nói ra. Há, ở nơi nào? Phó Chi Trần lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta sớm biết vật kia sẽ mang đến cho ta tai nạn, cho nên, ta giấu ở thế giới bao la bên trong. Tại Yến Kinh, nếu như ngươi cần, ta có thể đi cho ngươi lấy. Ba, Phó Chi Trần đột nhiên hung hăng một bà tai tát tại La Quân mặt. La Quân gương mặt nhất thời sưng tấy một mảnh. Phó Chi Trần không lại ôn nhuận như Ngọc, hắn ánh mắt lạnh lẽo lên. Oát con, bản tôn trưởng quản Ngọc Thanh Môn nhiều năm, cái dạng gì xảo trá chi đồ chưa từng gặp qua. Ngươi muốn để lừa gạt bản tôn, ngươi có bản lãnh này sao? cái kia thế giới bao la bên trong có cái gì người rõ ràng bản tôn cũng rõ ràng là quân sờ sờ khóe miệng vết máu hắn cười lạnh nói ra có thể là làm sao xử lý đâu vật kia tại thế giới bao la bên trong chẳng lẽ người cho rằng ta sẽ không làm mấy cái tay chuẩn bị sao theo các ngươi lần thứ nhất xuất thủ lúc ta đoán đến một ngày này các ngươi giết ta lại có thể thế nào ngũ cốc xá tắc thần thụ hội vĩnh viễn tại viên giác pháp thần tay an ổn như núi Phó Chi Trần nói ra, bản tôn đáp ứng ngươi, không lại làm khó ngươi bằng hiếu. Có thể ngươi không nên bức bách bản tôn nuốt lời, thế giới bao la, bản tôn đi không? Nhưng là, bản tôn có thể mang theo quá tôn lầu tổ sư đi thiên châu. Hủy diệt thiên châu lại như thế nào? Đời này, luôn có người để ý đồ vật, luôn có làm ngươi thỏa hiệp biện pháp. Là quân nhìn Phó Chi Trần liếc một chút, nói ra, cho nên, ta đi cho ngươi thu hồi lại ta chỉ là để viên giác pháp thần thay bảo quản mà thôi. Chỉ có ta mới có thể tại pháp thần tay đem đồ vật cầm về. Phó Chi Trần gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Sau một hồi khá lâu, hắn cười. Hắn nói theo, người quả nhiên là cái giảo hoạt đồ vật, cỡ nào dễ nói từ. Để bản tôn đều không thể làm gì, chỉ có thể thả ngươi đi. Nhưng cho dù bản tôn làm lại nhiều tính toán, tại tay ngươi thả lại nhiều tay chân. Cái kia pháp thần viên giác đều có bản lĩnh thay ngươi giải khai. La Quân nói ra, không có cách, thực lực của ta yếu, cũng nên tìm mạnh hơn một chút chỗ dựa. Viên giác cũng không phải là người chỗ dựa. Phó Chi Trần nói ra, oát con, viên giác vì sao lại tại thế giới bao la, bản tôn ngươi rõ ràng. Hắn không phải bất luận kẻ nào tay chân cùng chỗ dựa, hắn tại thế giới bao la có hắn sứ mệnh. Ngũ cốc xã tắc thần thụ, cũng không tại viên giác tay, mà là tại thân ngươi. Vậy ngươi tìm đi, lục soát tính ngươi, là quân không quan trọng nói ra. Phó Chi Trần nói ra, nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng ngươi đã hòa làm một thể. Giết ngươi, có thể bước ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Vậy ngươi giết đi, vẫn phí lời cái gì? La Quân cười ha ha. Phó Chi Trần gắt gao nhìn chầm chầm La Quân. Hắn sau đó cười. Quả nhiên, Phó Chi Trần tiếp tục nói, bản tôn một mực có cái suy đoán này, tại vừa mới, ngươi nhịp tim đập một chút. Tuy nhiên ngươi che giấu rất khá, nhưng là bản tôn ở đây, gặp gì biết nấy, người một tia tinh thần ba động đều chạy không khỏi bản tôn pháp nhãn. Là quân tâm không khỏi hoảng hốt. Cái này phó chi trần, thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có là pháp lực vô biên, mà lại càng là trí kế khủng bố. Là quân bộ này lý do thoái thác, ở trong lòng đã từng diễn luyện qua vô số lần. Đây là hắn sau cùng biện pháp, nhưng là lúc này, thế mà bị phó chi trần dăm ba câu cho phá giải. Là quân, ngọc thanh môn cũng không phải là đồ phu phó chi trần tiếp tục nói đối với ngươi bản thân ngươi ngọc thanh môn là không có ác ý tuy nhiên trong môn đối người ý kiến rất lớn lần này trong môn tổn thất bao nhiêu có liên hệ với ngươi ngươi cũng ra tay giết lớn lên vân trưởng lão còn có đoạn thủy trưởng lão ngươi không nên trách bản tôn vì sao lại biết rõ ràng như vậy đó là bởi vì tứ đại yêu hoàng đối bản tôn bây giờ là biết gì nói nấy nhưng là những chuyện này Bản tôn cũng không có đối với môn nội người khác nói Người đem ngũ cốc xã tắc thần thụ ngoan ngoãn giao ra Sau đó bản tôn có thể tha chế ti cho ngươi Không phải vậy lời nói Đưa ngươi tách rời Sau đó thăm dò rõ ràng ngươi mỗi một tế bào Luôn luôn có thể tìm ra ngũ cốc xã tắc thần thụ Nhưng đây là bản tôn không nguyện ý nhìn thấy Là quân mỉm cười Nói ra trí tôn không hổ là trí tôn bội phục Ồ phó chi trần khẽ nhíu mày Là quân nói ra thực ngươi miệng khẳng định, nhưng trong lòng ngươi không nhất định. Cho nên, vì an toàn cùng bảo hiểm, ngươi mới muốn ta thỏa hiệp. Ngươi sợ giết ta về sau, vạn nhất ngũ cốc xá tắc thần thụ không tại ta thân thể, vậy ngươi hội gãy mất chỗ có manh mối. Chỗ lấy giờ phút này, ngươi cũng không phải lòng giả từ bi, mà chính là lấy lui làm tiến, đúng hay không? Phó Chi Trần nghe vậy trầm mặc sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đúng là người thông minh. Nhưng là người thông minh vào lúc này hẳn phải biết, một vị dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng cũng không có chỗ tốt. Là quân nói ra, ta cân nhắc một cái muộn, như thế nào? Một cái muộn, Phó Chi Trần nói ra. Không sai, là quân nói ra. Phó Chi Trần nói ra, một cái muộn, người có thể nghĩ ra biện pháp đến đào tàu. Là quân nói ra, muốn rời khỏi Ngọc Thanh môn căn bản không có khả năng. Ta như có rời đi bản sự, sẽ không bị các người bắt tới phó chi trần nói ra tốt bản tôn chẳng lẽ liền cho ngươi một cái muộn khí phách đều không có sao ngươi hồi tử dương trong hồ lô đi thôi sáng sớm ngày mai bản tôn sẽ tiếp tục hỏi ý ngươi đến lúc đó ngươi nếu vẫn qua loa tắc trách chối từ cái kia khác trách bổn tôn dùng chút không quá ưa thích thủ đoạn tới đối phó ngươi tốt la quân nói ra thiên châu minh nguyệt tiên tôn trước tiên hồi một chuyến minh nguyệt cung nàng là muốn nói cho kiếm hồng bụi cùng ly thiên nhược nàng đã bình an vô sự về sau minh nguyệt tiên tôn trong cung mang không ít đan dược bảo vật sau đó cùng kiều ngưng tụ hợp cứu la quân sự tình đem minh nguyệt cung toàn bộ đệ tử hô cũng không làm nên chuyện gì minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng tụ hợp về sau hai người trước tìm một chỗ vô danh sơn phong dừng lại hai người lòng có nhiệt huyết có chịu chê ti chi tâm nhưng các nàng biết chỉ có những thứ này tuyệt kế không đủ như thế nào cứu người làm sao cứu người Kiều Ngưng nghĩ đến Đại Khang Hoàng đế Hiên Chính Hạo. Nàng nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, ta hiện tại nghĩ đến có hai người, một cái là Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo bản thân đa mưu túc trí, lại có trường sinh đại đế cùng hắn hợp tác. Mà La Quân còn có một người bạn, nghe nói vượt qua chín tầng lôi kiếp, người này gọi là Bạch Tố Trinh. Nhưng là dấu ở thần nông trong thế giới, không biết như thế nào câu thông. Minh Nguyệt Tiên Tôn luôn luôn tự tôn tự cường, chuyện nhà mình, tuyệt đối không muốn đi phiền phức người khác nàng cận kề cái chê ti cũng không muốn đi cầu hiên chính hạo. Nhưng là lúc này, chiến thắng cứu la quân, minh nguyệt tiên tôn nguyện ý kéo xuống mặt mũi. Nàng liền nói ra, thần nông thế giới, ta có thể câu thông. Tuy nhiên kết giới rất mạnh, nhưng là oanh kích kết giới, luôn có thể dẫn tới bọn họ chú ý. Kiều ngưng đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Cái kia lập tức xử lý, ta sợ tiếp tục trì hoãn, là quân sẽ xảy ra chuyện. Kiều ngưng lập tức nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Kiều Ngưng, người tỉnh táo một chút. Là quân không dễ dàng như vậy chê ti, hắn là thiên mệnh chi vương. Thế nhưng là thiên mệnh chi vương cũng sẽ chê ti, Kiều Ngưng đột nhiên gấp đến độ rơi ra nước mắt. Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nàng ngay sau đó không nói thêm lời, liền bắt đầu thi triển pháp lực. Trong nháy mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn não vực pháp lực câu thông 3.000 thế giới, 3.000 duy trì cái kia giống như là một cái máy tính xung quanh sáng lên vô số màn hình một cái bình phong đại biểu một cái thế giới minh nguyệt tiên tôn rất nhanh tìm được thần nông thế giới thần nông thế giới quả nhiên là kết giới cường hãn không có hướng ra phía ngoài tiết lộ ra một tia thế giới chi lực tới minh nguyệt tiên tôn nhắm ngay thần nông thế giới tiếp lấy ngang nhiên xuất thủ nàng lực lượng hướng kết giới oanh sát mà đi ngay vào lúc này kết giới chi một đạo trắng noãn thủ ấn huy động trong nháy mắt đem minh nguyệt tiên tôn lực lượng tiêu trừ. Một cái băng lãnh thanh âm cô gái truyền đến, bọn chuột nhất phương nào muốn chế ti. Lại dám công kích bổn tỏa kết giới. Đương nhiên đó là áo đen tố trinh thanh âm. Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc. Nàng lập tức cảm nhận được cái này thanh âm nữ nhân chi ẩn chứa cuồn cuộn thế giới. Nghe thanh âm, liền để Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thấy khủng bố. Cho tới nay, Minh Nguyệt Tiên Tôn đều là đánh đầu thắng đó. Nhưng từ khi gặp phải Ngọc Thanh cửa mở bắt đầu, nàng cảm thấy tại tu hành, chính mình vẫn là cái vãn bối. Tiền bối tại, Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nói ra, vãn bối không có ý mạo phạm, bất quá là có việc bẩm báo. Nói, áo đen tố trinh nhạt lạnh nhạt nói. Là quân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Áo đen tố trinh nhất thời cũng bị kinh ngạc. Lúc này, tại Đại Khang Hoàng Thành, thiên trí các truyền tống trận, đột nhiên tuôn ra hiện kim quang. Đón lấy, áo đen tố trinh theo trong truyền tống trận xuất hiện. Thiên châu cũng có kết giới, áo đen tố trinh trực tiếp mượn dùng thiên chỉ các truyền tống trận. Sau đó, áo đen tố trinh thân hình lóe lên, liền bay ra hoàng thành. Thiên Long bắt bộ phù đồ phòng ngự cũng ngăn không được áo đen tố trinh. Một giây sau, áo đen tố trinh đã xuất hiện tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng trước mặt. Áo đen tố trinh toàn thân áo đen, nàng lãnh diễm ngạo nhân vô song nàng mỹ lệ khiến người ta mắt lom lom hạt châu nhưng càng khẩn yếu hơn là nàng thân thể lãnh ngạo khiến người ta không dám lòng sinh bất luận cái gì khinh nhờn chi ý nàng quanh thân xuống lôi quang ẩn ẩn như thiên kiếp đồng dạng tồn tại kiều ngưng trước kia cũng chưa từng thấy qua áo đen tố trinh nhìn thấy áo đen tố trinh một sát na này nàng có loại hãi hùng khiếp phía cảm giác người tu đạo nhìn thấy áo đen tố trinh loại này tồn tại, không cách nào không hãi hùng khiếp vía. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không dám nhìn thẳng áo đen tố trinh hai mắt. Áo đen tố trinh là tuyệt đối nhân vật cường hãn. 800 năm trước, nàng là chém giết thiên vị cảnh cao thủ tồn tại. Bây giờ, ai có thể nại nàng gì? Áo đen tố trinh hiển nhiên cũng không nhận ra kiều ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng không nhịn được muốn quỷ bái nhưng là, hai người cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Áo đen tố trinh nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút về sau, nàng trầm giọng hỏi, người nói là quân nguy cơ sớm tối, có ý tứ gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn còn chưa lên tiếng, Kiều Ngưng liền trước tiên nói. Vì La Quân, nàng cái gì đều có thể không để ý. Tiền bối là La Quân miệng thường sách bạch tố trinh tiền bối. Kiều Ngưng hỏi. Áo đen tố trinh nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, nói ra, ngươi là ai? Kiều Ngưng nói ra, vãn bối Kiều Ngưng, chính là La Quân bằng hữu Nàng cũng không biết vì cái gì, không dám nói chính mình là La Quân nữ nhân. Bất quá áo đen tố trinh hiển nhiên cũng không quá quan tâm những thứ này, nàng nói ra, người nói một chút đi, tình huống như thế nào. Kiều Ngưng nói ra, La Quân bị Ngọc Thanh Môn nhân bắt đi. Ngọc Thanh Môn, áo đen tố trinh bị kinh ngạc. Tiền bối biết Ngọc Thanh Môn, Kiều Ngưng nao nao. Áo đen tố trinh lạnh lùng nói ra, Ta sao lại không biết Ngọc Thanh Môn, tiên giới chó săn? Bọn họ bắt La Quân, chẳng lẽ là bởi vì áo đen Tố Trinh một mực biết La Quân cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật? Là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật bị Ngọc Thanh Môn biết. Áo đen Tố Trinh hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng lập tức nói ra, "Vâng." Nàng hơi hơi thở phào, vị tiền bối này nếu biết Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật. Tiểu thuyết như vậy nàng có thể miễn đi hứa giải thích thêm áo đen tố trinh lập tức trầm giọng nói ra cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng la quân huyết nhục dung hợp mà lại tại mi tâm chi huyền hoàng thần cốc hạt giống một khi bị cưỡng ép lấy đi la quân toàn thân tinh khí tiết lộ lập tức muốn chế ti mất bí mật này ngọc thanh môn nhân hiện tại biết không nàng sau cùng hướng kiều ngưng hỏi kiều ngưng lập tức nói ra hẳn còn chưa biết áo đen tố trinh nghe vậy cũng hơi hơi thở phào nói ra vậy thì tốt còn có một số thời gian minh nguyệt tiên tôn nói ra tiền bối ngọc thanh môn thực lực ngài cần phải rõ ràng một chút a áo đen tố trinh nói ra ta đối ngọc thanh môn giải đến từ viễn cổ huyết mạch thức tỉnh ta giải cũng không nhiều nhưng ta biết ngọc thanh môn tại trong tiên giới cũng không ít cao thủ là không biết hiện tại ngọc thanh trong môn có cái gì dạng cao thủ trong tiên giới người trong thời gian ngắn là sượng mặt minh nguyệt tiên tôn nói ra vãn bối cùng cái kia ngọc thanh môn trưởng giáo trí tôn giao thủ qua hắn tu vi rất lợi hại, nhưng kém xa tiền bối ngài. Nàng chỉ là bằng cảm giác, cũng đã có thể khẳng định điểm này. Áo đen tố trinh nói ra, Ngọc Thanh môn thực lực, tuyệt sẽ không là tại cái kia trưởng giáo trí tôn thân thể. Ngọc Thanh thế giới bị Ngọc Thanh môn trưởng khống, thế giới chi lực cũng tại bọn họ tay, lợi hại hơn là Ngọc Thanh môn quá tôn lầu. Nàng đón đến, lại hỏi, là quân bị bắt bao lâu? Kiều Ngưng nói ra, hôm qua bị bắt. Áo đen tố trinh nói ra, còn tốt, thời gian không dài. Nhưng chuyện này, chúng ta nhất định phải nắm chặt, cũng được, ta đi một chuyến ngọc thanh môn, trước giò xét thăm dò hư thực. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói ra, tiền bối không thể tùy tiện tiến đến, chúng ta bây giờ chính là nghĩ biện pháp, dành dụng lực lượng thời điểm. Ngài như thế vừa đi, nếu là không về, chúng ta nên như thế nào tự xử? Áo đen tố trinh nói ra, cái này không cần lo lắng, ta đã dám đi, có chút nắm chắc nàng sau đó không tiếp tục để ý hắn mà chính là trực tiếp ngưng thần cảm ứng ngọc thanh thế giới minh nguyệt tiên tôn cùng kiều ngưng hai mặt nhìn nhau các nàng cũng không biết có nên hay không ngăn cản áo đen tố trinh nhưng áo đen tố trinh đã khăng khăng các nàng cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng một chút áo đen tố trinh liên tục cảm ứng ngọc thanh thế giới sau một hồi khá lâu nàng có chút nổi nóng nói ra ngọc thanh thế giới chi lực quả nhiên bị toàn bộ vận chuyển lại chính là ta cũng vô pháp cưỡng ép phá giải đi vào đáng giận áo đen tố trinh sau đó oán hận nói ra nàng có rất ít không thể làm gì thời điểm kiều ngưng nói ra chúng ta ngược lại là biết một cái cửa vào áo đen tố trinh ánh mắt sáng lên lập tức nói ra mau nói kiều ngưng ngay sau đó giảng các nàng theo địa ngục như thế nào đi ra áo đen tố trinh nói ra tốt việc này không nên chậm trễ các ngươi theo ta lại đi một chuyến địa ngục đi địa ngục không hề có một chút vấn đề kiều ngưng thì nói ra nhưng là tiền bối chúng ta có thể hay không có thể đi trước gặp một người người nào áo đen tố trinh nhìn về phía kiều ngưng kiều ngưng nói ra đại khang hoàng đế hiên chính hạo người này đa mưu túc trí vãn bối không biết hắn lần này sẽ hay không nguyện ý ra tay giúp đỡ nhưng là hắn chỉ ít có thể lấy cho chúng ta một số ý kiến áo đen tố trinh khẽ nhíu mày ngay vào lúc này cái kia không khí sinh ra gợn sóng sau đó một đạo hư không chi môn xuất hiện đón lấy một tên trường thân ngọc lập thanh tú nam tử xuất hiện người này người mặc màu vàng sáng áo choàng chính là đại khang hoàng đế hiên chính hạo hiên chính hạo trực tiếp xuất hiện tại kiều ngưng các loại người trước mặt người nào áo đen tố trinh nhíu mày kiều ngưng lại là vui vẻ nói ra hắn chính là vãn bối nói tới đại khang hoàng đế áo đen tố trinh ánh mắt lăng liệt nàng dò xét hiên chính hạo liếc một chút nói ra người đang dám thị chúng ta Hiên chính hạo hướng áo đen tố trinh cung kính thi lễ, sau đó nói, tiền bối nói giỡn, vãn bối sao dám dám thì tiền bối. Chỉ bất quá, tiền bối là theo đại khang hoàng thành bên kia mượn đường tới, cho nên vãn bối nhìn nhiều. Vãn bối nghe được là la quân xảy ra chuyện, lúc này mới chạy tới. Những người này, ở trên trời châu đều là một phương nhân vật. Nhưng giờ phút này tại áo đen tố trinh trước mặt, toàn bộ thành hậu sinh vãn bối. Khoan hãy nói, xem như chỉ từ tuổi tác mà nói, áo đen tố trinh cũng là tuổi tác lớn nhất. Minh Nguyệt Tiên Tôn bất quá 1.000 tuổi, áo đen tố trinh hơn 1.000 tuổi. Kiều Ngưng cùng Hiên Chính Hạo càng đừng đề cập. Ở chỗ này, Hiên Chính Hạo xem như trẻ tuổi nhất. Nhưng hắn Tu Vi đã xa tại Minh Nguyệt Tiên Tôn Chi. Đương nhiên, Hiên Chính Hạo tại nhất nguyên chi chu bên trong cũng tu hành ngàn năm, hắn số tuổi thật sự, thực cũng là ngàn tuổi lấy. Áo đen tố trinh nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nàng nói ra, người muốn muốn giúp chúng ta cứu la quân câu nói này hỏi rất có thâm ý đầu tiên là phải hiểu rõ lẫn nhau lập trường hiên chính hạo gật gật đầu nói ra không sai áo đen tố trinh sau đó lại quét mắt một vòng kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn sau đó mới lần nữa nhìn về phía hiên chính hạo ta có thể tin tưởng ngươi hiên chính hạo nói ra vãn bối muốn làm thời điểm sẽ trực tiếp làm đêm đó bối không muốn làm thời điểm cũng sẽ không lá mặt lá trái lúc này vãn bối không có nói sai tất yếu. Huống chi là đối với ngài dạng này đại thần thông đến nói láo, đây là tự tìm đường chế ti. Vãn bối IQ không cho phép vãn bối làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Kiều Ngưng lập tức nói ra, nhưng là hoàng ngài luôn luôn không đều là ưa thích bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể sao. Hiên chính hạo nói ra, sai, Kiều cô nương, đây không phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ta chỉ là làm có nắm chắc sự tình, không đánh trận chiến không nắm chắc. Kiều Ngưng nói ra, chẳng lẽ cứu La Quân sự kiện này, người có nắm chắc? Hiên Chính Hạo nói ra, cần hợp mưu hợp sức. Vì sao lại đột nhiên muốn muốn ra tay giúp đỡ? Kiều Ngưng truy vấn. Vấn đề này rất trọng yếu. Hiên Chính Hạo nói ra, bởi vì không có ta, các người cứu không được La Quân. Không có ta, hắn chết ti chắc. Thật sao? Áo đen Tố Trinh Từ Tốn nói, ta còn thực sự không nhìn ra, nguyên lai các hạ như vậy khẩn yếu. Hiên chính hạo nói ra, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá tiền bối ngài có đặc thù thần thông, muốn đi thăm dò hư thực cũng không phải không thể. Này lại đối với chúng ta bước kế tiếp kế hoạch càng có lợi hơn. Nếu như ba vị tín nhiệm ta có thể theo ta về trước một chuyến đại khang hoàng thành. Áo đen tố trình trầm ngâm một cái trước mắt, liền nói ra, tốt, đi. Kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn gặp áo đen tố trình đều đồng ý, các nàng tự nhiên liền không tốt nói thêm gì nữa. Hiên chính hạo liền thi triển pháp lực, mở ra một đạo hư không chi môn. Sau đó, mọi người liền đi theo vào. Cái này đi vào, lại là trực tiếp đạt đến thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp chi. Mà lại mọi người đứng tại một nguyên chi mặt cầu. Tinh không trải rộng, sáng chói cuồn cuộn. Nơi này là vãn bối chế tạo pháp bảo, thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp. Hiên chính hạo đối áo đen tố trinh cung kính nói ra. Hắn có thể tại minh nguyệt tiên tôn, Kiều Ngưng trước mặt bày ra quân lâm thiên hạ khí khái. Nhưng hắn tại áo đen tố trinh trước mặt, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng cái này không có nghĩa là hiên chính hạo là sợ hãi, hoặc nói hắn bỡ đỡ. Cái này thực là một loại pháp tắc, cường giả pháp tắc. Đây là tất cả mọi người muốn tôn sùng pháp tắc. Áo đen tố trinh to liếc sơ một cái, liền gặp một tia điện quang tại cái này tinh không nhanh chóng chuyển một chu thiên. Về sau, cái này tia điện quang trở lại áo đen tố trinh đôi mắt chi pháp bảo này rất không tệ, tuy nhiên không tính là tránh thức tiên khí, nhưng là đã có tiên khí huyền ảo cùng uy lực. Chỉ bất quá, pháp bảo này cùng đại khang hoàng thành đã hòa làm một thể, người đã mang không đi pháp bảo này. Áo đen tố trinh nói ra, hiên chính hạo nói ra, tiền bối tuệ nhãn, liếc một chút xem thấu tất cả hư ảo, vãn bối bội phục. Áo đen tố trinh nói ra, người dẫn chúng ta tới nơi này, có lời gì nói đi. Hiên chính hạo nói ra, trước đó là quân tiến về Ngọc Thanh Môn, là vãn bối đưa hắn tới. Áo đen tố trình bị kinh ngạc, nói ra, là quân không phải là bị bắt vào đi, là chính hắn chạy tới Ngọc Thanh Môn. Hiên chính hạo nao nao. Kiều ngưng nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, là quân là vì cứu ta cùng tiên tôn mới đi Ngọc Thanh Môn. Cứu các ngươi, các ngươi là la quân người nào, chỉ là bằng hữu áo đen tố trình ánh mắt như điện, liền như vậy dò xét kiều ngưng cùng minh nguyệt tiên tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thấy có chút không thoải mái, nàng cũng là mười phần ngạo khí người. Nếu không phải áo đen tố trinh chính là vì cứu La Quân mà đến, nàng quả quyết khó có thể chịu đựng áo đen tố trinh ngôn ngữ cùng ánh mắt. Kiều Ngưng liền nói ra, La Quân cùng ta, chính là có phu thê chi thực. Tiên Tôn xác thực chỉ là La Quân bằng hiếu, nhưng, cho dù là bằng hiếu gặp rủi ro, La Quân cũng sẽ cam mạo cự hiểm tiến đến cứu giúp. Áo đen tố trinh nói ra, cái này ta biết, hắn nhiều năm như vậy, nhìn tới vẫn là một chút cũng không thay đổi. a à, ta đổ quên, hắn cũng không có kinh lịch bao nhiêu năm. Áo đen tố trinh cũng không xoắn suýt tại điểm này, nàng nói với hiên chính hạo, người như thế tiến hắn đi, là có ý gì? Đây không phải đi tiến hắn chết đi sao? Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, đây là vãn bối duy nhất có thể vì hắn làm, lúc đó tình huống, hắn một người đi, có khả năng bốn lạng kích thích ngàn cân, thành công cứu người. Và lại, vãn bối nếu không để hắn đi, chỉ sợ hắn hội phát cuồng áo đen tố trinh nói ra tốt ga à, đã như vậy người đưa ta tới đi ta muốn đi nhìn một chút là quân hiện tại đến cùng tình huống như thế nào nếu như vận khí tốt trực tiếp đem hắn mang ra vậy cũng thiếu cái kia rất nhiều phiền phức hiên chính hạo nói ra tốt bất quá cần hao phí một chút thời gian muốn chờ một đêm sáng sớm ngày mai cánh cửa này mới có thể làm lên sau đó tiền bối mới có thể đi qua áo đen tố trinh nói ra vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền ngồi xếp bằng. Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo ngồi xếp bằng. Các nàng đều là người tu đạo, bắt đầu tính tỏa có thể thiên hoang địa lão, tính tỏa một đêm, bất quá là lại tầm thường bất quá. Hiên chính hạo liền bắt đầu vận chuyển ma điển, chính là trường sinh đại đế vãng sinh la bàn. Hắn pháp lực trùng trùng điệp điệp, rồi rào ngang dọc, không ngừng tại tinh không chi cướp lấy tài liệu. Cũng tại Ma Điển cùng Vãng Sinh La bàn chi chế tạo các loại nguyên tố. Một đêm thời gian trôi qua, một đạo hoàn toàn mới môn liền xuất hiện. Áo đen Tố Trình bỗng nhiên đứng dậy. Hiên Chính Hạo lần nữa đưa ra một cái ngọc bội, nói ra, muốn lúc trở lại, bóp nát ngọc bội là được, vãn bối chính là tiền bối lần nữa mở ra hư không chi môn. La Quân tại Tử Dương trong hồ lô đợi, hắn lúc này cái gì đều làm không. Toàn thân pháp lực đều bị Phó Chi Trần mạnh đại thiên vị chi lực hạn chế lại hắn liền linh hồn tinh thạch đều không thể vận dụng đến mức hiên chính hạo trừa cho hắn cái viên kia ngọc bội hắn cũng đặt ở địa tàng vương bồ tát chỗ đó bởi vì la quân không dám mang theo trên người la quân tâm lý rõ ràng cho dù mang theo trên người hắn cũng vô pháp vận dụng cái viên kia ngọc bội trở về phó chi trần sẽ không cho hắn cơ hội này nhưng là hắn thân thể đồ vật sẽ bị phó chi trần điều tra rõ ràng ngọc bội kia một khi rơi vào đến phó chi trần trong tay như vậy phó tri trần sẽ biết la quân đến đây ngọc thanh thế giới bí mật đồng thời tìm hiểu nguồn gốc điều tra đến hiên chính hạo nơi đó đi la quân không quen đi liên lụy bằng hiếu cho nên hắn sẽ không như thế làm la quân đạo hiếu có muốn hay không đọc bần tăng tại la quân vô kế khả thi thời điểm tại la quân trong não vực linh tuệ hòa thượng thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên la quân nghe vậy ngốc ngẩn ngơ hắn có chút phản ứng không kịp bởi vì linh tuệ hòa thượng thật sự là biến mất thời gian quá dài chờ hắn kịp phản ứng về sau hắn bỗng cảm giác cuồng hỉ vô hạn nhanh nhạy la quân kém chút không có kêu thành tiếng linh tuệ hòa thượng mỉm cười theo rồi nói ra a di đà phật la quân nói ra a à người cái muội a à, người nha, vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt đúng hay không linh tuệ hòa thượng cười ha ha nói ra bần tăng thật là rất sớm tỉnh lại lúc nào la quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiến Ngọc Thanh Môn trước đó. La Quân nói ra, người có ý tứ sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này không rất tốt. La Quân nói ra, tốt cái gì? Hiện tại vạn kiếp bất phục. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể kiên trì đến bây giờ mới đi đến một bước này, rất không dễ dàng. La Quân nói ra, tốt ra, hiện tại ngươi vì cái gì lại đi ra? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bởi vì, ngươi tất cả tiềm lực đều dùng đến, cũng không có khả năng giải quyết khốn cảnh trước mắt. Cho nên lúc này, Bần Tăng nhất định phải đi ra. La Quân vui vẻ nói, người đã nói như vậy, đó nhất định là có biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng có thể không có cách nào cứu đạo hữu ngươi. La Quân khẽ giật mình, nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ban đầu ở kỷ phấn trắng thế giới, hao phí nhiều như vậy đan dược, lại có thiên thời địa lợi nhân hòa, Bần Tăng cũng mới miễn cưỡng giúp ngươi vượt qua cửa ải khó hiện tại ngọc này rõ ràng môn nhưng khác biệt tại kỳ phấn trắng thế giới. Quá tôn trong lầu, có tuế hàn tam hữu toàn bộ là tạo hóa cảnh cao thủ. Còn có một chương hỗn nguyên thái cực đồ chúa tể ngọc thanh thế giới chi lực. Mà lại, quá tôn lầu còn có nhất tôn tạo hóa cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh thần thông cao thủ. Hỗn nguyên thái cực đồ là tại vị cao thủ này tổ sư tay. Bọn họ cầm hỗn nguyên thái cực đồ chúa tể ngọc thanh thế giới, chính là bần tăng toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng muốn hao phí một số tâm thần đến ứng phó cái kia hỗn nguyên thái cực đồ. Huống chi hiện tại, người đem bần tăng toát, bần tăng cũng không thể tránh được. Là quân nói ra, ta dựa vào, vậy người cái này đi ra ngoài là làm cái gì? Nói cho ta biết, không có cứu, nhận mệnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hiện tại, bần tăng chỉ có một cái biện pháp. Là quân vui vẻ nói, nói đi, người vẫn là có biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vị tổ sư nào một mực tại tu luyện hốn nguyên thái cực đồ, Ngọc Thanh môn tạm thời hẳn là sẽ không đi kinh động vị tổ sư nào. Cho nên, bần tăng cái này biện pháp, còn có chút khả thi. La quân nói ra, thật sao? Linh tuệ hòa thượng nói ra, thực vị tổ sư nào, bần tăng một mực biết. Nếu như hắn xuất thủ, bần tăng biện pháp là không có cách nào được đến thông. Vị tổ sư nào gọi là giữa xuân ngưu, hắn là tiên giới bố phía dưới một quân cờ địa cầu cùng tiên giới về sau có chỗ ăn ý trưởng khống thế giới chi lực người cũng không thể tại địa cầu đợi na cái á nắm giữ phía tây vương giới thế giới chi lực nhưng là một mực là thân thể tàn phế cho nên không có bị xua đuổi nhưng là nàng một khôi phục lực lượng bị viên giác đuổi đi mà giữa xuân mưu bọn họ là sử dụng hỗn nguyên thái cực đồ trưởng khống ngọc thanh thế giới thế giới chi lực kể từ đó cũng không tính cá nhân nắm giữ thế giới chi lực sau đó tại quy tắc bên trong Viên giác cũng không tiện đánh vỡ trước đó định ra quy tắc. Nhưng là, nếu như ngoại địch xâm nhập, giữa Xuân Mưu có thể vận chuyển hỗn nguyên thái cực đồ, khởi động Ngọc Thanh thế giới thế giới chi lực. Là quân nghe không khỏi kinh hồn bạt vía hắn nói ra, ta nghĩ tới Ngọc Thanh môn lực lượng không thể coi thường, lại không nghĩ rằng, thế mà khủng bố đến lần này tình trạng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người nghĩ không ra còn nhiều, nếu không phải lúc trước quy tắc hạn định, Ngọc Thanh môn lực lượng càng thêm không thể tưởng tượng tiên giới xuất thủ, không thể coi thường. Cái kia ngươi năm đó, làm sao tại địa cầu pha trộn? La quân hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng pha trộn thời điểm, viên giác thụ thương không có khôi phục. Quy tắc, quy định còn chưa đi ra, nhưng là ngươi nhìn bần tăng cái này không phải cũng xuống dốc cái kết cục tốt sao? La quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, cũng còn tốt, người bây giờ còn sống. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không kéo những thứ vô dụng này. La Quân nói ra, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cái kia giữa xuân mưu tu vi là nhiều năm trước, vẫn là hiện tại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tuy nhiên tu vi mất hết, nhưng là còn có thể nghe đến ngọc này thanh thế giới khí tức. Hắn tu vi nhiều năm trước là tạo hóa cảnh tứ trọng, hiện tại cũng không có đột phá đến ngũ trọng. Đến tạo hóa cảnh, muốn lại tiến lên trước một bước, đây chính là muôn vàn khó khăn. La Quân nói ra, tốt ra, à? vậy người biện pháp là. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng muốn lấy đại linh dịch thuật dung hợp huyền hoàng thần cốc hạt giống, tạo ra một cái sinh linh cây mây trứng tới. Cái này mai cây mây trứng sẽ đem ngươi triệt để bao khỏa ở bên trong. Chỉ cần giữa xuân mưu không xuất thủ, bọn họ khó có thể đem cái này mai dây leo trứng cho đánh tan. Khổ khổ, đây là người biện pháp, là quân không khỏi có chút mắt trợn tròn. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đây là bần tăng biện pháp duy nhất, không phải vậy đâu. Chờ lấy ngày mai. Bọn họ đem đạo hữu ngươi giết. Có thể đây cũng không phải là giải quyết chi pháp A. À. Là quân nói ra, nếu như bọn hắn một mực không phá hết dây leo trứng, sớm muộn vẫn là muốn kinh động ngươi nói cái kia giữa xuân mưu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng có thể làm, là là đạo hữu ngươi tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian, là quân nói ra, có ý tứ gì? Linh tuệ hòa thượng nói ra, chờ đợi ngoại viện, chờ đợi người khác tới cứu ngươi. Là quân nói ra, này làm sao các loại, người đều nói, Ngọc Thanh môn có giữa xuân mưu dạng này tồn tại. Người nào có bản lĩnh tới cứu ta, đây không phải là tới một cái chết ti một cái, đến hai cái, chết ti một đôi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia bần tăng cũng không biết, cũng nên lưu giữ điểm hy vọng đúng không? Đạo hữu ngươi luôn luôn có thể tuyệt sử phùng sinh, có lẽ lần này, y nguyên có dấu vết phát sinh đây. Người cảm thấy, cái này dấu vết khả năng có sao? La Quân không khỏi khóe miệng đắng chát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, dựa theo đại khái dẫn tới nói, cơ bản không có khả năng. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng phải làm sao cùng một tia nỗ lực, không phải sao. Cũng không thể thật đợi đến ngày mai, sau đó chết đi mất a. À. Dù sao cũng phải dẫy ruộng dẫy ruộng, không phải sao. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, nhanh nhạy. Vẫn là ta ngày mai cùng Phó Chi Trần trực tiếp bàn giao. Sau đó ta để hắn đem ngươi thả, cái này Phó Chi Trần không tính là tiểu nhân hèn hạ, hẳn là sẽ nói được thì làm được. Đã ta hẳn phải chê ti không nghi ngờ, không muốn người đi theo ta tiếp tay làm việc xấu. Thế nhưng dạng người sẽ chê ti, Linh Tuệ Hòa thượng ánh mắt hơi đổi, nói ra. Là quân nói ra, không như vậy, không phải cũng là sẽ chê ti. Đã đều là chê ti, làm gì liên lụy người thì sao? Linh Tuệ Hòa thượng mỉm cười, nói ra, nhưng bần tăng muốn làm một chuyện thời điểm đạo hữu người cũng vô pháp ngăn cản. Tuy nhiên sinh cơ xa vời, nhưng bần tăng còn thì nguyện ý cùng đạo hữu người cùng một chỗ đánh bạc cái này một thanh. Ngươi, là quân nói ra, nhanh nhạy, không thể. Linh tuệ hòa thượng trầm giọng nói ra, lần này, bần tăng cũng không biết có thể tiếp nhận bao nhiêu ngoại lực, có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ, sẽ chê ti, có lẽ, hội ngủ say thật lâu. Nhưng là la quân đạo hiếu, bần tăng ngang dọc qua, giết người như ngóe qua, đã từng rơi vào vô biên địa ngục qua đời này có thể được người dạng này một người bạn lại là cảm thấy không uổng công đời này nhanh nhạy là quân bỗng cảm giác cực kỳ bi ai ta không cho phép ngươi làm như vậy là quân nghiêm nghị nói đây là mệnh lệnh sau đó hắn đột nhiên với bên ngoài hô lớn phó tri trần phó tri trần một sát na kia là quân dường như trông thấy não vực có một tên hòa thượng hắn thanh tú nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt Hắn là thân thiết như vậy, quen thuộc, hắn hướng La Quân lộ ra một cái như vui sướng ấm áp nụ cười. Sau đó, vô cùng dây leo theo La Quân chỗ mi tâm lan tràn đi ra. Đón lấy, những thứ này lục sắc đằng mạn triệt để bao trùm La Quân toàn thân dưới. Phó chi Trần nghe được La Quân hô to về sau, lập tức ở tẩm cung chi tế ra Tử Dương Hồ Lô. Sau đó, hắn một tay lấy bên trong sự vật cầm ra tới. Nhưng hắn cầm ra đến cũng không phải là La Quân mà là một cái lục sắc đằng chứng, Rất lớn dây leo trứng, trọn vẹn có thể đựng người kế tiếp. Mà rất hiển nhiên, là quân ở bên trong. Phó Chi Trần nhìn lên trước mặt dây leo trứng, hắn nhân lại mày kiếm. Sau đó, hắn lạnh lùng nói ra, là quân, lăn ra đến. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phó Chi Trần là thật giận, hắn nói tiếp, bản tôn cho ngươi phải có tôn trọng, nhưng ngươi lại dám như thế trêu đùa bản tôn, quả thực là đáng chế ti bản tôn sau cùng nói một tiếng, đi ra. Cái kia dây leo trứng an tĩnh như vậy ngốc tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Muốn chê ti, phó chi trần triệt để phát tác, hắn tay ngưng tụ ra một cây kiếm khí. Tiếp lấy kiếm khí bắn ra, khẩu này mang theo thiên vị chi lực kiếm khí liền hướng cái kia dây leo trứng hung hăng chém giết tới. Trong nháy mắt đó, cái này thiên vị chi lực kiếm khí cũng không có chém ra tia lửa tới. Lại là như châu đất xuống biển một dạng. Cái này tia kiếm khí, tựa hồ là bị dây leo trứng hấp thu. Ừm, Phó Chi Trần lần nữa nhíu mày, hắn cảm giác được tà môn. Sau đó, hắn đại thủ cầm ra, một đạo đại thủ ấn liền đem dây leo trứng bao phủ, hắn thi triển bạo lực, liền muốn đem dây leo trứng bóp nát. Nhưng cái này vừa thi triển, lập tức để hắn cảm thấy thất sắc. Hắn lực lượng chen đè tới, bên trong giống có cái quái vật, bắt đầu hấp thu hắn lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Phó Chi Trần không dám tin. Lúc này, dây leo trứng bên trong, là quân chính đang thi triển đại thôn vệ thuật hấp thu ngoại giới lực lượng. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi, không khỏi hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói, tại sao có thể như vậy? Tại vừa mới, là quân trong thân thể cấm chế đã bị Phó Chi Trần một kiếm toàn bộ chém ra. Audio điện tử võ tấn bền là quân đối với lúc này biến hóa cũng là cảm thấy kinh hãi không hiểu linh tuệ hòa thượng nói ra cái này cũng không có gì tốt quái năm đó ngũ cốc xã tác thần thụ đem các tiên nhân khắc chế đến đau đến không muốn sống lúc này ngũ cốc xã tác thần thụ trọng sinh cũng trước kia có tiến một bước tỉnh hóa cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống có thể đem vạn vật luyện hóa bần tăng bất quá là mượn nhờ đại linh dịch vật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống đem bọn hắn lực lượng chuyển hóa đạo hữu người trong này thật tốt hấp thu những lực lượng này thành chỉ cần cái kia giữa xuân mưu không xuất thủ bần tăng còn có thể miễn cưỡng trèo chống một số. La quân không khỏi đại hỷ. Hắn nói ra, ta vẫn luôn biết, huyền hoàng thần cốc hạt giống có thể đem vạn vật hòa hợp một lò, nghĩ không ra còn có bực này diệu dụng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, người nếu không biết đại thôn vệ thuật, cũng vô pháp hấp thu bọn họ nguyên khí cùng lực lượng. Đây cũng là đạo hữu người một trận kỳ ngộ a. À. La quân nói ra, ha ha, tốt. Phó tri trần trong tầm cung, Phó Chi Trần liên tục lấy thiên vị lực lượng xé rách cái này mai dây leo trứng, nhưng hắn tất cả lực lượng đều là như châu đất xuống biển đồng dạng. Cái này gây nên Phó Tri Trần chú ý. Hắn lập tức mang theo cái này mai dây leo trứng đi cùng chúng Phó Trưởng Giáo, cùng các trưởng lão tại Vân Đính Thánh Điện nghị sự. Tại Vân Đính bên trong Thánh Điện, chư vị trưởng lão, Phó Trưởng Giáo nhóm ảo ảo trước chém giết dây leo trứng, nhưng là tất cả lực lượng đều bị dây leo trứng cho hấp thu đi vào, Quỷ dị như vậy sự tình để mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Mây đen kia trưởng lão nhịn không được nói ra, chẳng lẽ cái này dây leo trứng là ngũ cốc xá tắc thần thụ. Morgan Stanley trưởng lão lập tức nói ra, nhưng là cho dù là ngũ cốc xá tắc thần thụ, cũng không thể hấp thu chúng ta lực lượng A. Mọi người lại lần nữa lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ cái kia phó trưởng giáo Âu Dương đa tình kinh dị nói ra, chẳng lẽ ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng tiến hóa bây giờ ngay cả chúng ta lực lượng đều có thể hấp thu. Mọi người nghị luận ẩm ý, không có kết quả. Lúc này, Phó tri Trần rốt cục mở miệng, hắn nói ra, việc này thật là kỳ quặc không, cái này mai dây leo trứng, không hề nghi ngờ, cho dù không phải ngũ cốc xã tác thần thụ, cũng cùng ngũ cốc xã tác thần thụ có cắt không ra liên hệ. Chúng ta lực lượng có hạn, kiến thức cũng có hạn. Việc này, vẫn là cần phải đi thỉnh cầu quá tôn lầu tổ sư nhóm đến nghị định hắn này bằng với là định âm điệu tử. Mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối. Mà cũng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Có người đang xông trận, phó chi trần biến sắc, đi, hắn lập tức thân hình lóe lên, liền bay ra vân đính thánh điện. Tất cả trưởng lão, phó trưởng giáo lập tức theo sau lưng. Bao quát còn tại Ngọc Thanh Môn một số đệ tử kiệt xuất, cũng toàn bộ nghênh đón. Cả đám, toàn bộ lăng không thực sự tải hư không chi. Tại hư không mới, chính là Ngọc Thanh môn thủ hộ đại trận. Mà tại đại trận hư không, một tên áo đen nữ nhân ngạo mà đứng. Cái này áo đen nữ nhân tướng mạo tuy nhiên tuyệt mỹ, nhưng lại lãnh ngạo bức người. Nàng tại đại trận bên ngoài, Phó Chi Trần chỉ huy mọi người tại đại trận bên trong. Người đến người nào, Phó Chi Trần tách mọi người đi ra, hắn cùng nữ nhân kia cách trăm mét khoảng cách, lạnh lùng muốn hỏi. Phó Chi Trần chính là tuyệt thế cao nhân, lúc này tâm lý rất là rõ ràng, kẻ đến không thiện, mà lại, người đến tu vi phi thường cao. Áo đen nữ nhân quét mắt một vòng phó chi trần cái này cả đám, sau đó, nàng ánh mắt khóa chặt phó chi trần. Ta chính là thần nông thế giới bạch tố trinh, người đến chính là áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh nói tiếp, người là Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn phó chi trần. Phó chi trần cũng chưa quen thuộc áo đen tố trinh, hắn trầm giọng nói ra, không tệ, bản tôn chính là. Ngọc Thanh Môn cùng các hạ tựa hồ không có bất kỳ cái gì liên quan, các hạ hôm nay tới đây là ý thế nào? Áo đen tố trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, các người chỗ với tay người la quân, chính là là bằng hữu ta. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức thả hắn. Nếu không lời nói, Phó Chi Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, còn thật là nghĩ không ra, cái này tiểu tiểu la quân, thế mà còn có các hạ dạng này không dậy nổi bằng hữu. Bất quá, thả hắn là không thể nào. Ngươi muốn như nào, các hạ, người tuy nhiên bản sự công tham tạo hóa, nhưng Ngọc Thanh Môn lại cũng không phải người có thể tự do buông thả địa phương. Tốt, áo đen tố trinh cũng không nói nhảm. Hộ trận, Phó Chi Trần lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó cả đám toàn bộ thi triển pháp lực, hướng đại trận kia kích bắn đi. Bao quát Phó Chi Trần, Phó Chi Trần vận chuyển hùng hậu rồi rào thiên vị chi lực hướng đại trận kia thua đưa qua. Ngọc Thanh Môn đại trận lập tức quang mang vạn trược, ánh sáng màu vàng ống kia đem Ngọc Thanh môn hộ đến kín không kẽ hở. Chính là thiên lôi oanh sát xuống tới, cũng vô pháp dung chuyển cái này khủng bố đại trận. Áo đen Tố Trinh pháp tướng trang nghiêm. Giá trị lúc này, nàng chỉ là chém ra một kiếm. Tay nàng ngưng tụ ra một miệng lôi kiếm đến. Đại hỗn độn lôi kiếm. Là quần đại linh hồn lôi kiếm bất quá là thoát thai từ áo đen Tố Trinh đại hỗn độn lôi kiếm. Lôi quang thoáng qua, cái kia ngọc thanh môn đại trận kim quang lấp lóe xa xa đến xem, giống như là đại như biển. Mà lôi kiếm chém xuống, giống như là một kiếm gãy mất ngũ nhạc thái như núi. ầm ầm kịch liệt quang hoa chói lọi không, một giây sau, ngọc thanh môn đại trận trực tiếp bị xé nứt ra. Chư đệ tử, trưởng lão, bao quát phó chi trần toàn bộ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Riêng là Phó Chi Trần, hắn tại thời khắc này sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn thân thể giữa không trung cũng là lung lay sắp đổ. Chúng ngọc thanh môn nhân toàn bộ đều là kinh hãi thất sắc. Quá kinh khủng, nữ nhân này là một kiếm liền đem ngọc thanh môn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận phá mất, hơn nữa còn trọng thương ngọc thanh môn rất nhiều nòng cốt. Nữ nhân này, vẫn là người A. Áo đen tố trinh vẫn là ngạo nghễ không, nàng ánh mắt bắn phá. Liền gặp cái kia trống không đếm điện quang lấp lóe. Một giây sau, là quân nhìn đến phó chi trần tử dương trong hồ lô, có một cái dây leo trứng, mà lại, Áo đen Tố Trinh còn chứng kiến dây leo trứng bên trong La Quân. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt nhịn không được lóe ra tâm tình vui sướng. Nàng bàn tay lớn vồ một cái, chính là đến bắt Phó Chi Trần. Lôi điện chi thủ, hung mãnh vô cùng. Tại Áo đen Tố Trinh trước mặt, những người này đều chẳng qua là con kiến hôi. Năm đó Áo đen Tố Trinh giết Thiên vị chi lực Bồ Tát cùng giết chó một dạng. Lúc này, Phó Chi Trần những người này ở đây trong mắt nàng căn bản không đáng chú ý. Áo đen tố trinh đại thủ ấn chộp tới, liền gặp lôi quang tư tư. Cái này lôi quang, chính là chín tầng lôi kiếp thần quang, lại nhiều pháp tắc, thiên vị chi lực tiếp xúc, cũng sẽ bị lập tức chém giết thành cho tàn. Thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, đánh đầu thắng đó. Phó Chi Trần luôn luôn đều là đại thủ vô bắt, không ai cản nổi. Hôm nay, hắn cũng rốt cục nếm đến loại tư vị này. Làm áo đen tố trinh đại thủ ấn chộp tới lúc, hắn căn bản không có lực lượng đề kháng. Mắt thấy Ngọc Thanh môn trưởng giáo trí tôn muốn bị hắc y tố trinh như vậy vồ bắt đi, ngay vào lúc này, Ngọc Thanh môn quá tôn lầu rốt cục có phản ứng. Đạo hữu chậm đã, cái thứ nhất chạy đến chính là quá tôn lầu không cần chân nhân. Không cần chân nhân chính là tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi. Cái kia không cần chân nhân một thân đạo bào màu xanh, tay cầm ngân sắc phù trần, đạp không mà đến, tiên phong đạo cốt. Không cần chân nhân trong nháy mắt đi vào hiện trường, đồng thời tay phất trần vung lên. Liền gặp cái kia phất trần kích xạ ra cường hãn tạo hóa chi lực tới. Tạo hóa chi lực oanh một tiếng, liền đem áo đen tố trinh lôi điện thủ ấn đánh giết thành phấn vụn. Tham kiến tổ sư, phó chi Trần chờ cả đám tại hư không chi tiện ào ào hướng không cần chân nhân hành lễ. Không cần chân nhân sắc mặt lạnh nhạt, nói, các ngươi đứng lên đi. Phó chi Trần chỉ huy mọi người đứng dậy. Phó tri Trần lộ ra không hổ thẹn nói không cần tổ sư đệ tử hổ thẹn không cần chân nhân mỉm cười nói ra trưởng giáo trí tôn người không cần.